Hello các phờ gen lại là sói đây. Hôm nay mình lại đem đến cho các bạn một câu chuyện xuyên không siêu hài hước. Nếu thấy hay thì hãy kéo cả lò vào like và sụp dai cho tim sói nhé. Tường thuật xương xương trước khi mở đầu câu chuyện. Tiết tử đường, trinh quán năm thứ 10, tại Kinh Dương huyện, trưởng nhạc phường, một bàn tay của ai đó đặt lên cửa. Sau đó xuất hiện một em gái có thân hình cực kỳ nóng bỏng, đêm đã khuya, công tử không cần vội. Mau vào đi, nô ra pha trà dọn giường cho ngài, một thanh niên nghe xong thì mặt mày tối sầm lại tiếp đó em gái kia bước ra dẫn thanh niên vào phòng lúc sau em gái nằm ưỡn ẹo trên giường với toàn thân ướt đẫm mồ hôi công tử nô ra cảm thấy rất nóng người có thể giúp nô ra kiểm tra thân thể không thanh niên nghe vậy thì tiến tới với bộ mặt đen kịch không có cảm xúc sau đó hắn ta từ từ dùng tay sờ vào cổ em gái khiến cô ta sung sướng thốt lên xin công tử thương tiếc dứt lời thanh niên lập tức bóp chặt em gái lại cô ta bất ngờ mở to mắt trong đồng tử hiện rõ một vòng tròn lực khí ở góc độ này có thể nhìn thấy thanh niên đang dùng đạo thuật áp chế em gái khiến cho khí tức ma quỷ của cô ta không ngừng tuôn ra từ thân thể. Trên tay thanh niên kẹp chặt một lá bùa kim quang, ánh mắt của hắn ta phát ra ánh sáng chói lóa, yêu quái, còn không mau hiện nguyên hình. Mở đầu câu chuyện, tôi tên là Thẩm Trường Thanh, một thanh niên tốt lớn lên dưới lá cờ đỏ và được giáo dục về lý thuyết khoa học duy vật từ khi còn nhỏ, một lần xuyên không đến cái xã hội phong kiến ăn thịt người này. Đại Đường chinh quán năm thứ 10, không những không xuyên thành hoàng tử, vương gia phú nhị đại cũng không có hệ thống trợ giúp tội nghiệp tôi xoay sở sống tàn tiện làm lụng dành dụng tiền thuê túp lều lục sụp để ở mà vẫn không thoát khỏi số phận bị hố trường thanh bước vào căn nhà tức giận xé nát tờ giấy cầm trên tay chết tiệt khu trung gian vô đạo đức trong triều đại nhà đường cũng tràn lan như vậy sao thảo nào viện tử này rẻ nhất căn nhà rách này đã trở thành khởi đầu cho cuộc đời thống lĩnh nhà đường huyền thoại của tôi trường thanh bước tới trước cánh cửa được dán đầy rẫy những lá bùa chú thở ngắn thở dài quên đi tiền tiêu hết rồi còn có thể làm sao một luồng gió lướt qua làm rơi lá bùa từ trên cánh cửa xuống nơi bẩn thỉu và nhỏ bé này cũng không có dịch vụ dọn dẹp dán toàn những thứ linh tinh bên trong sân nhà còn có một thanh kiếm sắt dỉ xét đang ghim lên một trận pháp bát quái âm dương nhìn lên trần nhà thì thấy mà nhện đóng thành màng to xung quanh những lá bùa chú trường thanh đi tới trước thanh kiếm dỉ xét kia thầm nghĩ thực tế đã chứng minh rằng dù tôi là người xuyên không đến từ xã hội văn minh hiện đại của thế kỷ 21, Đối mặt với 800 tên gian thương ở cổ đại này chắc là không đủ tỉnh, nghĩ tới đây Trường Thanh lấy ra một điếu thuốc nhét vào miệng bật lửa lên. Thôi thì làm một điếu để bình tĩnh chút, anh ta siết một hơi thật dài sau đó phì khói ra. Ánh mắt liếc nhìn sang một bên trông thật vô tri, những làn khói thuốc lá của Trường Thanh bốc lên nghi ngút, vô tình cây cổ thụ chết khô bên cạnh sau khi hít phải luồng khói thuốc thì đâm chồi nảy lộc. Khi Trường Thanh đang đi quan sát xung quanh căn nhà thì phát hiện một vùng sáng lóe lên, ấy ấy, kia là thứ gì, sắt vụn gì cũng vứt lung tung vậy? Anh ta hiếu kỳ bước lại cầm lấy thanh kiếm xem thử nhưng ai mà có rẻ vừa chạm thì gãy luôn mẹ nó cái cán. Cô cậu nhìn chằm chằm vào cái cán kiếm há to mồm hét lớn, to rồi. Nó bị gãy rồi, vẫn còn muốn giữ lại để cắt cỏ và xới đất cơ mà. Đột nhiên từ trong gian phòng phát ra một tiếng nói khiến trường thanh giật mình quay đầu nhìn sang, công tử, cứu ta. Công tử, nô no ra ở đây, nghe thấy vậy trường thanh vội vàng búng bỏ điếu thuốc trên tay nói thầm. Tình huống gì đây, bên môi giới không phải đã nói căn nhà này đã bỏ trống từ lâu rồi sao? Sao lại có người? Thế là thanh niên tức giận xì khói lỗ tai hùng hổ đi thẳng về phía gian phòng nói lớn. Cái gì đấy? Ai ở trong đó đấy? Khi anh ta đi tới thì vô tình dẫm lên pháp trận bát quái. Dấu bàn chân của anh ta liền in hàng trên đó còn phát ra một luồng ánh sáng kim quang. Trường Thanh bước tới mở toang cửa ra cao có tức giận hét lớn. Nơi này bây giờ là nhà của ta, mau đi ra cho ta. Giờ đây đập vào mắt anh ta là một cặp thỏ siêu to khổng lồ của ai đó. Ngay sau đó một em gái với thân hình múp dục làm ra bộ mặt gợi cảm ánh mắt thất thần ưỡng ẹo gọi, công tử. Trường Thanh nhìn thấy thì hai mắt long lanh lấp lánh mặt đỏ bừng bừng nói thầm, mẹ ơi, con biết yêu rồi. Khi em gái lao đến thì thanh niên lại nhanh chóng né sang một bên, kết quả là em gái ngã sấp mặt lìn ra đất. Thế nhưng Trường Thanh vẫn không đỡ em gái lên mà quay mặt sang chỗ khác lên giọng khoác lác, cô nương. Cô đừng nghĩ muốn chạm vào thứ gì trên người ta cũng được nha, em gái mặt dày nắm lấy đai lưng của Trường Thanh, tôi đã nói rồi. Tại sao người thời đường các cô không chịu học cho tốt, nhân dân lao động nên dựa vào bàn tay chăm chỉ để kiếm sống? Em gái kề cặp loa vào lưng trường thanh lên giọng yểu điệu, công tử. Nô gia vẫn luôn dựa vào hai trái mướp của mình để kiếm sống đó. Vừa dứt lời thì trường thanh bắt đầu cảm nhận được sự áp sát của hai trái mướp trên đai lưng. Cô cậu không chịu nỗi sức ép của hai túi silicon thì hoảng hốt hét lên, ôi ôi ôi, biến thái phái nữ má ơi. Không một chút trần trừ trường thanh lập tức lùi lại phía sau ôm lấy thân mình, anh ta nhìn chằm chằm vào cặp thỏ miệng la chém chép cô 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 là một cô nương đừng ăn nói linh tinh mình nghi cô ta đang muốn làm gì mình nhưng mình không có chứng cứ thế là trường thanh quay mặt sang chỗ khác thì vừa hay toàn thân của em gái kia đột nhiên không ngừng tuôn ra những luồn khí tức quỷ dị nhưng trường thanh vẫn không hề hay biết mà dõng giặc nói cô gái đã muộn rồi nếu cô không có việc gì thì mau về nhà đi về sau đừng tùy tiện tiến vào những căn nhà rách nát như vậy bị nhốt lại cũng không ai cứu đâu sau đó anh ta bước lại tháo lá bùa trên bức tranh xuống. Hơn nữa á, nghe nói nơi này rất có khả năng có ma, tiểu cô nương chẳng lẽ không sợ hãi sao? Anh ta cứ mải mê nói mà không để ý ma nữ đã bốc mùi khí tức quỷ dị phía sau lưng mình, vậy công tử sợ ma quỷ sao? Ha ha ta là đứa con của vận may, người được trời lựa chọn, người xuyên không tôn quý, sở hữu đạo thể hỗn loạn, thần quỷ bất xâm, đột nhiên bức tranh kia có dấu hiệu chuyển động chừng mắt còn toát mồ hôi ma nữ giờ đây đã hoàn toàn biến hóa thân hình tà ma với bộ móng vuốt sắc nhọn nhắm thẳng về trường thanh nhưng anh ta vẫn thản nhiên nói như thật cô cũng không thể hiểu được những thứ này đâu thật ra tôi chỉ đang dọa cô thôi tất cả những yêu ma quỷ quái đều là mê tín dị đoan của người xưa từ bên ngoài nhìn vào cả căn nhà của trường thanh ngập tràn khí tức u ám quỷ dị của ma nữ kia ở nơi nào đó xuất hiện một nam nhân đang trầm mặc xuống sau đó một vị đại quan đứng trước mặt của nam nhân này nói đạo trưởng đừng lo lắng ta là thành hoàng của huyện kinh dương có tư cách là vũ võ phán ta sẽ giúp ngài diệt trừ yêu ma chín quỷ lão đó sắp hợp nhất đến lúc đó thực lực khó lường cho nên ta chỉ có thể phong ấn chúng trước lần này phiền đại nhân rồi vừa nói dứt câu nam nhân nhìn chằm chằm vào luồng khí trong lòng bàn tay hét lớn không ổn trận pháp phong ấn của ta đã bị phá hủy rồi quay về với trường thanh trước sự tấn công của ma nữ cận kề cái chết nhưng anh ta vẫn không quan tâm mà chăm chú nhìn đồng tiền vàng dưới chân bàn Trường Thanh nhìn thấy thì hai mắt hóa kim cương lấp la lấp lánh, ma nữ phía sau dường như cũng đã gần sát anh ta, trong lúc sắp hút được con mồi rồi thì đột nhiên Trường Thanh nhấc cái bàn lên. Thế là mụ ma nữ vô tình đập nguyên cái bàn mặt lên đó, nhưng Trường Thanh không quan tâm mọi thứ xung quanh mà nhặt lấy đồng tiền bỏ vào cái túi, tiền trên trời rơi xuống đúng là may mắn. Sáng ngày mai có thể ăn thêm hai cái bánh bao thịt rồi, đột nhiên đồng tiền vàng bên trong túi phát ra một luồng ánh sáng chói lọi, Trường Thanh nhìn thấy thì há hốc mồm kinh ngạc hét lớn. Trời má, gặp quỷ rồi sao, tiền của mình đâu rồi, chưa khỏi bàng hoàng thì bỗng chốc đồng xu trong túi bay vụt ra khỏi cái túi và mở ta một không gian hệ thống. Trường Thanh nhìn thấy thì vô cùng mừng rỡ hớn hở nghĩ bụng, hệ thống sao, thần khí phải có cho những người xuyên không cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao. Thế là Trường Thanh lấy ra từ đâu đó một cành hoa hồng ngậm vào miệng tỏ ra vẻ mặt chuẩn xoáy ca, để anh xem, hệ thống thân ái ngươi có công năng gì. Dứt lời thì bảng hệ thống lập tức xuất hiện trên tay của anh ta thông báo, thời gian tồn tại hiện tại là 71 giờ 59 phút 59 giây giây vui lòng nạp năng lượng kịp thời, phần thưởng sạc lần đầu tiên. Từ 6 tiếng đến 1.500 tiếng, phần thưởng lần lượt sẽ là 6 lượng vàng đến 648 vàng nếu không nạp tiền để duy trì cuộc sống. Hệ thống sẽ giết ký chủ, Trường Thanh đọc xong thì tức như điên đập vỡ hệ thống, mại nó, cái hệ thống ngu ngốc gì thế này chơi ta sao. Ma nữ thấy vậy thì lên tiếng, trời không còn sớm nữa để nô ra bồi ngày nghỉ ngơi nha, vừa dứt lời thì ma nữ liền ăn ngay một cú đấm sấm sét thẳng vào mặt bị ăn một cú đấm khá thốn nhưng ma nữ mặt dày này lại làm ra bộ mặt gợi cảm khơi tình còn đánh vần à à ớ nhìn xuống thì thấy ma nữ đang giữ lấy chặt cánh tay của trường thanh anh ta nhìn sang thì mở to tròn hai mắt khi thấy em gái mặt đỏ bừng bừng toàn thân run rẩy đang bám lấy mình ủa sao cô vẫn còn ở đây vậy ngay sau đó ma nữ ngã nhào vào người trường thanh ma nữ tựa đầu mình vào thân thể của cô cậu với ánh mắt phê cần nói thầm sao lại vậy chỉ cần mình chạm vào người nào cơ thể liền chấm ba chấm trường thanh ngượng nghịu mặt đỏ ửng hồng tiểu tỷ tỷ hôm nay thì quên đi chúng ta hôm khác lại gặp đang rằng co thì thanh niên đạo sĩ và đại quan mở cửa xông vào hét lớn yêu nghiệt trường thanh nhìn thấy thì chừng mắt há mồm xử người ngược lại ma nữ thì vẫn thản nhiên hưởng thụ cơ thể nam nhi còn riêng không ngừng đạo sĩ và đại quan chừng mắt há mồm đứng hình mất sáu giây đơ con mợ nó đớ luôn sau một lúc đứng hình xong thì đạo sĩ và đại quan cùng nhau chỉ tay về phía trước đây là quỷ lão siêu mạnh mà ngươi nói đây sao tên phàm nhân kia là thế nào võ phán đại nhân đừng bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài đây là thủ đoạn để nó hút tinh khí của người đó nghiệt trướng bỏ hắn ta ra trường thanh nghe xong thì mặt mày mồ hôi toát ra như mưa là cô ta chủ động không liên quan gì đến ta đợi đã sao cảnh này quen thế nhở trường thanh liền liên tưởng ra hình ảnh đạo sĩ và võ phán là kẻ hung ác ma nữ là con mồi còn anh ta là người bị oan nghĩ tới đây anh ta đứng bật dậy một phát đẩy ma nữ ngã phịch ra đất bỏ thì bỏ. Sao lại mắng người thế? Trường Thanh sau đó kiểu, gặp chuyện không đàng hoàng làm một điếu cho bình tĩnh, ta còn tưởng là tiểu cô nương nhà ai bị lạc đường. Hoặc cô nương lầm đường lạc lối nào đó, không ngờ là tiên nhân đang chạy trốn, muốn cướp tiền của ta sao, miệng thì mạnh vậy thôi nhưng trong lòng thì khóc ròng. Mình còn chả có tiền để lừa nữa rồi, toàn bộ bị hệ thống nuốt chửng. thấy hành động của trường thanh đạo sĩ và võ phán chừng mắt cau mày thầm nghĩ. Tam Dương Đại Nhân còn không có cách nào đối phó với quỷ lão vậy mà hắn ta nhẹ nhàng đẩy một cái quỷ khí liền tiêu tán đi một nửa. Chỉ là phàm nhân gặp ta là âm thần thành hoàng mà không bái chào, thật là vô lễ. Võ phán tức giận tiến về phía trước quát lớn vào mặt trường thanh, tên phàm nhân nho nhỏ. Ngươi biết ngươi đang đứng trước mặt thần thánh phương nào không? Trường thanh nghe xong thì lập tức rút hai gã điên ra khỏi cửa, ta quản ngươi là thần thánh phương nào à? Mặc đồ xa hoa lộng lẫy, dị phục kỳ quái này nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì, ngươi cũng không nhìn căn nhà của ta xem có một đồng nào để các ngươi lừa không. Còn âm thần thành hoàng cái gì, ông đây còn là Ngọc Hoàng đại đế đấy, dạo này mấy kẻ lừa đảo đều không chuyên nghiệp vậy ư, chưa xong trường thanh lập tức ném luôn ả ma nữ ra cho hai gã điên. Cút cút cút, lão tử đang còn phiền não đây, múa mùng xong người cũng thả ra cu cậu mỏ hỗn bước vào đóng mạnh cửa lại dần mặt hai gã điên và ả ma nữ. Hai nam một nữ này nhìn thấy cảnh tượng đó thì hai mắt đen kịch lại nói thầm, đạo trưởng, ta không sử dụng được thần lực nữa rồi. Ta cũng vậy, hình như vừa nãy bước vào viện tử kia thì bắt đầu không thể điều động pháp lực được, người kia chả lẽ là thần tiên sao? Khi võ phán nhìn xuống ả ma nữ thì thấy toàn thân của ả ta khí tức quỷ dị lại bốc lên nồng nặc, đạo trưởng. Vậy xử lý quỷ lão này như thế nào? Đạo sĩ nghe xong thì vắt chân lên cổ chạy như bay, quỷ lão hung hãn, tiểu đạo đi trước. Tìm sư phụ tới trợ giúp, này này này, đừng có để một mình ta ở lại đây chứ. Võ phán nhìn chầm chầm xuống bên dưới mặt mày toát mồ hôi hột. Chúng ta thương lượng chút đi, Bên dưới ma nữ đã biến thành một bà già xấu đến mức chủng tộc cũng phải chê, và ngay sau đó tiếng hét thất thanh của võ phán vang động cả một vùng. Tôi đến bên ngoài viện phòng của Trường Thanh xuất hiện một đám ám hồn đang nhăm nhe rình mò, thơm quá, muốn ăn quá, chỉ cần ngửi mùi hương này thôi cũng đủ để quỷ lực sôi sùng sục toàn thân, hắn ta là của ta, bên dưới tiểu viện một bàn chân trắng nõn nà xuất hiện ra từ làn khói. Sau đó tiếp tục xuất hiện một cái đuôi với bộ lông mượt mà, trước mắt xuất hiện một em gái vô cùng xinh đẹp thân hình điện nước đầy đủ thật thú vị toàn thân tên phàm nhân nhỏ nhoi này lại tỏa ra khí tức mê người khó trách có thể làm cho yêu ma bán kính trăm dặm sôi trào em gái thẻ lưỡi gợi tình dùng ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm về phía trước yêu ma quỷ quái bình thường mà ăn được hắn chỉ sợ là có thể phi thăng nếu như ta có thể hút được tinh khí của hắn ta thì phi tiên luôn chứ nói gì nữa nói xong em gái bước lại dùng tay mở cánh cửa ra tiếng động cót két cót két của cánh cửa đã làm cho trường thanh không chịu nổi mà phải ôm đầu vằn vặt tiếng động cứ mãi văng vẳng bên tay khiến anh ta tức giận cắn chặt răng cau mặt cau mày sau đó trường thanh bước ra khỏi cửa dùng sức hết lớn đậu xanh ngươi ồn ào cái gì chứ còn có đạo đức không bên ngoài kia ta bực mình rồi đấy đêm rồi có cho người ta nghỉ ngơi không hả từ thân thể của anh ta tỏa ra một luồng lực khí kim quang đánh bay em gái hồ ly và đám ám hồn đen xì kia sau ánh sáng hào quang đó thì xuất hiện một chiếc tay hóa ra là em gái hồ ly đã trở về nguyên hình mà ngơ ngác không hiểu lý do vì sao Tại Hạo Trạch tự Sử Kinh Dương huyện, bên dưới là em gái Hồ Ly đang nằm bất tỉnh nhân sự trước tiểu viện. Một lúc sau em gái tỉnh lại mở bừng mắt, em gái vội vàng đứng dậy dòng ngó xung quanh. Trời sắp sáng rồi sao? Không ngờ mình lại hôn mê lâu như vậy. Đang còn ngơ ngác thì phía sau lưng của em gái xuất hiện những oán hồn ma quỷ đang nhìn chăm chú vào bé Hồ Ly. Cảm giác được điều gì đó bé Hồ Ly lập tức quay mặt liếc mắt nhìn sang, các oán hồn tụ hợp lại thành một nữ yêu ma, ánh mắt ả ta tuôn ra hai luồng lệ khí xung quanh ả ám khí dày đặc trong lòng bàn tay tụ lại một quả cầu ma khí ả à ta vươn ánh mắt hư không nhìn chằm chằm về phía trước bé hồ ly nhìn thấy thì sợ hãi sửng lông cáo lên chừng mắt há mồm hét lớn quỷ a a a a a chu mi nga bé hồ ly sợ quá không đứng vững nữa mà ngã phịch ra đất pháp lực của mình hết rồi bé hồ ly ngẩng đầu mắt nhắm mắt mở thở dài đáng chết đạo kim tối hôm qua đó mé nó tức bé hồ ly nhìn lên thì thấy ả à yêu ma đó đang đi về phía mình cùng với các gương mặt quỷ dị được tạo thành bởi ám khí cuộc sống của mình đã chấm dứt rồi sao trong lúc ngàn cân treo sợ lông cáo thì phía sau lưng bé hồ lý trường thanh bất ngờ mở toang cửa bước ra một ngày tươi đẹp bắt đầu rồi sau đó anh ta nhìn bầu trời vẫn còn tối sầm thì lập tức ngáp ngắn ngáp dài ấy trà trà có phải dậy sớm quá không trời vẫn còn chưa sáng nữa bé hồ ly thấy vậy lập tức chạy lên cầu cứu nhưng trường thanh đã vô tình đóng chặt cửa lại cảnh tượng vô tình đó khiến cho toàn thân bé hồ ly hóa đá lúc đó luồng tà khí của ả yêu ma kia đã xuất hiện ngay phía sau lưng của bé hồ ly À yêu ma ghé vào tay bé Hồ Ly nhét miệng cười nham nhở, đồ vật nhỏ, người lạc đường đúng không? Hồ Ly nghe xong thì mồ hôi ướt đẫm trên mặt cứng họng không dám nói gì, à yêu ma há to mồm hét lớn. Bắt yêu ngon nha, Hồ Ly nghe xong thì sợ hãi hét lớn. Sắp chết rồi liên tục 10 lần, khi tiểu Hồ Ly sắp được gặp tổ tiên thì Trường Thanh lại mở cửa bước ra, ánh sáng kim quang từ thân thể anh ta đã làm tan biến đi luồng ám khí dày đặc trước mắt. Trường Thanh mang trên vai một cái giỏ liếc mắt gì nhìn về một hướng hôm nay ta đi sớm một chút mới được cầu hệ thống này thật đáng sợ vừa đòi tiền vừa đòi mạng thật sự là xui xẻo đang đi thì trường thanh vô tình giẫm phải đuôi của tiểu hồ ly ấy đủ cầu tinh ở đâu ra đây hồ ly nghe xong thì kiểu đau 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 ngươi mới là chó ấy cả nhà ngươi là cửa hó còn không mau thả bổn tôn ra trường thanh ngồi xuống gãi đầu nhìn chăm chú và hồ ly đang ôm cái đuôi sưng đỏ của mình mà nói ha ha xin lỗi nha ngươi là cầu tinh nhà ai đấy sao lại chạy đến trước cửa nhà ta sau đó anh ta là liền làm ra bộ mặt biến thái đưa bàn tay nghiệp trướng về phía trước tới đây ta sờ chút tiểu hồ ly nhìn thấy thì kiểu biến ra đậu ngoé loại người ngu ngốc không cho động vào ta nhưng đang trong hình thú vì vậy tiểu hồ ly không còn cách nào để ngăn cản trường thanh sờ vào đầu của mình ngay lúc này khi trường thanh sờ vào đầu tiểu hồ ly thì xuất hiện một luồng linh khí dồi dào liên tục hấp thụ vào người của tiểu hồ ly tiểu hồ ly cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể thì mở to mắt chuyện gì đang xảy ra vậy tay tên này cư nhiên ẩn chứa linh khí mạnh như vậy sao? Thế là tiểu hồ ly nằm ngã ngửa ra tình nguyện cho trường thanh sơ soạng bộ lông tơ mượt của mình còn tóm tắt khen ngợi, ôi thoải mái quá. Sơ soạng một lúc tự nhiên anh ta nhìn vào lòng bàn tay của mình sửng sốt, chó hoang sao, sau đó trường thanh nhìn xuống thì thấy mình không còn sờ nữa nhưng tiểu hồ ly vẫn tự động vùng vẫy. Ha ha, bàn tay phải vàng này của ta đúng là danh bất hư truyền. Dứt lời anh ta quay người đi về phía cái giếng vẫy tay chào tiểu hồ ly, chó à bây giờ ta nghèo không có mùng tơi để rớt có một hệ thống thúc giục ép ta phải nạp tiền nên không thể nuôi ngươi được ngươi vẫn nên đi tìm một chủ nhân giàu có nào đó đi hồ ly nghe xong thì xỉu ngang sau đó bật dậy chạy về phía của trường thanh cái quái gì đang xảy ra với người này vậy đêm qua một tiếng giận dữ giết chết bách quỷ ngay lập tức còn khiến ta đường đường là một tiên hồ thanh khâu trở lại hình dạng ban đầu và mất hết pháp lực vừa nãy chín con lệ quỷ hợp thể thậm chí còn không dám ló mặt hơn nữa hắn vừa mới xoa đầu ta một chút ta đã cảm giác được tu vi trì trệ trăm năm của mình đột phá trong lúc trường thanh đang đánh bóng bộ răng của mình thì vô tình phun một bãi nước lên người hồ ly tỉnh con mẹ nó mộng nhưng dây sau thứ gì đó khiến tiểu hồ ly có cảm giác như lạc vào thế giới thần tiên aquazina này là linh tuyền cảm ơn vì món quà của thiên nhiên trường thanh vừa đánh bóng hàm răng vừa liếc mắt nhìn sang thì thấy hồ yêu đang xòe đuôi mỉm cười với mình thích ta như vậy sao vừa nói xong thì đột nhiên bên cạnh trường thanh xuất hiện một con quỷ đang há to mồm nhe răng sắp hút cu cậu tới nơi Hồ Ly nhìn thấy thì sợ bay màu. Ngay lúc đó bảng hệ thống hiển thị, thời gian còn lại để sống là 62 giờ 36 phút 44 giây giây và các dãy số thời gian sống không ngừng giảm xuống. Sau lúc quay số thì thời gian còn lại để sống là 48 giờ 36 phút 44 giây giây. Ngay lúc đó đồng tiền vàng phóng ra từ hệ thống một pha lập tức đánh bay con quỷ. Sau đó đồng tiền vàng tiếp tục bay lướt qua người con quỷ, khiến nó bay màu hoàn toàn trong làn khói mù mịt. Trước đòn đánh nhanh như chớp của đồng tiền vàng thì hồ yêu kinh ngạc trợn lòi hai con mắt ra ngoài, trường thanh bị một sức lực nào đó để ép phải ngã quỵ xuống đất. Sau đó anh ta ngẩng mặt lên trời làm ra bộ mặt xấu không ai bằng thầm nghĩ, chuyện gì đang xảy ra vậy, mình cảm thấy cơ thể mình như đang bị khoét rỗng. Thời gian sống còn lại là 48 giờ không phút giây, giờ đây toàn thân anh ta không còn chút sức sống thế là thời gian còn lại để sống tiếp tục rút lùi chỉ còn 14 giờ 36 phút 44 giây giây. Thấy tình hình không ổn tiểu hồ ly lập tức cắn lấy y phục của trường thanh kéo anh ta rời khỏi giếng nước, chín con quỷ lệ đó hợp nhất là một. Và lúc âm dương luân phiên chính là lúc âm khí của nó mạnh nhất, không ngờ lại đánh lén tiên trưởng, phải nhanh chóng rời khỏi đây. Trường thanh bị kéo đi một lúc thì thần hồn bất ổn quay trong mòng thậm chí trên đầu còn mọc thêm một cái sừng, anh ta hoảng loạn hét lớn. Cầu tử, ngươi đừng hiểu lầm, nghe vậy hồ ly lập tức hả trường thanh ra. Anh ta đứng dậy vội vàng giải thích, ban nãy ta chưa ăn sáng nên mới bị hạ đường huyết gây chóng mặt thôi. Không phải phản ứng kỳ lạ gì của cơ thể đâu, tiểu hồ ly nghe xong thì chống cằm nói thầm. Hắn ta quả nhiên là cao nhân ẩn thế, bị quỷ lệ hợp thể đó tấn công lại không hề bị thương. Vừa nãy hắn giả vờ hôn mê kiểm tra xem mình có bỏ chạy một mình không, chật chật, may là mình thông minh. Bảng hệ thống xuất hiện trước mặt trường thanh, thời gian còn lại để sống 14 giờ 30 phút 11 giây giây. Cô cậu cầm lấy bản hệ thống chừng mắt há mồm hoảng hốt hét lớn, ta chỉ ngủ tối đa 8 tiếng. Sau từ 72 tiếng chỉ còn lại 14 tiếng chứ? Hệ thống cái quỷ gì? Còn để người ta sống không vậy? Hồ Ly nhìn thấy trường thanh đang rằng co với cái bảng hệ thống thì mỉm cười thầm nghĩ. Tuy không biết tiên trưởng nói cái gì. Nhưng trong đó chắc chắn ẩn chứa đại đạo nào đó. Tu vi mình nông cạn không lĩnh ngộ được. Ta nhất định phải ôm đùi tiên trưởng ha ha. Lúc này đạo sĩ đã về trình rõ sự việc với sư phụ. Xin sư phụ giải đáp. Phải ứng phó chuyện này như thế nào? Một lão già phi kiếm về phía trước miệng lẩm bẩm, vị cao nhân đó đã làm yếu sức mạnh của chín con quỷ lệ trong tử sửu hạo trạch đêm qua chi bằng hạ gục chúng ngay lập tức khi chúng còn yếu ông ta là viên thiên cương dám tránh khâm thiên giám đại đường đạo sĩ truyền âm tới tuân lệnh đệ tử sẽ đi mời võ phán âm thần thành hoàng cùng đi đuổi quỷ khôi phục thái bình trong nguyệt kinh dương lão thiên cương nhìn vào bát đồ trong tay xung quanh bát đồ được bao quanh một luồng khí lão thiên cương trầm mặc thở dài thầm nghĩ cao nhân phá tam dương trận không biết ngài ấy có còn ở huyện kinh dương không nếu may mắn gặp được ngài ấy, nhất định phải cùng ngài ấy luận đạo một phen. Lão ta tò mò thân phận của Trường Thanh thì giơ tay lên bấm quẻ. Sau một hồi bấm quẻ, ông ta vô cùng sửng sốt khi biết mình lại không bói được lai lịch của Trường Thanh, chẳng lẽ tu vi vượt qua mình sao? Lúc sau lão Thiên Cương tạo ký ấn trên bàn tay chạy vào phiên chợ thì vô tình đụng mặt phải Trường Thanh đang ngồi xem bói cho một nam nhân, huynh đài, ấn đường của huynh biến đen. Sắp có đại hạ, nam nhân kia nghe xong thì mặt mày toát mồ hôi, không phải ngươi xem vân tay sao? sao lại nói ấn đường của ta biến đen? Phương pháp xem bói hàng nghìn loại đều là cùng nguồn cùng thể đừng câu nệ hình thức như vậy. Lão Thiên Cương nghe thấy những lời đó thì câu có khó chịu. Ba ngày ban mặt lại dám lừa đảo trước mặt lão phu đây. Đột nhiên Trường Thanh đứng bật dậy đưa ra một bức trích phát ra một luồng ánh sáng hào quang, sau đó anh ta cuộn lại đưa cho nam nhân. Vậy ta phải làm sao? Huynh đài đừng lo, chỉ cần treo bức trích tiên mọc bảo này ở trong nhà, bảo đảm hơn sẽ bách độc bất xâm. Không cần 999, không cần 888, chỉ cần 10 lượng bạc có thể mang về rồi. Thanh niên kia nghe thấy thì trừng mắt lồi cả ra ngoài mồ hôi đổ ra như mưa. Đang vẫn còn e dè thì đột nhiên phía sau lưng xuất hiện một bà lão bước tới. Ây ra, là thẩm đạo trưởng à. Vị phu nhân mà ta làm công cho bị chúng ta, là ngài ấy đã cứu giúp đấy. Trường thanh nghe xong thì thoái khoái chảy nước miếng gì nước miếng một bước lên làm tuyệt thế cao nhân. Bất ngờ thay, bà lão này chính là người nhờ diễn hộ, diễn xuất rất tốt sẽ thưởng thêm tiền cho bà. Thế là bà lão lập tức hô hoán người dân lại rêu rao, ở trên đường như này ta có thể lừa mọi người được sao? Cái thứ tà ác đó cuối cùng. May mà có thẩm đạo trưởng, nếu không chỉ sợ phu nhân ngủ củ tỏi, đám người dân nghe xong thì trừng mắt há mồm tin giam giáp. Thanh niên đang xem bói khi nãy nghe vậy thì lập tức đưa ra cho trường thanh một nắm tiền. Được được, thẩm đạo trưởng, ta muốn bức chữ đó. Trường thanh thò tay lấy đi nắm tiền trong tay nam nhân kia nhe răng nở một nụ cười tự tin. Lão thiên cương thấy vậy thì lập tức lên tiếng, đợi đã. Vị tiểu thần tiên này là người của sư môn nào, có chứng minh thân phận do quan phủ cấp không, tu hành ở đạo quan nào. Trường Thanh nghe vậy thì sụp kính xuống nhíu mày nhìn chầm chầm về phía Lão Thiên Cương nói thầm, đây là đang soi mói ta sao. Chưa kịp đáp lời thì Lão Thiên Cương tiếp tục chỉ tay vào mặt Trường Thanh quát lớn, tiểu tử thối, còn nhỏ mà không chịu học hành cho tốt, lại học người khác đi lừa đảo. Hôm nay Lão Phu nhất định không để cho người dễ dàng chiếm lợi, Trường Thanh cũng không vừa vặn gì mà đạp mạnh chân lên bàn đáp trả, đậu xanh, ngươi là tên nào? thế là một thanh niên một lão già không ai nhượng bộ ai lao vào đấu khẩu như điên lão đầu ta khuyên ông nên nghĩ kỹ rồi hãng nói ngươi rõ ràng là một người bình thường ngay cả xem tướng cũng không hiểu lại dám nói chữ của ngươi có thể trừ tà tránh ác sao cuộc đấu khẩu ngày càng kịch liệt hơn hai bản mặt cũng kề sát nhau hơn chủ trương của ai thì người đó cung cấp bằng chứng ngươi nói chữ của ta không thể trừ tà đưa ra bằng chứng đi ăn bừa chứ không thể nói bừa cẩn thận ta kiện ông tội vu khống đấy tiểu tử thối nhà ngươi đúng là miệng lưỡi sắc bén lại dám đòi bằng chứng sao trường thanh nhìn bộ mặt tức giận của lão thiên cương thì nhờn nhơ phì cười treo chữ xua đuổi tà ma vốn nhằm mục đích để an ủi tâm lý xem ông làm gì được ta lão già nỗi trận lôi đình chỉ tay vào mặt lão bà phía sau chừng mắt cau mày hét lớn lời của viên thiên cương ta là bằng chứng hơn nữa ta dám khẳng định bà ta là đồng bọn của ngươi trường thanh nghe xong thì giơ ngón tay giữa lên đáp lời à thế à viên thiên cương cái dám gì chứ ta đây còn là lý thế dân này nếu ngươi thật sự là viên thiên cương thì cút về cung đình vui chơi đi tới đây bắt bẻ ta làm méo gì chứ lão già nghe xong thì tức giận sù lông lên ông ta đan hai bàn tay lại tại ra một kết ấn ngay lập tức một lực khí vàng lóa lên tiểu tử vô liêm sĩ nhà ngươi dám gọi thẳng tên của thánh nhân đừng có mà ngông cuồng thôi vỡ mồm rồi anh quả. trường thanh nhìn thấy thì tái mặt xanh nói bụng lão đầu này ông muốn làm gì lão thiên cương trưởng về phía của trường thanh một đoàn tràn đầy uy lực hét lớn ai đạo tà môn thử đi thì biết xem chính pháp của huyền môn ta đây mãi vẫn không thấy gì trường thanh hé mắt xem thử tình hình. Khi nhìn ra thì thấy lão già đang đứng hình ngay trước mắt, cậu ta liền trêu gẹo vẽ vời lên lòng bàn tay của lão thiên cương. Còn về phía lão thì méo biết pháp lực của mình vì sao biến mất, trường thanh cũng tranh thủ cơ hội này chỉ tay vào mặt của lão già quát lớn, được lắm. Hóa ra ông mới là người muốn lừa người, chắc sợ bị người ta đoạt bát cơm nên mới cố ý soi mói, đúng đúng đúng, thẩm đạo trưởng. Mau vì dân trừ hại, xử lý ông ta đi, lão già không thể nào tin vào sự thật trước mắt liền nhìn chăm chú vào lòng bàn tay của mình nói thầm. Không thể nào, lão phu tu hành mấy chục năm cũng chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Trường thanh được nước lấn tới đứng dậy chống nạnh ra vẻ, mọi người hãy tỉnh táo và đừng rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo này, lúc đó muốn cho nhà cửa bình an. Nhưng lại không được yên ổn, chư ta, hãy nhận thẻ của thẩm đạo trường. Lão già nghe xong thì tức giận nổi cơn thịnh nộ chạy lại lật đổ luôn cái bàn làm việc của trường thanh. Ba ngày ban mặt, ngay cả khi ta không thể sử dụng pháp lực của mình ta cũng không để ngươi tiếp tục bịp bộng ở đây này 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 ông già đầu hói khuyên ông nên cẩn trọng thì hơn đang định ký vào đầu tên tiểu tử thối thì đột nhiên một luồng linh khí kim quang phát ra chiếu rọi vào mặt của ông ta sau đó từ bức trích trên bàn một luồng linh khí rồi rào phóng thẳng lên không trung khiến cho lão thiên cương bất ngờ hai mắt lòi ra lão thiên cương mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào luồng kim quang trên tờ giấy thầm nghĩ chữ này chữ này tại sao lại có uy năng đạo uyển khiến ta sợ hãi không thể tưởng tượng nổi trường thanh nhìn thấy bộ mặt của lão ta thì mặt mày tối sầm lại cắn chặt răng tức giận tiểu ra ta nếu không kiếm được tiền dù sao cũng phải chết trước khi chết nhất định kéo ông làm đệm lưng vừa dứt lời thì đột nhiên lão thiên cương quỳ xuống dập đầu trước trường thanh khiến anh ta giật mình hoảng hốt trong chữ này không ngờ lại ẩn chứa đại đạo vãn bối có mắt mà không thấy thái sơn phỉ bán cao nhân tiền bối xin cao nhân hãy rộng lượng tha thứ địch mẹ bệnh thần kinh à ai vừa nãy vừa âm dương quái khí vậy lão bà diễn viên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng chỉ trỏ lên tiếng lúc đầu lão đạo sĩ này còn không tin đây là bị sự thần thông của thẩm đạo trưởng thuyết phục rồi ông chủ thẩm kiếm tiền quan trọng đây là cơ hội tốt để tuyên truyền trường thanh dùng chiếc quạt gõ vào đầu của mình cho tỉnh lại thần hồn đúng 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 kiếm tiền vẫn quan trọng hơn thế là anh ta liền làm bộ làm tịch lên giọng lương thiện không sao không sao bổn đạo à không bổn tiên sẽ không tính toán với ông tốt xấu gì ông cũng là người tu đạo chẳng lẽ không biết đạo lý nhân quả ư? Lão Thiên Cương gầm mặt xuống mồ hôi toát ra nhễ nhại nói thầm, chẳng trách ta coi hắn như phàm nhân, đây là biểu hiện trở lại nguyên trạng sau khi thành tiên. Số mệnh của người là do trời định, nếu ta tùy ý giúp bọn họ hóa giải chính là nghịch ý trời. Nhưng lấy mấy lạng bạc để tượng trưng nghĩa là có nhân, giúp họ vượt qua hoạn nạn là có kết quả tốt. Đám người dân bên dưới bị ánh sáng kim quang dọi vào mặt thì mắt chữ O mùm chữ A thốt lên, cái gọi là luật trời rõ ràng, nhân quả tuần hoàn, ta lại không biết đạo lý này tu hành bao nhiêu năm đúng là uổng phí trường thanh nghe xong thì cao có mặt mày nhăn nhó như đống cướp nói bụng đừng chỉ khoác lác ông phải trả tiền đấy vừa dứt suy nghĩ thì lão thiên cương liền đưa ra một viên hắc thạch sáng bóng sẽ là một sự xúc phạm đối với ngài nếu một bảo vật vô giá như vậy được đưa ra thị trường vãn bối thành tâm xin ngài ban tặng kho tàng thư pháp nhất định sẽ cung phụng trong sảnh đường và cảm ngộ mỗi ngày đây là thứ duy nhất mà vãn bối mang theo bên mình xứng với thân phận của tiền bối Trường Thanh lập tức cướp viên hắc thạch trong tay của lão Thiên Cương nhìn chăm chú, viên đá này có tác dụng gì chứ? Đá vá trời này đã là thứ chân quý nhất trên người vãn bối rồi. Nhìn xong Trường Thanh đập mạnh tay lên bàn khiến cho lão Thiên Cương giật mình toát mồ hôi, ta không cần viên đá này, có thứ gì thực tế hơn tí không? Nghe vậy lão Thiên Cương trừng mắt nhìn lên trời nảy sinh ra một ý định gì đó, giây sau lão ta cầm tàn thư pháp kim quang trên tay trong thân hình trần chuồng hét lớn, đa tạ tiền bối truyền đạo, vãn bối nhất định cảm ngộ đạo lý ẩn sâu trong đó mỗi ngày sau khi lão thiên cương rời đi thì thanh niên xem bói ngu mặt ra lên tiếng thẩm đạo trưởng ngài bán chữ cho ông ta còn ta thì làm sao đây yên tâm ta sớm tính được người đó sẽ xuất hiện nên đã chuẩn bị đủ rồi nói xong trường thanh lập tức xảy ra bàn cuộn tâm pháp khác những ánh sáng kim quang chiếu rọi vào mặt của nam nhân kia chữ đoan này trừ tà tránh ác phù hợp với người hơn được được ta mua ta mua khứa kia cầm cuộn tâm pháp trên tay vui sướng tung tăng nhảy múa như đi hội và cái giỏ chứa đựng những cuộn giấy của Trường Thanh giờ đây là một thứ gì đó rất chi là có giá. Chuyển cảnh tới tử sửu hào trạch, võ phán và đạo sĩ xuất hiện ở tiểu viện của Trường Thanh. Võ phán trên tay cần một cái chổi cắn chặt răng lên tiếng, xúc vật này sao có thể ngưng tụ lại quỷ khí nhanh như vậy. Thậm chí còn mạnh hơn trước, thanh niên đạo sĩ nhìn chầm chầm vào bàn bát quái trên tay ngấu nghiến hai hàm răng, võ phán đừng gấp. Sư phụ ta đã đến huyện Kinh Dương, ta sẽ truyền tin để ông ấy tới, vừa nói xong thì đột nhiên một cơn gió lớn ập tới khiến cho thanh niên đạo sĩ bất ngờ mở bừng mắt chưa kịp định hình thì đột nhiên từ ngoài cửa một luồng tà khí tấn công trực diện vào người khứa đạo sĩ khiến cho bàn bát quái trong tay hắn ta vỡ thành nhiều mảnh trong lúc nguy cấp ai đó dùng hết sức lực đấm vào luồng tà khí đang nhăm nhai khứa đạo sĩ hóa ra là võ phán ông ta dùng hết sức lực cố gắng nắm lấy luồng tà khí nói lớn đạo hữu chính là bây giờ nghe vậy khứa đạo sĩ lập tức giơ hai ngón tay lên niệm quyết từ đầu ngón tay xuất hiện ra những tia lôi điện vàng ánh kim sau đó trận bát quái phía sau lưng hắn ta phóng ra một thanh kiếm bay thẳng về phía luồng tà khí màu tím kia thanh kiếm và luồng tà khí choảng nhau kịch liệt tạo ra một vụ nổ banh nhà từ ngoài cửa một tiếng hét thất thanh vang lên đậu xanh rau xà lách tên vương bát đản nào phá nhà ta ông nội võ phán và tên đạo sĩ nghe thấy thì chừng mắt há hốc mồn kinh hãi đột nhiên điều gì đó khiến cho luồng khí kia dần dần tan biến từ ngoài cửa trường thanh bước vào nghiến chặt răng chừng mắt hét lớn các ngươi đang làm cái gì đấy Vừa nhìn thấy cậu ta thanh kiếm lập tức ghim thẳng xuống dưới đất cùng với luồng khí kia. Trường Thanh nhìn mọi thứ xung quanh căn nhà của mình mà rưng rưng nước mắt. Đậu me mới đi có xíu mà đám lula này phá nát nhà ta rồi bay ơi bay. Nhìn sang cánh cửa thì sốc nặng đến lòi con mắt. Trời ơi cái viện tử ta mới thuê. Trường Thanh tức như điên chỉ tay vào mặt của tên võ phán và khứa đạo sĩ hét lớn. Hai người được lắm tối qua không lừa được tiền hôm nay nhân cơ hội ta không có ở nhà mà đến làm loạn đúng không? cứ mãi chửi mà không để ý phía sau luồng tà khí kia đã thoát khỏi thanh kiếm kim quang hai thanh niên nhìn thấy thì đồng loạt đưa bàn tay ra phía trước la toáng lên cẩn thận kìa má luồng tà khí phía sau lưng đang dần dần hóa hình thành một con yêu quái gây rợn toàn thân không ngừng tỏa ra khí tức quỷ dị hai thanh niên kia nhìn thấy thì sởn gai óc chừng mắt há mồm toát mồ hôi hột dưới chân có ác quỷ kìa sao tĩnh giữ dậy phen nghe vậy trường thanh cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất với một bộ mặt vô tri ác quỷ gì chứ từ trên nhìn xuống dưới chân của trường thanh con ác quỷ trồi lên há to mồm dường như muốn nuốt chửng luôn cái cẳng giữa của anh ta. Trường Thanh nhìn xuống dưới đất nhấc chân lên xem thử có quỷ như lời đồn không. Sau đó anh ta trừng mắt lên trời vô tình ban cho con quỷ một cú đạp nổ tung khói bốc lên nghi ngút, khiến con ác quỷ nằm chèm bẹp con mợ nó luôn. Nhưng thật ra anh ta vẫn không hề hay biết mình đã làm gì nên hoảng loạn đầu óc mồ hôi đổ ra như suối. Ta khí của con quỷ kia nổi cơn thịnh nộ dí Trường Thanh chạy loạn khắp nhà. Ai dô, ban nãy có tiếng động gì thế nhỉ? hai thanh niên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì há mồm dài ra tám thước hét lớn chín con quỷ lệ đeo bám huyện kinh dương hơn 10 năm đã bị tiêu tán bởi cái đạp của hắn ta này 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 đừng có phỉ báng cao nhân chứ thế là khứa đạo sĩ bước lại chỗ của trường thanh nhìn cu cậu với một ánh mắt lấp la lá lấp lánh đầy ngưỡng mộ tiểu đạo là lý thuần phong người kế thừa thần toán tử viện thiên cương không biết tôn danh của cao nhân là gì lý thuần phong sao viên thiên cương lý đạo trưởng có làm việc cho không thiên giám không tu vi của tiểu đạo chưa đủ để vào kham thiên giám nói xong trường thanh liếc mắt nhìn sang võ phán vậy vị đại nhân có dâu này nhìn quen quen nhất định là âm thần thành hoàng nào đó đúng không trước đây khi mình đến chùa bức tượng thần trong giống thế này nghe vậy võ thánh cũng bước tới chắp tay lại hành lễ tại hạ chính là âm thành hoàng tư võ phán lần trước đắc tội lần này đa tạ đạo hữu không tính toán việc trước kia mà ra tay tương trợ trường thanh nghe xong thì mùi một điếu kéo một hơi cho bình tĩnh trường thanh miệng ngầm điếu thuốc vướng mắt nhìn vô thức về một phía đại đường đúng là dân phong thuần pháp nói tới đây trường thanh rơm dớm lệ khói thuốc lá tạo hình chữ o nghệ cả củ. ngắn ngủi một ngày mà gặp được ba kẻ lừa đảo thẩm trường thanh ta sao có thể đen đủi như vậy chứ quá đau lòng trường thanh giang rộng hai tay chỉ trỏ bốn phương tám hướng ta là người học chủ nghĩa mark lenin ta chỉ tin vào làm giàu bằng sức lao động chứ không tin vào sức mạnh siêu nhiên vì vậy chúng ta hãy nói thực tế chút đi hai vị làm nhà của ta thành thế này nói đi là công hay từ đây hai khứa nghe xong thì ngu con mẹ nó người trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi vì sao, cái gì công hay từ. Nói ngôn ngữ cổ đại được không má, Trường Thanh nhìn chầm chầm về phía trước với ánh mắt thất thần. Hai vị đại lão ra, thả thính gì với ta, ta là thẳng nam sắt thép đấy. Dứt lời Trường Thanh lao tới chỉ tay vào mặt hai khứa nói thẳng, tư chính là các ngươi phải bồi thường tiền một khoản rất lớn đấy. Sau đó anh ta dơ hai bàn tay lên trời, còn về công chính là ta sẽ giao các ngươi cho quan phủ và vẫn phải bồi thường một khoản lớn. Hai khứa nghe xong thì đù mặt ra miệng lẩm bẩm, ta là âm thần thành hoàng, chỉ nhận được cúng bái hương hỏa. Làm gì có tiền tài chứ, tu vi cao nhân cao thâm sao lại thiếu mấy thứ tục vật này nhỉ? Chắc có thâm ý khác, đợi mã không thấy hồi đáp của hai khứa trường thanh tức như điên quang mẹ điếu thuốc sang một bên. Không nói gì là sao đây hai phen, không nói thì đi chầu quan phủ đấy nhé. Nghe vậy thì thuần phong ném cho trường thanh một túi tiền nhưng mà nó lạ lắm. Còn võ phán thì hai tay áo trống rỗng, cu cậu bất lực thốt lên. Ác quỷ thì không thấy, nhưng nơi này quỷ nghèo thì có tận ba, Thuần Phong bước lại nhỏ giọng, cao nhân. Trên người ta chỉ có chút này, hay là ta ở lại đây, giúp ngài sửa nhà được không? Trường Thanh nhìn vào đồng vàng và mấy miếng bạc vụn trong tay miễn cưỡng đáp lời. Ừ thì cũng được, Trường Thanh dẫn hai đứa tới trước cửa nhà. Đối với gạch đỏ và bùn dùng để sửa lại, các ngươi tự tìm cách làm. Được rồi, đừng ngây ra đó nữa, động thủ đi. Một canh giờ sau căn nhà đã hoàn toàn được tu sửa, Trường Thanh đứng trong nhà đặt lên bàn thu hoạch của mình ngày hôm nay. Viên đá này ông chủ tiệm cầm đồ không nhận, vậy chỉ có thể làm vật chặn giấy. Quần áo lão già đó đưa ta được hai lượng, trừ đi tiền chia cho đại di, hôm nay tổng cộng kiếm được 20 lượng. Đang đếm tiền thì đột nhiên một luồng ánh sáng hào quang chiếu vào mặt của anh ta, dây sau đó bảng hệ thống xuất hiện và hút hết toàn bộ số tiền anh ta kiếm được. Ấy ấy tiền của ta, để lại cho ta một ít chứ. Trường Thanh nhìn chăm chú vào bảng hệ thống thấy thời gian 9 giờ 56 phút đã tăng lên thành 35 giờ 56 phút thì chợt nhận ra. Hình như đạt được điều kiện của phần thưởng lần sạc đầu tiên rồi, có thể lĩnh hai phần thưởng lận. Phần thưởng lần sạc đầu tiên đang mở thưởng trên bảng hệ thống hiển thị hàng ngàn các đồ vật. Wow thật chói mắt, hệ thống cuối cùng cũng hách cho ta rồi sao? SSR SSR hãy cho ta SSR Sau một lốt đinh thì hệ thống ban cho Trường Thanh hai cuốn bí kíp khiến anh ta có chút bất ngờ. Anh ta trợn trừng mắt hiện rõ những gân chỉ đỏ, đồng tử thì teo lại còn bé tí. Cô cậu tức giận tuông trào nước mắt ném hai cuốn bí kíp lên bàn hét lớn. Ôi má ơi! Phương pháp chế tạo phân bón đất, phương pháp chế tạo rượu trưng cất, hệ thống ngươi nghiêm túc sao? Sắp chết đói rồi, làm sao lại rút ra hai thứ chết tiệt này chứ? Trường Thanh hai mắt đen kịch lại như gấu trúc toàn thân run rẩy. quả nhiên người bình thường chúng ta không thể chơi nạp tiền trong game. Một lúc sau Trường Thanh bước về phía cánh cửa đặt tay lên vai của Thuần Phong, sao người này vẫn còn ở đây, đừng nói là đợi ăn trực ở nhà mình nha. Thế là anh ta liền đuổi khéo, Lý Thuần Phong. Không còn sớm nữa, hôm nay giúp ta bịt cái lỗ đó trước rồi về nhà sớm đi nhé lúc này tiểu hồ ly tha trên mỏ một túi gì đó từ cửa chạy vào thuần phong vừa nhìn thấy thì trừng mắt kinh ngạc hồ tiên đại nhân sao trường thanh ngồi xuống cầm lấy túi thức ăn ngươi lại tới rồi sao mang đồ tới để nịnh nọt ta cũng vô dụng hiện tại ta còn không nuôi nổi ta làm sao có thể nuôi ngươi được thuần phong nghe vậy thì nói nhỏ cái đó cao nhân nó không phải là chó là hồ trường thanh nghe tiếng lầm bầm bên tay thì quay sang nhìn thuần phong ngươi đang nói chuyện với ta sao cùng lúc đó tiểu hồ ly đứng bật dậy nghiến răng nghiến lợi thốt lên Dám nói lung tung thì ngươi chết chắc. Trường Thanh nhẹ nhàng sờ vào tay của tiểu hồ yêu, vật nhỏ này đúng là có linh tính. Nếu ngươi đã cố gắng như vậy thì ta miễn cưỡng để ngươi ở lại đó, về sau ngươi tên là tiểu bạch được không? Hồ yêu nghe xong thì vui vẽ sủa lên hai tiếng gâu gâu cho vừa lòng cu cậu. Vào đêm hào trạch tử siêu trên trời, nơi đây xuất hiện một con thủy long đang uốn lượn trong tầng tầng mây mù, con thủy long đó đuổi theo một con bạch long nói lớn. Tỷ tỷ đợi ta với, trạng thái của phụ hoàng không ổn lắm, Chúng ta phải tìm được người trị bệnh cho phụ hoàng Đang bay thì đột nhiên Bạch Long phát hiện phía trước có một luồng ánh sáng vàng ánh kim lóe lên Tiểu Thanh, xem kìa đó là cái gì Nói xong hai con rồng liền hóa hình thành hai cô gái mút rụt tươi không cần tưới Ta cảm nhận được pháp lực uy áp thu hút tâm hồn con người trong kim quang trói mắt đó Chắc chắn là tiên nhân xuống phàm hay có dị bảo xuất thế Đi, chúng ta đi xem Lúc này Trường Thanh ngồi trong căn phòng nhìn vào bảng hệ thống Thời gian sống chỉ còn 32 giờ 45 phút 21 giây anh ta xị mặt biểu môi cả người run rẩy trông thật xấu xí. Đã thế cuộc đời còn chớ trêu hơn, thời gian sống đã ít mà cái bụng cứ kêu ỏng ọc không thôi. Trường Thanh bất lực đập mạnh đầu xuống giường ba chục cái nói thầm, hu 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 đói quá. Tiền đều bị hệ thống nuốt hết rồi, không thể qua nổi một ngày mất. Để an ủi bản thân Trường Thanh cắn chặt miếng ra đệm hai mắt dương dương, hệ thống ơi hệ thống à. Người làm vậy thì chưa đợi được ngươi giết ta thì ta đã chết đói rồi. Trước cửa phòng của Trường Thanh được bao trùm bởi một luồng linh khí kim quang dồi rào nhưng bên trên lại xuất hiện khí tức của yêu ma quỷ quái. Tiểu hồ ly phát giác được liếc mắt nhìn lên trên nghĩ bụng, âm thanh gì vậy? Tại sao âm thanh này lại chứa đạo vẫn khó hiểu vậy? Nghĩ xong tiểu hồ ly lấy đầy nhảy vọt lên mái nhà. Bé hồ ly ngẩng đầu nhìn về phía ánh mặt trăng liên tưởng ra cảnh tượng ân ái với trường thanh, pháp lực trong cơ thể ta đang sục sôi lên. Có một sự thôi thúc không thể kìm nén được, thật sự muốn cùng chàng ấy. Trước ánh mặt trăng, yêu khí không ngừng hấp thụ vào cơ thể tiểu hồ yêu, bên dưới ác ma chín quỷ lệ đã hợp thể lại và đang nhăm nhay trước cửa phòng của trường thanh sau một lúc hấp thụ yêu khí thì tiểu hồ yêu đã trở lại nguyên hình em gái đứng bên trên trần nhà chừng mắt nhìn chằm chằm xuống phía dưới đám yêu ma quỷ quái này đã bị tiên trưởng đánh bay hợp thể còn dám xuất hiện quấy giày tiên trưởng nghỉ ngơi đúng là không biết sống chết đám ác ma hợp thể tạo ra một luồng quỷ khí vô cùng kinh dị chừng mắt há mồm thèm thuồng giống như muốn nuốt chửng một thứ gì đó thuần phong đứng bên cạnh nhìn thấy thì cũng tái xanh mặt mày bên trên mái nhà tiểu hồ ly đã bộc phá sức mạnh sau lưng xuất hiện uy áp của một con hồ ly hung tợn đám ác ma bên dưới cũng không vừa vặn gì mà tụ hợp lại thành một con quỷ hung ác lao thẳng về phía của tiểu hồ yêu thuần phong đứng phía sau nhìn thấy thì mồ hôi đổ ra như sông cả người run rẩy trước cuộc hỗn chiến của hai thế lực yêu thú tập hồ ly và ác ma chính quỷ lệ cô cậu bên trong căn nhà vẫn thản nhiên nằm ngủ với tư thế mất hồn mộng đẹp không dứt cùng lúc đó tỷ muội long tộc quan sát từ xa thì vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng đó tỷ tỷ yêu khí mạnh quá. Huyện Kinh Dương nhỏ bé này sao lại cùng lúc xuất hiện nhiều yêu ma cường đại như vậy? Bạch Long nhìn xuống thấy cuộc hỗn chiến bùng nổ bên dưới thì lên tiếng. Chẳng trách linh khí bao quanh người trong phòng đối với đám yêu tinh quỷ quái này giống như mặt trời trong đêm không thể ngó lơ được, trở lại với cuộc chiến yêu ma. Hình ảnh sức mạnh uy áp chiến đấu trong thật hùng mạnh đầy uy lực, thật ra bên dưới là hai con mễn đang cào cấu nhau như đánh ghen cướp chồng. Cùng lúc đó đôi song long bạch thanh từ trên trời đáp xuống mặt đất hết lớn, yêu nghiệt phương nào dám làm loạn trần gian hai con mển nghe thấy gì quay mặt nhìn sang ngơ ngác nhưng tay vẫn không quên túm tóc nhau bạch long với vẻ mặt nghiêm nghị bước về phía trước lên tiếng yêu nghiệt chính là yêu nghiệt không có mấy con có thể bình tĩnh trước mặt chân long ta vậy mà còn có thể đứng đây xem ra các ngươi có vài phần bản lĩnh tiểu hồ ly nghe xong thì chừng mắt há to mồm la toáng lên nói gì thế hai con sâu dài ta thấy các ngươi đa phần là tới vì nam nhân ở trong phòng đúng không giả vờ đạo mạo trang nghiêm gì chứ ngược lại ả à ác ma kia quay sang nở một nụ cười nham hiểm hay là hợp tác với ta không cùng diệt con hồ ly lẳng lơ này nam nhân đó chúng ta mỗi người một nửa tiểu hồ ly nghe xong thì mặt mày tối sầm lại ánh mắt sắc lạnh như ác quỷ dùng bộ móng của mình nhận đầu ả điên kia xuống ngươi dám chửi ta là hồ ly lẳng lơ sao thế là em gái hồ ly liền vung nắm đấm của mình lên đấm vào mặt ả điên kia với tốc độ 10.000 km trên giờ bổn tọa ta đây là hồ tiên thanh khâu đó chưa xong tiểu hồ yêu tiếp tục khuyến mãi cho ả ác ma thêm vài đấm nữa như kiểu đấm bay thằng người yêu cũ ra khỏi trái đất sau đó tiểu hồ yêu tung ra một đòn chí mạng hét lớn còn dám chấm mút tiên trưởng sao ta giết chết ngươi ngay đôi song long nhìn thấy thì nước mắt nước mũi chảy ra không ngừng tỉ tỉ con hồ ly này lẽ nào từng luyện thể sao đáng sợ thật đấy sau đoàn đánh chí mạng tiểu hồ ly xuất hiện trong luồng ám khí với ánh mắt tối tâm đầy sát khí à ác ma kia thì chỉ còn lại một tàn hồn đen xì như bùn đất hôi thối hồ yêu chừng mắt nhìn về phía trước nghiến chặt hai hàm răng hét lên thế nào muốn đánh nhau không bổn tọa là hồ tiên thanh khâu đó Bạch Long ngay xong thì đan hai tay lại với nhau tạo ra một ký ấn hồ lớn. Huyền Lôi Trình Pháp, Chu Tà Trừ Ác, Thiên Bộ Lôi Tư, sắc lệnh dứt lời thì trên bầu trời giáng xuống tiểu viện một tia lôi điện uy hùng mãnh liệt. Ngay lúc đó đột nhiên xuất hiện một màn chắn kim quang bao trùm lấy tiểu viện ngăn chặn lại sự tấn công của tia lôi điện. Trên không trung tiểu quái thần lôi bị luồng sức mạnh kim quang đó phản xạ lại khiến cho hai mắt lòi ra ngoài học máu mồm liên tục. Bên dưới Bạch Long đang vướng mắt nhìn chằm chằm lên trời như đang mong chờ thứ gì đó tại sao quyền pháp toàn bộ đều biến mất rồi huyền lôi của ta đâu tiểu hồ yêu nhìn thấy thì lập tức lao lên với đôi mắt có hai đồng tử rực cháy trà 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 trong tiên phủ của tiên trưởng còn dám vọng động pháp lực đúng là không biết trời cao đất dày thế là em gái hồ yêu đắm một cú đầy uy lực về phía bạch long khiến cô ta bị đẩy lùi ra phía xa mấy trăm mét bạch long ngã phệt ra đất vô tình liếc mắt nhìn sang thì thấy một thanh kiếm đang phát ra một luồng ánh sáng hào quang rực rỡ thế ngoại cao nhân chẳng lẽ cao nhân mà mình muốn tìm sao phụ vương có thể được cứu rồi nhưng hồ yêu vẫn không tha cho bạch long liền lao vào tác chiến cùng với em gái một trận đầy ác liệt lý thuần phong ẩn mình trong bụi rơm nước mắt chảy dòng dòng há hốc mồm hét lớn đây là thần tiên đánh nhau sao trong lúc hai em gái đá đầu nhau thì hồ yêu đã sử dụng tuyệt kỹ tam vị chân hỏa đãng thanh hoàn tự hỏa đức tinh quân để khai chiến bạch long cũng không vừa vặn gì liền sử dụng tuyệt kỹ bát bộ toàn cương giải trừ ma chướng tây phương cực lạc để phản đòn sau đó hai em gái lướt qua nhau trên không trung. Bạch Long nhảy thẳng lên nóc nhà tiếp tục xuất chiêu, đại uy thiên long. Thế tôn địa tạng, cổ nhược trừ vi, đấu một hồi quá mệt mỏi Bạch Long ngồi trên trần nhà trừng mắt nhìn chằm chằm xuống tiểu hồ yêu rõ vẻ tức giận. Lúc này hồ yêu nổi trận lôi đình vung cú đá về phía của Bạch Long nhưng em gái đã nhanh chân nhảy vụt lên thế là vô tình cái cây bên cạnh lại lãnh nạn. Thấy Bạch Long bỏ chạy thì hồ yêu lập tức đuổi theo, thế là đôi chân tội ác của hồ yêu lại dẫm đạp lên một thứ gì đó đen xì. Cùng lúc đó bên trong căn phòng Trường Thanh ngồi dậy trong tinh thần điên loạn ngấu nghiến hai hàm răng thật chặt hét lớn, "Má ơi má, để ta xem đứa nào vô duyên thế, đêm nào cũng ồn ào bên ngoài." Cô cậu ôm đầu tức giận đến mức hai mắt mở không nổi la toáng lên, mãi cái bọn này, không muốn ngủ thì đừng ngủ." Thế là Trường Thanh từ trong nhà mở toang cửa bước ra với gương mặt đầy sát khí, Bạch Long nghe tiếng động thì giật mình liếc mắt nhìn sang đập vào mắt trường thanh ngay lúc này là hình ảnh bạch long đang dùng dây thần trói buộc cơ thể của tiểu hồ yêu lại như kiểu một con thú cưng ngon ngọt, ngọt trường thanh đột nhiên lại bước vào nhà đóng mạnh cửa lại khiến bạch long cũng méo hiểu chuyện gì đang xảy ra anh ta bước vào nhà đập mạnh tay lên chán phì ra hơi thở thơm mát mẹ ơi xem ra ồn ào quá nên ban đêm xuất hiện ảo giác rồi thế là anh ta quyết định mở cánh cửa đó ra một lần nữa và trận hai mắt nhìn cho rõ đập vào mắt anh ta là một pha lật ngược tình thế ngoạn mục của tiểu hồ yêu nhìn cảnh tượng đó trường thanh toát mồ hôi như mưa. Anh ta há hốc mồm hét lớn, đây là tình huống gì thế? Bạch Long bị đè cho xanh mắt, hồ yêu thì vui vẻ trước chiến tích của mình. Không cần tìm hiểu sự việc trước mắt thẩm trường thanh liền lên giọng quát lớn, tiểu bạch, tiểu bạch con chó chết tiệt này. Nhiều người vào nhà như thế cũng không sủa một tiếng, thì cần ngươi làm gì, la hét um trời như vậy nhưng không thấy tiểu bạch của mình đáp lời. Trường bước ra khỏi cửa trừng mắt nhìn xung quanh, ấy đậu xanh, chó của mình đâu rồi, thế là anh ta tức giận não bộ bốc lửa chạy sòng sọc về phía hai em gái đang choảng nhau kịch liệt la toáng lên các người dừng tay lại cho ta nửa đêm không ngủ đánh nhau trong viện tử của ta làm gì mang cờ hó của ta đi đâu rồi bạch long nghe thấy thì trừng mắt nhìn chằm chằm vào mặt hồ ly cắn chặt răng lên tiếng phàm nhân ngươi đừng ồn ào ta đang cứu mạng cứu người đấy trường thanh tiến lại nắm lấy bàn tay của bạch long người phiền phức gì đâu nói không chừng các ngươi đã trộm chó của ta đi đi theo ta đến gặp quan khi đôi bàn tay của thẩm trường thanh chạm vào người hai em gái thì biểu cảm trên gương mặt của hai em gái phê lòi giống như một sức mạnh nào đó áp chế lên cơ thể khiến cho toàn thân run rẩy. Một lúc sau khi hấp thụ sức mạnh xong thì cặp loa của Bạch Long được nảy nở căng tròn, tiên pháp gì thế này, chỉ cần chạm một cái cảm giác pháp lực toàn thân đang sụp sôi lên. Không chịu sự khống chế ta nữa, lúc sau em gái thở một hơi thật dài tức giận hét vào mặt cu cậu, phàm nhân ngu ngốc nhà ngươi. Bản tôn là công chúa Long tộc Đông Hải, ngươi có biết rằng ngươi đã suýt mất mạng trong miệng của con hồ ly này không nếu như ta không kịp thời ra tay lúc đó ngươi đã chết thế nào cũng không biết nghe vậy trường thanh hất tiểu hồ ly sang một bên sau đó liếc mắt nhìn sang bạch lộc đáp lời chật chật trộm cơ hó của ta còn dám hống hách với ta ư ừ. trộm cơ hó cái gì chứ ta không có trường thanh nắm chặt lấy tay của bạch long quát lớn phí lời ít thôi công chúa long tộc đúng không hồ ly đúng không thử phân thân trước mặt ta xem thử dứt lời trường thanh dùng một cánh tay của mình để nâng bạch long lên cao tại hạ cũng không giả vờ nữa ta là người kế thừa chủ nghĩa xã hội một người tin vào chủ nghĩa di vật và là kẻ kết thúc các cựu thần công dân tuân thủ pháp luật trong xã hội văn minh hiện đại tiên phong trong vệ sinh đường phố á à, quân cuộc thi nhảy la tinh thiếu nhi toàn quốc ác mộng của đám trẻ mầm non mặt trời nhỏ bạch long ngại ngùng hai má ửng hồng thầm nghĩ hắn ta quả thật không phải là người bình thường chỉ cần chạm nhẹ mà tu vi pháp lực không đột phá nổi trong cơ thể ta lại đang tăng lên một cách nhanh chóng cảm giác này thật là dễ chịu tên khốn kia mau thả tỉ tỉ của ta ra bạch long nghe vậy thì thốt lên tiểu thanh không cần đau trường thanh cũng nhanh chóng giơ bàn tay khổng lồ của mình ra chặn đường tiểu thanh long còn dám phản kháng sao thuần phong và tiểu hồ ly ngồi bên này nhìn thấy trường thanh quay bạch long vòng vòng như trong chóng thì hét lớn a a a cao nhân nghịch rồng rồi hi hi chủ nhân thật uy vũ Thuần Phong nhìn cảnh tượng trước mắt thì trừng mắt há mồm la toáng lên. Lý Thuần Phong ta tu hành bao nhiêu năm, hôm nay coi như được rửa mắt mà nhìn rồi, đại năng tu sĩ trong truyền thuyết cũng chỉ đến vậy thôi. Sau một hồi bị trường thanh quay như dế thì hai em gái ngồi vào một góc rụt rè lo sợ, tự ý xông vào nhà ở của dân, quấy rầy người khác ngủ còn trộm tu cầu của ta. Đừng nghĩ rằng các ngươi là nữ nhân mà ta sẽ bỏ qua cho các ngươi, còn trẻ mà không biết làm việc gì tốt hơn sao, mau nói đi. Giấu con cờ hó của ta đâu rồi, Vừa nói dứt câu thì Lý Thuần Phong ôm tiểu hồ ly lao thẳng tới nhanh như một cơn gió. Tiên trưởng, chó của ngài ở đây. Cái lùng mía hết hồn à, ngươi ở đâu ra vậy? Trường Phong chỉ tay về phía trước, có biết là suýt dọa chết người rồi không? Sao ngươi lại ở đây? Không phải đã bảo ngươi sửa lại cửa rồi về đi sao? Lý Thuần Phong nghe xong thì trận hai con mắt đen xì như gấu trúc hả to mồm dài tám thước cả lăm nói. Tu vi tiên tưởng cao thâm, tiểu tiểu đạo đạo muốn muốn. Sau đó anh ta lấy hết quyết tâm quỳ xuống thầy hồ ly cho trường thanh nói lớn tiểu đạo muốn xin tiên trưởng thu ta làm đồ đệ nói xong thuần phong tiếp tục làm ra bộ mặt đáng thương nước mắt chảy không ngừng xin ngài hãy truyền diệu pháp lại cho ta huyện kinh dương vào buổi sáng một con chim với bộ lông đen tuyền đang bay lượn trên bầu trời hướng về phía luồng ánh sáng hào quang trước mắt đây là hắc ưng vương một trong tứ đại yêu vương bay được một lúc thì hắc ưng vương đáp xuống một ngọn hải đăng vương mặt nhìn chăm chú về phía trước hóa ra là nó đang nhìn về phía của luồng sáng hào quang kia ấy chà chỗ kim quang đó là có chuyện gì vậy sao lại khiến ta cảm thấy kinh hãi khi nhìn ánh sáng hào quang đó hai đồng tử của hắc ưng vương teo nhỏ lại đá lô tô hắc sơn đại vương bảo ta đi dò đường đây là địa bàn của cửu truyền âm quỷ lại có kim quang tỏa sáng chẳng lẽ có bảo vật xuất thế nói tới đây lòng tham lam của hắc ưng vương lại trỗi dậy xung quanh ngập tràn yêu khí ha ha nếu mang bảo vật này về hắc sơn đại vương nhất định sẽ phong mình làm thủ lĩnh của tứ đại yêu vương lần này phải khiến ba tên kia không phục khẩu phục nửa canh giờ sau tại tiểu phòng của trường thanh Lúc này anh ta đang ngồi thẫn thờ trước đôi song long và khứa đạo sĩ đang quỳ ở trước mặt. Tiên trưởng, chuyện chính là như vậy đó. Tiểu hồ yêu vồ tới liếm vào mặt trường thanh khiến anh ta mất nhắm mắt mở lúng túng. Lý đạo trưởng, ngươi đừng náo loạn nữa, ta chỉ là một người tầm thường mà thôi. Làm gì có diệu pháp gì truyền cho người, tiểu viện này của ta cũng làm gì có quỷ lệ, sao ngươi còn không đi. Nói xong trường thanh tiếp tục nhìn chằm chằm vào hai em gái song long, hai người các ngươi vừa rồi các ngươi nói với ta cha các ngươi bị bệnh nặng đi ngang qua đây xin thuốc gì gì đó lại còn dây dưa với hồ yêu dựng chuyện nhiều thật trộm chó gì đó là do ta hiểu lầm còn muốn ta chữa bệnh cho lệnh tôn thì không có đâu ta đề nghị ngươi nên mời đại phu về nhà khám bệnh cho lão tôn mới là điều đúng đắn nói tới đây trường thanh mang chiếc giỏ lên lưng nhíu mày được rồi trời cũng sáng rồi chỗ ta không có bữa sáng để chờ đãi các vị ta phải đi kiếm sống đây chư vị tự đi ha sau khi trường thanh rời đi thanh long bỗng chốc khóc mướt tỷ tỷ có phải chúng ta khiến tiên trưởng không vui rồi không? Ngài ấy mới không đồng ý giúp chúng ta, không ngờ hồ yêu đó là sủng vật mà tiên trưởng nuôi dưỡng. Xem ra chúng ta phải thể hiện 12 phần thành ý mới được, hai vị đạo hữu, tiểu đạo lý thuần phong. Hân hạnh hân hạnh, ba người quay sang nhìn theo bóng lưng của trường thanh thì tiểu hồ ly ngồi bên trong giỏ chui lên thẻ lưỡi chọc quê, lêu 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 ổ kìa mắc cỡ chưa he hơ. Một lúc sau trường thanh cùng với tiểu hồ ly đi tới phiên chợ bắt đầu bày bán tâm pháp, anh ta đập mạnh tay lên bàn tạo ra một cái dáng siêu ngầu. Mở sạp đây, mở sạp đây, vừa nghe kêu giao thì một đám người dân bu lại đông đúc xếp thành hàng dọc, thẩm đại sư, thẩm đại sư, xem cho ta trước, ta có bạc, lần trước thẩm đại sư dọa lão đạo đó sợ đến quỳ xuống nhất định là có bản lĩnh thực sự. Chưa kịp bán được cuộn tâm pháp nào thì đột nhiên một lão quan lại xuất hiện cùng với một đám thị vệ, tránh ra, tất cả đều tránh ra cho ta. Ông ta là phùng chi huyện của huyện Kinh Dương, phùng chi huyện đi tới chỉ tay vào mặt trường thanh, có tin báo, có người lừa gạt trên đường. Người đó là người sao? Cô cậu nghe vậy thì đạp mạnh chân lên bàn, tên khốn nạn nào đi báo đấy, định bắt ta à? Vừa nói dứt câu thì hai tên thị vệ đã chỉ hai cây gậy vào cổ trường thanh. Vừa hai lúc đó võ phán bước tới gọi lớn, cao nhân cao nhân, hắn ta bước về phía trường thanh chỉ tay về một phía không ổn rồi tử siêu hạo trạch có chuyện rồi. Quả thật khi Phùng Chi huyện nhìn về phía trước thì thấy một luồng yêu khí dày đặc đang vây lấy tiểu viện của trường thanh phương hướng đó là vĩnh lạc phường của tử sửu hạo trạch đúng không mau nhìn kìa quỷ khí đang sông thẳng lên trời thật sự quá khủng bố sao quỷ lại náo loạn vào ban ngày ban mặt thế ngươi không biết sao quỷ trong tử sửu hạo trạch này cực kỳ lợi hại thế nhưng ngược lại trường thanh không hề thấy một luồng tà khí hay yêu khí gì đó liền thốt lên các ngươi nghiêm túc sao bầu trời rõ ràng rất trong xanh mà phùng tri huyện nghe thấy thì há hốc mùm kinh ngạc à. sau đó trường thanh liếc mắt nhìn sang võ phán tối sầm mặt đại hồ tử ý ông là gì rảnh không có việc gì làm nên lấy ta ra làm trò đùa sao. Trở về lại viện phòng của Trường Thanh, lúc này Hắc ưng vương đang lật tìm tứ phương. Bảo vật bảo vật, ngươi ở đâu mau ra theo ta về nhà. Rốt cuộc giấu ở đâu rồi, ở đây cũng không có, ở đó cũng không. Sau một hồi tìm thì kiếm đồ đạc văng tung tóe, Hắc ưng vương gãi đầu lẩm bẩm. Kỳ lạ, rõ ràng ban nãy tận mắt nhìn thấy trạch viện này có ánh sáng vàng xuất hiện, đó là dị tượng bảo vật hiện thế. Sao lại không tìm thấy chứ nhỉ? Cùng lúc đó trên phiên chợ người dân bu đông đúc như đi hội. Mau tới đây xem này, thẩm đạo trưởng sắp biểu diễn bắt quỷ tại hiện trường này. Vẫn là ác quỷ trong tử sửu hạo trạch cũ đó làm hại huyện Kinh Dương chúng ta nhiều năm, ở trong bụi rậm ven đường. Đôi song long và khứa đạo sĩ Thuần Phong đang lấp ló rình mò nghe thấy người dân xung quanh bàn tán xôn xao, đến rồi đến rồi, chính là trạch tự này. Xem thẩm đạo trưởng thi triển kiểu gì, ba người nghe xong thì trừng mắt há mồm đồng thanh lên tiếng. Tốt quá rồi, tiên trưởng trở lại rồi, lúc này. Trường Thanh dẫn đầu với một thần thái côn ngầu tay cầm cái quạt ra vẻ công tử, sau lưng là võ phán trên tay cầm lá cờ vô lượng thiên tôn. Bên cạnh là Phùng Chi huyện cầm lá cờ đạo quỷ dị tiên, phía sau lưng tiểu hồ yêu lướt ngang qua bụi lùm sẵn tiện tán cho đôi song long và tên đạo sĩ một bạt tai học si ra ngoài. Tán xong tiểu hồ ly hóa thành hình người quay mặt nhìn sang đám người phía sau cao có tức giận, các ngươi không bảo vệ nổi nhà còn muốn ở bên cạnh cao nhân cầu diệu pháp sao? Người trong nhà chính là Hắc Ưng Vương, một trong tứ đại yêu vương dưới trướng lão yêu Hắc Sơn, bọn ta quả thật không phải là đối thủ của hắn tiểu hồ ly nghe xong thì nhíu mày nhíu mặt hừ hừ vậy các ngươi cứ ở chỗ này nhìn cho kỹ cho dù hắc sơn lão yêu tự mình tới chủ nhân cũng sẽ khiến hắn tan thành cho bụi lúc đó hắc ưng vương đứng bên trong viện phòng nghe thoang thoảng bên tai hắc sơn cao nhân đạo trưởng diệt trừ yêu ma nghe xong hắc ưng vương sững người trừng mắt la toáng lên không ổn trước khi xuống núi hắc sơn đại vương đã từng căn dặn phàm giới có một nơi gọi là khâm thiên giám trong đó có cao nhân Chẳng lẽ ta bị bọn họ nhắm vào rồi sao? Đi một lúc cuối cùng cũng đã tới viện phòng. Võ phán quay sang niềm nở nói, cao nhân, nơi này hung hiểm, bách tính bên ngoài còn nhiều, ta đành ở lại bên ngoài bảo vệ bọn họ vậy. Yêu tà trong nhà xin giao cho ngài, chứ không phải vì ông sợ hãi sao. Tiểu huynh đệ, nếu ngươi có thể diệt trừ quỷ lệ trong tử sửu hạo trạch, bản quan sẽ tin ngươi không phải kẻ lừa đảo. Nói xong phùng chi huyện quay mặt sang chỗ khác nhếch miệng nở một nụ cười nhanh hiểm nghĩ bụng nếu tiểu tử này không làm được ta sẽ đánh thắng một trận. Trước mặt mọi người giết gà dọa khỉ, dân đe tội phạm ở huyện Kinh Dương rất có lợi cho việc trị an ở huyện này. Không hổ là ta, thấu hiểu lòng người đa mưu túc trí, ở bên trong hắc ưng vương giờ đây đã nhìn đời bằng nửa con mắt. Ban nãy đúng là có nghe thấy bọn họ nói có cao nhân gì đó tới xem, không thể ở lại nơi này lâu. Lần sau tới tìm bảo vật này sau vậy, dứt lời hắn ta liền dùng thuật xuyên tường bay thẳng vào vách tường thế nhưng một sức lực nào đó đã cản bước hắc ưng vương khiến cho nó đâm thẳng đầu vào bức tường chóng mặt quá nhiều sao ghê vừa hay khi nghe tiếng động trường thanh mở cửa bước vào thứ gì thế này tiếng bang bang khi nãy chắc không phải là chuột chứ hắc ưng vương nằm trên trần nhà nhìn xuống thì thấy trường thanh đang ôm một tấm gương đi vào miệng lẩm bẩm động tĩnh lớn như vậy chắc chắn con chuột này đầu rất to cũng không biết tiểu bạch biết bắt chuột không nữa hắc ưng nhìn xuống thấy trường thanh đang ôm chiếc gương quay vòng vòng như một kẻ vô tri thì nói thầm chuột sao hắn đang nói bổn tọa sao chẳng lẽ hắn là cao nhân đó vừa mới bước vào phòng đã phát hiện sự tồn tại của bổn tọa nhưng cũng quá đáng ghê bổn tọa tốt xấu gì cũng là yêu vương nói cái gì mà muốn bắt bổn tọa chứ bên ngoài cửa đám người của võ phán và phùng tri huyện nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhưng mọi thứ xung quanh lại không hề có một chút tiếng động gì võ khánh nắm chặt bàn tay vẻ mặt hớn hở không hổ là cao nhân vừa mới bước vào phòng yêu tà đó lập tức đã bị trấn áp bên trong căn phòng trường thanh cúi đầu nhìn chằm chằm vào các món đồ trên bàn Lão lục có dâu này khăng khăng nói rằng ngôi nhà bị quỷ ám trước mặt rất nhiều người, giờ thì hay rồi. Bị người của cả huyện vây xem, trường thanh trầm mặt xuống liên tưởng tới cảnh mình bị còng đầu trong xiềng xích thì thở một hơi dài, nếu màn kịch hôm nay diễn không tốt. Chiêu bài kiếm cơm của ta có thể bị mất, có khi còn bị huyện Thái ra đó bắt vô nhà giam luôn quá. Đang vặn ốc trầm tư suy nghĩ thì bảng hệ thống chó chết lại hiển thị thông báo, thời gian sống sót còn lại 29 giờ 23 phút 33 giây giây. Đếm ngược đến hết thời gian sẽ trực tiếp giết ký chủ, Thấy vậy Trường Thanh nhìn chăm chú vào các món đồ trên bàn gồm có hai quyển bí kíp, một cái Zippo và một cái iPhone 6 bà lách thời nhà Minh. Nếu bị giam vào đại lao đếm ngược thời gian mà hết thì ta chết chắc. Không còn cách nào khác cu cậu đành vận dụng não bộ của mình để suy nghĩ, đợi đã, có smartphone. Hình như mình có cách rồi, không những có thể thoát khỏi hiểm nghi. Nói không chừng còn có thể nhân cơ hội kiếm một số tiền lớn, rất suy nghĩ anh ta liền cầm chiếc iPhone 6 thời nhà Minh lướt liên tục. May mà lúc xuyên không có mang theo vật tùy thân, mình đã tải khá nhiều bộ phim trong điện thoại để xem để tìm coi khi anh ta vừa mở bộ phim gì đó lên thì đột nhiên bên ngoài phát ra âm thanh kỳ lạ ưm a à. jamatai kudasai dam y cư cư khiến cho võ phán và phùng trị huyện phải sửng người hoảng hốt phùng trị huyện nghe thấy những âm thanh đó thì thẫn thờ ngần ngơ đây là tiếng gì vậy nhất định là do quỷ náo loạn rồi nhưng quỷ này kêu có vẻ kỳ kỳ bên trong phòng trường thân với vẻ mặt đáo để chu mỏ lướt nhanh màn hình điện thoại trượt tay trượt tay chọn nhầm may mà nơi này không có người không thì ngại chết mất hắc ưng vương nằm trên trần nhà nhìn xuống mở to tròn hai mắt đó là pháp khí gì lại có thể tự phát ra quyền pháp nhưng bổn tọa chưa từng nghe qua quyền pháp nào như kiểu kuda Kudasai, Dam Dam và Iku y cư, y cư gì đó. Bên dưới trường thanh dơ chiếc iPhone 6 bà của mình lên chụp một mô hình tuyệt đẹp và tình cờ chụp luôn hắc ưng vương. Đáng tiếc, cổ đại không có mạng. Trừ việc có thể chụp ảnh ra cũng chỉ giống như một cục gạch, vừa bấm nút chụp thì đèn flash chớp lên chiếu rọi vào mắt hắc ương vương khiến nó hoảng sợ hét lớn a a há ánh sáng này là gì mắt của bổn tọa ôi mẹ ơi nội đan của ta vỡ tan nát rồi hắc ương vương giờ đây nằm trên trần nhà xùi bọt mép cả người run rẩy tên tu sĩ phàm nhân này rõ ràng đã phát hiện ra bổn tọa lại giả vờ không thấy hóa ra là đợi bổn tọa thả lỏng cảnh giác sau đó dùng quyền pháp cao thâm tấn công bổn tọa bên dưới trường thanh vẫn vui vẻ tạo dáng seo phì tỉnh như rồi Hắc ưng vương nhìn thấy thì cũng bất lực không thốt thành lời. Tâm tư phàm nhân này quả nhiên độc ác, bên ngoài phùng chi huyện và đám người dân đợi dài cổ thì mặt mày tối sầm lên tiếng. Thẩm đạo trưởng, kéo dài thời gian không có tác dụng đâu, nếu ngươi không ra. Sai nha sắp vào bắt người rồi đó, võ phán đứng bên cạnh nghe thấy thì nhắm chặt mắt đáp lời. Hư hư, đúng là kiến thức hạn hẹp, lại dám nghi ngờ cao nhân. Vừa nói dứt câu thì thẩm trường thanh đi ra khỏi cửa, tới đây tới đây. Chi huyện đại nhân vội cái gì, không phải các ngươi nói tử siêu hào trạch của ta nhiều năm rồi bị quỷ lệ chiếm cứ không có ai phá được sao. Hôm nay thẩm trường thanh ta xuất mã, ác quỷ trong trạch này bị ta bắt sống rồi, nói xong thẩm trường thanh dơ màn hình điện thoại ra phía trước. Trong màn hình một ma nữ chui ra với bộ mặt quỷ dị răng nanh sắc nhọn, bằng chứng ở đây tự mà xem đi, đám người nhìn thấy thì há hốc mồm sợ hãi. Xung quanh bọn họ bắt đầu bốc lên những luồng ma khí tím dị, ma nữ đó chui ra từ cái giếng dùng bộ móng tay sắc nhọn sơn màu đỏ của mình cào cấu xuống đất nhìn thấy cảnh tượng trước mắt võ phán và đám người sau lưng mặt mày xanh như đít nhái mồ hôi toát ra như mưa oán khí mạnh quá so với cửu truyền âm quỷ nguyên bản còn cường hãn hơn thấy đám người kinh hãi trường thanh chỉ tay vào màn hình mọi người đừng sợ ác quỷ này bị ta phong ấn trong bảo giám sẽ không làm hại cho nhân gian nữa ma nữ kia nghe xong thì kiểu nani là sao nữa vậy ba sau đó trường thanh quay màn hình lại bắt đầu tua ngược video các ngươi nhìn này ta muốn cô ta tiến lên thì sẽ phải tiến lên còn nếu ta muốn cô ta lùi xuống thì phải lùi xuống tua ngực video một hồi tới cảnh này thì nó lạ lắm một em nữ nhật bổn nằm ưỡn ẹo với thần sắc phê chữ E kéo dài trên la ẩm ý trường thanh không để ý liền đưa hình ảnh em gái đó ra phía trước lắc màn hình điện thoại như điên thế nào thấy ta đỉnh hay không vỏ phán nhìn thấy thì giơ hai tay cao lên trời sau đó đập mạnh xuống đùi một cái cho tỉnh đám người xung quanh cũng bắt đầu hô hoán lên nếu quỷ có oán khí sung thiên như vậy lại bị thẩm đạo trưởng chơi đùa trong lòng bàn tay như thế tiên trưởng đại năng diệt trừ ác quỷ bảo vệ dân lành công đức vô lượng phùng chi huyện mang thân hình run rẩy của mình bước lên chỉ tay vào màn hình điện thoại tại sao bảo giám này đột nhiên tối đi rồi mại nó tự nhiên hết pin vào lúc này thấy vậy trường thanh vội vàng cất chiếc smartphone của mình vào trong y phục sau đó giơ tay lên miệng ho khụ khụ đánh chống lảng Ehem, đâu có dễ mở thiên nhãn như thế cảnh ban nãy đã là xa xỉ đối với phàm nhân các ngươi rồi tuy nhiên hôm nay các ngươi có thể tận mắt chứng kiến thứ này đã bị nhiễm âm khí của nó sợ là ra trạch về sau khó bình an nha. Chẳng qua là bản đạo này đã nghiên cứu một chút về trừ tà, gần đây còn viết mấy chữ có thể trừ tà trấn trạch. Đám người dân và kể cả Phùng Chi huyện kia nghe xong thì lập tức dâng túi tiền lên cho Trường Thanh, đạo trưởng, xin nhất định phải ban cho ta mặc bảo. Hôm nay ta đã xếp hàng từ sớm, nên đến lượt ta trước, quan lão ra cũng không được chen hàng. Trong đám người đông đúc xuất hiện ba thanh niên vội vội vàng chen chúc vào đám người, đây là đi đâu vậy, tử sửu hạo trạch có một vị cao nhân ta muốn đi cầu bức chữ để an gia trạch giờ đây cả huyện kinh dương đâu đâu cũng có người xếp hàng đông như kiến thật sự thần kỳ vậy sao vương nhị tận mắt thấy thẩm đạo trưởng thu phục quỷ lệ còn có thể là giả sao huyện kinh dương được cứu rồi ta cũng đi cầu một bước bên dưới xuất hiện hai thanh niên cầm trên tay cuộn tâm pháp một tên có tóc một tên đầu chọc một tên thì khóc một tên thì cười thẩm đạo trưởng thật tốt tay xưng vù vẫn ban cho ta mặc bảo cảm động quá cái đó sao có thể là xưng đó gọi là chân khí xung doanh trong thoại bản viết như vậy đó. Bán một lúc thì mọi người dân cũng đã giải tán gần hết, nhưng đau đớn thay khi bàn tay của Trường Thanh giờ đây như một bàn tay quái vật, hôm nay vất vả cho các vị rồi, ở lại ăn một bữa cơm đi, ta vào phòng thu dọn trước đã, viết cả ngày rồi, tay của ta sắp trở thành cái máy in rồi. Trường Thanh với đôi bàn tay quái vật khó lòng mở cửa, đã vậy còn đụng mặt phải bốn tên fan ruột đang nhìn mình với ánh mắt lấp la lá lấp lánh. Thấy vậy anh ta lập tức đóng mạnh cửa lại. Bước vào phòng anh ta hất tung những đồng tiền vàng lên trên cao vẽ mặt vô cùng hớn hở. Ha ha ha, ta có tiền rồi, cuối cùng cũng không phải cúi mình trước hệ thống rồi, ra hiện tại là người chơi hệ giàu có. Đám người võ phán song long nghe những lời nói của trường thanh thì vui như được mùa, tiền bối, tiên trưởng bảo bọn ta ở lại ăn cơm có phải là đã không nhận bọn ta rồi không? Tốt quá rồi, tốt quá rồi, bản hồ tiên sao lại có cảm giác sắp thất sủng rồi nhỉ, đột nhiên tử viện sáng rực ánh kim quang còn kèm theo lời nói. Hồi sinh đi, thời gian của ta, đám phen ruột nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì ngơ con mẹ nó ngác, hết yêu khí rồi. Chẳng lẽ là cao nhân ra tay sao? Lúc này Hắc Ưng Vương ngồi trên trần nhà bị chúng chiêu thì nước bọt hộc ra khỏi cổ họng, ban nãy là quyền pháp bây giờ là kim quang. Bổn tọa đã làm gì có tội chăng? Nhìn xuống bên dưới thì thấy Trường Thanh đang nhìn chằm chằm vào vài đồng vàng thở dài, ai trả cầm tiền chưa nóng tay mà đã hết, bây giờ thời gian còn lại để sống của anh ta đã tăng lên 275 giờ 18 phút 10 giây giây. Trường Thanh chấp hai tay lại khẩn cầu cho hệ thống hiển thị 6 lượng trên 6 tiếng, ngay lập tức bản hệ thống hiển thị, phương pháp làm xà phòng thủ công, 1000 vỏ sò thành bột, hai thêm nước, bột vỏ sò vào cho thực vật, ba đổ hỗn hợp chất lỏng phía trên vào đầu, bốn tạo hình và cắt miếng để 10 đến 35 ngày cho xà phòng hóa thành phản ứng đẩy. Thẩm Trường Thanh đọc xong thì hai mắt hóa thành đồng tiền cười tươi như hoa, wow, wow, phương pháp làm xà phòng thủ công. Thứ này là đồ tốt, thời đại này người bình thường đều dùng đậu để tắm rửa, có xà phòng chẳng phải tiện hơn sao? Tiền sẽ chảy vào cuồn cuộn, Trường Thanh thất thần nhìn chằm chằm vào cái dương trống rỗng mặt mày xanh như đít nhái, nhưng mình chỉ có 10 ngày mà làm xà phòng cũng cần ít nhất 10 ngày. Vẫn nên nghĩ cách kiếm tiền khác thôi, đang buồn như chó thì Hắc Ưng Vương rớt từ trên trần nhà xuống một cái đùng lông lá dụng tè le khiến cu cậu giật mình hoảng hốt. Ấy đậu xanh, mẹ kiếp, thứ gì vậy? Trường Thanh hiếu kỳ bước lại tóm lấy Hắc Ưng Vương. Hóa ra là động tĩnh ban nãy không phải là chuột mà là một con gà hoang bay vào, môi trường cổ đại đúng là tốt gà hoang cũng có thể to như vậy không một chút ngần ngại trường thanh vác hắc ưng vương lên vai tên nhóc đáng thương cũng không biết bị nhốt trong phòng từ lúc nào chắc là đói tới ngất rồi trường thanh kẹp hân vương vào nách bước ra khỏi cửa may mà ngươi đã gặp được ta ta là người lương thiện bình thường đến cỏ cũng không dám dẫm nghe vậy đám người của lý thuần phong và song long đứng thập thò sau cửa cao nhân chẳng lẽ định dùng thuật cải tử hoàn sinh để hồi sinh yêu vương sao không thể được a à, nếu được thả về hầu hoạn khó lường cao nhân có lòng rộng lượng thương yêu luôn cả yêu vật. Không hổ là tiên trưởng, chúng sinh bình đẳng trong mắt tiên trưởng, nếu tiên trưởng có thể hồi sinh yêu vương thì chữa bệnh cho phụ vương chỉ là chuyện nhỏ. Một lúc sau, đám fan cuồng nhìn thấy thành quả của trường thanh thì trợn lòi hai con mắt há to mồm hét lớn, ớ ớ đậu xanh, hóa ra là nướng à. Chưa xong thẩm trường thanh lại tiếp tục rắc thêm gia vị ngọt ngào lên hắc ưng vương nướng của mình, thế nhưng mùi hương bốc lên không phải là mùi thơm mà là một mùi khí tức đậm vị yêu khí. Đám phe fan cuồng nhìn thấy thì nói thầm, thịt của đại yêu là thứ cực độc huống hồ còn là yêu vương cao nhân muốn ăn nó sao trường thanh xiên miếng thịt gà béo bởn thơm phức đưa lên các vị đã đợi lâu rồi thưởng thức tay nghề của ta đi thơm lắm à nha bốn anh chị em fan cuồng nhìn thấy thì mặt mày tái nhật không còn miếng máu cao nhân ta nhớ ta còn có chuyện không làm phiền nữa cáo tử mẹ ta không cho về muộn tại hạ cũng về trước tỉ tỉ muội không muốn chết hu hu tiểu thanh đừng sợ nếu tiên trưởng ban thưởng sao dám từ chối sau khi tỷ tỷ chết muội nhất định phải cầu tiên trưởng cứu phụ vương nói xong bạch long vương tay ra phía trước lấy miếng thịt gà tiên trưởng để ta tới trước đột nhiên một luồng ánh sáng lướt nhanh qua miếng thịt gà mất tích luôn nhìn qua thì thấy hung thủ chính là tiểu hồ ly đang ngậm chặt trong mùng cái đùi gà siêu to khổng lồ trường thanh tức giận hét lớn tiểu bạch hắc còn chưa ăn nữa nhổ cái đùi to ra cho ta thế nhưng tiểu hồ ly không hề nghe lời chủ nhân mà nhâm nhi cái đùi thật ngon hút sạch yêu khí phát ra từ đó đôi song long nhìn thấy thì vô cùng bất ngờ mở to mắt hồ tiên tiền bối lại vì chúng ta mà lấy thân thử độc trong hồ ly tinh cũng có hồ ly tinh tốt rất nhanh miếng thịt bây giờ chỉ còn lại một cái xương khô sau đó đột nhiên tiểu hồ ly đứng bật dậy đầu óc quay cuồng đứng loạn choạng khiến trường thanh và đám người kia há hốc mùng kinh ngạc tiểu bạch ngươi làm sao thế loạn choạng một lúc thì tiểu hồ yêu ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự hồ tiên tiền bối bị đập chết rồi sao trường thanh bước lại xách cái đuôi cáo lên ngơ ngác còn sống mà biểu cảm gì vậy trời sao lại có vẻ khá hưởng thụ nhỉ tiểu hồ yêu nhảy lambada vẻ mặc thích thú nói thầm a a a thoải mái quá cảm giác toàn thân đang tràn đầy linh lực không hổ là thịt yêu vương chủ nhân tự tay nướng bạch long nhìn thấy cảnh tượng đó thì giữ người không không chết sao đó là thịt yêu vương mà thần tiên cũng có thể bị độc chết mà trường thanh tiến lại thẻo cho thuần phong và võ phán vài miếng thịt tới đi hôm nay mọi người giúp ta cả ngày không thể để mọi người vác cái bụng đói về nhà được nhân lúc còn nóng thì mau thử đi Thuần Phong cầm lấy đĩa thịt gà liếc nhìn sang vỏ phán. Hay là chúng ta ăn thử một chút đi, hồ yêu lúc này đã say đắm hưởng thụ, chủ nhân mà ra tay thì sẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của các người. Yêu vương được chủ nhân nướng e là còn ngon hơn cả bàn đào trên cửu thiên, lúc này đối song long cũng ngậm ngùi nhét miếng thịt vào miệng nhai chóp chép. Thuần Phong và võ phán cũng cắn bụng mà gặm miếng thịt trong nước mắt, vừa ăn xong thì mấy em bộc phá sức mạnh uốn người để mặc khiêu gợi thẩm mỹ. Linh lực thuần khiết quá mình không thể kiềm lại cảm giác dạo dực bồn chồn này. A, à đừng mà, đừng đột phá nữa, cơ thể của ta sắp không chịu được rồi, tỷ tỷ tu vi của muội hình như sắp đột phá nữa rồi. Vừa nói dứt lời thì từ tiểu viện của Trường Thanh hai luồng linh khí xanh vàng phóng thẳng lên trời, "Tiểu Thanh, tỷ cũng đột phá rồi." Vì quay này của tiên trưởng đúng là cao lương mỹ vị của tiên giới, đột phá xong hai em gái ngồi ôm lấy nhau Trường Thanh thấy vậy thì bước tới chống lạnh chém gió, phản ứng không kệ. "Hê hê hê với tay nghề nấu ăn hiện tại của ta, đám người cổ đại này đúng là không thể nào chống lại được, nếu như mở tiệm nướng chỉ sợ hoàng đế cũng không đi nổi. Bên này hai thanh niên thuần phong và võ phán cũng đột phát sức mạnh ôm nhau nhảy điệu khiêu vũ tăng gồ, có quá nhiều linh lực trong con gà quay này. Ta cảm thấy như thể ta sắp mọc cánh bay đi mất, đúng vậy đúng vậy, cơ thể của ta cũng bồn chồn không yên. Khổ sức mạnh đó như dòng suối đó sắp tràn ra ngoài, trường thanh nhìn thấy cảnh tượng trước đó thì hai con mắt hóa hình trái ớt. Ai ra má ơi, hai người này làm vậy có chút cay mắt quá đó, lúc này đột nhiên bạch long nhớ về người cha đang truyền nước biển của mình ở long cung thì rưng rưng nước mắt trong lúc mình đang đọc hưởng cơ duyên mà tiên trưởng ban cho thì tính mạng của phụ vương ở long cung đang trong lúc nguy cấp mình thật sự là một đứa con gái bất hiếu a à hu hu nghĩ tới đây bạch long òa khóc thiệt lớn khiến cho trường thanh giật mình quay đầu nhìn sang đậu xanh sao lại khóc rồi ta đâu có cho cay còn không cho cả thù du đôi song lòng bước lại quỳ dưới chân trường thanh tiên trưởng đông ly cầu tiên trưởng ban dược cứu phụ vương ta Ta và muội muội kiếp này nguyện làm trâu làm ngựa bên cạnh ngài. Ta nói rồi, ta không biết y thuật, cô nương không nhớ sao? Nói dứt câu anh ta trừng mắt nhìn chằm chằm lên trời nảy sinh ra một ý định gì đó, "Như vậy đi, hiện tại đúng lúc ta đang thiếu nhân lực, ngươi và muội muội ngươi ở bên cạnh ta giúp đỡ, đến lúc đó kiếm được tiền ta sẽ chia bạc cho các ngươi. Có bạc thì có thể chữa bệnh cho phụ thân ngươi, ngươi nghĩ sao?" "Xin nghe theo an bài của tiên trưởng." Huyện Kinh Dương vào ban đêm, ngoài thôn mười dặm sâu trong rừng trong bóng đêm xuất hiện một cặp mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm về phía các thi thể đẫm máu sau đó từ bóng đêm một con tiger với bộ mặt hung tợn răng nanh sắc nhọn bước ra nó được mệnh danh là man sơn niệm tinh hổ vương một trong tứ đại yêu vương man sơn lang thang dùng mũi hít những luồng khí tức xung quanh khu rừng con chim hói này để hắn đi trước thăm dò tình huống sao mà lề mề thế ta đợi đến nỗi đói rồi sáng sớm bình minh chim hót líu lo bay lượn từ đâu phát ra tiếng hát của anh đó mặt trời chiếu sáng hoa nở chim hót sớm 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 bên dưới sân đôi song long ngồi vào tư thế bế quan nghe tiếng hát thoang thoảng bên tai tỉ 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 nghe xem tiên trưởng đang hát bài gì vậy tại sao nghe có vẻ chưa kịp nói xong thì đột nhiên bạch long cùng với võ phán ỏa khóc như mưa vận luật đại đạo đa tạ tiên thưởng ban ơn mau nắm chắc thời gian ngộ đạo không thể lãng phí tâm ý của cao nhân hồ ly nhìn thấy thì nhíu mày nói thầm đúng là chưa chảy sự đời bên trong viện phòng trường thanh ngồi bất đốc hát líu lo nhìn chăm chú vào bảng hệ thống ha 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 từ lúc kích hoạt hệ thống rách này mỗi ngày đều giống như có dao kề trên cổ vậy đây là lần đầu được ngủ đến tự tỉnh không cần lo lắng thời gian sống sót về không sau đó anh ta liếc mắt nhìn lên bảng hệ thống đang hiển thị một chun rượu ngon thì nói thầm dường như chỉ có chung cất rượu mới có lãi trong thời gian ngắn nhất may mà mình có tài nấu nướng của hiện đại mở thêm một gian hàng nướng ngoài trời và bán một số món gà quay vịt quay gì đó còn có thể để đông ly và tiểu thanh hai mỹ nhân phục vụ ta không tin đám người cổ đại có thể chống đỡ được. Ngẫm nghĩ một lúc anh ta mở cửa ra trong bộ mặt đỏ bừng bừng ánh mắt phờ phệt nở một nụ cười đáo để. Vừa thấy trưởng thanh bước ra đông ly lên tiếng nói lớn khiến cho anh ta giật mình hoảng hốt. Tiên trưởng, hôm nay xin hãy phân phó cho bọn ta, đậu xanh, hết cái gì mà hết, làm lão tử giật cả mình. Hai cô nương này có vẻ đã quyết tâm làm nô bọc của mình, thế là trường thanh lấy ra từ đâu đó một số tiền lớn đưa cho Đông Ly, nếu đã như vậy thì giao cho các ngươi một nhiệm vụ. Cầm lấy chỗ tiền này đi mua ít rượu, nhớ đừng đi tiểu lâu mà đi quanh mấy quán rượu, càng rẻ càng tốt. Ô ô vâng thưa tiên trưởng, nói xong đôi song long đông ly và tiểu thanh lập tức rời đi, thẩm trường thanh đứng phía sau ra sức la toáng lên. Đi sớm về sớm nha, tiện thể kiếm thêm mấy cây tre còn nguyên mang về, thứ này không mất tiền các ngươi có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Ô sơ kê, tiên trưởng yên tâm, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ like và sụp dai cho tim của sói. Sau đó võ phán và thuần phong bước tới chắp tay hành lễ, nếu đã tu sửa xong viện tử, đạo trưởng ta cũng phải về miếu thành hoàng rồi nếu nơi này xảy ra chuyện gì cần thành hoàng đại nhân thì cứ báo được thôi ngươi tự đi đi khi thành hoàng rời đi khỏi thì mặt mày cu cậu xanh sẫm lại còn diễn sao diễn sao thật chắc làm diễn viên mới là chuyên ngành đứng đầu của ngươi giải quyết một tên rắc rối quay sang thì thấy thuần phong đang nhe răng nở nụ cười tự tin ngươi cũng đi sao pháp lực của tiểu đạo có chút thấp nhưng một lòng hướng về đạo xin tiền bối cho phép ta ở bên cạnh ngài để học tập Trường Thanh nghe vậy thì quá đúng tim đen lập tức đồng ý ngay. Nếu như vậy thì ngươi đi theo ta đi, đa tạ tiền bối, có nhân lực miễn phí ngu mới không nhận. Thế là Trường Thanh và Thuần Phong cùng với Tiểu Hồ Ly đi trên một phiên chợ tiến giao bán xôn xao, mai kéo giao thái giao đây, màn thầu mới ra lò đây. Tiểu ca mau tới xem xem, đều là hàng tốt đó, có làm không vậy, bán đắt như quỷ há. Bên trên các chung rượu có hiển thị mặt giá, rượu nếp một lượng bạc, thất lương dịch năm lượng bạc, tiên nhân túy 10 lượng bạc, Trường Thanh nhìn vô bảng giá mà khóc dòng tính toán sai người hiện đại có thể uống rượu trắng rẻ tiền vì sự phát triển kép của. Công nghệ công nghiệp và sản lượng thực phẩm trưng cất rượu cũng tốt nhưng vốn liếng hiện tại của mình không đủ để sản xuất đại trà. Nghĩ tới đây Trường Thanh ôm đầu cau mặt cau mày. Thôi quên mẹ nó đi, bán vịt quay trước để tích lũy chút vốn khởi nghiệp đã. Đang thẫn thờ thì đột nhiên thuần phong trọt vào vai anh ta lên tiếng, tiền bối tham tạo hóa. Sao lại để ý tục vật ngoài thân như tiền bạc vậy? Tục vật sao? Người thật sự coi những thứ này là tục vật à? thẩm trường thanh tức giận chỉ tay về phía em gái mập béo trước mắt vậy để ta kiểm tra ngươi ngươi thấy gì kia không thuần phong nghe vậy thì mở to mắt đáp lời một vị quý nhân nói tới đây hai thanh niên kề tai vào nhau nói trong mắt người thường thì thấy nàng ta toàn thân lụa là trong mắt tu sĩ thì thấy mệnh cách của nàng ta phú quý nhưng mọi người không thấy những thứ tục vật trên người nàng ta chính là đại biểu cho bản chất của thế giới anh ta tưởng tượng ra cảnh mình cầm cần câu cá đứng trên mỏ vàng tục vật và bản chất của thế giới là sao lấy vàng ra để nói đi vàng là ánh tà dương tàn dư còn sót lại do sự va chạm của các ngôi sao cổ xưa khi bắt đầu hình thành vũ trụ trước cả trời và đất được mang đến thế giới của chúng ta bởi hư không vĩnh cửu cùng tồn tại với các long mạch của cửu châu trong hàng chục triệu năm còn chúng ta thì chỉ là đào nó lên làm đồ trang trí thôi các ngươi chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài không hề biết nó bằng tuổi còn cùng nguồn với cả thiên địa như vậy còn là tục vật không thuần phong nghe tới đây thì chừng mắt há mồm hóa ra là như vậy dây sau thuần phong lập tức quỳ xuống dập đầu trước trường thanh là tiểu đạo thiền cận thấy vật là vật không thể thoát khỏi trần tục đa tạ tiên trưởng đã chỉ bảo nhìn vậy cu cậu thầm nghĩ chuyện nhỏ xem ta lừa gạt ngươi đến nỗi không phân biệt được đông tây nam bắc đây sẽ phải ngoan ngoãn làm bảo tiêu cho tiệm gà nướng của ta thôi ha 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 dập đầu xong thuần phong ngẩng đầu dậy không dám giấu cảnh giới của tiểu đạo đã bị bế tắc nhiều năm rồi e là đã bị thế tục che mắt ban nãy nhiều tiên trưởng chỉ bảo chỉ thiếu chút nữa mong tiên trưởng thành toàn nếu ngươi đã thành tâm như vậy vậy ta sẽ chỉ bảo ngươi thêm chút nữa. Thế là Trường Thanh quay sang ghé vào tai anh nói nhỏ. Công pháp thăng cấp chắc chắn vô dụng, ngươi thử khẩu quyết này của ta đi, tiểu đạo rửa tai lắng nghe. Nhân sinh giá trị lưỡng phương diện, chân chính thể hiện tại cống hiến, thực hiện giá trị sáng điều kiện. Tẩu xuất hưởng nhạc hòa kim tiền, lý tưởng khai sáng nhất phiến thiên, gian khổ phấn đấu kỷ tâm gian. Đó là giá trị quan duy vật lịch sử, nghe tới đây thuần phong làm ra bộ mặt nghiêm nghị, nhân sinh giá trị lưỡng phương diện, gian khổ phấn đấu Cô cậu ngồi trong bụi lầm nghe vậy thì cười khoái chí đúng 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 cứ như vậy. Giờ đây thuần phong như lạc vào chốn thần tiên, mười mấy chữ của cao nhân đã làm tâm cảnh của ta được mở rộng, tâm ma quấn lấy ta ba năm cuối cùng cũng được tiêu trừ rồi. Nghĩ tới đây thuần phong phóng lại phía trường thanh nước mắt hai hàng, đa tạ cao nhân khiến ta ngộ ra được, ba mươi chữ này ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Lúc nào cũng sẽ niệm, đúng là trẻ con dễ dạy, ta có tư tưởng tiên tiến đến từ mười lăm sau đó ngươi cứ từ từ ngộ ra đi. Trường Thanh liếc mắt nhìn sang Thuần Phong đang chảy nước rãi thì nhe răng cười khoái chí, "Hê hê hê, thần cô này xem ra sắp bị ta lừa vào trong rồi, xem tiểu gia ta thêm tí nhiệt, kiếm hời đây." Ngẫm nghĩ xong Trường Thanh quay mặt sang chỗ khác gặng giọng nói, "Lý đạo trưởng, người tu hành nhiều năm ta hỏi ngươi tiếp, hàng nghìn vạn thần thông ở thế giới này có thể chứng đạo trường sinh, nhưng tại sao có nhiều người lại muốn làm hoàng đế mà không cầu tiên vấn đạo để cầu trường sinh?" Thuần Phong nghe xong thì mở to tròn hai mắt, bệ hạ đương nhiên cũng muốn cầu trường sinh chỉ là trường sinh quá khó người tu hành bọn ta nghịch thiên cũng chỉ kéo dài tuổi thọ hơn chục năm rất ít người có thể sống được đến trăm tuổi hai chữ trường sinh làm gì dễ như vậy vừa nói dứt câu nhìn sang thì thấy toàn thân của trường thanh phát ra một tia ánh sáng rực rỡ chật 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 trường sinh mà thôi có gì khó chứ nếu tính từ hôm nay ta cũng đã sống được hơn nghìn năm rồi bây giờ là thời trinh quán của triều đại nhà đường từ thế kỷ 8 đến thế kỷ 21 trước khi mình xuyên không, không phải là 1.200 năm sao Thuần Phong nghe xong thì giữ người mặt mày tối sầm lại, tiên trưởng quả nhiên là tiên nhân hạ phàm, không phải là thần tiên ai có thể sống hơn nghìn năm chứ. Ngẫm nghĩ xong Thuần Phong bước tới ngây ngô hỏi, dám hỏi tiên trưởng, tiểu đạo nếu tiếp tục con đường tu hành có phải có thể giống như tiên nhân đắc đạo trường sinh đúng không? Trường Thanh nghe xong dùng quẹt che đi nụ cười khoái chí, đã cắn câu rồi he he he, sau đó Trường Thanh quay mặt sang chỗ khác tạo dáng siêu ngầu. Cái khác thì ta không dám nói nhưng nếu người theo ta tu hành 2-3 năm đương nhiên là không thành vấn đề, Thuần Phong nghe xong thì vui như vừa mới lụng phải vàng, trừng mắt há mồm cười toe toét. Nói như vậy là tin trưởng nguyện ý thu ta làm đồ đệ rồi sao? Trường Thanh quay sang toàn thân được bao bọc bởi một luồng khí trắng xóa, bình thường ta không tùy tiện thu nhận đồ đệ. Trước đó không thu nhận ngươi chỉ vì muốn kiểm tra xem tâm hướng đạo của ngươi có kiên định không, hiện giờ ngươi còn coi là có chút thiên phú và tiềm năng. Ta miễn cưỡng thu ngươi làm đệ tử ký danh đi, để xem sự kiên trì của ngươi trong tương lai. Nghe xong Thuần Phong lập tức quỳ xuống dưới chân của Trường Thanh trước mặt nhiều người dân xung quanh. Sư phụ, hãy nhận một lại của Lý Thuần Phong. Trường Thanh thấy vậy thì quay mặt sang chỗ khác nữa một nụ cười ngờ nghệch toát mồ hôi hột. Được rồi, nhiều người đang nhìn kìa. Ngươi trước kia từng nói sư truyền là viên thiên cương, nên chắc ta không cần dạy ngươi về đạo thuật gì đó. Nhưng những thứ khác vi sư có thể hiểu một chút. Nếu ngươi đã gọi ta một tiếng sư phụ, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đứng dậy đi, trước hết giúp ta xách đồ. Một lúc sau hai sư đồ đi shopping gà vịt xong thì trở về tử viện của mình sư phụ mua hai con vịt này để nướng ăn sao? Trường Thanh mở cửa bước vào nhà nhếch miệng phì cười, đó là pháp bảo làm giàu của vi sư đó. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết, bước vào phòng thì thấy một anh chàng mập mạp đang lau vệt mồ hôi trên trán, thẩm tiên trưởng. Đây là lò nướng vịt mà ta đã làm theo yêu cầu của ngài, ngài thấy sao? Trường Thanh nhìn chầm chầm vào cái lò nướng vịt của mình hài lòng tóm tắt khen ngợi. Tay nghề của sư phụ không tệ, chỉ mất nửa ngày đã tạo ra được, tiểu lý tử, ngươi thay vi sư trả thù lao cho đại sư phụ đi. Nghe vậy Thuần Phong đưa cho anh chàng mập mạp một túi tiền mà nước mắt chảy ròng ròng. Tiên trưởng không cần phải vậy. Tiểu nhân nào dám nhận tiền của ngài, trong nhà ta còn treo chữ ngài viết, giờ cả nhà đều mạnh khỏe ăn ngon. Đây đều là phúc của ngài cho, nói xong anh chàng mập rời đi, trường thanh cũng chạy ra vẫy tay tạm biệt. Thẩm tiên trưởng không cần tiễn, còn yêu cầu gì ngài lúc nào cũng có thể bảo ta, vậy đa tạ đại sư phụ lần sau ngài mua chữ nhất định sẽ giảm giá 20% cho ngài. Trường Thanh nhìn chăm chú vào túi tiền trong tay nở một nụ cười nham nhở. Ai ra? Dân chiều đường đúng là chất phác. Muốn tiêu chỗ tiền này cũng không được. Chuyện cảnh thứ hai chị em song long. Lúc này Tiểu Thanh và Đông Ly cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mua rượu và lấy một bó cây tre trở về. Tỷ tỷ, Tiên trưởng muốn mấy cây tre này để làm gì? Tiên trưởng làm việc tự có đạo lý của ngài ấy. Đừng hỏi nhiều, mau về trước đã. Tránh để Tiên trưởng đợi lâu. Trên đường đi Đông Ly vô tình lướt ngang qua một tiểu viện nồng nặc mùi khí tức yêu ma. Đông Ly phát giác được mặt mày tối sầm quay đầu nhìn sang. Yêu khí sao? Mùi máu tanh thật nồng nặc. Trước tiểu viện một luồng yêu khí bốc lên dày đặc nhìn thấy thì lên tiếng chữ thanh trong viện chắc hẳn có yêu quái làm loại chúng ta vào trong xem xem. Bên trong viện phòng xác chết của người vô tội nằm trên vũng máu đỏ lõm, sau đó là một hàm răng nanh sắc nhọn đang gặm nhấm thi thể máu văng ra tung tóe. Hóa ra chính là con Tiger Manson. nó đi loanh quanh nhà tấn công các nam nhân vô tội, nó dùng chiếc chân khổng lồ của mình dẫm đạp lên các thi thể rồi dùng bộ răng sắc bén gặm nhấm từng bộ phận ánh mắt nó bén ngót phát ra ánh sáng nhìn chăm chăm về phía trước bên ngoài cửa một tiếng hét lớn vang lên yêu nghiệt to gan ban ngày ban mặt dám hành hung ở nhân gian này man sơn đang ngon miệng với món ăn của mình nghe thấy thì quay đầu chừng mắt nhìn sang bên ngoài cửa đôi song long đạp bể cửa hùng hổ bước vào này 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 con tiger yêu tinh kia tu hành không dễ sao cứ vô cớ làm hại người khác man sơn nghe xong thì đập mạnh bàn chân xuống bộ móng vuốt cào cáo trên đất Man Sơn chừng mắt nhìn chằm chằm về phía trước với toàn thân dính đầy máu tanh. Man Sơn giờ đây đã hóa hình thành nữ người nữ thú đã vậy còn to đùng vạm vỡ, nó đứng dậy vương mắt nhìn về đôi song long gặng giọng nói, tiểu yêu ở đâu ra, cũng dám dạy bản vương hành sự. Đông Ly nghe vậy thì chừng mắt cau mày cắn chặt răng tức giận vung ra binh khí của mình, không biết sống chết xem ra ngươi muốn thử sự lợi hại của bản tiểu thư. Tỷ tỷ cẩn thận, Sơn Man giơ bộ móng vuốt sắc nhọn của mình lên nhe răng cười nham hiểm, chậc chậc. Khẩu khí không nhỏ, Quấy giày bản vương dùng thiện, các ngươi đã nghĩ xem nên bồi thường như thế nào chưa? Dứt lời, Man Sơn há to mồm vung tay lao thẳng về phía trước. Bạch Long không một chút sợ hãi lập tức đánh ra một luồng lực khí mãnh liệt về phía của con Tiger. Tiểu Thanh sợ hãi hét lớn, tỷ tỷ cẩn thận. Đồng thời lúc đó hai vò rượu trên tay của cô ta cũng rơi xuống đất và vỡ nát. Chuyển cảnh tới hai sư đồ Trường Thanh, lúc này hai ông cháu đang test lò nướng với hai con vịt, nhìn độ béo bẩn thơm phức của con vịt mà hai ông cháu không kìm nổi nước miếng. Đừng vội đừng vội, sắp được rồi, không ngờ sư phụ không những có tu vi thâm sâu còn nấu anh đỉnh của chớp. Vài phút sau hai em vịt đã vừa chín tới mùi thơm đã sọc vào mũi, Trường Thanh lập tức lấy ra sốt mật ong quét lên toàn thân hai con vịt để tăng độ bóng bẩy. Rắc thêm tí rau thơm vài lon lúa mạch nữa đưa lên là lụng, rất nhanh đã chập chiều ông mặt trời cũng xuống núi, Trường Thanh dùng tay che chán ngóng ra ngoài cửa. Sao Đông Ly và Tiểu Thanh còn chưa quay lại, trời sắp tối rồi, mua rượu cũng không mất thời gian như vậy chứ. Vừa nói dứt câu thì đột nhiên Phùng Chi Huyện cùng với hai thị vệ chạy sòng sọc vào hét lớn, thẩm tiên trưởng, lý đạo trưởng, mau giúp ta với. Thập Lý Trang xảy ra chuyện lớn rồi, Trường Thanh thấy sự hớt hải của Phùng Chi Huyện thì vội vàng đỡ lấy ông ta, huyện tôn đại nhân từ từ nói. Xảy ra chuyện gì, Thập Lý Trang có yêu quái, một nhà ba người hồng gia lão trạch đều chết thảm. Trường Thanh nghe xong thì mặt mày tím tái xị mặt xuống như đống cớt, hà hà, có yêu quái sao, ông nghiêm túc đấy chứ. Một lúc sau tới phủ hồng trạch, tiếng than khóc văng vẳng khắp thủ, quá thảm rồi. Cả một nhà ba người Hồng gia đều chết rồi, đúng là tạo nghiệp mà, ngươi có biết Hồng gia này đã bị quỷ náo lâu rồi không, người trong nhà liên tục vô cớ chết đi. Hàng xóm xung quanh cũng đều gặp phải thứ chuyện xui xẻo, thật sao, một nhà ba người đó gặp nạn thật sự là do quỷ quái sao. Chúng ta vẫn đừng nên ở đây nữa, tránh bị lây vận đen, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Trường Thanh sửng người mở bừng mắt nhíu mày không nói nên lời. Trường Thanh và Thuần Phong đi tới nhìn vào thi thể đẫm máu, đám người vẫn không ngừng bàn tán chắc chắn là do quỷ quái làm nghe nói thập lý trang chúng ta vốn là một ngôi mộ lớn hồng gia này chấn mộ ngày nào cũng ở cùng mấy thứ bẩn thỉu như vậy nên mới xảy ra chuyện đó phùng chi huyện lấy ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi với vẻ mặt hoảng sợ thẩm đạo trưởng không giấu gì ngài mấy năm nay hồng gia đúng là chết rất nhiều người đám quan bọn ta cũng cha không ra cũng không làm được gì không ngờ lại xảy ra chuyện này chuyện này liên quan đến tà yêu đáng lẽ phải truyền tin cho tần thiên tư để phái cao nhân đến xử lý nhưng hiện tại ai cũng đang hoảng loạn năng lực bắt quỷ của thẩm tiên trưởng bọn ta đều rõ như ban ngày xin tiên trưởng hãy ra tay giúp bạch tính huyện kinh dương với thuần phong nghe xong thì chắp tay lại hành lễ huyện tôn đại nhân đừng lo tiểu đạo làm việc cho khâm thiên giám có trách nhiệm trong chuyện này hơn nữa có sư phụ ta ở đây yêu tà gì cũng không sợ trường thanh nghe xong thì mặt mày đen kịch lại thầm nghĩ đậu xanh ta có đồng ý đâu ai khiến ngươi lắm mồm như vậy đây là mệnh án, tìm thần côn à không tìm tiên sinh viết chữ như ta làm gì. Ngẫm nghĩ xong trường thanh quay sang giả vờ nở một nụ cười thật tươi, huyện tôn đại nhân, yêu quái ăn thịt người. Chuyện này quả thật rất nghiêm trọng, như này đi, ta có chút tâm đắc về tài trừ ma diệt yêu của đồ đệ ta chuyện này giao cho hắn ta cũng sẽ kiểm tra bản lĩnh của hắn. Nghe vậy thuần phong lập tức lấy ra bàn bát quái chừng mắt nhìn chầm chầm về phía trước, vâng sư phụ, đệ tử nhất định sẽ không để sư phụ thất vọng. Nói dứt câu thuần phong lập tức thi triển huyền thiên bảo giám, yêu ma hiện hình từ bàn bát quái trên tay anh ta xuất hiện những đường linh khí vàng kim quang sáng rực đột nhiên trên bàn bát quái xuất hiện một luồng yêu khí đen kịch khiến thuần phong ngỡ ngàng đây là nguyền rủa sao là lão yêu hắc sơn thấy vậy phùng chi huyện vẻ mặt đầy lo lắng quay sang nhỏ nhẹ hỏi lý đạo trưởng có chuyện gì vậy thuần phong nhìn chăm chú vào bàn bát quái trong tay trạch tự này là trung tâm lời nguyền lời nguyền này đến từ quyền pháp của lão yêu hắc sơn hắn nằm trong top 20 đại yêu bị khâm thiên Dám truy nã gắt gao nhất vừa nói dứt câu thì trường thanh bước lên phía trước giơ hai tay lên trời hét lớn được rồi được rồi càng nói càng vô lý lời nguyền gì đó lão hắc yêu sơn gì đó đều là dọa người ngươi xem mấy người kia bị dọa rồi kìa ngươi nhìn vết thương của thi thể đi rõ ràng là do mãnh thú làm đừng nói yêu quái quỷ thần gì đó dọa tiểu hài tử nữa nghe vậy thuần phong quay sang nhìn về phía đám người dân đang run rẩy bẩy thầm nghĩ hóa ra là vậy là ta đã lỗ mãng rồi bây giờ mọi người đang hoảng sợ ta không nên nói về chuyện yêu ma quỷ quái trước mặt bách tính không hổ là sư phụ cẩn thận như vậy ta hoàn toàn không để ý đến mấy chi tiết như vậy đây mới thật sự là lo nghĩ cho dân thế là ba người cùng nhau ngồi xuống quan sát thi thể huyện tôn đại nhân còn có manh mối gì sao là có người bị thương hay là có nhân chứng khác nhìn miệng vết thương này là yêu khí xót lại quả thật là do yêu thú làm sư phụ đúng là nhìn thoáng qua cũng có thể nắm được trọng điểm phùng chi huyện quan sát xong thì quay sang nói đúng rồi lúc nãy vội vàng quên nói Ban nãy có bách tính bảo là thấy được hai cô nương nhà ngài hình như bị yêu quái bắt đi rồi. Trường Thanh vẫn chưa nghe rõ lập tức giơ tay lên cản lời, đã nói rồi, không có yêu quái gì cả. Là mãnh thú, mãnh thú, dây sau cu cậu mới nhận ra lời nói của Phùng Chi huyện mà chừng mắt há to mồm la toáng lên. Cái gì chứ, ông nói ai bị bắt đi, ngay sau đó một tiếng hết thất thanh vang lên khiến cho mấy tên thị vệ và đám người dân giật thót người, mau triệu tập các thợ săn ở toàn huyện, chuyển cảnh tới một nơi nào đó, Lúc này đôi song long đang ngồi trên một đống xương cốt đẫm máu, "Tỉ tỉ, muội không muốn chết, Tiểu Thanh đừng sợ, tiên trưởng nhất định sẽ đến cứu chúng ta." Man Sơn nghe xong thì nhe răng cười đều, "Tiên nhân gì cơ, hổ yêu đáng chết. Ta khuyên ngươi nên thả bọn ta ra, ta là công chúa của long tộc, con gái của Long Vương Đông Hải đó." Man Sơn nghe xong thì không những không sợ còn há to mồm cười đáo để, "Ha ha ha, công chúa long tộc thì sao, ngươi dọa được ta ư? Gia gia còn là thủ lĩnh trong tứ đại yêu vương." thủ hạ của hắc sơn đại tiên đó cũng là hổ vương man sơn long tộc yếu như các ngươi đúng lúc có thể làm tiểu thiếp cho đại tiên hắc sơn bỏ ta tiểu thanh nghe xong thì vô cùng hoảng sợ òa khóc sướt mướt muội không muốn làm tiểu thiếp muội không muốn làm tiểu thuyết bên ngoài khu rừng đám người của trường thanh đã bắt đầu hành động huyện tôn đại nhân bọn ta phát hiện rất nhiều dấu chân hổ còn rất mới chắc nhiệt xúc đó chưa chạy được xa chúng ta chỉ cần đi theo dấu chân này chắc chắn rất nhanh có thể phát hiện được tung tích của nó Thuần Phong đi bên cạnh Trường Thanh thấy không ổn thì lên tiếng, tiên trưởng. Mãnh thú này hung mãnh dị thường lại ăn thịt người, chúng ta vẫn nên đừng cho các thợ săn đi mạo hiểm. Mấy khứa thợ săn nghe thấy thì quay mặt lại la oan oan lên. Các vị đạo trưởng yên tâm, bọn ta là thợ săn có kinh nghiệm, bọn ta đã gặp nhiều đám xài lang hổ báo như này rồi. Đúng vậy, năm ngoái bọn ta còn cùng nhau đánh hổ cơ, Trường Thanh nghe xong thì vắt tay lên chán thẫn thờ. Đúng là những thợ săn hổ này có kinh nghiệm về việc truy tìm tung tích của giã thú vẫn là để bọn họ tiếp tục đi, Đông Ly và Tiểu Thanh hiện giờ chưa rõ sống chết, nếu xảy ra chuyện ta không biết ăn nói như nào với người nhà họ. Đi được một lúc thì đám người phát hiện phía trước mặt có một cái hang, nơi này, tìm thấy hang hổ rồi, mọi người mau đi theo thăm dò xem xung quanh còn có lối ra khác hay không trước đã. Trước khi bước vào hang động, một người thợ săn lên tiếng, "Huyện Tôn đại nhân, thẩm đạo trưởng, bọn ta vừa kiểm tra qua xung quanh hang động này không có lối ra khác." "Rất tốt, các ngươi đều qua đây nghe ta nói." chúng ta trước tiên làm thế này. Sau đó, trong lúc Trường Thanh đang thảo luận công việc với các thợ săn thì Thuần Phong đã cầm bàn bát quái đi lên thăm dò, vãi cả trưởng. Mùi máu tanh nồng nặc quá, dây sau Thuần Phong đưa bàn bát quái lên phía trước thi triển huyền thiên bảo giám. Kiểm tra yêu khí xung quanh, từ bàn bát quái ánh sáng kim quang lóe lên rực rỡ, sau đó bên trên xuất hiện một trụ công kỹ hiện thông tin của Man Sơn. Hồ vương kim tinh Man Sơn đứng thứ 13 trong bảng truy nã của khâm thiên tư, cấp yêu vương, mức độ nguy hiểm 4 sao quả thật là một đại yêu, với tu vi hiện tại thì mình không phải đối thủ của hồ yêu này, nói xong thuần phong lấy ra từ y phục một vật gì đó phát sáng. Cũng không biết sư phụ đâu rồi, dù thế nào cũng không thể để hồ yêu xuống núi tiếp tục hại người. Ngay sau đó thuần phong lập tức dùng bút viết lên bàn bát quái những dòng chữ kim quang, thiên viên địa phương, luật lệnh cửu trường. Ngô kim hạ bút, vạn quỷ phục tàn, đang thi chuyển trận pháp thì đột nhiên từ phía sau lưng một bàn tay đặt lên vai của thuần phong khiến anh ta giật mình mở to mắt. Quay lại thì thấy trường thanh, đồng thời pháp trận của anh ta đang thi triển đột nhiên tiêu biến làm gì đấy tiểu lý tử mọi người đều đang bận rộn con cũng ra giúp một tay đi chưa kịp nói gì thì đã bị trường thanh lôi đi sư phụ con đang thi pháp bố trận hổ yêu đó là yêu vương đó được rồi đợi bắt được con hổ đó ngươi thích thi pháp thế nào thì thi pháp thế đó đến lúc đó vi sư sẽ dạy con mấy chiêu pháp thuật của tiên giới pháp thuật tiên giới sư phụ nói thật sao đương nhiên là thật không thể thật hơn được nữa lúc này bên trong hang động man sơn đang nằm say sưa giấc ngủ trên đống xương cốt với bộ mặt phê cần chảy ke tè le bên cạnh đó thì đôi song long cũng nằm chợp mắt nhưng gương mặt rõ vẻ bất an sau đó một luồng khí trắng xóa sọc vào mũi đông ly khiến cô ta bừng tỉnh giấc đông lên ngồi dậy thẫn thờ mặt mày tím tái bên ngoài có động tĩnh là con người rất nhiều con người sao chẳng lẽ là tiên trưởng đến cứu chúng ta ư tốt quá rồi đứng trước cửa hang động trường thanh trên tay cầm một cái trống còn thuần phong thì được thiết kế cho một bộ đầu hổ cái ố rể sư phụ cái này thật sự có tác dụng sao ha 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 có hay không đợi tí nữa là biết vừa dứt lời trường thanh lập tức gõ mạnh vào cái trống trên tay há to mồm hét lớn hổ con ơi mau dậy đi nghe thấy tiếng động âm trời man sơn giật mình mở bừng mắt tiếng gì vậy dám kinh động đến bản vương đang đánh trống vui vẻ thì đột nhiên thứ gì đó khiến cho trường thanh sợ hãi quăng luôn cái trống với cái rùi cui hét lớn ai ra má ơi thuần phong nấp bên trong đầu hổ nhìn thấy thì sợ đái ra quần trứng cút đá lô tô thuần phong nhìn về phía trước trợn trừng mắt toát mồ hôi hột tới rồi là hổ yêu đó đặt vào mắt đám người chính là ánh mắt sắc lạnh phát ra ánh sáng của man sơn mấy thanh niên nhìn thấy thì trừng mắt há mồm mồ hôi đổ ra như mưa mẹ ơi to quá ăn gì mà to như vậy lúc đó man sơn chui ra từ hang động với bộ mặt hung tợn nhe bộ hàm răng nanh sắc nhọn gầm rú như điên trường thanh thấy thế thì lập tức thực hành điều múa lâm ba đa tiểu lý tử đừng sợ lắc lắc theo cách ta dạy con Thuần Phong nghe xong thì mặt mày toát mồ hôi như suối chảy. Sư phụ, pháp từ đó của ngài có tác dụng không? Dứt lời Thuần Phong lập tức đạp mạnh cái chân giả xuống đất. Và sau đó là biểu diễn một màn lắc hông cực căng, lắc lư lắc lư, lắc lấy cái lu, lắc một hồi thì Thuần Phong điều khiển cái đầu hổ quay về phía sau với ánh mắt gợi cảm trước ánh trăng. Man Sơn nhìn thấy thì giờ đây trong đồng tử chỉ có hình ảnh bé hổ cái đáng yêu chu che phô mai con bỏ cười. Sau đó Thuần Phong tiếp tục điều khiển đầu hổ lắc hông thêm vài nhịp căng cực căng cực căng cực, man sơn nhìn thấy thì không ngừng tăng lực tăng lực tăng lực man sơn không cưỡng nổi sự quyến rũ này mà thốt lên ồ quao nàng hổ này thật thú vị không chờ được nữa man sơn liền vồ vào nàng hổ cái mặt đỏ bừng bừng hai mắt hóa trái tim để bản vương yêu thương nàng nào thế là hổ được ôm lấy đầu hổ cái để chàng trao cho nàng nụ hôn toẹt rời nhất quả đất cảm như không lạnh moa 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 thuần phong bên trong cái đầu kiểu đây là ảo thuật sao sư phụ thi triển pháp thuật lúc nào vậy vậy mà lại khiến yêu vương phê như vậy sau đó một tiếng va chạm không hề nhẹ khiến cho thuần phong tím tái mặt mày không nói nên lời. Ai mà có rẻ con yêu tinh man sơn lại đứng phía sau đã vào tư thế đẩy 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 dầu nhớt đây, tới công chuyện thiệt á chớ. Ngược lại thuần phong bên dưới khóc dòng, SOS, sư phụ cứu con không thì bị bóc tem mất. Thấy vậy trường thanh lập tức điều động các huynh đệ phía sau lưng ra lệnh, 500 anh em, nhân lúc này tóm gọn nó đi. Vừa dứt lời thì một màn lưới siêu bự được phóng ra từ bụi lùm nhắm thẳng về phía của Man Sơn, sau đó tiếp chiêu cung tuyển thủ nhắm chuẩn mục tiêu cho ta một mũi tên trúng đích. Giờ đây hàng ngàn mũi tên sắc nhọn phóng tới đâm lên da thịt của Man Sơn khiến nó cắn chặt răng cay cú, đáng chết, nhân loại bỉ ổi. Những mũi tên ghim thẳng xuống đất ngay trước mặt của thuần phong khiến anh ta trợn lồi hai con mắt, ôi ôi ôi, sư phụ, con vẫn đang ở đây mà, bên này hai anh thợ săn vẫn đang miệt mài kéo cung như cái máy với bộ mặt cau có khó chịu, da dày thật. Cung tên không dễ xuyên thủng, e là con hổ này sắp thành tinh rồi, nếu mang bộ da này vào thành e là đắt gấp 10 lần da hổ bình thường. Trường Thanh đứng bên cạnh nghe thấy thì thè lưỡi thèm thuồng, hai mắt hiện rõ hai đồng tiền trà bá lửa. Cái gì chứ, da hổ đáng tiền như vậy sao, he he vậy thì không để bộ da này bị thương được. Lúc này Man Sơn đã nổi trận lôi đình vùng dậy cao cáo về phía trước vài đường yêu khí dũng mãnh. Một đám nhân loại ngu xuẩn, trong lúc đánh thì vô tình đánh bay luôn cái đầu hổ giả kia lộ thuần phong ra ngoài. Man Sơn nhìn xuống thì kiểu, bất ngờ chưa bà già, Thuần Phong ngẩng mặt lên nhìn mồ hôi toát ra không ngừng, nhưng vẫn nở một nụ cười thân thiện, "Hổ huynh à, hé sờ lô nha." Man Sơn nghe thấy thì nổi máu chó gồng lên sức mạnh vun cú đấm sấm sét đầy uy lực nhắm thẳng vào đầu Thuần Phong, "Ta sẽ giết người. Sư phụ, sư phụ cứu con." Trường Thanh nhìn thấy thì trừng mắt há to mồm hét lớn, "Thả nam nhân đó ra cho ta." Không một chút chần chừ Trường Thanh lao tới dùng thanh kiếm sắc nhọn đâm vào cái lỗ nhị của Man Sơn máu phụt ra tung tóe, Man Sơn đâu quá giật thót cả người. Ôi chao thốn vãi nhái, nó há to mồm gầm lớn, có lẽ độ rộng và dài có thể bự bằng một con người đang sống bình thường. Sau tiếng gầm đó thì Man Sơn đã đi trầu các cụ mà nằm từ lừ ra đất, lỗ nhị thì ghim vào nguyên cây kiếm, hết cứu, thẩm đạo trưởng đúng là thần nhân. Không chỉ mưu lược giỏi, võ lực còn cao như vậy, thế là Phùng Chi huyện liền tặng cho sói review một like nè các bạn, một kiếm kết liễu mãnh hổ. Quả thật là vì dân trừ hạn, hời ơi, đâu có đâu có, quá khen rồi, còn nhờ vào huyện tôn đại nhân chỉ huy. Thuần Phong đứng trước mặt hai ông cháu mà như người tàng hình. Hổ yêu này mình đồng ra sắt, có thể nói là đau thương bất nhập, hóa ra sư phụ đã sớm biết rồi, mấy thao tác đó đều là nhân cơ hội tìm nhược điểm của con hổ đó ư. Thuần Phong bước tới rút lấy thanh kiếm của mình ra bịt chặt mũi mặt mày tím tái, lỗ nhị chính là điểm yếu duy nhất của hổ yêu này ư, chẳng trách một kiếm của sư phụ có thể phá phòng ngự. Chém gió một lúc thì Trường Thanh cũng nhớ ra đôi song long mà hét lớn, đúng rồi, Đông Ly và Tiểu Thanh ở bên trong đúng không, phùng tri huyện nghe vậy thì niềm nở đáp lời thẩm đạo trưởng đừng vội ban nãy ta đã phái người vào đấy tìm kiếm rồi vừa nói dứt câu thì đôi song long liền xuất hiện phía sau lưng thị vệ gọi lớn tiên trưởng hai em gái quá xúc động liền nhào tới ôm trầm lấy trường thanh đa tạ tiên trưởng cứu mạng a a a được rồi các ngươi không bị thương là tốt rồi sau đó trường thanh nhẹ nhàng xoa đầu đông ly nở một nụ cười thiệt đẹp trai không sao không sao rồi chúng ta về nhà thôi đông ly nghe xong thì liếc mắt đưa tình nhỏ nhẹ về nhà thôi một lúc sau trở về kinh dương huyện cờ đỏ mang dòng chữ anh hùng đánh hổ tiếng trống gõ đùng đùng pháo bông nổ lớn như lễ hội giữa thôn làng đoàn người trở về sau lưng là đám thị vệ đang dùng băng ga khiêng con hổ về đem qua thẩm đạo trưởng đã lên núi vây bắt mãnh hổ một kiếm đã lấy được mạng của nó giúp viện kinh dương ta trừ được mối họa lớn trường thanh mang trên ngực một bông hoa màu đỏ cười tươi tắn hé lô mấy cưng anh mới đăng quang hoa nam thế giới này sau đó trường thanh quay sang nhìn phùng chi huyện với ánh mắt nham hiểm huyện tôn đại nhân Ngài xem ta đã mạo hiểm tính mạng vì bách tính huyện Kinh Dương trừ hại, chính phủ có phải nên biểu đạt chút gì đó không? Biểu đạt sao? Ý của thẩm đạo trưởng là gì? Nghe vậy trường thanh làm ra bộ mặt xấu không ai bằng ghé tai nói nhỏ. Hồng gia đại trạch đó hiện giờ đã không có người ở đúng lúc ta muốn thuê một điện tử to hơn chút để kinh doanh không biết. Phùng chi huyện nghe sơ là hiểu ý lập tức ngắt lời. Thẩm đạo trưởng bảo hộ bách tính huyện Kinh Dương ta, trạch viện này do quan phủ làm chủ tặng cho đạo trưởng. Trường Thanh nghe xong thì quàng tay lên vai Phùng Chi huyện cười tươi như hoa, huyện tôn đại nhân làm việc đúng là hào phóng, tí nữa ta sẽ viết một bức chữ trừ tà chấn trạch cho huyện tôn đại nhân. Đừng chê nha, lúc này thằng Phong đứng phía sau nhìn theo bóng lưng của hai ông cháu thầm nghĩ, hồng gia lão trạch sao. Lần trước đã thấy trạch viện đó có chút cổ quái, nếu nói một nhà ba người hồng gia là bị hổ yêu sát hại. Vậy chuyện những năm gần đây bách tính đồn đại rằng hồng gia tộc nhân lần lượt qua đời thì sao, chẳng lẽ sư phụ đã quan sát được trạch viện đó có vấn đề? nên mới hỏi Phùng Chi Huyện về trạch viện đó. Để tránh người bình thường khác tiến vào sẽ lại gặp tai họa sao, không được, mình phải đi thăm dò lại một phen. Một lúc sau tại tử sửu hạo trạch, Trường Thanh đứng trước mặt Phùng Chi Huyện chắp tay hành lễ, đa tạ huyện tôn đại nhân. Hôm khác sẽ đến nhà bái phòng mời lão ca uống một ly, Phùng Chi Huyện nghe xong thì phì cười, lão đệ khách khí rồi. Nếu cần giúp đỡ gì cứ đến tìm lão ca, nói xong Trường Thanh quay sang hỏi em gái Bạch Long, Đông Ly. Tiểu Lý từ đâu, ban nãy vẫn ở trong đội ngũ mà, lại chạy đi đâu rồi tiên trưởng lý đạo trưởng ban nãy nói muốn đi thăm dò hồng gia lão trạch lần nữa trường thanh nghe vậy thì cũng an lòng mà nở một nụ cười tự tin được thôi vậy kệ hắn ta nhân lúc còn sớm các ngươi tới giúp ta làm một thí nghiệm cùng lúc đó tại hồng trạch thuần phong đứng giữa khuôn viên nhìn xung quanh thì thấy ám khí dày đặc dường như đã hoàn toàn bao phủ cả trạch viện quả nhiên có vấn đề vừa rồi khi đến thăm những người ở gần đó họ đều nói rằng hồng gia trạch viện được xây dựng bên cạnh một ngôi mộ cổ dưới lòng đất người hồng gia đã nhiều đời làm nghề canh giữ lăng mộ trước đó có sư phụ ở đây chắc hẳn đã dùng tiên khí áp chế âm khí ở nơi này cho nên ta mới không phát hiện nhưng bây giờ âm khí sắp ngưng tụ thành thực chất rồi chẳng trách người hồng gia đều lần lượt chết một cách kỳ lạ trong những năm gần đây nếu người bình thường ở nơi này sẽ liên tục bị ăn mòn bởi âm khí này dương thọ cũng vì vậy mà bị đoạn tuyệt đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên bản bát quái trên ngực của anh ta phát lên một ánh sáng hào quang ánh sáng hào quang ngày càng chiếu rọi mạnh hơn khiến anh ta vô cùng hoảng hốt Huyền Thiên bảo dám có chuyện gì vậy, sao tự nhiên lại tự động xoay chuyển, từ bàn bát quái tỏa ra một luồng khí vàng rực lửa bay lấy thuần phong, anh ta ngẩng mặt lên trời sững người. Đây là thứ gì? Trên bầu trời xuất hiện một con mắt đỏ âu khổng lồ đang không ngừng tích tụ ám khí, thuần phong nhìn thấy thì vẻ mặt cau có khó chịu. Tụ âm trận sao? Tụ âm đại trận của Hắc Sơn lão yêu, Hắc Sơn lão yêu lấy cổ mộ này là mắt trận tụ hợp âm khí địa mạch. Hồng gia trạch viện này đang ở ngay trung tâm trận pháp, sau đó thuần phong liền bấm ngón tay tính toán, không ổn sư phụ giết yêu vương dưới trướng hắc sơn lão yêu nên hắn đang tiến tới tử sửu hạo trạch trở về với tiểu viện của trường thanh lúc này man sơn đã được làm lông làm neo sạch sẽ ghim sẵn vào cây chuẩn bị lên nồi tiểu thanh ngồi nhóm lửa cùng với trường thanh vui vẻ tiên trưởng như vậy thật sự có thể có được rượu ngon sao đương nhiên vì quay phải phối với rượu ngon tí nữa các ngươi thử là biết đông ly thêm một ít rượu lỏng đã mua vào nồi hấp tiểu thanh thêm chút củi vào họ mải mê nói chuyện nhưng không hề để ý trên cành cây một con quạ đen đang vướng mắt nhìn chằm chằm quan sát họ con quạ đen này có đôi mắt màu đỏ tựa như con mắt khổng lồ khi nãy quan sát xong nó sải cánh bay đi thật nhanh để lại một cọng lông rơi xuống một lúc sau nó trở về một nơi nào đó vô cùng tối tăm u ám một bàn tay đưa ra đón lấy người đón lấy con quạ đen là một lão già ác ma xung quanh tràn đầy yêu khí tiên nhân sao giết thuộc hạ yêu vương của ta ta muốn xem xem cái người gọi là tiên nhân có bản lĩnh gì những giọt nước chảy ra từ ống tre giọt nước đó chảy vào một cái chum, xung quanh lại có những luồng khí kim quang vây quanh. Một sức mạnh nào đó đã khiến Đông Ly phải tỏa ra bộ khiêu gọi đảm đang, đây là tiên những sao. Tiểu Thanh cũng không khác là bao được luồng sức mạnh đó làm cho toàn thân không ngừng uốn éo, chỉ ngửi mùi hương rượu này thôi nhưng đã có linh khí nồng đậm bao phủ. Trường Thanh mang chun rượu lấp la lá lấp lánh đưa ra trước mặt hai em gái, độ rượu này là trung bình, vẫn chưa đáp ứng mong đợi của ta, tiên những gì chứ, quá khen rồi. Độ rượu là gì, ý tiên trưởng là còn có thể ủ ra rượu ngon hơn sao, lúc này bên ngoài lão Hắc Sơn đang rình mò thứ gì đó. Bộ dạng của tiểu tử này trong không khác gì người bình thường và cũng không cảm nhận được pháp lực trên người hắn, Man Sơn sao có thể bị loại người bình thường này giết được. Chắc hẳn có cổ quái, phía sau lão già có hai thanh niên đang tán dóc với nhau, thẩm đạo trưởng là tiên nhân. Tiên nhân ngươi hiểu chứ, triệu lão nhị bởi vì mua bức chữ của thẩm đạo trưởng nên mỗi đêm có thể làm mười nháy, nương tử nhà hắn cũng không dám mắng hắn là nam nhân vô dụng nữa chữ của thẩm đạo trưởng ngoài việc trừ tà chấn trạch còn có tác dụng này sao chắc cũng phải còn một bước để cho con cọp cái nhà ta mở mang tầm mắt tàn dốc một hồi thì hai thanh niên trừng mắt nhìn lên thì giữ người hóa ra là thấy lão già hai thanh niên bước lại lên giọng trêu gạo này lão gia tử ông cũng đến tìm thẩm đạo trưởng cầu chữ sao không ngờ tuổi tác ông lớn vậy rồi còn có truy cầu này bái phục bái phục lão tiên sinh không cần ngại ngùng trực tiếp vào là được thẩm đạo trưởng rất thân thiện không cần trèo tường Lão Hắc Sơn nghe xong thì quay sang mặt mày đen như đít nồi, cạn con mợ nó lời không biết nói gì hơn. Lúc này Trường Thanh đang ngồi đong rượu vào chun thì hai thanh niên từ đâu lao vào, thẩm tiên trưởng. Ngài quay lại rồi, Trường Thanh nghe vậy thì quay sang gặng hỏi, hai vị tìm ta có việc gì thế? Bọn ta muốn mua mặc bảo của tiên trưởng, Trường Thanh nghe xong thì hai mắt lại sáng rực, ha ha, cầu chữ à. Được thôi, được thôi, chữ của ta đảm bảo giá cả phù hợp, hai vị có yêu cầu viết chữ gì không, Thế là một thanh niên ghé vào tai cu cậu nói nhỏ. Chính là chữ lần trước ngài viết cho triệu lão nhị. Quả thật chữ này của tiên trưởng rất có hiệu quả. Triệu lão nhị có một đêm làm tận 10 nháy. Ngày nào cũng khoe khoang trước mặt bọn ta. Trường thanh nghe xong như xét đánh ngang tai nghĩ bụng. Hả 10 lần sau. Chữ của mình có công hiệu này từ lúc nào thế. Triệu lão nhị đó cũng nói khoác quá đi. Nếu hai người họ mua chữ của mình về mà không có hiệu quả sẽ quay lại tìm ta gây rắc rối mất. Trường thanh liên tưởng ra hình ảnh khủng bố của hai thanh niên thì nhỏ nhẹ, Bản tiên có thể viết chữ mà hai vị yêu cầu nhưng hiệu quả thì không khoa trương như vậy. Ngoài treo chữ của ta còn cần mỗi ngày luyện thân thể, có điều kiện thì có thể dùng bộ phận sinh dục của hổ, châu, sẽ có hiệu quả thần kỳ, 10 lần gì đó xin hai vị hãy lượng sức mà làm. Thanh niên nghe xong thì chỉ tay ra phía cánh cửa, tiên trưởng không cần khiêm tốn như vậy. Có thể ngài không biết ở huyện Kinh Dương chúng ta, trên có lão già 80 tuổi dưới có trẻ con 3 tuổi, không ai không nói chữ của ngài không có tác dụng gì, ngài không tin thì nhìn đi ban nãy bọn ta ở trước cửa gặp một ông già đang trèo tường muốn đi cầu chữ của ngài nhưng lại ngại vừa nói xong quay sang thì thấy cái tường không có ai ủa ông già đó đâu mất tiêu rồi dứt lời thì một tia xét dáng xuống kèm theo lời nói của ai đó vang lên các ngươi đang tìm lão phu sao đôi song long nhìn thấy thì lập tức nhận ra đó là hắc sơn lão yêu ngược lại trường thanh thì vô cùng tức giận la toáng lên ôi vãi lúa đạp hỏng mái nhà của ta rồi kia hắc sơn lão yêu đáp trên mái nhà của trường thanh sau lưng ông ta là một tia lôi điện to đùng trên vai còn có con chim quạ đen với cặp mắt đỏ âu kia nữa đám người dân bên dưới nhìn thấy thì sợ hãi há hốc mồm mặt mày tái xanh không còn chút máu hắc sơn lão yêu với cặp mắt đen kịch nhất miệng nở một nụ cười khinh bỉ tiểu tử lần này lão phu tới là muốn tìm ngươi lấy một thứ đông ly hớt hải quay sang nói với tiểu thanh là hắc sơn lão yêu tiểu thanh tí nữa dù có thế nào cho dù bỏ mạng cũng phải bảo vệ tiên trưởng nếu như đánh nhau muội hãy đưa tiên trưởng về đông hải cầu chi viện ta sẽ ở đây ngăn hắn không tỷ tỷ muội tới ngăn hắn tỷ đưa tiên trưởng đi trước sự lo lắng của cặp song long thì trường thân lại vô cùng ngứa đòn hét lên lão già không phải muốn chữ sao một bó tuổi rồi còn trèo lên mái nhà của người khác đừng nghĩ tuổi tác lớn là muốn làm gì thì làm ta nói với ông đạp vỡ miếng ngói nào thì phải bồi thường đủ lại lão yêu hắc sơn nghe xong thì sững sờ thầm nghĩ nhìn đi nhìn lại vẫn thấy tên này là phàm nhân bình thường trong cơ thể không hề có chút pháp lực nào dao động, còn không bằng cặp song long bên cạnh, nhưng hắn thấy ta không chỉ không hề sợ hãi thậm chí còn có chút muốn đánh ta, là có chuyện gì vậy? Vẫn không nên tùy tiện ra tay, thăm dò hắn đã. Nghĩ xong lão yêu Hắc Sơn hát lên một tiếng lớn, vô cớ sát hại yêu vương dưới chúng ta, ngươi muốn chết thế nào đây? Trường Thanh nghe xong thì trừng mắt há mồm kinh ngạc, yêu vương gì cơ? Ngươi nói con hổ này sao? Trường Thanh không tin vào tai mình, anh ta nhìn kỹ lại con hổ sau đó quay mặt sang Hắc Sơn mà nói. Ông già, ta nói ông có phải nghe đồn nhiều nên bị vọng tưởng rồi không? Đúng là ta giết con hổ này. Nhưng ra con hổ này đã được huyện tôn đại nhân tặng làm phần thưởng cho ta rồi. Nếu ông muốn cái này thì phải trả tiền. Còn nữa ông mau xuống cho ta, tí nữa ngã thì đừng hòng ăn vạ. Nơi này có nhiều người đang nhìn ấy. Chưa chửi đã cái mỏ thì đông ly bước tới nói nhỏ, tiên trưởng. Đó là hắc Sơn lão yêu, cấp thiên yêu đó. Trường Thanh nghe xong không những không sợ còn rảnh mùm lên chửi tiếp. Lão yêu thiên yêu gì cơ thứ như ông không cần mặt mũi đúng không ta nhịn ông nửa ngày rồi còn dám làm hỏng mái nhà của ta hôm nay cho dù thiên vương lão tử tới ông cũng đừng hòng rời đi. Đang chửi ngon lành thì đột nhiên thuần phong chạy sòng sọc vào chừng mắt cau mày hét lớn, sư phụ cẩn thận, không ổn, hắc sơn lão yêu tức giận rồi. Cấp thiên yêu có thể hủy thành diệt địa, diệt sạch được cả một nước, ngay lúc này hắc sơn lão yêu bay lơ lửng trên không trung bộc phá sức mạnh. Sau lưng ông ta xuất hiện một con quỷ dã xoa trên đầu có hai cái sừng sắt nhọn, xung quanh thân mọc liền tám cái tay quỷ dị. Hắc Sơn lão yêu nhai răng nhếch miệng cười đắc ý, "Con kiến như ngươi dám bất kính với ta, ta sẽ lột ra ngươi, phong ấn linh hồn ngươi, mỗi ngày điều dày vò." Dứt lời lão ta lao nhân từ trên mái nhà xuống vẫn là nụ cười quỷ dị đó, khiến người sống cũng không được chết cũng không xong, trước sự tấn công nhanh như chớp đầy mạnh mẽ của Hắc Sơn lão yêu, cả đám người tái xanh mặt mày, trừng mắt há mồm, nước mắt hai hàng. Ba la ba la các thứ, mẹ nó lỏ rồi, xong đời rồi. Đỉnh của chóp, Tiên trưởng cẩn thận, vừa dứt tiếng la hét thì đột nhiên dưới sân nhà một luồng khói mù mịt bốc lên. Cả đám người trường thanh sợ hãi giơ hai tay lên chống đỡ, sau đó Hắc Sơn lão yêu xuất hiện ra từ làn khói mịt mù trong trạng thái xương khớp gãy rụng. Mặt mày nhăn nhó như đống cứt cắn chặt răng tức ói máu, trường thanh nhìn thấy thì bước lại ra sức hét lớn ông ông già cũng không cần thành đại lễ lớn như vậy đâu biết sai là tốt rồi. Lão già nghe xong thì ngã ngửa ra phía sau mau hai đầu gối không ngừng chảy ra, chuyện méo gì thế này, ngay lúc này khi ông ta nằm xuống một luồng ánh sáng kim quang chiếu rọi vào bản mặt của ông ta. Pháp luật của ta đâu rồi pháp lực của ta mất rồi sao? Ở một góc độ khác phía trên cao nhìn xuống tiếng bàn tán xôn xao ầm ĩ. Lúc này Tiểu Thanh, Đông Ly và Thuần Phong nhìn cảnh tượng trước mắt thì trận trừng mắt há to mồm hoảng hốt, tiên trưởng đỉnh thật. Hắc Sơn lão yêu quỳ luôn rồi, Trường Thanh bước tới trước mặt lão Hắc Sơn trên tay cầm một bức tâm pháp, ban nãy không phải đã nhắc nhở ông rồi sao? Bảo ông cẩn thận đừng ngã, giờ thì hay rồi ai bảo ông lộn xộn còn dám trèo lên mái nhà không lão hắc sơn nghe xong thì tức ứa nước mắt sau đó ông ta lập tức vùng dậy giơ hai bàn tay quỷ quái của ông ta lên rồi vồ về phía trước hết lớn ta sẽ giết chết người thế nhưng trường thanh đã nhẹ nhàng bắt lấy tay của ông ta không hề sợ hãi trường thanh quỳ quỳ xuống dâng cuộn tâm pháp cho lão hắc sơn cái này cho ông coi như ta kính già yêu trẻ tặng không lấy lúa cũng không cần sửa mái nhà lão hắc sơn nghe những lời cảm lạnh đó thì dưng nước mắt mở cuốn tâm phát ra xem thử đây là thứ gì đây bên trong cuộn tâm pháp viết lớn một chữ tú chữ tú đó phát ra một luồng ánh sáng kim quang trói dọi vào mắt của lão hát sơn khiến ông ta phải la hét lớn ôi à, à à dây sau một dòng chữ kim quang xuất hiện từ cuộn tâm pháp đâm xuyên qua người lão một cú chí mạng khiến lão hắc yêu học si rô ra ngoài lão hắc yêu ngã đùng ra đất khiến trường thanh hoảng sợ la toáng lên ấy 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 ta tặng ông một trang chữ cũng chưa động vào ông nha mọi người đều có thể làm chứng cho ta đó ta thật sự chưa đụng vào ông ta coi rồi nếu lão già này ngã chết ở chỗ mình, người nhà ông ta e rằng sẽ không bỏ qua cho ta. Bên ngoài người dân chạy sòng sọc vào nhà trường Thanh La toán loạn, này này này, rõ ràng chúng ta đến cầu chữ trước, sao lão già này lại che hàng rồi? Đúng vậy đúng vậy, ra rồi mà còn nịnh nọt tiên trưởng như vậy. Còn có liêm sỉ không? Nghe vậy Trường Thanh bước ra trấn an tinh thần đám người dân. Mắt anh ta sáng rực khi thấy trước mắt đều là vàng, mọi người đừng vội, đều có đều có. Người già mà, mọi người nên học cách kính trên nhường dưới trước giờ kính già yêu trẻ là truyền thống của huyện kinh dương chúng ta mà không đúng sao cùng lúc đó tiểu hồ ly chạy tới chỗ của lão hắc yêu đúng là không biết trời cao đất dày cũng không thèm nhìn xem đây là nơi nào phủ đệ của tiên vương còn muốn vọng động pháp luật ư cho dù thực lực của ngươi là cấp thiên yêu cũng không được lão hắc yêu nghe thấy thì ngóc đầu dậy mồ hôi lăn trên má hắn thật sự là tiên nhân hạ phàm ư sao có thể rõ ràng hắn không hề có khí tức pháp lực nào cả tiểu hồ ly nghe xong thì ra làm ra bộ mặt ngưỡng mộ bản lĩnh của tiên nhân có thể để một yêu vật phàm giới như ông thấy được sao, nhìn bộ dáng yếu mà da gió của ông bây giờ còn không bằng đứa trẻ ba tuổi của nhân loại. Đây cũng không phải là minh chứng đó sao, vừa nói dứt câu thì có ngay và luôn đứa trẻ ba tuổi chạy từ đâu tới đái vào mặt của lão hắc yêu. Xã lũ xong em trai kéo quần bỏ chạy khiến cho lão hắc yêu tức tối hai mắt đỏ lõm, đáng ghét đáng chết, ta đường đường là hắc sơn đại tiên, người nắm giữ địa giới này. Tứ đại yêu vương đều phong ta làm tôn, lão ta cay cú gắng gượng bò dậy, phạm nhân nhỏ nhoi vậy mà dám tẻ vào mặt ta ta nhất định lấy máu rửa toàn huyện kinh dương này biến nơi này thành địa ngục trần gian lúc này con quạ đen với cặp mắt đỏ lởm đang nhìn chằm chằm về một thứ gì đó khi đông ly nhìn vào con quạ trong đồng tử hiện rõ gương mặt của nó từ mắt của đông ly xuất hiện những vòng tròn giống như thuật thôi miên vậy giờ đây mắt của đông ly đã trở nên đỏ âu còn không nhìn thấy thì tôi có mặt mày hét lớn không ổn yêu pháp thuật nhiếp hồn rất nhanh đông ly đã mất đi ý thức và bị lão hắc sơn tóm lấy tốt xấu gì bản tiên cũng có đạo hạnh trăm năm mặc dù không biết ngươi dùng cách gì phong cấm pháp lực của ta nhưng bản tiên vẫn còn nhiều át chủ bài cơ tiểu tử hôm nay nếu chúng ta liều chết tranh đấu chắc chắn sẽ khiến huyện kinh dương này máu chảy thành sông bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn người giết yêu vương dưới trướng ta vậy thì ta sẽ mang nữ nhân này đi để bồi thường lại hoặc mưa giết cô ta chúng ta lại sống chết một phen trường thanh nghe xong thì tức giận hét lớn lão già ông điên rồi sao nói dần bậy gì vậy nếu ông muốn tấm ra hổ đó thì cứ lấy đừng làm người khác bị thương lão hắc sơn nghe xong thì nhìn chằm chằm vào mặt đông ly cười nham nhở thầm nghĩ tiểu tử này lo lắng cho long yêu như vậy sao chẳng lẽ có gian tình đến long nữ cũng chơi ta thấy ngươi cũng chẳng phải thần tiên chính trực gì nhìn cái điệu cười nhởn nhơ của lão hắc sơn trường thanh tức giận xì khói mũi sang tay áo chuẩn bị xuất chiều nhưng chưa kịp làm gì thì phía sau lão hắc sơn xuất hiện một bóng đen to lớn kèm theo một lời nói lão biến thái như ông trên hàng thì cũng thôi đi còn dám đánh chú ý với tiểu thư đông ly vừa nói dứt lời thì một thanh niên to lớn với đôi mắt đỏ âu từ phía sau phóng tới tóm lấy đầu của lão hắc sơn ta nhịn ngươi hơi lâu rồi đấy dứt câu thanh niên liền là dáng cho lão hắc sơn một cú đấm sấm sét bay thẳng vào tường cút mẹ mày đi trường thanh và đám người dân phía sau nhìn thấy thì há hốc mùng kinh ngạc làm tốt lắm đúng là con trai của ta giải quyết xong lão hắc sơn thanh niên tiến lại nhẹ nhàng đỡ lấy đông ly tiểu thư đông ly nàng không cần sợ lão biến thái đó bị ta đánh rồi Ôm gái đẹp trong tay đang hạnh phúc thì đột nhiên tiểu thanh từ phía xa chạy nhào tới ôm lấy đông ly từ tay của thanh niên hét lớn, tỷ tỷ, tỷ không sao chứ, ban nãy dọa muội chết rồi, xảy ra chuyện gì vậy, ban nãy tỷ làm sao. Thuần Phong và Trường Thanh bước lại trước mặt của lão Hắc Sơn mở to mắt nhìn, cha này chết rồi sao, sư phụ đúng là khủng bố thật. Trường Thanh nghe xong thì ngơ ngác hỏi, người vừa nói gì, chết rồi sao, Thuần Phong quay sang thả cho sói một like đáp lời. Sư phụ thật lợi hại, giúp bách tính đại đường giải quyết đại yêu quái hắc sơn lão yêu đây là công lao rất lớn trường thanh nghe xong thì nhìn mọi người xung quanh rồi vội vàng tóm lấy thuần phong nói nhỏ nói nhỏ thôi ngươi muốn hại chết ta sao lão già này không phải là do ta giết đừng nói lung tung đợi lúc nữa người của quan phủ tới ngươi quản tốt cái miệng của ngươi cho ta nói xong trường thanh cầm lấy một nhánh cây bước tới chọc vào mặt lão hắc sơn ta cảm thấy có nên tìm đại phu cứu thử xem không Nói tới đây bỗng Dương Trường thanh thay đổi thần sắc, mặt mày tím tái lỗ mũi hình lên như con heo, "Toi rồi, toi rồi, lần này xong rồi, đang yên đang ổn thì có người mất mạng." Mấy khách giờ sau mặt trời cũng xuống núi, Phùng Chi huyện cùng với hai thị vệ đi tới chấp tay hành lễ. Thẩm Tiên trưởng lại lập công lớn vì huyện kinh Dương ta, Hắc Sơn lão yêu đó là đại yêu top 20 trong bản truy nã của Khâm Thiên giám, hiện giờ đã bị Thẩm Tiên trưởng tiêu diệt. Thật là chuyện đáng vui mừng, Thẩm Tiên trưởng không cần lo lắng, ta hiểu quy củ của người tu hành như các ngài loại chuyện thần thần quỷ quỷ này không thể để bách tính bình thường biết thế là trường thanh lại tiếp tục đeo băng đô hoa đỏ trước ngực nhưng vẻ mặt lần này nó lạ lắm phùng chi huyện nhìn thất bộ mặt ngơ ngác của trường thanh thì cười tươi như hoa nói tiếp nha môn quan phủ đã ra công văn thông báo hắc sơn lão yêu này à không phải giang hồ ác bá này là thổ phỉ mà quan phủ truy nã nay đã bị thẩm tiên sinh ra tay diệt trừ đặc biệt khen thưởng nói xong phùng chi huyện lên kiệu trở về phẩm tiên sinh xin dừng bước bọn ta quay về trước đây bái bai mấy cưng sau khi Phùng Chi Huyện rời đi Trường Thanh tháo chiếc bông đỏ trên ngực xuống nhìn trái nhìn phải nghĩ bụng. Không ngờ có một ngày ta đeo hai lần bông hoa đỏ lớn bên trong viện phòng của Trường Thanh. Thanh niên vạm vỡ kia đã mở ra lễ hội đại biểu nói với các người dân rằng Để ta nói cho mọi người biết, ông già đó thật sự là Hắc Sơn Lão Yêu Con trai thứ hai của tam muội phu của nhị cửu gia ta ở bên cạnh nhà Lão Vương có một biểu huynh làm việc ở nha môn Giang hồ ác bá gì đó đều để lừa tiểu bách tính như các ngươi thôi Loại chuyện này sao dân thường như các ngươi biết được nói xong thanh niên vạm vỡ đứng dậy hỏi thanh niên ôm nhom trước mặt nhị cầu tử nguyên nói có đúng không lúc đó ngươi cũng ở đó tên đó chính miệng nói thẩm tiên trưởng giết yêu vương dưới trướng ông ta muốn cướp tiểu thư đông ly đi để làm bồi thường đúng vậy lúc đó có nhiều người đều nghe thấy đám người dân nghe xong thì mắt chữ o mùm chữ a bất ngờ thốt lên ồ quao wow, thật vậy sao thế là tên thanh niên vạm vỡ tiếp tục lên giọng khoác lác lúc đó ta không hề biết thân phận của lão già đó còn tưởng rằng lão biến thái ở đâu ra vô lễ với đông ly cô nương nên mới tiến đến và cho ông ta một phát vậy mà không ngờ lại đánh chết ông ta luôn bây giờ nghĩ lại chân của ta vẫn đang run đây một lão người dân nghe thấy thì lên tiếng này 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 tên ngớ ngẩn như ngươi sao có thể đánh chết lão hắc sơn được không thấy trước đó một đạo thần quang của thẩm tiên trưởng đã khiến lão yêu quái đó quỳ trên mặt đất rồi lại làm ông ta học máu à nếu không phải tiên trưởng dùng thần lực tiên pháp thì ngươi có thể động được vào hắc sơn lão yêu ư nếu không phải là tiên trưởng ngươi bây giờ chỉ e là đã chết mà không biết chết thế nào rồi chẳng trách lúc đó ta thấy gió thổi không đúng lắm, giống như hiện trường hai đại cao thủ quyết chiến vậy, chuẩn luôn. Ta cũng cảm thấy vậy. Lúc đó biểu tình của thẩm thiên trưởng đều không giống nhau. Lúc đó ta hình như cũng thấy linh hồn của thẩm tiên trưởng thoát ra đánh qua đánh lại với hắc sơn lão yêu ở trên trời. đang thẫn thờ thì từ đâu đó xuất hiện một đám con nít vây quanh trường thanh chơi trò hỏi đáp. tiên trưởng tiên trưởng, ngài biết ăn kẹo hồ lô không? không biết. tiên trưởng tiên trưởng, thần tiên có đi vệ sinh không? ngươi đón xem. tiên trưởng đã kết hôn chưa? liên quan gì đến ngươi đồ nít danh, tiên trưởng tiên trưởng, ngài không kết hôn có phải bởi vì không có thần tiên tỷ tỷ nào thích ngài đúng không? Im miệng đi mấy đứa búc pha lô này, bên trong sân viện hai chị em Đông Ly và Tiểu Thanh đang cùng nhau nấu rượu. Tiểu Thanh Tiểu Thanh, chú ý kiểm soát độ cháy, rượu ra rồi rượu ra rồi, mau tìm một cái hũ tới đây. Vừa dứt lời thì tiếng hét thất thanh của trường Thanh la lên, ta thật sự không phải là thần tiên mà. Chiều tới tại tử sửu hạo trạch, giữa sân tiểu viện trường thanh và thuần phong đứng đối diện nhau với hai bộ mặt nghiêm nghị. trường thanh nhìn thuần phong bằng nửa con mắt gặng giọng hỏi nhất định phải đi sao? thuần phong mạnh dạn trả lời nhất định phải đi. trường thanh cau có mặt mày tức giận không suy nghĩ lại ư? thuần phong nhắm chặt mắt đáp lời không cần suy nghĩ lại. nghe vậy trường thanh quay sang phun một bãi nước miếng thiệt bự. hứ hứ cha nam thối tha. thuần phong nhìn thấy thì cũng cạn con mẹ nó lời. Cùng lúc đó tiểu hồ ly nhìn thấy bãi nước miếng linh khí nồng đậm của trường thanh thì vui mừng nhào tới thẻ lưỡi thèm thuồng. Chưa kịp thưởng dùng thì trường thanh ném vào đầu tiểu hồ ly một cái gáo dừa la lớn, không cho liếm, nếu dám liếm ta sẽ ném ngươi vào trong viện lúc đó đừng có mà ảng Một khắc sau, thuần phong bước tới chắp tay hành lễ với bộ mặt buồn bã, sư phụ, ta sẽ trở về sớm, phải mau chóng đưa thi thể của hắc sơn lão yêu này về thuộc địa sư môn. Nghe vậy trường thanh lấy ra một bình hồ lô rượu và một ít điểm tâm nóng hổi, được rồi được rồi, biết rồi biết rồi. Nếu phải đi xa thì mang theo mấy thứ này để ăn trên đường đi, ai ai, chán thế nhờ. Mấy nhân viên của tiệm vịt quay đều đi cả rồi a à hu hu, thuận phong cầm lấy bình rượu và thố điểm tâm trên tay ngửi mùi thơm bốc lên ngơ ngác, sư phụ đây là gì? Trường thanh quen người rời đi vẫy tay chào, một chút đồ ăn vặt và rượu nước mà ta tự làm thôi, ngươi đi đường cẩn thận. Đi sớm về sớm, ta không tiễn nữa đi ngủ trước đây, Thuần Phong hiếu kỳ mở thố điểm tâm ra xem thử thì một luồng sáng kim quang lóe lên khiến anh ta vô cùng bất ngờ chừng mắt há mồm. Bên trong thố điểm tâm là những cái bánh bao mập ú tỏa ra linh khí rồi rào khứa Thuần Phong nhìn thấy thì hét lớn, a a a đây là thần vật sao. Thế là Thuần Phong không đợi được nữa lập tức lấy một cái bánh bao nhét vào mồm nhai chóp chép, nuốt ực bánh bao vào bụng cũng là lúc linh khí bộc phá trong cơ thể của Thuần Phong. Anh ta ngẫn mặt lên trời cặp mắt tuôn ra hai trụ linh khí kim quang sáng chói, toàn thân liên tục hấp thụ linh khí rồi rào dây sau luồng linh khí vàng ánh kim tụ lại thành trụ đâm thẳng lên trời kèm theo tiếng hét của thuần phong a à, đột phá rồi ta đột phá rồi thuần phong quỳ mạnh xuống đất sau đó anh ta giơ hai tay lên trán nước mắt chảy ròng ròng đệ tử đa tạ thần vật mà sư phụ ban tặng sẽ khắc ghi ân đức này lần này trở lại thuộc địa dọc đường nhất định sẽ truyền bá sự tích thần tiên của sư phụ sau đó xin sư môn ban thưởng cho sư phụ vừa nói dứt câu thì một quyển sách mọc cánh bay thẳng vào mặt thuần phong phát ra một tiếng động thốn vãi nhái Trường Thanh bay ra khỏi phòng nhanh như một cơn gió trừng mắt há mồm quát thẳng vào mặt Thuần Phong, lấy oán báo ơn đúng không? Tiểu tử ngươi dám nhắc đến ta ở bên ngoài thì ngươi chết chắc. Nếu ngươi nhắc tới thì quan hệ sư đồ của chúng ta đến đây là chấm dứt. Nói xong Trường Thanh đi thẳng và đóng mạnh cửa lại vẫn không quên chữ thêm câu nữa. Còn có điều này, cút nhanh đi, đừng ở đây gào thét quấy giày ta nghỉ ngơi. Thuần Phong ngồi ngây người ra đất với quả đầu xịt máu. Anh ta liếc mắt nhìn sang quyển sách ở trên đất, Thế là ông cháu tò mò cầm lên xem thử thì đây là cuốn bí kíp cửu cửu thừa pháp khẩu quyết. Thuần Phong đọc xong thì nước mắt cứ rơi rơi miệng thì cười mỉm chi thầm nghĩ, khẩu quyết này chắc chắn là tiên pháp, sư phụ quả nhiên là người miệng cứng tâm mềm. Sư phụ, ta nhất định sẽ dụng tâm tu luyện mỗi ngày, không phụ kỳ vọng của người. Một lúc sau tại nơi nào đó trong thôn, Trường Thanh đánh xe ngựa chở theo rất nhiều đồ. Tiên trưởng, chúng ta thật sự phải chuyển đến Hồng Gia lão trạch đó sao? Trường Thanh nghe xong thì mỉm cười đáp lời, đương nhiên phùng huyện lệnh đã cho ta trạch tự đó căn nhà ban đầu quá nhỏ mấy người chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng mới ở được chứ đừng nói đến việc kinh doanh vịt quay rượu trưng cất để phát tài của ta đông ly nghe vậy thì mở to mắt ngạc nhiên nói tiên trưởng mặc dù lời nguyền ở hồng phủ lão trạch đã được giải trừ sau khi hắc sơn lão yêu chết nhưng đa số bách tính không hề biết chuyện của hắc sơn lão yêu nên đều thấy nơi này không phải là nơi tốt lành gì không dám đến gần đi được một lúc thì cuối cùng cũng đã tới trước cửa của phủ hồng trạch trường thanh và đông ly nhìn chằm chằm vào phủ tuy đông ly chưa buôn bán bao giờ nhưng cũng biết mở tiệm kinh doanh đều chọn nơi phồn hoa đông đúc chúng ta chọn nơi như này có phải có chút không hợp lý không ờ thì cô nói cũng có lý xem ra chỉ có thể ra đoàn sát thủ thôi dứt lời trường thanh quay sang thì vô tình ánh mắt của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng cô cậu ngượng nghịu không nói thành lời hai người bốn mắt nhìn nhau mặt đỏ ửng hồng cùng chung một suy nghĩ gần quá vậy ta đông ly ngại ngùng rục rè lùi lại phía sau nói trong lòng Mùi trên người tiên trưởng thơm quá, cùng lúc đó tiểu thanh thức dậy ngáp ngắn ngáp dài. Tỷ tỷ, chúng ta đến chưa? Trường Thanh bước xuống xe ngựa với bộ mặt ngượng ngùng tuổi chớm nở. Ehem, gia đòn sát thủ chính là làm ra một cái hoạt động khai trương giảm giá. Đến lúc đó chúng ta sẽ dựng sân khấu trước cửa, mời mấy đoàn kịch quảng bá cửa tiệm mới sắp khai trương, mời thêm vài lão hòa thượng lên đài niệm kinh, sau đó mời lão đạo sĩ đức cao vọng trọng, chủ yếu là thể hiện đã không còn oán linh ác quỷ gì nữa thập lý trang của huyện kinh dương giờ đã là nơi sạch sẽ nhất toàn bộ đại đường rồi tiểu thanh nghe xong thì mở to mắt há to mồm ngơ ngác hỏi tiên trưởng muốn làm phép sao trường thanh bất lực ờ thì ngươi nói phải là phải đi dây sau anh ta trừng mắt cau mày vẻ mặt khó chịu như ông già thốt lên nói gì thì nói nhớ là không được tuyên bố với bên ngoài là làm phép không là không ai dám tới đâu nói xong trường thanh đưa ra một sấp tờ quảng cáo cầm cái này tí nữa đi ra ngoài dán ở các nơi khác đặc biệt là gần cửa phường chỗ đông người nhất định phải coi chừng có quan sai đến thì chạy đi. Đừng để bị bắt, Trường Thanh đưa sấp giấy cho hai em gái rồi quay đi nở một nụ cười phấn khởi. Ta đi vào dọn dẹp trước nhớ về sớm trước khi trời tối ta sẽ cho các người ăn vịt. Một lúc sau, hai chị em Đông Ly và Tiểu Thanh cùng nhau thực hiện nhiệm vụ đi dán tờ rơi khắp các ngõ ngách trong thôn. Tỷ tỷ, tiên trưởng đột nhiên bảo chúng ta dán mấy cái này thật sự chỉ là để chúng ta tuyên truyền cửa hàng mới của ngài ấy sao. Đông Ly nghe xong thì lấy ra một tờ xem thử thì từ tờ giấy tỏa ra luồng linh khí rồi rào. Không đúng, không thể, nếu chỉ là tuyên truyền bình thường sao tiên trưởng lại đưa cho chúng ta mấy tờ giấy ẩn chứa linh khí cường đại như vậy? Luồng linh khí từ tờ rơi bắt đầu hấp thụ vào trong cơ thể của Đông Ly khiến cô ta nhắm chặt mắt thốt lên. Ban nãy tỷ cảm ngộ lâu vậy cũng mới cảm ngộ được hai tờ. Những tờ giấy này đều là thần phẩm, tiên trưởng không phải là người lãng phí. Tiên trưởng làm vậy ắt có thâm ý khác, chỉ là đạo hạnh của chúng ta quá nông nên không nhìn thấu mà thôi. Rất nhanh trời đã chập chiều, mặt trời đã xuống nửa đồi núi hoàng hôn đã chiếu rọi ánh nắng khắp huyện Kinh Dương. Đông Ly và Tiểu Thanh đứng phía sau đám người dân đang xem tờ rơi. Hai em gái thở phào lâu đi giọt mồ hôi trên trán, cuối cùng cũng dán xong rồi có thể quay về báo cáo kết quả cho tiên trưởng rồi. Lúc này đám người dân bu đông đúc lại xem tờ rơi hô hoán lên, thẩm tiên trưởng muốn làm phép sao? Làm phép gì chứ? Ở đây không phải ghi là khai trương hạ giá sao? Làm phép thì tốt chứ sao? Nơi hung địa của thập lý trang có tiên trưởng tọa chấn thì chúng ta có thể thoải mái đi lại rồi. Đang nói thì bất ngờ bên phải một luồng linh khí áp chế lên tờ rơi. Sau đó luồng linh khí lại tiếp tục áp chế một tờ rơi khác bên phải. Đông Ly và Tiểu Thanh nhìn thấy các trụ linh khí thì ngẩn ngơ hét lớn, đợi đã, là trận pháp sao? Bên trên không trung, những trụ linh khí mãnh liệt tụ lại tạo ra một pháp trận bát quái to lớn bao trùm hết huyện Kinh Dương. Nhìn thấy cảnh tượng đó, một giọng quát lớn vang lên, "Tụ linh đại trận, huyện Kinh Dương này ở trở thành thánh địa tu hành rồi." Tại thập lý trang, cổ mộ dưới lòng đất, lúc này bên ngoài quan tài xuất hiện những luồng tà khí dày đặc quay quanh luồng khí đó biến thành một tà hồn có hai con mắt sáng rực. Tà hồn bay quanh quan tài sau đó xâm nhập vào, một lúc sau nắp quan tài bật ra. Bên trong quan tài không ngừng bốc lên khí tức ma tà quỷ dị. Kèm theo đó bên trong còn có thân hình một cô gái đang hấp thụ tà khí. Từ luồng tà khí xuất hiện một em gái với đôi mắt bị trột lên tiếng. Ha 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 ta lại hồi sinh rồi, thật không ngờ hắc Sơn lão yêu đó lại dùng âm thi dưỡng khí. Chắc là muốn nhờ vào âm khí không ngừng hội tụ này để đột phá cảnh giới. Lại không ngờ được để ta kiếm hời, rứt lời, ả áo đỏ nhảy ra khỏi quan tài toàn thân ả tà khí dày đặc bao quanh âm thi được âm khí nuôi dưỡng trong năm này đúng là không tệ đợi ta ăn một nam nhân chắc chắn có thể đột phá thực lực lần nữa chạy khỏi tam giới không ở trong ngũ hành đến lúc đó e là đại la kim tiên cũng không làm được gì ta đêm tới tại sườn thập lý tân trạch thẩm ra bên ngoài trạch viện tà khí dày đặc bao trùm bên trong trạch viện trường thanh đang ngủ ngon lành còn ngáy khò khò không chỉ vậy còn dùng tiểu hồ ly làm đồ che mắt ngủ cho nó phê Bên cạnh đó hai chị em Đông Ly và Tiểu Thanh nằm ngủ trên giường với vẻ mặt khoái lạc nói mới. Muội chưa say, muội còn có thể uống được, rượu của tiên trưởng ngon quá, tiên trưởng, tiên trưởng, nhẹ tay chút. Sau đó là mụ ác ma đi về phía trước ánh mắt chứa đầy sát ý, à ta thẻ lưỡi liếm đầu móng tay nở một nụ cười quỷ dị. Cầu nam nhân, lúc trước đánh ta chỉ còn lại tàn hồn, giờ ta đã có cổ âm thì này. Cho dù ngươi là tiên cũng không đủ sức uy hiếp nữa, chuyển cảnh tới miếu thành hoàng ở huyện Kinh Dương. Bên trong miếu là tư võ phán đứng cùng với một vị quan lại đồ xanh chính giữa là một nam nhân đang ngồi chảnh trệ trên ghế. Nam nhân đó chính là thần Thành Hoàng, đại nhân. Không biết thẩm đạo trưởng kia có lai lịch gì mà tuổi còn nhỏ đã có pháp lực cao thâm. Nếu như có thể ở huyện Kinh Dương lâu dài thì về sau nếu lại xuất hiện quỷ sùng. Chúng ta cũng không cần lo lắng nữa rồi. Thần Thành Hoàng nghe xong thì nhếch miệng cười nhẹ đáp lời. Quả thật là như vậy. Rất muốn gặp vị cao nhân này một chút không chỉ tiêu diệt được quỷ vương trong tử sửu hạo trạch mà còn không thèm để hắc sơn lão yêu vào mắt diệt trừ dễ dàng nói xong thần thành hoàng dặn dò hai vị quan ngày mai rảnh các ngươi theo ta đi bái kiến một chút tránh để lại ấn tượng không tốt cho cao nhân vừa nói dứt câu thì một thứ gì đó khiến cho thần thành hoàng câu mặt câu mày cổ khí tức này là sao thần thành hoàng lập tức quay sang nói lớn võ phán quan hôm nay có phải vị cao nhân đó đi thập lý trang đúng không đúng vậy hôm nay thẩm đạo trưởng rời đến chỗ ở mới là hồng gia lão trạch của thập lý trang rồi thần thanh hoàng cảm nhận được tà khí liền hét lớn phương hướng của thập lý trang có biến dị cổ khí tức âm tà này so với quỷ vương ở tử sửu hạo trạch giống như khoảng cách giữa người lớn và trẻ con vậy chúng ta phải tới đó nhanh lên mùi khí tức này chắc chắn là được bay lên từ trong cái quan tài đó thẩm đạo nhân có lẽ sẽ không phải đối thủ của nó vị quan kia nghe thấy thì chừng mắt há mồm lên tiếng ngay cả đạo sư thần cũng không phải đối thủ chúng ta đi e là Vị này chính là thẩm phán dân sự, thần thành hoàng nghe xong thì tỏ ra một vẻ mặt nghiêm nghị nói. Bảo vệ người dân là nghĩa vụ của chúng ta, nếu có chết thì cũng chết một cách xứng đáng, thẩm phán nghe xong thì cúi đầu. Thưa ngài, tôi đã nói sai rồi, thần thành hoàng giơ tay lên tính toán thẩm nghĩ, với thân phận bất tử của thẩm đạo nhân. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở đây, e rằng sau này đệ tử của hắn sẽ đến cầu giải thích, lúc đó gánh nặng sẽ đổ lên đầu ta. Phải đến đó xem xem nếu thấm đảo trưởng không địch lại được thì phải cứu thẩm đại trưởng ra còn về việc trừ quỷ thì chỉ có thể báo lên không thiên giáo của triều đình tới giải quyết. Ngẫm nghĩ xong thần thành hoàng, võ phán và thẩm phán dân sự dùng linh lực phi thiên đến chỗ của trường thanh, rất nhanh ba người bọn họ đã phi thiên tới trước cửa nhà của trường thanh. Lúc này trạch viện cửa chính đã được mở toạc ra ma khí tuông ra dày đặc, thần thành hoàng và hai vị quan thấy vậy thì vội vàng lao tới hét lớn. Không ổn, thẩm đạo trưởng gặp nguy hiểm rồi, Thần Thành hoàng bước vào cửa nhíu mày mở to mồm la toáng lên yêu nghiệt mau rời đi đang nói thì đột nhiên thứ gì đó đặt vào mắt thần thành hoàng khiến thành hoàng trợn trừng hai mắt sừng sốt dây sau thần thành hoàng ngã ngửa ra sau đập đầu vào mặt võ phán và đầu võ phán đập vào mặt thẩm phán luôn nghe thấy tiếng gọi trường thanh mở mắt nhìn ra phía cửa có chuyện gì có vẻ như ông cháu không hề hay biết là ả à quỷ đang nằm ưỡn ẹo trên thân mình trong bộ mặt phê lòi thành hoàng và hai vị quan nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì làm ra bộ mặt ngu người xấu không ai bằng hạn hán lời không biết nói gì hơn ngay lập tức ba thanh niên đóng sập cửa lại kèm theo một tiếng la lớn thẩm đạo trưởng xin lỗi đã quấy dày đến đêm xuân của ngài lúc khác ta sẽ tự tìm tới thỉnh tội với ngài trường thanh ngồi dậy ngáp một hơi thật dài với bộ mặt phờ phệch kỳ lạ mấy tên này nửa đêm rồi còn làm gì vậy hành động giống như gặp quỷ vậy đêm xuân gì cơ chứ nói xong anh ta niệm lại câu mình vừa nói thì mặt mày tím tái gặp quỷ sao đời đã Trường Thanh lập tức ngồi bật dậy nhìn xung quanh giường của mình không thấy gì bất thường anh ta im lặng một lúc lâu. Sau đó anh ta yên tâm nằm xuống ôm lấy tiểu hồ ly vào người nở ra một nụ cười tươi tắn. Gì vậy? Giả thân giả quỷ lừa được cả ta rồi. Nếu lần sau mấy tên này còn làm chuyện thiếu đạo đức nữa thì sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là nắm đấm sắt của xã hội chủ nghĩa. Ngay lúc này à quỷ quái đang nằm trường bò dưới giường với bộ mặt xanh như đít nhái thầm nghĩ. Sao có thể như vậy? Chỉ cần gần hắn là cảm giác linh khí trong cơ thể bị rút sạch. Thực lực của ta bây giờ vượt xa trước kia cho dù là chân tiên thì ta cũng đấu lại được mới đúng. Không được rồi rời khỏi nam nhân này trước rồi hãng nói. Nghĩ xong à ta bỏ ra khỏi giường với toàn thân run rẩy bẩy, thân thành hoàng, võ phán và thẩm phán dân sự đứng trên mái nhà ngóng xuống mắt chữ O mùm chữ A sáu cái má đỏ ửng. Tiên trường đỉnh thật đấy, đến cả nữ quỷ cũng có thể sơ muối luôn đúng là 10 điểm không có nhưng luôn nha mấy bờ rồ. À quỷ quái lù khù đi ra khỏi cửa trong trạng thái thở gấp, toàn thân suy yếu, sau đó à ta liếc mắt nhìn sang thấy thứ gì đó, hóa ra là nhìn về phía đám người của thần thành hoàng và hai vị quan, ba người nhìn thấy thì giật mình hoảng hốt, ngay lập tức liền dùng linh lực phi thiên trong tích tắc, bọn ta không quan sát nữa, nếu không có chuyện gì thì không còn việc của bọn ta nữa. À quỷ quái nghe xong thì cắn chặt răng mặt mày đen như đít nồi cây cú không nói nên lời. Sau một hồi phi thăng thì ba người đã trở về miếu thành hoàng thở hồng học, lúc này trước mặt bọn họ xuất hiện một đám người lên tiếng. Đại nhân thế nào rồi? Võ phán nghe vậy thì bất ngờ há to mồm hét lớn. Thủ đoạn thần tiên chưa từng nghe qua, kinh thiên động địa, nghệ nhân đó đúng là to gan thật. Hóa ra trừ quỷ còn có thể như vậy ư, ừ, một thanh niên nghe xong thì mặt mày tái xanh mở bừng mắt thốt lên. Ai ra, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, mau nói đi. Vị cao nhân đó đã sử dụng thủ đoạn tiên gia gì để diệt trừ quỷ lệ kia, thanh niên này là tướng quân cam liễu. Thần thành hoàng nghe xong thì bắt đầu thường thuật lại câu chuyện, ban đầu bọn ta định đến chi viện cho thẩm đạo trưởng. Chưa kịp nói hết thì võ phán giơ bàn tay ra phía trước ngắt ngang lời thành hoàng, kết quả lại thấy cửa nhà của thẩm đạo trưởng mở toang mà ma nữ đó. Cùng lúc đó thẩm phán dân sự cũng bước lên cắt lời võ phán, nữ quỷ đó bò lên trên người của thẩm đạo trưởng, ta nhìn thấy rõ mồn một, một. Toàn thân sủi lơ, mị nhãn như tơ hơn nữa còn không ngừng vặn vẹo. Nói tới đây thẩm phán và hai tên thuộc hạ mặt đỏ bừng bừng rậm rực trong người, khung cảnh đó. Tình huống đó, cha 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 muốn trói mù mắt ta vậy, phía sau thì sao? Phía sau thì sao? nói tiếp đi. Thế là thẩm phán dân sự tiếp tục tươi cười kể chuyện mà bỏ mặc thần thành hoàng ngồi trên ghế bơ vơ. phía sau à, bọn ta bị thẩm đạo trưởng đuổi ra ngoài. nhưng lúc đó bọn ta vẫn chưa rời đi, bởi vì lo thẩm đạo trưởng không chế phục được nữ quỷ đó nên canh ở trên tường, sẵn sàng xông vào trợ giúp bất cứ lúc nào. nhưng cũng chưa đến một chén trà. các ngươi đoán xem, chưa kịp nói khúc gây cấn thì võ phán đã bay lên đẩy thẩm phán ra kể dùm luôn. nữ quỷ đó yếu ớt như chó bò từ trong ra ngoài. Nhưng cho dù là như vậy cũng vẫn nhẹ nhàng mở cửa đóng cửa chỉ sợ quấy giày đến Thẩm đạo trưởng, hơn nữa khí tức trên người cô ta cũng giảm đi 99%. Mấy tên thuộc hạ nghe xong thì hai mắt lấp la lấp lánh há hốc mồm la toáng lên, kích thích quá đi, không hổ là Thẩm đạo trưởng. Đang vui vẻ thì một tên thuộc hạ bước tới giơ tay lên đưa ra ý kiến, nhưng ta có một nghi hoặc, chẳng lẽ Thẩm đạo trưởng chỉ kéo dài được một chén trà thôi ư? Ừ? Thanh niên vừa nói dứt câu thì các thuộc hạ bên cạnh nắm chặt hai tay chừng ánh mắt đỏ lõm với sắc khí đầy mình nhìn chằm chằm về phía của hắn ta. Dây sau là một bàn chân tội ác đạp thẳng vào mặt của thanh niên kia, cái gì gọi là thẩm đạo trưởng chỉ có thể kéo dài được một chén trà. Đó là thẩm đạo trưởng tốt bụng tha cho cô ta một mạng thôi, nếu không cơ thể đó của nữ quỷ sao có thể chịu nổi sự trừng phạt của thẩm đạo trưởng chứ? Dám phỉ báng thần tượng của bọn ta, các huynh đệ đánh hắn cho ta. Nghe vậy đám thuộc hạ liền bay vô đánh thanh niên kia túi bụi thẩm đạo trưởng chính là tấm gương của chúng ta tiểu tử ngươi ăn một quyền của ta đây hu hu ta sai rồi thẩm đạo trưởng là người mà một âm sứ còn con như ngươi có thể trỏ mồm vào sao xem ta vã mồm ngươi đây xin lỗi đừng đánh nữa chuyển cảnh tới trạch viện của trường thanh lúc này bên ngoài ma khí không ngừng tích tụ dày đặc trước cửa nhà anh ta khà 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 trạch viện này quả nhiên là thánh địa tu hành giờ phút này âm dương luân phiên với đại trận tụ âm này hồn lực của ta chỉ trong chốc lát đã đạt đến trạng thái đỉnh cao Dứt lời à quỷ lệ xuất hiện với bộ mặt ghê rợn có hàm răng cưa giống hệt ác ma Venom gặng giọng nói, thử lại lần nữa cho dù không giết được người trong phòng đó, cũng phải dọa hắn chạy đi mới được. Vừa nói xong thì Trường Thanh bước ra khỏi cửa ngáp ngắn ngáp dài tay cầm chặt đai lưng có vẻ là buồn tè, mụ quỷ lệ nhìn thấy thì giật mình hoảng hốt mồ hôi đổ ra như xong. Mụ ta vội vàng nấp vào gốc cây to trong trạng thái hoảng sợ, không ổn không ổn, sao hắn đột nhiên lại đi ra vậy chứ? Trường Thanh với ánh mắt phờ phịch nhìn trái ngó phải tìm chỗ tè ngó một lúc thì phát hiện gốc cây to trước mắt chính là ngươi đối với trường thanh yêu ma quỷ quái thì luôn tàn hình vì vậy anh ta không hề nhìn thấy quỷ lệ núp ngay trước mắt trường thanh từ từ đi về phía gốc cây vừa đi vừa cởi thắt lưng quần ra quỷ lệ nhìn thấy thì há hốc mồm mặt mày tím tái hắn phát hiện ra mình rồi sao trường thanh đứng trước mặt quỷ lệ giang rộng hai chân vào tư thế xả lũ à ta nhìn thấy thì dùng hai tay che mũi lại ngươi định làm gì ta dây sau trường thanh cởi quần xuống lộ ra trái đào săn chắc quỷ lệ thấy thế thì thần hồn điên đảo rối loạn tiền đình hét lên đừng mà tiên trưởng ta sai rồi ta không dám nữa đâu a à hu hu thế là trường thanh thản nhiên xả vào đầu quỷ lệ một dòng nước thánh vàng ánh kim dòng nước chứa đựng tất cả tinh hoa đất trời nòng nặc mùi khấm vãi nhái trong tích tắc ả à quỷ lệ đã hóa thành cho bụi ngay trên bãi nước thánh trường thanh nghe thấy tiếng động lạ thì giật bắn người la toáng lên là ai tiếng gì vậy sau đó trường thanh bình tĩnh thắt lại đai lưng quần rồi liếc mắt nhìn xuống bãi nước thánh lẩm bẩm thứ gì nửa đêm rồi còn gào thét, hù chết lão tử ta rồi. nói nhảm xong trường thanh quay người rời đi. đi về ngủ thôi. đợi sau này nhà giàu rồi nhất định sẽ xây một nhà vệ sinh có bồn cầu trong phòng ban đêm tại một nơi nào đó trong huyện kinh dương. một trạch viện vẫn đang còn sáng đèn. bên trong ánh đèn xuất hiện bóng dáng của một đôi cổng nam nữ đang ân ái. nương tử à. ban nãy nàng có nghe thấy gì không? giống như có quỷ vậy. có lẽ là thẩm đạo trưởng đang đấu pháp với quỷ lệ. thấm đạo trưởng pháp lực cao cường, chàng đừng lo. lang quân chúng ta tiếp tục đi. Hình như ta thấy tủ dịch chuyển, ta không lên được nữa. Hả, à, chàng không muốn lên hay là không thể lên. Đúng là phế vật vô dụng, động tĩnh nhỏ cũng khiến chàng sợ không lên nỗi sao. Bên dưới có một thanh niên cô đơn đi ngang qua nghe những lời đó thì nước mắt chảy ròng ròng, mặt khác ở phía của trường thanh. Anh ta nằm trên giường ôm tiểu hồ ly ngủ miệng mùng không ngừng chảy ke còn nói mớ. He 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 he, nhiều tiền quá, đều là của ta, đều là của ta. Sáng hôm sau tại trạch viện của Trường Thanh, bên ngoài đang tổ chức múa lân để tưng bừng khai trương ưu đãi đầu tiên vịt quay thẩm khí. Người dân bu lại xem múa lân đông đúc náo nhiệt đồng loạt hô hoán khen ngợi, hay hay hay, hôm nay thẩm đạo trưởng thật sự đuổi quỷ trước mặt mọi người sao. Còn có thể giả được sao, không ngờ quảng cáo mở tiệm vịt quay của thẩm đạo trưởng đều được dán đầy thành, là thẩm đạo trưởng mới được vậy. Đổi lại là người khác mà gián loạn vậy thì sớm đã bị nha môn bắt đi rồi, chả thế sao, nghe được tin tức ta lập tức bỏ quốc chạy từ dụng về. Không dám bỏ lỡ chuyện như thế này, trong đám người đông đúc cũng có Phùng Chi huyện tham gia, phía sau lưng ông ta xuất hiện một thanh niên bước tới nói: "Đại nhân, nhiều người tụ tập như này e là sẽ gây ra chuyện, hay là hạ quan phái binh đến đuổi đi." Phùng Chi huyện nghe xong thì quay sang tát cho tên kia một bàn tay, "Đuổi cái gì mà đuổi? Đây là Thẩm tiên trưởng đó, tiểu tử ngươi vừa mới nhậm chức chắc hẳn chưa từng nghe qua đại danh của Thẩm tiên trưởng, giờ cả huyện kinh dương này ai mà không biết bản lĩnh của Thẩm tiên trưởng chứ? Ngươi phải nhớ kỹ về sau ở huyện kinh dương này." gặp được thẩm tiên trưởng đó mới là đại nhân vật chân chính. Hôm nay ngươi cứ yên tâm ở đây cùng ta quan sát thẩm tiên trưởng thu phục quỷ lệ như thế nào. Vâng đại nhân, hạ quan đã ghi nhớ, bên trên sân khấu trường thanh niềm nở vẩy tay chào hỏi người dân. Vừa nhìn thấy ông cháu thì người dân bắt đầu hô hoán ẩm ý lên, là thẩm tiên trưởng, mau nhìn kìa. Thẩm tiên trưởng tới rồi, thẩm tiên trưởng, ta yêu ngài. Thẩm tiên trưởng đừng bắt quỷ nữa tới bắt ta nè, giờ đây trường thanh chỉ đứng dưới mỗi ông mặt trời, còn lại là đứng trên vạn người đỡ một nụ cười thân thiện nghĩ bụng. Không ngờ danh khí thần tiên này có chút tác dụng, tụ tập được nhiều người như vậy e là hàng vịt quay thẩm kỳ của mình sẽ một đêm nổi tiếng. Mình cảm giác đã ngửi thấy mùi của tài phú rồi ha ha ha, ngẫm nghĩ xong trường thanh bắt đầu phát biểu, các phụ lão hương thân. Hôm nay là ngày tiệm vị quay của thẩm trường thanh ta khai trương, cũng là ngày mà ta đã hoàn toàn diệt trừ quỷ lệ ở thập lý trang chúng ta, mọi người đều biết. Trạch đế sau lưng ta vốn dĩ là lão trạch của Hồng Gia, trước đó luôn có lời đồn về quỷ náo, nghe nói người của hồng gia cũng vì thế mà mất mạng già trẻ lớn bé nghe xong thì bàn tán xôn xao để ta nói cho các ngươi biết những năm đầu ta cũng sống gần lão trạch của hồng gia những gì thẩm đạo trưởng nói đều là sự thật bách tính ở sườn thập lý hầu như nhà nào cũng biết chuyện này lão trạch của hồng gia kia cứ năm lần bảy lượt lại xảy ra những chuyện kỳ lạ chật 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 thảm nhất là người của hồng gia chết không còn một ai trường thanh thỏ tay vào áo định lý ra thứ gì đó hiện giờ ta đã chuyển đến trạch đế này chính là muốn mọi người biết quỷ không hề đáng sợ Giây sau anh ta lấy ra từ y phục chiếc smartphone 15 Ultra ra phía trước. Mọi người xem pháp bảo trong tay ta đây. Trước đó ta đã dùng pháp bảo này để phong ấn quỷ ở tử sửu lão trạch phường Vĩnh Lạc. Đám người dân nhìn thấy thì mắt chữ O mồm chữ A hét lớn. Đúng vậy, chính là cái này. Ta ở hiện trường lúc thẩm đạo trưởng đuổi quỷ ở tử sửu lão trạch phường Vĩnh Lạc. Ồ oh ao, wow, nhìn thấy thần vật rồi. Trường Thanh nhìn vào màn hình điện thoại mỉm cười thầm nghĩ. Được rồi đấy, không khí đã đủ, điện thoại yêu quý giúp cái đi hôm nay nhờ vào ngươi hết đấy dứt suy nghĩ trường thanh ấn tay vào nút nguồn smartphone ngay sau đó màn hình khởi động hiện lên đã mở máy một giây sau màn hình điện thoại vừa hiển thị các chức năng thì thông báo hết pin hiện lên nhìn thấy điện thoại còn mở được trường thanh vui sướng nói thầm tốt quá rồi cố gắng kiên trì chút nhé điện thoại yêu quý thế là trường thanh quay sang cười tít mắt chắp tay ra lễ với người dân mọi người đợi chút tẩm bổ sẽ quay lại ngay nói xong anh ta vội vàng chạy như điên vào nhà bên trong nhà hai chị em Đông Ly và Tiểu Thanh vừa canh quay vịt vừa đang rình mò vào trong cửa sổ tư thế đứng rình của hai em gái khoe rõ hai trái đào căn mọng ngon hết nước chấm tỷ tỷ trong trạch này thật sự có quỷ chiếm cư ư chuyển tới đây mấy ngày rồi mà muội không cảm nhận được tia quỷ khí nào cả tỷ cũng không cảm nhận được tí nào có lẽ là do tu vi của chúng ta quá thấp chắc hẳn quỷ trong trạch đế này còn hung hãn cường đại hơn quỷ vương ở Tử sửu Hạo trạch ô ô thảo nào tiên trưởng bảo chúng ta ở trong phòng đợi đừng ra ngoài Lúc này Trường Thanh cầm chiếc điện thoại trong tay dơ ra trước mặt hét lớn. Hãy xem đại pháp châm ngôn xã hội chủ nghĩa 24 chữ của ta đây, quỷ ở phòng này mau ra đền tội. Trường Thanh dơ màn hình điện thoại ra phía trước há to mồm nói lớn, phú cường, tự do, dân chủ, văn minh, hòa hợp, bình đẳng, trung thực, công chính, yêu nước, phát triển, hữu nghị, kính nghiệp. Nghe Trường Thanh đọc xong đám người dân ngồi ngóng thì há hốc mồm chỉ tay về phía trước hét lớn. Có sấm có sấm ban ngày có sấm, tiên trưởng dẫn thiên lôi tới trừ tà trước sự la hét sợ hãi của đám người dân thì trường thanh vẫn thản nhiên mỉm cười giờ đây âm thanh phát ra từ điện thoại của anh ta là ma gào quỷ khóc sấm chớp ì đùng một lúc sau khi đã cho đám người dân mở mang tầm mắt thì trường thanh đứng trên sân khấu phát biểu chư vị quỷ đã bị ta thu phục rồi xương thập lý này sẽ không còn yêu ma quỷ quái đến quấy nhiễu bách tính nữa nghe vậy thì lão người dân già nua lên tiếng thẩm đạo trưởng bọn ta có thể xem quỷ liệu đó không Trường Thanh nghe vậy thì mặt mày tối sẫm lại miễn cưỡng trả lời, e hèm, đương nhiên là có thể. Không ngờ mấy người này thật sự không dễ lừa tí nào, nghĩ xong Trường Thanh lập tức giơ điện thoại lên, mọi người chú ý nhìn kỹ nha. Đám người dân với vẻ mặt hớn hở mong chờ kỳ tích, Trường Thanh hít vào một hơi thật dài, đám người dân thì không ngừng chờ đợi nụ cười không bao giờ tắt. Trường Thanh la lớn hay Siri, ngay lập tức điện thoại hiển thị, xin hỏi cần giúp gì vậy. Đám thanh niên nghe vậy thì đồng loạt hô hoán lên như điên, ô ô ô ô ô, ô. ô tên hạ quan đi bên cạnh phùng tri huyện nhìn thấy cảnh tượng đó thì cũng mở to tròn hai mắt bất ngờ tiên nhân đúng là thủ đoạn của tiên nhân nhìn bộ dạng chưa trải sự đời của ngươi kìa chỉ là quỷ lệ mà thôi ngươi còn chưa thấy khung cảnh thẩm tiên sinh chế phục hắc sơn lão yêu và hổ yêu đâu một người phụ nữ nhìn trường thanh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ đa tạ tiên sinh từ nay về sau sườn thập lý không còn quỷ lệ nữa nói xong thì quay sang chửi chồng nhìn bộ dạng uể oải của chàng kìa đêm qua chỉ là có chút động tĩnh cũng khiến chàng không được về sau còn dám mượn cớ nữa lão nương hòa ly với chàng. Trường Thanh nhìn vào màn hình điện thoại mỉm cười, quỷ lệ ở nơi này lâu như vậy trong cơ thể của mỗi người ở thập lý trang ít nhiều gì cũng đã bị nhiễm âm khí. Tuy âm khí này chỉ cần qua một hai năm thì sẽ tự động tiêu trừ, nhưng nếu ăn vịt ta dùng lửa trí dương để nướng, không đến một ngày là có thể biến mất hết. Nói xong Trường Thanh thở phào một hơi, nhưng tiểu đạo năng lực có hạn, loại vịt này một ngày chỉ có thể nướng 10 con là pháp lực đã tiêu hao hết rồi. Xin các vị hương thân lượng thứ, Đám người dân nghe vậy thì dâng túi tiền của mình lên ảo ảo như cướp của. Ta trả 50 sâu tiền, ta trả 10 sâu tiền, ta trả 10 lượng bạc. Mẹ nó, đừng có chen coi, té sấp mặt bản quan bây giờ. Tên hạ quan đi bên cạnh thấy Phùng Chi huyện té xuống đất thì dùng thân để bảo vệ. Huyện tôn đại nhân, cẩn thận. Mặc kệ ta, mau giúp ta tranh một con. Thế là đám người dưng ồ ạt lao tới trường thanh bốc hốt lung tung. Ai ra, đừng chen lấn, mọi người xếp hàng lấy số. Chúng ta dùng phương thức bốc thăm để mua hàng đậu xanh, cờ mờ nở. Ai dám động chạm linh tinh đấy, đại gia ngươi, nam nhân như ngươi mà cũng chiếm tiện nghi của ta sao. Đêm đó tại một nơi nào đó, một cậu bé cầm lục lạc vui đùa trong sân nhà, sau đó cậu ta đi tới một cái giếng nhìn xuống chăm chú, thứ gì đó khiến cậu bé ngơ ngác quay đầu nhìn lại. Sau lưng cậu ta xuất hiện bóng dáng to lớn của ai đó khiến cho cậu bé mỉm cười, bất ngờ một bàn tay của ai đó tác động mạnh lên lưng của cậu bé. Một phát đẩy nhẹ cậu bé đã hoàn toàn rơi xuống giếng sau, nghe thấy tiếng động đám thuộc hạ cầm đèn chạy vào hét lớn không ổn rồi thiếu gia ngã xuống giếng rồi thiếu gia rớt xuống giếng rồi mau cứu người mau cứu người cùng lúc đó ở bên trong gian phòng trường thanh đang ép xác đông ly vào tường lên giọng có làm hay không tâm ly nghe thấy thì sợ hãi rụt rè lúng túng không nói thành lời tiên trưởng ta ta trường thanh dùng ngón tay nâng cầm của đông ly lên chừng mắt nói tiếp ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi người được được sau khi đông ly đồng ý trường thanh lập tức bắn pháo hoa hớn hở hét lớn được rồi Chúc mừng tiệm trưởng đầu tiên của tiệm vịt quay thẩm ký nhậm chức. Mục tiêu của chúng ta là trong một năm chuỗi cửa hàng sẽ mở đến thành Trường An, trong hai năm sẽ bao phủ toàn quốc, ba năm chưa tính tới. Đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên Tiểu Thanh từ ngoài bước vào với vẻ mặt hớt hải. Tiên trưởng, Tiên trưởng. Bên ngoài có người tìm ngày. Trường Thanh và Long Liên nghe thấy thì giật mình quay sang trừng mắt há mồm. Sau đó anh ta quay người rời đi. Đừng ngạc nhiên như vậy. Chúng ta cũng được coi là người nổi tiếng của huyện Kinh Dương, có dòng người vô tận tìm ta xin chữ để trừ tà thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Bên ngoài cửa đàn ông trung niên đi cùng với hai thuộc hạ, ông ta chấp tay hành lễ với vẻ mặt buồn bà. Thẩm đạo trưởng hạnh ngộ, lão phu tôn vinh, quấy giày đạo trưởng rồi, trường thanh nghe xong thì nở một nụ cười thân thiện đáp lời. Tôn lão ra khách khí rồi, không biết là muốn cầu chữ hay mua vịt quay đây, lão tôn vinh nghe vậy thì vào thẳng vấn đề. Thẩm đạo trưởng, ta vừa quay lại huyện Kinh Dương không lâu, nhưng đã sớm nghe qua năng lực chấn áp quỷ tà của ngài. Con trai ta đã qua đời vào ngày hôm trước, lần này tới đây là muốn mời thẩm đạo trưởng chọn ngày tốt mở đàn làm phép để linh hồn con trai ta được thăng đạo trường thanh nghe xong thì vội vàng quay người rời đi công việc mới sao để ta viết chữ lừa người ta cũng được nhưng mở đàn làm phép không phải là sở trường của ta nghe vậy lão tôn vinh lập tức quay sang ra hiệu cho tên thuộc hạ của mình thẩm đạo trưởng là ta đường đột rồi thân phận ngài tôn quý ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngài đây là chút tâm ý của ta trường thanh nghe tới tiền là liếc mắt nhìn sang ngay và luôn tên thuộc hạ mở cái hộp gỗ rẻ tiền ra nhưng bên trong không hề rẻ nha, gì mà sang muốn lòi con mắt. 200 lượng này tính là đặt cọc, chỉ cần đạo trưởng làm lễ cho con trai ta xong, tôn vinh ta sẽ tự mình dâng thêm 500 lượng để tạ ơn, mẹ kiếp đây là muốn ta sang ngã ư. Thế là trường thanh liền lật lọng ngay lập tức, tôn lão ra không cần khách khí như vậy, thẩm đạo trưởng ta trừ quỷ diệt yêu vì huyện Kinh Dương, sao có thể vì những tục vật này. Chỉ là vì sợ an toàn của bách tính, thiên hạ Thái Bình, tu hành giả bọn ta nhập thế là vì giúp đỡ người gặp khó khăn mới có thể tu thành thiên đạo chính quả. Vừa nói dứt câu trường thanh lập tức lấy luôn hộp gỗ trên tay tên thuộc hạ rồi đập tay lên vai lão tôn vinh nói tiếp, thôn lão ra vô cùng yêu con trai. Ông tìm đến với ta là thiên ý, nếu ta không giúp ông vậy đó chính là nghịch thiên. Nghe trường thanh nói vậy lão tôn vinh lập tức lên xe ngựa chạy về vèo nhà, tôn lão ra đừng lo. Chuẩn bị mọi thứ đi, ngày mai ta sẽ đến hỗ trợ mở đàn. Trường thanh bước vào nhà len lén mở hé chiếc hộp gỗ lên một luồng sáng chứa đầy mùi tiền chiếu dọi vào mặt của anh ta. Ha ha ha, phát tài rồi, đây còn dễ hơn cả cướp ngân hàng nhỉ. Cô cậu đứng giữa sân nhà tay bưng vàng chân nhảy vũ điệu lam ba đa la lối như tên thần kinh, 200 lượng cộng 500 lượng, trực tiếp mua được một căn nhà ở Kinh Thành luôn. Chuyển cảnh tới miếu Thành Hoàng Nguyễn Kinh Dương, bên trong miếu thẩm phán dân sự đang ngồi ghi chép sổ sách với vẻ mặt tươi không cần tưới. Chật chật chật, hôm qua thẩm đại trưởng trừ quỷ ở sườn thập lý, đã làm rung động cả nhà ta rồi. Thẩm đạo trưởng có pháp luật như vậy ta thấy đám cao nhân của khâm thiên giám trong thành trường an cũng chỉ có như vậy thôi. Thân thành hoàng ngồi bên trên ghế chống cầm bơ phờ, không không. Vẫn là khâm thiên giám mạnh hơn, ví dụ cái bọn họ tính như là quốc vận, nhân sinh, hung cách của thế gian. Thẩm đạo trưởng bây giờ chỉ lợi hại ở phương diện trừ quỷ, nhưng trình độ này thì các đạo sư của khâm thiên giám cũng có thể làm được. Vừa nói xong thì võ phán ghé vào tai nó nhỏ, đại nhân cẩn ngôn, nếu để thẩm đạo trưởng nghe được lời này, Trước đây đạo sĩ Lý Thuần Phong của không Thiên Giám đó đã bái thẩm đạo trưởng làm sư rồi. Những cao nhân như thẩm đạo trưởng đều có chút tự kiêu, nếu để lão nhân ra nghe được lúc đó đến tìm chúng ta gây rắc rối thì không ổn. Vừa nói dứt câu thì nhìn ra ngoài cửa thấy bóng dáng của trường thanh nhảy vũ điệu con gà trước mặt thần Thành Hoàng. Thành Hoàng nhìn thấy thì đơ người ngã cắm đầu xuống đất một cái bóp, khiến cho trường thanh giật mình ngưng nhảy. Trong tình thế khó xử chỉ cần nở một nụ cười tự tin, hello mọi người. Đều ở đây à ha ha ha, người xưa không lừa mình, đạo tặc trong truyền thuyết thích trốn trong những ngôi miếu đổ nát quả nhiên là như vậy nghĩ xong trường thanh bước tới cuối đầu nhẹ nhàng chào hỏi cái đó đại hồ tử võ phán quan dây sau trường thanh chạy tới bên chỗ võ phán nói nhỏ xin lỗi xin lỗi vốn là muốn tìm ông giúp nhưng không ngờ bạn của ông đều ở đây đừng lo ta sẽ không báo quan đâu cuộc sống không dễ gì tam giáo cửu lưu như các ông phải dùng mấy thủ đoạn này để kiếm sống ta có thể hiểu đám người của thần thành hoàng đứng phía sau nhìn thấy hai người kia cứ lén la lén lúc thì lên tiếng đại nhân phẩm đạo trưởng này đột ngột tới chắc không phải là muốn truy cứu chị chúng ta nửa đêm đến phá ngăn đạo trưởng chơi đùa quỷ lệ đấy chứ vậy làm thế nào đây thẩm đạo trưởng trông không giống người hỉ nộ vô thường lắm nghe vậy thần thành hoàng liền núp ra sau cửa toát mồ hôi hột tí nữa phải nói chuyện cẩn thận đừng chọc giận thấm đạo trưởng một lúc sau thần thành hoàng bước ra với vẻ mặt tươi cười hớn hở trường thanh bước tới chắp tay hành lễ thất kính thất kính lần trước nửa đêm gặp mặt vội vàng thứ cho mắt ta không nhìn ra hóa ra là thần thành hoàng còn có vị bên cạnh là thẩm phán quan và cam liễu tướng quân đúng không nói xong trường thanh làm ra bộ mặt ngây ngô thẩm nghĩ quả nhiên là tổ chức thần côn ai cũng có danh xưng thật chuyên nghiệp thành hoàng nghe vậy thì cũng vui vẻ đáp lời thẩm đạo trưởng chuyện lần trước là do bọn ta đường đột không biết lần này ngài tới là có chuyện gì người này đến mà mình cũng không cảm nhận được chút động tĩnh nào lẽ pháp lực của hắn đã vượt qua cả âm thần chi lực miếu thành hoàng rồi sao trường thanh đứng bên dưới liên tưởng tới cảnh đám người của thần thành hoàng tràn đầy sắc khí thì thẩm nghĩ Toi rồi, đây không phải là mình đã tự dâng mình đến miệng hổ rồi ư, xem tình hình này thì hôm nay không xuất chút máu thì cũng không ra được miếu này rồi. Ngẫm nghĩ xong trường thanh hai giọt nước mắt ứa ra lên tiếng, cái đó, cái này, chư vị, đều là nhân tài kiệt xuất trong ngành, từ lúc quen biết võ phán quan ta đã kính ngưỡng chư vị rồi, lần này tới là vì. Vì thúc đẩy giao lưu ngành nghề, thần thành hoàng nghe xong thì mặt mày tím tái mồ hôi đổ ra như suối, giao lưu hành nghề sao, bọn ta chỉ có chút kỹ năng nho nhỏ pháp lực thẩm đạo trưởng cao thâm, chỉ cần ngài không chê là tốt rồi. Giao lưu hành nghề cái gì chứ, chắc không phải tới gây rắc rối đó chứ, làm thế nào mới tốt đây. Một lúc sau khi thảo luận, thần thành hoàng đọc cho trường thanh ghi chép lại. Đây là tập tục tăng lễ, tốt nhất là dùng hiệu kỳ, thấp hơn bấm tay niệm chú. Siêu độ vong hồn trước, ừm ừm, sau đó thỉnh thần lạc tọa, nói lời thỉnh cầu rồi bước lên bậc thềm để mở đàn làm phép. Ban nãy ta vừa thể hiện quá trình bộ pháp cho tiên trưởng. Pháp ấn và chú quyết cũng đã vẽ ra cho đạo trưởng, mời đạo trưởng xem qua, tốt lắm, tốt lắm. Huynh đệ vất vả rồi, sau khi ghi chép tất cả quá trình xong, Trường Thanh lập tức vác luôn một giỏ đồ nghề về với trạng thái vui vẻ. Ngược lại đám người của thần thành hoàng thì ngồi phịch ra đất mồ hôi chảy nhễ nhại thở dốc như cờ hó luôn, hu hu thẩm đạo trưởng đúng là dặn vật người khác, nói cái gì mà giao lưu ngành nghề, kỳ thực là đang châm biếm chúng ta, ngài ấy là người trong tiên môn, cần gì phải thỉnh giáo âm thần phàm gian chúng ta về chuyện mở đàn làm phép chứ. Võ phán nghe vậy thì liếc mắt nhìn sang thần Thành Hoàng, chắc là do trước đó Thành Hoàng đại nhân, chật chật. Chắc ngài ấy đã nghe thấy lời chúng ta oán thầm, nếu không sao phải dày vò chúng ta từ sáng sớm đến khi tối thui như vậy chứ. Thần Thành Hoàng nghe xong thì tức giận há to mồm quát lớn. Đều im miệng cho ta, hẹp hòi rồi, đều là bụng dạ hẹp hòi rồi, đám người bên dưới nghe xong thì giật mình sững người. Sau đó thần Thành Hoàng dùng linh lực bay lên không trung, thẩm đạo trưởng đang là thần tiên đáng để người khác tôn kính, hành vi của ngài ấy hôm nay đâu có chỗ nào cười nhạo sỉ nhục chứ. Ngay lúc này linh khí kim quan không ngừng hấp thụ vào người của thần thành hoàng khiến anh ta nở ra một nụ cười thoải mái, đó chỉ là muốn luyện cho chúng ta. Ban nãy ngài ấy vừa đi, pháp lực trong cơ thể ta cùng lúc quay lại còn tăng vọt, giờ đây bên ngoài miếu xuất hiện những trụ linh khí đâm xuyên qua miếu tượng trưng cùng với những tiếng hét lớn. Đột phá Roim ta cũng đột phá cảnh giới rồi, a a a ta cũng thế, hẹp hỏi sao? Là bụng dạ chúng ta hiệp hỏi, thẩm đạo trưởng đúng là thần tiên, Trường Thanh đứng ngoài cửa nghe tiếng hét thì vội vàng bịt tai lại câu mày nhăn nhó. Đám thần côn đó đang gào thét gì vậy? Không phải chỉ mượn đạo cụ mở đàn làm phép của bọn họ thôi sao? Cũng không phải không trả mà. Rất nhanh đã sáng ngày hôm sau tạo tôn phủ ở huyện Kinh Dương, bên ngoài trạch phủ quang cảnh đám tang tàn khốc, thẩm đạo trưởng. Ngài tới rồi sao? Mời vào, bên trong nhà có nhiều người mang đồ tang vây quanh một chiếc hòm. Bên dưới có một người phụ nữ đang không ngừng đốt giấy tiền. Lúc này lão tôn vinh đang dẫn trường thanh đi tới chỗ lập đàn, anh ta nhìn mọi thứ xung quanh thẩm mỹ quả thật là đại hộ nhân gia đáng tiếc lại xảy ra chuyện kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh thật đáng thương đang đi thì điều gì đó khiến trường thanh mở to mắt bất ngờ anh ta nhìn vào trong nhà thấy cảnh tượng tàn khốc trước mắt thì đứng hình sau đó trường thanh quay sang nói với lão tôn vinh tôn lão gia không biết có thể dẫn ta đi xem cái giếng đó được không được đạo trưởng đi theo ta cô gái ngồi đốt giấy tiền không ngừng vô thức thả giấy tiền vàng bạc vào trong chậu lửa với vẻ mặt tối sầm không một cảm xúc lúc sau lão tôn vinh đã đưa trường thanh tới cái giếng bên trong cái giếng một luồng ma khí đen kịch bốc lên tôn lão già viện tử này là để cho tăng sự của lệnh lang sao nói xong trường thanh tiến lại đạp chân lên thành chiến thò đầu nhìn xuống lúc đó đúng lúc là buổi tối những người hầu dọn cỏ đều đi nghỉ ngơi ta ăn cơm xong cũng trở về phòng nghỉ ngơi ta biết phú quý tự chạy ra ngoài chơi ta thật ngốc thật sự phú quý nhà ta đúng là mang khổ bị chứng đần độn từ trong bụng mẹ nương thân của thằng bé cũng chết sớm ta cũng hay bận kinh doanh nên cũng không chăm sóc tốt cho nó. Mười mấy năm trôi qua rồi ta vẫn luôn hy vọng chứng đần độ này của thằng bé có thể đột nhiên khỏi. Là ta không chăm sóc tốt cho nó là ta có lỗi với nó cũng có lỗi với nương thân đã mất của nó. Hu hu hu, kể tới đây. Lão Tôn Vinh toàn thân run rẩy òa khóc nước nở. Khi đám hạ nhân vớt thằng bé lên từ giếng thằng bé vẫn còn cử động, cơ thể bê bết máu và bùn. Tay chân bị gãy nhưng thằng bé vẫn ngoan ngoãn và ôm lấy chiếc chống lục lạc mà ta đưa cho thằng bé, miệng vẫn luôn gọi cha, cha đau, là ta đáng chết, tôn lão ra xin hãy bớt đau buồn, nói tới đây trường thanh cúi đầu nhắm chặt mắt. Tóm lại ta sẽ cố gắng hết sức, bên trong vỏ đồ hè của trường thanh có tiếng động vang ra, trường thanh ngồi xuống lấy đạo cụ thì tiểu hồ ly từ bên trong giỏ chui lên khiến anh ta vô cùng kinh ngạc. Ngươi chui vào sọt sau của ta từ khi nào đấy, ngoan ngoãn đợi ta không được chạy lung tung đấy. Trường thanh lấy ra từ trong giỏ một tờ giấy, tôn lão ra đừng quá đau lòng, người chết không thể hồi sinh, ta sẽ đọc một đoạn thái thượng cứu khổ kinh cho lệnh lang trước vậy. Hy vọng kiếp này cậu bé có thể thoát khỏi nghiệp chướng cực khổ để có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc trong kiếp sau. Tiểu hồ ly đứng bên dưới nhìn Trường Thanh với đôi mắt lấp la lá lấp lánh thầm nghĩ. He he, sao mình có thể để lỡ cơ hội xem tiên trưởng mở đàn làm phép trong khoảng cách gần như vậy chứ? Nhất suy nghĩ tiểu hồ ly liếc mắt nhìn sang thấy thứ gì đó. Từ bên trong giếng chui ra là tàn hồn của một cô gái xinh đẹp với gương mặt buồn bã sầu đau. Tiểu hồ ly nhìn thấy thì giật thót người toát mồ hôi. Quỷ gì vậy? Cô hồn dã quỷ ở đâu ra vậy? Ba ngày ba mặt lại dám xuất hiện, tàn hồn đó bay lại trước mặt Trường Thanh chắp tay nghe giảng kinh. "Chuyện gì thế này, không phải nói người nhảy xuống giếng là con trai lão đầu này sao? Má ơi, bị tiên trưởng siêu độ rồi." Chuyển cảnh đến Sườn Thập Lý Thẩm ra, lúc này Tiểu Thanh đang đi trên sân viện thì một luồng linh khí từ trên trời đáp xuống trước mặt cô ta. Tiểu Thanh trên tay cầm hai con vịt nhìn thấy luồng linh khí đó thì giật mình hoảng hốt hét lớn, "A a á là ai vậy?" Hóa ra đường linh khí đó là do thần Thành Hoàng phi thăng tới, cô nương Ta là thần Thành Hoàng ở nơi này, có chút chuyện muốn tới bái phòng thẩm đạo trưởng. Ô oh, oh. ngươi tới muộn rồi thẩm đạo trưởng đã sớm trở về huyện Kinh Dương để giúp người khác làm phép rồi. Tiểu Thanh vừa nói dứt câu thì Thành Hoàng lập tức dùng linh khí phi thân biến mất tích. Đa tạ cô nương, vậy tại hạ không quấy rầy nữa. What by again? Em gái nhìn thấy thì cũng hạn hán lời. Tiểu Thanh tức giận thì khói thì bên trong bếp đông ly lên tiếng. Tiểu Thanh xử lý vịt xong chưa? Mau mang vào đây, ai ai tới đây tỉ tỉ. Đám người này thật bất lịch sự nếu không phải tiên trưởng không có ở nhà ta xem bọn hắn còn dám bay tới bay lui ở phủ đệ tiên trưởng không. Cùng lúc đó, thần thanh hoàng về miếu cầm trên tay một cuốn sách còn tay kia bấm quẻ xem bói. Hóa ra là đứa con trai bị bệnh ngốc của tôn gia đã chết rồi. Chắc tiên trưởng đi làm phép ở nhà họ. Ơ nhưng đợi đã, sao tôn gia lão trạch lại có một cô hồn từ mười mấy năm trước đến giờ mới luân hồi. Chẳng lẽ là oan hồn, đêm đó ở tôn phủ của huyện Kinh Dương, một tên nam nhân bước tới chỗ của trường thanh nói. Thẩm đạo trưởng, bọn ta đã bố trí xong pháp đàn ở trước linh đường theo yêu cầu của ngài rồi, hôm nay ngài hãy nghỉ ngơi trước, nếu còn cần cái gì thì có thể gọi ta bất cứ lúc nào. Được được, Đa Tạ Vương quản gia, một lúc sau Trường Thanh chạy bốn phương tám hướng trong phủ Trạch Tôn gia. Đại hộ nhân gia này đúng là khác biệt, tìm nhà vệ sinh cũng bị lạc đường, chán vãi nhái, đang chạy thì điều gì đó khiến Trường Thanh mở to mắt nhìn chăm chú, hóa ra là anh ta đang ở trước linh đường, Ây ấy ấy ban sáng lúc tới hình như trong linh đường chỉ có một cổ quan tài mà nhỉ. Từ lúc nào lại có thêm một quan tài nữa vậy, chẳng lẽ tôn gia này còn có người muốn đưa tang, chưa từng nghe thấy tôn lão ra nói. Đây phải thêm tiền đó, ngẫm nghĩ một lúc thì anh ta quên rằng mình vẫn chưa đi tè mà nhảy dựng lên, không nhịn được nữa rồi, tìm nhà vệ sinh trước đã. Lúc sau trường thanh đã giải tỏa xong nỗi buồn thì đi lang thang trên phủ, cùng lúc đó có một em gái vô cùng xinh đẹp tâm hồn to bự, thân hình mảnh mai thướt tha cũng đi trên con đường đó. Trường Thanh nhìn thấy thì mở to mắt thốt lên, "Ấy ấy có người." Nhìn thấy Trường Thanh em gái cúi đầu làm ra bộ mặt thảo mai với đôi mắt màu xanh lục mái tóc trắng mượt mà, cô nương này xinh đẹp quá. Trường Anh bước lại gần cô gái xinh đẹp để nhìn thấy em gái rõ hơn. Dây sau Trường Thanh với tay ra phía trước mở to mắt ngẩn ngơ gọi cô nương. Em gái xinh đẹp nghe thấy gì vội vàng bỏ chạy khiến cho Trường Thanh mắt mày tái xanh nói lớn, "Ấy ấy ấy, chạy gì thế? Ta chỉ muốn hỏi phòng vệ sinh ở đâu thôi mà." đêm đó sau khi giải tỏa nỗi buồn xong trường thanh trở về phòng của mình ngủ lúc này một bóng đen đang nhìn chằm chằm vào mặt thường thanh gọi thẩm đạo trưởng thẩm đạo trưởng trường thanh nghe thấy tiếng gọi thì mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy đập vào mắt anh ta là nguyên cái bản mặt của thần thành hoàng đang nở một nụ cười thân thiện gọi thẩm đạo trưởng không một chút do dự trường thanh ngồi bật dậy tẫn cho thần thành hoàng một đấm bay ra xa biến dạng gương mặt chết tiệt lão lục sau cú đấm đó thần thành hoàng y liền nam giấu tay trên mặt hai cái má thì khỏi nói tới một bên thì ốm một bên thì phì ra. Trường thanh bắt thần thành hoàng quỳ xuống dưới chân rồi bắt đầu chất vấn. Sao ngươi cứ xông vào phòng của người khác lúc nửa đêm thế? Nói đi, ngươi có chuyện gì mà phải tìm ta bây giờ? Thành hoàng nghe xong thì nhíu mày đáp lời, thẩm đạo trưởng. Buổi sáng ta đến thập lý trang tìm ngài mới biết ngày về huyện Kinh Dương giúp người ta làm phép. Sau đó ta điều tra một chút phát hiện tôn gia có chút không đúng lắm nghĩ trái nghĩa phải thấy nên đến nói cho ngài một tiếng. Trường Thanh nghe xong thì không nhắm mắt mở nói thầm, nói gì vậy? Nhà ngươi chết người thì có thể đúng sao? Thần cô này ân cần như vậy chả lẽ muốn cướp mối làm ăn? Ừm ta biết rồi, còn có chuyện gì khác không? Không thì ta đi ngủ tiếp đây. Thành Hoàng nghe vậy thì há to mồm miệng cười lớn nói trong lòng. Thẩm đạo trưởng bình tĩnh như vậy chắc sớm đã biết chuyện của oan hồn trong phủ rồi, xem ra mình lo xa rồi. Thì sau đó là, tiểu thần quấy giày thẩm đạo trưởng nghỉ ngơi rồi, nếu thẩm đạo trưởng cần thì miếu thành hoàng bọn ta cũng thể giải quyết chuyện này cho đạo trưởng trường thanh nghe câu này xong thì mặt mày xanh như đít nhái khoanh tay lại toàn thân tỏa ra sát khí rồi rào nói thẩm được lắm tiểu tử này nói vòng vo với mình nửa ngày hóa ra muốn mình chia cho một chén canh của mối làm ăn này à thế là trường thanh liền đá thần thành hoàng ra khỏi cửa còn ban cho thành hoàng một cú đạp cắm mặt xuống đất quát lớn việc này không phải việc mà ngươi có thể nhúng tay vào đến từ đâu thì về chỗ đó đi thành hoàng ngóc đầu dậy với vẻ mặt sợ hãi đầy vết bầm tím không phải việc mà ta có thể nhúng tay vào sao ý của thẩm đạo trưởng là gì ngay lúc này ma khí đen kịch bên ngoài phòng của trường thành đang từ từ áp sát thần thành hoàng thần thành hoàng ngẩng mặt lên trời cảm nhận được luồng ma khí đó thì làm ra bộ mặt xấu xúc phạm người nhìn thầm nghĩ chẳng lẽ oán hồn ở tôn phủ này lợi hại như quỷ lệ ở tử sửu hạo trạch và hồng gia lão trạch ư nghĩ tới đây thần thành hoàng lập tức vắt chân lên cổ mà tháo chạy ra khỏi viện đa tạ thẩm đạo trưởng thẩm đạo trưởng bảo trọng chạy một lúc thì thần thành hoàng đứng trước cửa tôn ra lẩm bẩm ai ai thật là hổ thẹn ta đường đường là thành hoàng của một huyện vậy mà lần nào cũng phải phiền thẩm đạo trưởng chứ yêu diệt quỷ cho bọn ta là ta quá yếu rồi lần này quay về nhất định phải để đám lười biếng trong miếu luyện tập hẳn hoi cùng ta vừa nói dứt câu thì bất ngờ sau lưng của thành hoàng xuất hiện hai luồng ánh sáng bên dưới đất dây sau một giọng nói vang lên thành hoàng kinh dương sao thành hoàng nghe thấy thì liếc mắt quay đầu nhìn sang phía sau lưng thần hoàng xuất hiện hai thanh niên trắng đen chui ra từ luồng ánh sáng tên áo đen làm ra mặt ngầu loi nói nhỏ với tên áo trắng ê thằng bạch ta bị kẹt rồi kéo lên với coi tên áo trắng nghe vậy thì dùng hết sức lực kéo tên áo đen lên khiến cho toàn thân run rẩy thành hoàng thấy thế thì lên tiếng hỏi phạm vô cứu tạ tất an sao các người lại ở nơi này bọn ta đương nhiên là tới thu thập cô hồn dã quỷ trong tôn gia đêm nay có người tận dương thọ nên ta tới đưa đi thần thành hoàng nghe xong thì mặt mày tối sầm lại cắn chặt răng toát mồ hôi hột. Đêm nay tôn phủ này vậy mà lại có thêm người chết sao? Theo tính khí của thẩm đạo trưởng e là sẽ tận sức cứu giúp, tí nữa chỉ sợ sẽ cùng hai vị gia này gây xung đột. Ngẫm nghĩ xong, thần thành hoàng nhìn về phía hai tên trắng đen lên tiếng, hai vị đại nhân chậm đã, trong viện này có cao nhân làm phép. Hai vị tốt nhất vẫn nên về đi, hai tên trắng đen nghe xong thì làm ra bộ mặt đầy sắc khí ánh mắt đỏ lõm nở một nụ cười nham nhở, cao nhân sao. Còn cao hơn diêm vương gia của bọn ta ư, Người này do đích thân Diêm Vương phát họa trong sổ sinh tử, thành hoàng đại nhân đừng quản nhiều chuyện để tránh rước họa vào thân. Rút lời hai tên trắng đen dùng quỷ khí bay vào tôn ra ngay trước mặt thần thành hoàng khiến thành hoàng giật mình kinh ngạc. ấy 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 nói đi là đi à. Thần thành hoàng đứng phía sau nhìn hai luồng quỷ khí đang từ từ chui vào cổng tôn ra thì tức tím người nói thầm, Mại nó, giỏi gì chứ. Diêm vương không điểm âm xoái thì giỏi lắm sao, tiếng động ẩm ý bên ngoài đã làm cho trường thanh tỉnh giấc. Anh ta ngồi vực dậy mặt mày tím tái, lại có chuyện gì đây nửa đêm canh ba rồi còn tu sửa cái gì chứ thế là trường thanh lần theo tiếng động đi ra khỏi phòng nghe tiếng thì hình như là ở linh đường trước viện đi được một lúc thì trường thanh đi tới trước linh đường vô tình bắt gặp bóng dáng ai đó đang bẽn lẽn đi vào nhiều người như vậy đây là đang làm gì bên trong linh đường lão tôn vinh đang đứng trước một cổ quan tài nhìn hai tên thuộc hạ đang đóng hòm im lặng không nói gì lão tôn vinh mặt mày xám xịt nói thầm trong miệng phú quý lần này con ở dưới cũng có người chăm sóc con rồi cha cũng chỉ có thể giúp con đến đây thôi. Lão Tôn Vinh khóc sứt mướt nhưng lại nở ra một nụ cười quái dị, đừng lo. Không bao lâu nữa cha cũng xuống đó với con, cho dù là địa phủ cha cũng bảo vệ con chu toàn, không để con bị ai bắt nạt. Bên trong quan tài phát ra tiếng riêng la khóc lóc thảm thương của người sống. Trường Thanh đứng bên ngoài nghe thấy thì cắn chặt răng tức giận mặt mày tối sầm lại thầm nghĩ, tiếng khóc là ở trong quan tài đó sao, trong quan tài sao lại có người sống chứ. Mẹ kiếp, lúc này, sau khi đã đóng chặt cổ quan tài kia xong, tôn lão ra liền hạ lệnh để sát hai cổ quan tài lại với nhau. Sau đó trang trí hoa đỏ nối liền hai cổ quan tài và tiến hành nghi thức minh hôn cho con trai mình. Đang trong quá trình tiến hành nghi lễ thì từ ngoài cửa một tiếng hét thất thanh vang lên. Đều dừng tay lại cho ta, tôn lão ra nghe thấy thì quay đầu nhìn sang. Bên ngoài cửa trường thanh nắm chắc bàn tay của mình lại bước vào, mặt may tối sầm ngấu nghiến hai hàm răng hiện rõ vẻ tức giận. Nhìn thấy trường thanh lão tôn vinh đứng khép nép vào với vẻ mặt lo lắng, trong cổ quan tài không ngừng phát ra một tiếng khóc lớn. Trường Thanh không nói gì lập tức đi lướt nhanh qua người lão tôn vinh khiến ông ta ngạc nhiên thốt lên: Thẩm đạo trưởng, ngài định làm gì? Trường Thanh không trả lời câu hỏi của lão tôn vinh mà lập tức sút vào đầu tên thuộc hạ đang đóng hòm một cái bóp xịt máu mũi. Sau đó Trường Thanh tiếp tục đạp cho tên còn lại một cú chí mạng rớt luôn cây búa trong tay xuống đất. Trường Thanh đánh xong thì đạp chân lên ngực một thanh niên. Toàn thân anh ta đầy sát khí mặt mày đen kịch lại gặng giọng nói: Ban nãy ta bảo các ngươi dừng tay, các ngươi không nghe sao? Vừa nói dứt câu thì một bàn tay của ai đó nắm lấy cây búa trên đất, hóa ra là lão Tôn Vinh, ông ta với bộ mặt quỷ dị tím dịm cầm búa đóng vào cây đinh cuối cùng hét lớn. Chuyện này liên quan đến hạnh phúc của con trai ta, tuyệt đối không thể dừng, vừa nói xong thì Trường Thanh lập tức đạp vào người của lão Tôn Vinh. Cú đạp toàn lực khiến lão ta văng vào vách tường xì khói đít, sau đó lão Tôn Vinh lù khù ngồi dậy ôm đầu cau mày cau mặt nhăn nhó. Trường Thanh bước lại trước mặt của ông ta với vẻ mặt vô cùng tức giận, lão thấy vậy thì la toáng lên. Thẩm đạo trưởng, Ta tìm ngài tới để làm phép cho ta. Chuyện đêm nay ngài không thể coi như không thấy ư. Trường Thanh nghe vậy thì lập tức tóm lấy cổ áo của lão Tôn Vinh khiến ông ta toát mồ hôi hột. Dây sau trường Thanh kéo lão Tôn Vinh đứng dậy chỉ tay vào phía hai chiếc hòm hét lớn. Ông nhìn kỹ cho ta. Nữ tử bị nhốt bên trong là tiên thiên âm sát chi thể đó. Nếu phối âm thân với con trai ông thì mức độ khủng bố không khác gì tử sửa lão chạch cả. Trường Thanh liền lập tức liên tưởng ra hình ảnh nếu như cô gái chết yểu kia hóa ma thì sẽ hút sinh khí của các người dân vô tội để đột phát ma khí tăng sức mạnh. Đến lúc đó không chỉ tôn ra nhà các ông mà cả huyện Kinh Dương này đều tơi đời. Lão Tôn Vinh nghe xong thì mặt mày tím dịm toàn thân run rẩy, thấm đạo trưởng. Ngài nói thật sao? Nữ nhân đó thật sự sẽ như vậy sao? Nhưng ta cần ủy thác người ta tính bát tự ở Kinh Thành rồi. Ông tìm người ở không thiên giám sao? Thế là Trường Thanh liền lên giọng nói khoác lác khiến cái mũi dài ra tám thước chưa kể người khác chứ đừng nói không thiên giám cũng phải nghe theo ta lão tôn vinh nghe xong thì hai mắt lấp la lá lấp lánh thật không hổ là thẩm đạo trưởng miệng thì nói vậy thôi chứ trong lòng thì đang bái lại trước bảng hiệu không thiên giám mượn danh hiệu tạo thế chút đừng trách đừng trách mượn danh hiệu xong trường thanh bắt đầu lên giọng nói e hèm bây giờ không phải lúc lấy lòng ta còn không mau thả người ra đợi người chết rồi thì các ông đều toi hết lão tôn vinh nghe vậy thì vội vàng thúc giục hai tên thuộc hạ không nghe thấy thẩm đạo trưởng nói gì sao còn không mau mở quan tài ra vâng 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 trường thanh đứng phía sau nhìn đám thuộc hạ đang cậy đinh quan tài thì thầm nghĩ cứ một mạng người như say bảy tòa tháp may mà mọi thứ vẫn còn kịp sau một lúc cậy đinh thì cổ quan tài đã mở nắp ra bên trong cổ quan tài chính là cô gái xinh đẹp như tiên nữ mà trường thanh đã gặp lúc đi tìm nhà vệ sinh thấm đào trưởng tiếp theo nên làm gì trường thanh bước tới cổ quan tài sau đó nói các ông ra ngoài trước đi chuyện tiếp theo tự ta có an bài trường thanh nhìn chăm chú vào của quan tài nói thầm ta đã cứu ngươi một mạng đó đột nhiên bên ngoài cửa hai bàn chân nhỏ tí tẹo trắng đen bước vào trường thanh nghe thấy tiếng bước chân thì liếc mắt nhìn sang hét lớn còn chưa xong ư trường thanh quay lại thì thấy hai tên trắng đen và thần thành hoàng liền nói thầm đây là tới cướp việc sao cải trang thành hắc bạch vô thường cũng khá giống đó nhìn cái lưỡi còn động đậy được kìa như thật ấy nhưng hơi không đáng tin cậy vì bụi bẩn bám đầy người tên áo đen trừng mắt nhìn trường thanh nói thầm tên này cũng khá đẹp trai đấy chứ, còn lại không có gì, người được gọi là cao nhân cũng chỉ có vậy thôi à. Thấy không khí im lặng thành hoàng lên tiếng, hai vị này là thất gia bát gia của địa phủ. hắc bạch vô thường, tên áo đen làm ra bộ mặt nghiêm nghị nói. Dương thọ của Bạch Đông Nhi đã tận, hai bọn ta đến đây để câu hồn về theo lệnh của Diêm Vương, cho dù ngươi là thần tiên hay cao nhân cũng không được ngăn cản. Trường Thanh nghe xong thì vươn mắt nhìn chằm chằm vào Thành Hoàng, giỏi lắm, để cướp việc mà tìm tới hai người để lập đội mới đúng không, đừng nói họ tôn không tin lời mình nói cho nên đặc biệt mời họ tới đây lừa mình giao bạch đông nhi ra đúng không sợ mình chân trước vừa đi chân sau nàng ta đã bị trôn sống rồi thần hoàng lúc này kiểu đừng nhìn ta ta không đắc tội được với bọn họ hu hu ngẫm nghĩ xong trường thanh đập mạnh tay lên cổ quan tài sau đó anh ta quay sang nói với hắc bạch vô thường bạch đông nhi còn sống sau đó thì sao ta nói dương thọ của cô ta tận là tận ngoan ngoãn giao người ra đây Trường Thanh nghe Hắc Bạch Vô Thường nói xong thì ngước mặt vinh vào lỗ mũi hình ra như con heo mạnh dạn nói, nếu ta không giao ra thì sao? Tên Bạch nghe vậy thì thở một hơi thiệt dài, đúng là không thức thời. Tên Hắc liền tụ một luồng quỷ khí trong lòng bàn tay, vậy thì đích thân ta sẽ tới lấy. Dứt lời tên Hắc lập tức lao nhanh tới, tên Hắc tụ quỷ khí vào hai đầu ngón tay chỉ về phía trước thi triển chiêu thức vô thường tác mệnh. Thân Thanh Hoàng nhìn thấy thì toàn thân toát mồ hôi ướt đẫm, thôi xong rồi, mất mặt quá đi. Ngược lại, trường thanh nhìn thấy cảnh tượng đó thì ngây người ra tiểu hài này diễn không tệ còn tự có quạt gió tên hắc nhìn chằm chằm vào mặt trường thanh nhếch miệng cười đều chỉ là phàm nhân mà vọng tưởng ngăn cản vô thường thu hồn đúng là nằm mơ trường thanh và tên hắc bốn mắt nhìn nhau với vẻ mặt nghiêm nghị thần thanh hoàng đứng chính giữa lần lượt một người một quỷ nói thầm chẳng lẽ thất gia bát ra có thể thi pháp dưới uy áp của thẩm đạo trường sao không chắc lắm xem tiếp đã một lúc sau tên hắc há to mồm trong trạng thái hỗn loạn nghĩ bụng chuyện gì thế này hồn phách đâu hồn phách to như vậy của ta đi đâu rồi thế là tên hát quay sang nhìn chăm chú tên bạch bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác nhìn nhau xong tên bạch lấy ra binh khí của mình đưa ra phía trước chẳng qua chỉ là phàm nhân vậy mà dám dở trò còn không mau giao hồn phách của bạch đông nhi ra đây tên bạch nghe vậy thì vội vàng đi tới đẩy trường thanh sang một bên đừng phí lời với hắn nữa trực tiếp động thủ đi trường thanh ngã phịch ra đất mắt nhắm mắt mở cau mày tức giận tên mập nhà ngươi không có võ đức gì cả thế là trường thanh cầm lấy một khúc cây hét lớn muốn động thủ sau thì cũng phải xem bản đạo trưởng có đồng ý hay không rứt lời trường thanh lập tức ban cho tên bạch một cú đấm trực diện lên đầu lưỡi của tên bạch muốn rớt ra khỏi cổ họng chỉ một cú đấm xương xương đã khiến tên bạch nằm chèm bẹp dưới đất đầu u một cục bất tỉnh nhân sự tên hắc thấy thế thì vung cây hàng của mình lên quát lớn ngươi vậy mà dám động thủ với huynh đệ của ta xem ta đánh ba hồn bảy phách của ngươi ra đây trường thanh cũng không vừa gì lập tức vung sẻng lên hét lớn các ngươi vậy mà dám ức hiếp nữ tử tay yếu đuối tay chói gà không chặt dứt lời trường thanh lập tức xuất chiêu cù trỏ sang ngang một luồng linh khí kim quan tỏa ra đánh bay tên hắc văng vào tường tên hắc bị đánh một cú chí mạng ngồi gật gù dựa vào cây cột quỷ khí trong người của tên hắc cũng bay màu mà chui ra ngoài cây hàng của tên hắc cũng gãy thành làm đôi ôi khóc tang bổng của ta a à hu, hu 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 tên hắc ngồi dậy cầm lấy cây hàng của mình khóc nức nở cặp mắt dối như cái bùi nhùi pháp khí thượng cổ khóc tang bổng trước giờ chưa từng bị hỏng lần này lại bị gãy rồi ta ăn nói thế nào với diêm vương mỗ ra đây trường thanh cầm sẻng trong tay bước tới chừng ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm về phía trên hắc khiến cho ông cháu giật thót người sởn gai óc thốt lên ngươi ngươi còn muốn làm gì nữa định tẫn cho tên hắc một sẻng nữa thì thần thành hoàng lao vào nhanh như một cơn gió hét lớn đừng đánh nữa đừng đánh nữa các người từng đánh nữa thần thành hoàng quỳ sụp xuống ôm chân của trường thanh la toáng lên đừng đánh nữa gây ra án mạng thật đấy trường thanh nghe vậy thì quay sang với bộ mặt tối sầm ánh mắt đầy sát khí thế nào ngươi cũng muốn gia nhập sao? Thần Thành Hoàng nghe vậy thì nhanh chóng lùi ra phía xa, ngài, ngài đánh bọn họ đi. Đừng đánh ta, Trường Thanh lập tức lao vào chiến một lượt cùng Hắc Bạch vô thường, anh ta nắm thóp chiếc lưỡi của tên Hắc kéo dài ra tám thước, còn chân thì liên tục dẫm vào lưng tên Bạch, Thần Thành Hoàng nhìn thấy thì bất lực, má ơi, tàn bạo quá, sau một lúc khiêu chiến thì Trường Thanh thắng lợi, đã thế còn buộc hai cái lưỡi dài thòn lòn của Hắc Bạch vô thường lại thành chiếc nơ xinh xắn. Còn làm mấy chuyện ỉ lớn hiếp bé nữa không? Hu hu hu, hai tên bị buộc lưỡi ý ớ trong lòng. Không làm nữa, bọn ta biết lỗi rồi, Trường Thanh vung sẻng lên thẻ lưỡi nhăm nhe. Ánh mắt hóa kim cương nở một nụ cười đắc ý, cái gì, vẫn chưa biết lỗi sao. Hắc bạch vô thường sợ hãi tím tái mặt mày, ươi ơi, ưỡi họ a a y, ngươi cởi lưỡi bọn ta ra đi, hu hu hu, đợi ta tìm được dây thừng thì sẽ đưa các ngươi đến quan phủ. Dứt lời, trường thanh vội vàng đi lục tìm kiếm dây thần. Phía sau thần thành hoàng nhẹ nhàng tiến gần về phía của Hắc bạch vô thường, ngay lập tức thần thành hoàng kẹp hắc bạch vô thường vào hai nách ôm lên không nghĩ nhiều thần thành hoàng liền phi thăng mang theo hắc bạch vô thường rời khỏi linh đường ngay lập tức thất ra bát ra đắc tội rồi ươi a à, ươi a à, lưỡi của ta a à, hu hu sau khi thần thành hoàng và hắc bạch vô thường rời đi trường thanh đứng giữa linh đường xung quanh đầy rẫy những giấy tiền vàng mã rơi xuống lão tôn vinh nghe thấy tiếng động lớn thì chạy hớt hải vào đạo trưởng đạo trưởng ban nãy xảy ra chuyện gì vậy trường thanh nhắm chặt mắt nhếch miệng cười nhẹ thản nhiên đáp lời không sao ban nãy là ta đánh nhau với thứ không phải là người thôi. Lão Tôn Vinh nghe xong thì giật mình bật ngửa ra phía sau há hốc mồm hoảng hốt, tổn thọ mất, chẳng lẽ Bạch Đông Nhi biến thành quỷ lệ rồi. Trường Thanh nghe vậy thì cũng cạn lời, không phải là Bạch Đông Nhi mà là người khác, lão Tôn Vinh ôm đầu rối loạn tiền đình. Tổn thọ mất, tổn thọ mất, ông bình tĩnh chút đi nghe ta giải thích cái đã, quỷ lệ đòi mạng. Sắp chết rồi, sắp chết rồi, Trường Thanh bất lực thở một hơi thật dài, sau đó anh ta không nhịn được nữa mà vùng mình hét lớn ông bình tĩnh chút coi lão tôn vinh nghe thấy thì giật mình sởn gai ốc lúc sau trường thanh cúi mặt nhắm chặt mắt giải thích rành mạch câu chuyện ai ai chuyện này cũng do ông mà ra nếu không phải ông muốn dùng bạch đông nhi để kết âm hôn thì cũng sẽ không dẫn quỹ lệ tới thèm ăn thân thể của cô ta lão tôn vinh nghe vậy thì lấy ra một chiếc khăn tay lau đi mồ hôi cúi đầu nhận tội tại hạ biết sai rồi thế là trường thanh quay sang nở ra một nụ cười nham nhở hai ngón tay cạ vào nhau ra hiệu ta giúp ông thu phục quỷ lệ rồi lần này tổn hao đại nguyên khí đó lão tôn vinh nghe vậy thì lập tức đáp lời thẩm đạo trưởng yên tâm thêm tiền chứ gì ta hiểu ta hiểu trường thanh nghe xong thì cười tươi như hoa trẻ nhỏ dễ dạy hề 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 chuyển cảnh tới điện diêm vương lúc này hắc bạch vô thường trở về trình độ với diêm vương đại nhân đại nhân ta oan quá tên đó lúc đó không hỏi nguyên do gì đã cầm sẻng đập vào đầu ta ngài xem này xem này còn có thần khí hộ pháp khốc tang bổng ngài cho ta cũng bị hắn làm gãy rồi Hu 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 đúng là không phải người, đại nhân, ngài phải làm chủ cho hai huynh đệ bọn ta đấy." Diêm Vương ngay xong thì lật sổ sinh tử ra xem ngày chết của Bạch Đông Nhi. Bạch Đông Nhi chết vì ngạt thở do bị nhốt trong quan tài vào ngày 7 tháng 10 năm Bính thân, ai to gan cùng vọng như vậy? Dám ngăn cản âm sai câu hồn, không coi âm tào địa phủ ta ra gì đúng không?" Diêm Vương tức giận hùng hục vung tay về phía trước ngay lập tức một luồng quỷ khí xanh lẻ phát ra, "Để ta tra xem cuộc đời của người này luồng quỷ khí đó bay lên không trung cuộn lấy quyển sách sinh tử sau đó diêm vương hét lớn huyện âm dương thẩm trường thành hiện dây sau đó trên luồng quỷ khí xuất hiện phát họa hình ảnh chân dung của các thanh niên có trong sổ sinh tử không phải người này không phải đại nhân đều không phải diêm vương nhìn thấy kết quả thì chừng mắt há mồm hoảng hốt vậy mà không thể cho ra người này sao chuyện lạ à nha trong tam giới cho dù là tiên thần quỷ quái đều được ghi ở sổ sinh tử này trừ khi người đó đã nhảy ra khỏi tam giới và không còn ở trong ngũ hành chẳng lẽ hắn thật sự là ẩn sĩ đại năng có thể thoát khỏi luân hồi sinh tử nhân vật bậc này phần lớn đều có lai lịch chỉ sợ phía trên có người che chở hư hư làm khó ta rồi bên trên diêm vương đang vặn óc nhức đầu thì bên dưới hắc bạch vô thường liên tục dập đầu kêu hoan mong đại nhân làm chủ cho bọn ta diêm vương ngồi bên trên cũng hết cách đành trả lời qua loa cho xong việc cái đó tạm thời gác lại chuyện này đã thẩm trường thanh không có trong sách sinh tử khá kỳ lạ đợi sau khi điều tra kỹ càng ta sẽ đưa ra quyết định Nói tới đây Diêm Vương sực nhớ ra, còn về Bạch Đông Nhi, thọ mệnh đã tận, sau đó Diêm Vương nhìn vào sách sinh tử có trạng thái chuyển động mạnh, dây sau sổ sinh tử lập tức thay đổi vận mệnh của Bạch Đông Nhi. Bạch Đông Nhi chết thọ vào giờ tí ngày 17 tháng 5 năm kỷ hợi, Diêm Vương nhìn thấy thì hai mắt lòi ra ngoài vô cùng kinh ngạc la toáng lên, ấy ấy ấy, gặp quỷ rồi. Thay đổi rồi thay đổi rồi, đầu trâu mặt ngựa và hắc bạch vô thường ngồi bên dưới nghe thấy thì đồng thanh lên tiếng thay đổi cái gì chứ, Diêm Vương ngồi bên trên im lặng không nói gì. Sau đó Diêm Vương liếc mắt nhìn sang quan sai bên cạnh nói thầm, thủ đoạn nghịch thiên cải mệnh này chẳng lẽ là người đó, nên làm thế nào mới tốt đây. Quan sai nhìn nét mặt của Diêm Vương thì nhếch miệng cười nhẹ nói thầm, không thay đổi, đại nhân, trước đấy ngài nhìn nhầm rồi. Bạch Đông Nhi này chết thọ vào giờ tí ngày 17 tháng 5 năm kỷ hợi. Nói xong vị quan sai và Diêm Vương cùng nhau ra hiệu tặng cho sói review một like cười tươi như hoa. Đúng vậy đúng vậy, sau khi hội ý xong Diêm Vương đập mạnh cục gỗ lên bàn, e hèm, Bạch Đông Nhi gì đó Rõ ràng người ta còn chưa hết thọ sao các ngươi có thể chạy đi câu hồn chứ, thái độ làm việc không nghiêm túc, phạm phải lỗi sai cơ bản, phạt nửa năm âm bổng của hai người. Hắc Bạch vô thường nghe xong thì trừng mắt há hốc mồm ngơ con mẹ nó ngác, bắt đờ lợn chúng em đã làm gì sai vậy nhỉ? Đột nhiên từ ngoài cửa một quỷ sai bước vào bẩm báo, đại nhân, sắp đến thất đầu của tôn phú quý, nên thả về dương gian thăm người thân rồi. Nói xong quỷ sai chỉ tay về phía người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh là tôn phú quý nói tiếp, vị này là mẹ ruột của tôn phú quý, chết từ 10 năm trước. Chưa tan chấp niệm, lai vãng ở nhân gian đã lâu, hiện giờ cũng nên luân hồi rồi. Nghe vậy Diêm Vương lập tức hạ lệnh. hắc bạch vô thường, chuyện này giao cho hai người làm, đừng làm hỏng chuyện nữa đấy. Vâng, tuân lệnh đại nhân. Trở lại với Trần Gian, lúc này Trường Thanh đang đi trên khuôn viên tôn gia, bên trong tiểu viện phát ra tiếng nói của lão Tôn Vinh. Con trai à là cha không có bản lĩnh không thể chăm sóc con chu toàn chỉ có như vậy. Trường Thanh vô tình nghe thấy thì mở to mắt ngây người nói thầm. Tiếng gì vậy nhỉ? mình đi xem xem bên trong phòng lão tôn vinh toàn thân run rẩy khóc nức nở than thở con trai à đừng chết cha không lâu nữa cha sẽ xuống với con thôi trường thanh đứng bên ngoài cửa láng la lén lút nghe trộm lão tôn ra không làm được minh hôn nên cầu con trai mình tha thứ ư nói tới đây trường thanh mặt mày đen kịch lại thầm nghĩ tôn vinh này không đúng lắm nghe lời ông ta nói chứa đầy ý áy náy đối với con trai nghe thế nào cũng giống như kiểu ông ta đã đẩy con trai mình xuống giếng khô khiến thằng bé ngã chết vậy ngẫm nghĩ xong trường thanh đi lại bên cạnh cái giếng thò đầu nhìn chằm chằm xuống quả nhiên có vấn đề cái chết của tôn phú quý không phải là ngoài ý muốn mà là do tự ông ta giết chết con trai mình một lúc sau tại phủ phùng chi huyện một tiếng la thất thanh phát ra từ phủ thẩm đạo trưởng ngài chậm đã trường thanh lôi phùng chi huyện chạy nhanh như một cơn gió không chậm trễ được đợi lúc nữa nói không chừng tôn lão ra phạm tội giết người sẽ chạy trốn lời này của thẩm đạo trưởng là có ý gì với tốc độ nhanh như gió của thẩm trường thanh cái mũ cánh chuồn của Phùng Chi huyện muốn bay ra khỏi đầu, Tôn lão gia nổi tiếng là người tốt bụng hào phóng ở huyện Kinh Dương chúng ta, sao có thể phạm tội giết người được chứ? Trường Thanh nghe xong thì mặt mày tối sầm lại cắn chặt răng nói thẳng, ta nghi Tôn Phú Quý không phải là vô tình rớt xuống giếng khô, mà là bị Tôn Vinh đẩy xuống, sau một lúc chạy như điên với tốc độ bàn thờ thì Trường Thanh đã đưa Phùng Chi huyện tới bên cạnh giếng khô, dấu tay máu này có thể chứng minh rằng, khi Tôn Phú Quý rơi xuống giếng đã nắm lấy miệng giếng chứ không trực tiếp rơi xuống đáy giếng mà chết chắc hẳn đã bị người ta dùng gạch đập vào mới có dấu tay này. Trước đây ta không để ý nhưng Tôn Vinh đã nhốt một thiếu nữ còn sống vào trong quan tài để tổ chức minh hôn cho con trai mình. May mắn thay ta đã phát hiện kịp thời và ngăn chặn. Sau đó cảm thấy càng ngày Tôn Vinh đó càng không đúng lắm, luôn lẩm bẩm trước linh cữu của Tôn Phú Quý làm bộ dáng hổ thẹn. Ta coi đó như nỗi nhớ của một người cha dành cho con trai mình. Cho đến khi ta cảm thấy bất an nên đã đến chỗ giếng khô cha xét, ta chắc chắn viên gạch đánh ngã tôn phú quý vẫn còn ở dưới đáy giếng, tại linh đường mùi nhang khói bốc lên nghi ngút lão tôn vinh nghe thấy tiếng bước chân đang đi vào thì ngoảnh mặt nhìn ra khi nhìn thấy trường thanh đi cùng với phùng tri huyện lão tôn vinh hiếu kỳ hỏi muộn vậy rồi sao huyện tôn đại nhân lại ở đây thẩm đạo trưởng ngài đây là sao trường thanh tức giận lửa sôi hùng hục trong người ánh mắt sáng rực mặt mày đen như đít nồi gọi tôn lão gia dây sau trường thanh lập tức chỉ tay vào bản mặt của lão tôn vinh hét lớn tôn lão gia tại sao ngài lại tự tay giết chết con trai của mình chứ Lão Tôn Vinh nghe xong thì thản nhiên đáp lời, thẩm đạo trưởng đang nói lung tung cái gì vậy. Trước mặt huyện Tôn Đại Nhân còn dám ăn nói sằng bậy như vậy, Trường Thanh nghe vậy thì nhất miệng cười đều vào thẳng vấn đề. Tôn Lão ra, có phải nói sằng bậy hay không thì ông là người rõ nhất đấy. Trường Thanh giơ bàn tay ra phía trước mỉm cười thản nhiên nói. Trước hương khói nghi ngút và linh cữu của con trai mình, nếu ông nói dối xuống địa ngục sẽ bị rút lưỡi đó, Trường Thanh trầm mặt xuống thẩm nghĩ. Trước đây lão già này nói đến quỷ lệ thì bày ra bộ dáng sợ chết khiếp, nhưng hôm nay khi nói đến việc giết chết con trai mình thì ông ta lại bình tĩnh dị thường bất thường như vậy nói trong đó không có quỷ mới là lạ nếu ông ta sợ quỷ vậy không bằng giả thần giả quỷ lừa ông ta một phen lúc này lão tôn vinh đi tới thưa chuyện với phùng tri huyện không biết huyện tôn đại nhân đích thân tới lão hủ không thể nghênh đón từ xa thẩm đạo trưởng này vốn là người do lão hủ mời tới để làm phép cho đứa con trai đã mất có lẽ không hài lòng với số tiền được đưa nên mới vu oan tôi hóa ra khách khí rồi ta thấy ở đây có phải có hiểu lầm gì đó không đang trò chuyện thì trường thanh bắt đầu làm màu dơ hai ngón tay lên hét lớn thân tử khô tỉnh si xỏa thân chân mệnh hoàn phục đắc diệu chân tiếp đó trường thanh tiếp tục chỉ hai ngón tay từ phía trước hương khói và linh cữu của tôn phú quý đọc thần chú thất nhật phong hồn lịch đầu thất hồi vọng thân hậu hồn phách hồi vừa niệm chú xong thì cây đèn cầy trên ly hương bỗng nhiên tắt đi lão tôn vinh nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc trường thanh thấy vậy mỉm cười nói thầm trà chà, chà trời giúp mình rồi tự dưng có một cơn gió đợi mình phá vỡ lòng phòng bị của lão già này thấy mọi chuyện đi theo kế hoạch Trường Thanh tiếp tục làm màu chỉ tay về phía trước nói lớn đứa bé ngốc nếu hồn phách đã quay về còn không mau hiện thân vừa nói dứt câu thì một luồng quỷ khí xuất hiện linh hồn của tôn phú quý xuất hiện ra từ luồng quỷ khí đó trên tay cậu bé cầm chặt chiếc lục lạc bước vào cửa lão tôn vinh và phùng chi huyện nhìn thấy thì giữ người mặt mày tái xanh không còn chút máu mồ hôi toát ra như mưa linh hồn của tôn phú quý đi lướt ngang qua mặt phùng chi huyện khiến ông ta sợ hãi tột cùng má ơi hồn phách của tôn phú quý thật sự xuất hiện rồi linh hồn tôn phú quý bước tới trước mặt lão tôn vinh khóc nức nở toàn thân run rẩy than vãn cha cha con đau quá cha đừng đẩy con xuống có được không lão tôn vinh nhìn thấy thì với tay lên định ôm lấy con trai mình nhưng tôn phú quý lại lùi về phía sau phú quý phú quý con thật sự quay lại rồi sao là cha không đúng là cha không đúng trường thanh đứng bên này nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì ngơ ngác tự hỏi hở hở mình mới bắt đầu mà đã phá được rồi sao lúc này phùng tri huyện quay sang tặng cho trường thanh một like. chiêu hồn phách thuật này của thẩm đạo trưởng đúng là quá kinh hãi thế tục rồi thật sự làm người ta mở rộng tầm mắt quá khen quá khen chẳng qua là chiêu tâm lý học thôi lúc đêm khuya an tĩnh là lúc lòng người mềm yếu nhất hơn nữa cổ nhân các người mê tín nhất tôn vinh này giết con vốn ngày nào cũng bất an hôm nay là thất đầu của tôn phú quý đúng lúc nhân cơ hội này để phá tâm phòng của ông ta nói xong trường thanh bước lại tóm lấy cổ áo của lão tôn vinh tôn lão gia ông còn gì để nói nữa không dấu tay đẫm máu bên giếng cạn và viên đá dính máu dưới đáy giếng đều là bằng chứng cho thấy con trai ông đã bị sát hại lão tôn vinh nghe xong thì nước mắt chảy ròng ròng toàn thân run lẩy bẩy phú quý con của ta con qua đây được không cha nhận sai với con là cha có lỗi với nương con và con cha không nên đẩy con xuống giếng cha càng không nên đập chết nàng ấy trường thanh và phùng tri huyện nghe xong thì giật mình tối tâm mặt mày ông nói cái gì chứ độc chết ai lang trung nói sức khỏe của phu nhân không tốt không thể sinh con là ta luôn muốn có một đứa con từ ngày con sinh ra nàng ấy ngày nào cũng bệnh tật dày vò ta cũng là muốn tốt cho nàng ấy để nàng ấy sớm thoát khỏi sự dày vò của bệnh tật đều là cha không tốt để mẫu tử các con chịu khổ rồi trong mơ ta luôn có thể nghe thấy phu nhân đang oán trách bên tai ta oán ta không để nàng ấy nhìn con nhiều hơn thêm chút nữa nhưng ta cũng chỉ muốn tốt cho nàng ấy sao ta có thể trơ mắt nhìn nàng ấy đau tới chết đi sống lại được nói tới đây linh hồn của vợ lão tôn vinh cũng xuất hiện đứng ngay bên cạnh tôn phú quý phu nhân ta sai rồi sau khi nàng mất ta đã thể không tục huyền để nuôi dưỡng phú quý lớn khôn nhưng ta không bảo vệ được cả đời cho thằng bé phú quý lớn lên ta cũng già đi sau khi ta chết thì không ai bảo vệ cho thằng bé nữa người khác sẽ bắt nạt thằng bé tái hiện lại cảnh đêm phú quý bị té xuống giếng chết lúc đó lão tôn vinh ngồi trên thành giếng dùng tảng đá lớn đập vào tay tôn phú quý khiến cậu bé hét lên thất thanh cha ơi phú quý đau tay quá cha cha kể tới đây lão tôn vinh khóc nức nở nước mắt không ngừng chảy ra lúng túng nói vì vậy cho nên ta mới ta mới. Phu quý, cha đều là vì bảo vệ con, cha đều là vì bảo vệ con, lão ta quỳ xuống trước mặt phu quý nước mắt chảy dòng rớt xuống thềm nhà. Con hãy tha thứ cho cha đi có được không? Vừa nói dứt lời thì trường thanh lao tới tát cho lão tôn vinh một phát đau điếng, ông cảm thấy ông thật sự rất vĩ đại sao. Nói xong mấy lời này có phải tự mình cảm động đúng không? Những giọt nước mắt này của ông rốt cuộc là rơi vì ai chứ? trước khi ông giết bọn họ có từng hỏi qua bọn họ có muốn chết hay là không nghe trường thanh nói xong lão tôn vinh quay sang nhìn chằm chằm vào linh hồn thế tử của mình gọi phu nhân trường thanh chỉ tay vào mặt lão ta nói lớn thế tử của ông biết sức khỏe mình không tốt vậy mà vẫn còn sinh một đứa con trai cho con lão ra đại thiện nhân ông rõ ràng biết không còn sống được bao lâu nữa nhưng không hối hận còn ông thì sao ông đã làm gì còn có tôn phú quý thằng bé chỉ là một đứa ngốc với trí tuệ ba tuổi Ông đẩy thằng bé xuống giếng có khác thì mấy người bắt nạt thằng bé đâu cơ chứ. Nói tới đây Trường Thanh tiếp tục dùng chân sút mạnh vào mặt Lão Tôn Vinh hét lớn. Ông đúng là đồ xúc sinh. Phùng Chi Huyện đứng nhìn Lão Tôn Vinh ngã phịch ra đất thì chỉ biết im lặng không nói thành lời. Sau đó Phụng Chi Huyện nhìn theo hai linh hồn của hai mẹ con tô phú quý thở dài. Đúng thật là đáng thương cũng đáng hận. Ngay lúc này trời cũng đã sắp sáng tiếng gà gáy vang lên. Hai linh hồn bước ra khỏi cửa tôn ra đi cùng với hắc bạch vô thường, huynh trưởng. Đến lúc rồi, nhiệm vụ hoàn thành. Nhân lúc người đó còn chưa phát hiện ra chúng ta, mau đi thôi, tên Hắc nghe xong thì ngoảnh mặt nhìn sang ngơ ngác, ngay sau đó Hắc Bạch vô thường và hai linh hồn cùng nhau rời khỏi Tôn ra trở về âm tào địa phủ. Rất nhanh trời đã sáng, Phùng Chi huyện hạ lệnh cho hai tên thị vệ bắt lấy lão Tôn Vinh đem về đại đường xử lý theo pháp luật. Bất ngờ lúc đó Đông Nhi ở đâu chạy nhanh tới phía của Trường Thanh khiến lão Phùng Chi huyện giật mình la toáng lên, "Thẩm đạo trưởng, cẩn thận." Dây sau cặp thỏ to trắng và tròn của Đông Nhi đập vào ngực của Trường Thanh em gái làm ra bộ mặt vô tội ánh mắt khao khát thốt lên thẩm tiên sinh ngài mang ta đi với cô cậu nhìn thấy hai trái bòn bon, bon cạ vào ngực mình thì ngây người mặt đỏ ửng hồng lúc sau tỉnh ngộ trường thanh giật mình bật ngửa ra phía sau ngươi 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 đang nói lung tung cái gì vậy đại nhân tiểu nữ bạch đông nhi bị người nhà bán cho tôn gia hiện giờ xảy ra chuyện này đông nhi thật sự không còn nhà để về nữa rồi xin ngài thu lưu ta đi ta làm gì cũng được nghe tới đây trường thanh đưa ra cho đông nhi một chiếc khăn tay trắng tinh sau đó trường thanh ngồi khuỵu xuống nở một nụ cười thân thiện nếu đã như vậy vậy thì đến chỗ ta làm mấy thứ như đun nước và nấu nướng đi đông nhi nghe xong thì rưng rưng nước mắt vẻ mặt vô cùng đáng yêu hai má ửng đỏ cảm ơn chủ nhân đông nhi nghe theo chủ nhân hết cùng lúc đó tại miếu thần thành hoàng người dân qua lại đông đúc bên trong miếu thần thành hoàng ngồi trên ghế cười tươi như hoa xung quanh linh khí dồi dào đại nhân phẩm đạo trưởng thật sự đánh nhau với thất gia bát gia của địa phủ ư đó đâu phải là đánh nhau đó phải là ngược đãi mới đúng Thằng Thành Hoàng nhớ lại cảnh tượng tối qua mà mặt mày tái xanh mồ hôi toát ra như mưa, khung cảnh đó quả thật là quá hung tàn. Đang nói chuyện thì từ ngoài cửa miếu một cô nương đi cùng với nô tỳ bước vào, "Công chúa, ngươi hãy cẩn thận, Bạch Dạ thường đó ra chiêu Bách Quỷ Dạ Hành trước." Bầu trời đột nhiên tối sầm, quỷ khóc sói gào, nhưng Thẩm đạo trưởng không hề sợ hãi, chỉ cần nhẹ nhàng vung binh khí trong tay là đã phá vỡ được pháp lực ngập trời rồi. Bên dưới cô gái kia quỳ xuống trước tượng thần Thành Hoàng chắp tay khấn lại phàm nữ trường nhạc xin chư vị phù hộ cho mẫu thân con sống lâu trăm tuổi, hồi phục sức khỏe. Cũng hy vọng lần này con xuất hành sẽ có thể gặp được chân tiên chữa khỏi bệnh cho mẫu thân con, khấn vái xong trường nhạc và nô tỳ bên cạnh cùng nhau dập đầu trước tượng thần thành hoàng. Nhưng lạ thay, khi đó một luồng ánh sáng kim quang bỗng chốt xuất hiện từ thân thể của trường nhạc. Ánh sáng kim quang đó chiếu thẳng vào mặt thần thành hoàng khiến thành hoàng trừng mắt há to mồm thốt lên. Đây là ai? Vậy mà có hiếu tâm chân thành đến vậy. Thẩm phán dân sự nghe xong thì lên tiếng. Hồi đại nhân, đây là ai nữ của thánh thượng đương thời công chúa trường nhạc ban nãy là đang cầu phúc cho mẹ đẻ của mình trường tôn hoàng hậu ai ai đáng tiếc quá trường tôn hoàng hậu trong sổ sinh tử đã có ngày chết một thành hoàng nhỏ nhoi như chúng ta cũng không thể giúp nổi cùng lúc đó bên ngoài miếu phùng tri huyện cũng dẫn trường thanh và bạch đông nhi tới trường thanh nhìn trước nhìn sau nở ra một nụ cười tươi tắn nói thầm thần côn cosplay trước đó còn dẫn người tới cướp mối làm ăn của mình bây giờ mã tri huyện ở đây mình đúng lúc có thể mượn ánh sáng của tri huyện đại nhân chỉnh đốn bọn họ một phen nghĩ xong trường thanh quay sang chắp tay hành lễ phùng tri huyện xin mời đi vào miếu thành hoàng cùng với ta một chuyến thẩm đạo trưởng có chuyện gì sao hạ quan chỉ là phàm nhân e là không giúp được gì trường thanh nghe vậy thì nhếch miệng cười nhẹ đáp lời không sao chỉ là đưa ông đi gặp một người mà thôi hơ 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 quan viên đại đường cũng quá mê tín rồi nói xong trường thanh dẫn theo phùng tri huyện chạy thật nhanh vào miếu anh ta vung tay về phía trước há to mồm la toang toát lên thần côn ngươi nhìn xem ở đằng sau ta là ai thần thành hoàng ngồi bên trên nghe thấy thì há hốc mồm sợ hãi thẩm đạo trưởng dẫn bạch đông nhi tới là muốn đích thân thể hiện thủ đoạn thông thiên của ngài ấy ư biết không thể trốn thoát thần thành hoàng liền hiện thân đáp đất thành hoàng xuất hiện cùng với võ phán niềm nở chào hỏi sao thẩm đạo trưởng phải như vậy thẩm đạo trưởng thần thông quảng đại bọn ta đã biết từ lâu rồi đúng vậy đúng vậy Trường nhạc và Nô Tì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì mở to tròn hai mắt, mặt mày tái xanh la toáng lên. Đây, đây là chân thần hiển linh sao? Công chúa, hình như chúng ta gặp được thần tiên sống rồi. Trường Thanh nghe câu nói của thần Thành Hoàng thì há miệng cười tươi, biết thì tốt. chuyện lúc trước về sau đừng phạm phải nữa biết chưa? Hừ hừ, một đám lừa đảo quả nhiên ở đây. Cho dù các ngươi nhiều người gặp dương quan không phải cũng phải cụp đuôi làm người sao? Ai bảo các ngươi dám cướp mối làm ăn của tiểu gia? Thành Hoàng ngẫm nghĩ về câu nói của Trường Thanh. Xem ra là bọn mình coi thường phong tục minh hôn nên đã chọc thẩm đạo trưởng không vui rồi. Đây là đến nhắc nhở bọn mình đừng làm việc lơ là, vâng vâng, bọn ta thể với trời, về sau sẽ không tái phạm nữa. Hư hư biết thì tốt, bên cạnh đó công chúa trường nhạc và nô tỳ nhìn đám người của trường thanh với ánh mắt lấp la lấp lánh, công chúa. Người này thật mạnh, tùy tiện nói một câu cũng có thể khiến thần thành hoàng hiện thân gặp mặt, nhưng điều đáng sợ nhất là hắn tận tâm chỉ bảo thành hoàng chín thần. Mà thần thành hoàng lại không dám cãi câu nào, Nô tỳ nghe vậy thì ghé vào tai nói nhỏ, công chúa, người nói xem thẩm đạo trưởng có phải là. Chưa kịp nói xong thì trường nhạc đang trong tư thế quỳ thì lù khù đứng dậy, dây sau đó cô ta lao về phía trước với gương mặt đầy ngưỡng mộ cặp mắt ứa lệ quỳ sụp xuống trước mặt trường thanh gọi. Tiên trưởng, trường nhạc ôm lấy đùi của trường thanh khóc nức nở, khiến cho cu cậu cũng trợn trừng mắt bất ngờ, xin ngài cứu tính mạng của mẫu thân ta với. Phùng Chi huyện nghe tới đây thì tưởng nhớ lại câu nói của Trường Thanh trước miếu liền nhận ra mà toát mồ hôi hột, đây chính là ý tứ của thẩm đạo trưởng sao người thẩm đạo trưởng muốn ta gặp vậy mà là trường nhạc công chúa được yêu thương nhất đương triều ư lúc này trường nhạc nắm chặt quần của trường thanh dưng dưng nước mắt thẩm đạo trưởng mẫu hậu ta bà ấy thân mang khí tật phụ hoàng đã mời thần y tôn tư mặc đến khám chữa mặc dù đã điều trị nhiều năm nhưng vẫn không có tác dụng xin đạo trưởng đi theo ta về trường an cứu tính mạng của mẫu hậu ta với cho dù là điều kiện gì phụ hoàng ta cũng đều đồng ý thần thanh hoàng nghe xong thì nói nhỏ vào tai trường thanh thẩm đạo trưởng chuyện của trường tôn hoàng hậu trừ người có thể cứu được bạch đông nhi tiểu thư như ngài thì e là không có ai có thể cứu được ừm thì ra là vậy hả bề mặt thì như vậy thôi chứ trong lòng thì tức như điên con mẹ nó chứ trường tôn hoàng hậu mắc bệnh hen xuyễn ta chỉ là một sinh viên kỹ thuật không có thuốc đặc trị cứu cái dám gì tên thần y tôn tư mà còn không chữa được thì ta có cái rắm mà chữa trường nhạc đợi mãi không thấy trường thanh trả lời thì chấp hai tay lại rơm rớm lệ thành khẩn tiểu nữ tự biết quấy giày thanh tĩnh của đạo trưởng là không nên nhưng Trường Nhạc thật sự muốn cứu mẫu hậu bằng mọi giá, xin đạo trưởng Từ Bi. Trường Thanh sau khi nghe những lời đó thì mặt mày mồ hôi đổ ra như suối, ta cũng muốn Từ Bi lắm nhưng ta không phải là bác sĩ, nếu không chữa khỏi thì chết chắc, nhưng không đi cũng không được, nếu Trường Nhạc công chúa quay về nói với cha cô ta thì e là mình có thể bị hoàng đế trực tiếp chém đầu, làm sao đây? Đây là kết cục phải chết sao? Quan viên đại đường nói chung đều mê tín lúc này e rằng cách duy nhất để có cơ hội sống sót là tiếp tục đi theo con đường thần côn. Ngẫm nghĩ xong trường thanh giang rộng hai tay nắm chặt mắt nói, e hèm, không phải ta không nguyện ý cứu giúp. Thực sự là vì mệnh số của trường tôn hoàng hậu đã định, chuyện nghịch thiên này ta cũng chỉ nắm chắc hai phần, trường nhạc nghe xong thì hai mắt mở to vẻ mặt rõ sự vui mừng. Cho dù là hai phần cũng là có hy vọng, trường nhạc tạ tiên sinh từ bi, võ phán và thần thành hoàng nghe xong thì mặt mày xanh như đít nhái chừng mắt há hốc mồm ngạc nhiên. Trên sổ sinh tử đã có ngày chết, mà việc nghịch thiên cải địa này thẩm đạo trưởng cũng dám nói nắm chắc hai phần sao? Đáng sợ thật sự, đáng sợ thật sự, trường nhạc đứng dậy nắm lấy tay của trường Thanh, thẩm đạo trưởng. Không thể chậm trễ, chúng ta hiện tại khởi hành về trường An đi, không vội không vội. Để ta về nhà cũ và sườn thập lý lấy ít đồ cần thiết trước rồi đi cũng không muộn. Miệng thì nói vậy thôi nhưng trong lòng đau như cắt, cầu hệ thống này chỉ còn lại 140 mấy tiếng. Chuyến đi đến trường An này không biết bao lâu, phải kiếm một khoảng lớn đã. Thẩm đạo trưởng cứ yên tâm đi trường An chữa bệnh cho Hoàng hậu. Ta sẽ bảo vệ trạch tử của ngài thật tốt. Dứt lời thì bánh xe ngựa bắt đầu di chuyển, tiểu nô Tì cầm lái xe ngựa lên đường về Trường An. Sau khi Trường Thanh chuẩn bị xong hành lý, ba người cùng nhau lên đường từ huyện Kinh Dương trở về thành Trường An với một quãng đường cũng khá dài. Mấy ngày sau xe ngựa của công chúa Trường Nhạc và Trường Thanh đã tới Trường An Minh Đức Môn, đi được một quãng đường dài nên Trường Nhạc ngỏ ý, thẩm đạo trưởng đi đường vất vả. Xin hãy nghỉ ngơi ở dịch trạm một ngày, ta sẽ đi bẩm báo với Phụ Hoàng, sáng sớm mai sẽ dẫn ngài nhập cung chữa bệnh cho mẫu hậu trường thanh nghe vậy thì gượng cười đều nghe theo công chúa an bài nhưng thật ra trong lòng thì đang tức giận bốc lửa hư 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 nếu không phải sợ cha ngươi chém đầu ta thì quỷ mới rảnh rỗi đến trường an khám bệnh cho hoàng hậu gì đó nói xong thì đoàn ngựa của công chúa trường nhạc rời đi trường thanh mang trên vai một chiếc giỏ lang thang khắp phố nhưng có gì nói đó trường an thịnh thế này quả nhiên danh bất hư truyền hôm nay rảnh thì đi xung quanh xem xem đặc biệt là phải nếm thử canh thịt dê tại một quán trọ trong minh đức môn trên bàn một bát thức ăn thơm lừng tràn đầy thịt cá rau ngò đầy đủ nhìn phát đói bụng ngay lúc này trường thanh ngồi trong quán tay cầm một cái đùi vịt nói thầm tuy đùi vịt này để một ngày có chút nguội nhưng may chưa hỏng cùng lúc đó một ông lão bước vào nói vị đạo trưởng này xin hỏi có thể ghép bàn với ngài không trong tiệm này hết chỗ ngồi rồi trường thanh nghe xong thì vội vàng kéo bát thức ăn về phía mình sau đó bảo ông cứ ngồi đi lão già đặt một chiếc hộp gì đó lên bàn ông ta nhẹ nhàng ngồi lên ghế mỉm cười đa tạ đạo trưởng lão già này là ngụy trinh gián nghị đại phu ngay sau đó một tiểu nhị mang tô thức ăn lên đặt trên bàn khách quan thịt dê của ngày tới rồi lão ngụy trinh mở hộp gỗ trên bàn ra đó là một hộp đầy rau xanh bốc lên mùi thơm phương phức mùi thơm của rau xanh bay sọc vào mũi của trường thanh khiến anh ta ngỡ ngàng cần tây sao đây là thứ giải ngấy đó lão già thấy trường thanh nhìn chằm chằm vào hộp rau xanh của mình thì mỉm cười nói thầm cần tây chua mà nội nhân làm là ngon nhất trường an xem ra ngay cả người ở địa phương khác cũng khó tránh khỏi thèm muốn dây sau một mùi hương từ thứ gì đó sọc vào mũi lão già như một bàn tay đang sờ soạng vào gương mặt của ông ta mùi gì thơm vậy chứ nhìn kỹ lại thì mùi hương đó phát ra chính là từ cái đùi vịt mà thường thanh đang cầm trên tay đùi vịt mà chín đông ly quay ra đã làm khuấy động lòng người là đùi vịt đùi vịt này sao đùi vịt này lại thơm đến thế chứ trường thanh ngồi bên này nhìn qua thì thấy lão ngụy trinh đã thèm đến mức nước dãi chảy nhễ nhại xuống bàn Xem ra trong thành Trường An cũng sẽ có người chưa trải đời bao giờ, thấy vậy nên Trường Thanh lập tức ngỏ lời. Này này này, ta lấy đùi vịt của ta đổi cần tây chua của ông được không? Lão Ngụy Trinh nghe xong thì lập tức gật đầu đồng ý. Ừm um, ừm um, ừm, um. Lão Ngụy Trinh ngồi đối diện nhìn thấy bộ mặt hài lòng khi ăn cần tây của Trường Thanh thì nói thầm. Dùng đùi vịt ngon như vậy để đổi lấy cần tay chua ở đâu cũng có, đạo trưởng này e là kẻ ngốc đúng không? Nói xong Lão Ngụy Trinh cũng giơ cái đùi vịt lên mũi ngửi mùi thơm trên nó. Từ mùi hương của cái đùi vịt tỏa ra xuất hiện uy áp của một con rồng vàng kim quang sáng rực vây quanh lão Ngụy Trinh, lão ta ngửi thấy thì giật mình hoảng hốt, đây là long khí sao? Không nghĩ gì nhiều, lão Ngụy Trinh liền giơ cái đùi vịt lên mà cắn một miếng lớn, ngay sau đó ông ta dường như đã lạc vào chốn thần tiên bay nhảy như chim bướm bộ mặt đỏ ửng. Hương vị này, ôi trời ơi, ta cảm giác toàn thân tràn đầy năng lượng. Trường Thanh ngồi đối diện nhìn thấy lão Ngụy Trinh toàn thân run rẩy miệng không ngừng phát ra âm thanh lạ thì thầm nghĩ, không phải chứ, người đại đường đều có bệnh hay sao? Thế là anh ta lập tức đứng dậy mang giỏ lên vai chạy ra khỏi quán ăn với một suy nghĩ trong đầu, theo quy trình tiêu chuẩn, đợi lúc nữa ông ta tỉnh lại e là sẽ ôm đùi mình mà nói cảm ơn. Hay hay hay, vẫn nên chạy trước tính sau, một lúc sau lão Ngụy Trinh tỉnh táo lại thì lúc đó Trường Thanh đã đi mất tích rồi. Lão ta cau mày cau mặt khó chịu nói thầm, mượn cớ đổi cần tây chua, tặng Ngụy Trinh ta cơ duyên, quay người rời đi, không nhiễm nhân quả, hóa ra là cao nhân. Ngày thứ hai ở thành Trường An, trường nhạc dẫn trường thanh vào đại điện bẩm báo với cha mình phụ hoàng vị đạo trưởng này chính là cao nhân mà nữ nhi đã nói hoàng đế nghe xong thì lên tiếng thẩm đạo trưởng trẫm đã nghe nói về sự tích của ngài đa tạ thẩm đạo trưởng không ngại vất vả đến cứu chữa cho hoàng hậu của trẫm nếu thành công trẫm ắt có ban thưởng trông có vẻ trẻ như thế trừ khi là cải lão hoàn đồng phản phát quy chân trong truyền thuyết chăng trường thanh nghe xong thì chắc hai tay lại kính cẩn thánh nhân khách khí rồi một lúc sau tại phủ hoàng hậu trường thanh bước vào tầm điện Lúc này hoàng đế đang ngồi bên cạnh hoàng hậu nhẹ nhàng nói, hoàng hậu, quả nhân đưa cao nhân tới khám bệnh cho nàng đây, hoàng hậu nghe xong thì lừ đừ mở mắt. Ừm um, ừm, um, được, bảo ngài ấy qua đây đi, vừa nhìn thấy trường thanh thì hoàng hậu đã nghĩ trong lòng. Đạo sĩ này trông có vẻ bình thường, chắc không phải thánh nhân muốn chữa bệnh cho ta mà bị người ta lừa đấy chứ, hoàng đế đứng dậy giang rộng tay nói. Thẩm đạo trưởng, xin mời, trường thanh nghe xong thì giơ tay lên lắc lia lịa không cần đâu. Ngay lúc này trường thanh trong lòng sợ muốn tụt quần nói thầm, dược vương tôn tư mặc còn không chữa được hen xuyễn ta khám cái dám gì hoàng đế bệ hạ hoàng hậu nương nương xin lỗi tiểu ra tay chỉ có thể tiếp tục lừa các người thôi nghĩ xong trường thanh giơ hai ngón tay lên dõng dạc nói mệnh trong kiếp số dược thạch khó cứu ta có một pháp nhưng chỉ có hai phần thắng nếu thành công hoàng hậu nương nương lập tức khỏi hẳn từ nay về sau vô bệnh vô tai nhưng nếu không thành công nghe tới đây hoàng hậu ngồi bật dậy sau đó hoàng đế và hoàng hậu đồng thanh lên tiếng ngắt ngang lời của trường thanh nếu như không thành công thì sao? Trường Thanh nhắm chặt mắt thản nhiên nói, nếu như không thành công e là không qua nổi 21 tháng 6 năm nay. Hoàng hậu nghe xong thì ngương ác thẩm mỹ. Mấy ngày nay ta luôn nằm mơ thấy vô thường nói ta sẽ chết vào ngày 21 tháng 6. Đạo trưởng này còn không nhìn ta chút nào, vậy mà có thể tính đến trình độ này, trừ khi thật sự là tiên nhân. Nhìn bên ngoài trường thanh nhàn nhã vậy thôi chứ trong lòng lo thom thóp. Ha 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 cũng may 9 năm giáo dục bắt buộc của ta không hề uổng phí, ta biết các người khi nào sẽ chết nếu không thật sự khó để tìm đường sống. Hoàng hậu nghĩ tới đây thì quay sang nói với hoàng đế, khụ khụ, thánh nhân. Xin hãy để thẩm đạo trưởng chữa bệnh cho ta, ta nguyện ý thử một lần. Trường thanh nghe vậy thì tiếp tục làm màu đi tới đi lui chỉ tay lên trời, cách làm của ta cũng rất đơn giản. Chỉ cần người lấy một quả lê và thêm một bát nước không nguồn, đợi ta đích thân đun thành một bát nước lê, đủ lạnh, sau đó để hoàng hậu uống là được. Hoàng đế nghe xong thì lập tức quay sang ra lệnh cho tên thái giám, mau đi lấy đồ mà thẩm đạo trưởng muốn đem tới đây, vâng thưa thánh nhân khi tên thái giám vừa bước ra khỏi cửa thì xuất hiện bốn người nào đó đang đi vào bốn vị xuất hiện ngoài cửa chính là trường tôn vô kỵ tôn tư mặc viên thiên cường và lão ngụy trinh bốn vị đồng thanh nói thánh nhân người đừng hại muội muội của ta thánh nhân hãy suy nghĩ kỹ lại hoàng đế nghe thấy thì bước ra trước cửa chỉ tay về phía trước quát lớn các ngươi xông vào tẩm cung của hoàng hậu là muốn tạo phản sao trường thanh đứng bên trong nghe thấy thì mỉm cười nói thầm ai dô cãi nhau rồi mau cải đi đúng lúc ta muốn tìm đường lui về sườn thập lý bán vịt quay bên ngoài cửa hoàng đế vô cùng tức giận với hành động của các vị quan sau lưng hoàng đế hiện hóa uy áp của một con kim long sáng trói xung quanh bao phủ những tia lôi điện mãnh liệt bốn vị kia nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì lập tức cúi đầu kính cẩn chúng thần không dám không dám sao ý là nói sau khi ta chết thì các ngươi dám đúng không xin thánh nhân bớt giận cùng lúc đó hoàng đế chắp tay lưng ra ám hiệu cho thái giám thái giám hiểu ý vội vàng đi tới chỗ của trường thanh thẩm đạo trưởng xin ngài theo ta đến ngự thiện phòng nấu tiên dược cho hoàng hậu nương nương được được làm phiền công công dẫn đường trường thanh lúc này thẫn thờ bơ phờ thẩm mỹ có độc ư không tin thánh y tôn tư mặc mà lại tin thần cô chưa từng gặp như ta lý thế dân đường thái tông hiền minh trong lời đồn đây sao khi trường thanh vừa rời đi thánh y tôn tư mặc dập đầu xuống đất một cái thật mạnh gọi thánh nhân sau đó ông ta ngẩng đầu dậy lên tiếng đạo sĩ đó lai lịch bất minh là kẻ lừa đảo đừng tin lời sàm ngôn hại hoàng hậu nương nương á thánh nhân loại tà ngôn ngoại đạo yêu ngôn hoặc chúng, không thể nhân nhượng càng không thể tin á. Hoàng đế nghe xong thì tức giận chỉ tay về phía trước quát lớn, thế nào, chẳng lẽ ý các ngươi là nếu chấm tin lời thẩm đạo trưởng thì chính là hôn quân sao? Lão Ngụy Trinh nghe vậy thì bước lên chắp tay hành lễ, thánh nhân, xin cẩn ngôn, hoàng đế nghe xong thì mặt mày tím tái cau có khó chịu. Ngụy Trinh, chuyện nhà chấm cần ngươi quản sao? Lão Ngụy Trinh bước lên trình bày, thiên tử không có chuyện cá nhân. Chuyện nhà thiên tử là quốc sự, hoàng hậu là mẫu nghi của một nước, chuyện liên quan đến sống chết của quốc mẫu thứ thần không thể ngó lơ đạo sĩ đó lai lịch bất minh xuất thân ở đâu tu pháp gì bao nhiêu tuổi thánh nhân hoàn toàn không biết chỉ dựa vào lời của trường nhạc công chúa tùy tiện tin theo không phải điều mà minh quân nên làm vừa nói xong thì một bàn chân của ai đó bước tới gọi ngụy đại nhân hóa ra chính là trường nhạc công chúa cô ta bước ra dõng dạc nói mọi thứ đều là do ta tận mắt thấy sao có thể là giả lão ngụy trinh nghe vậy thì lập tức kéo trường nhạc công chúa về phía mình ông ta trừng mắt nhìn chằm chằm trường nhạc lên giọng chất vấn trường nhạc con có lòng cứu mẫu bị người khác lừa là chuyện bình thường thủ đoạn của đám lừa đảo đó nhiều lắm cùng lúc đó lão viên thiên cương cũng bước lên chấp tay hành lễ thưa thánh nhân thần từng xem vô số quẻ hoàng hậu lên trời là mệnh số đã định cho dù bây giờ giáng thế e cũng là không thể hoàng đế nghe xong liền trầm mặt xuống chất vấn thái y tôn tư mạc ông là thần y mấy năm nay hoàng hậu coi thuốc làm đồ ăn đều nghe ông an bài nhưng đã có chút chuyển biến nào tốt chưa viên kim cương, ông trưởng quản khâm thiên giám, chế định lịch pháp, trừ ma diệt quỷ, bây giờ nói với ta là thiên mệnh khó phạm. Những gì chấm cần các ông đã làm được chưa mà ngồi đó nó này nói nọ, đang nói thì đột nhiên một tiếng hết phát thành vang lên. Tiên dược tới, bốn vị quan nghe thấy thì giật mình quay sang nhìn, hoàng thượng và trường nhạc công chúa nhìn thấy thì cũng mỉm cười. Bốn vị quan trừ hai vị, tôn tư mặc và trường tôn vô kỵ ra thì viên thiên cương và ngụy trinh có nét mặt vô cùng bất ngờ và hoảng hốt, trường thanh cùng đi vào với thái giám niềm nở nói. Thánh nhân, nước lê của bần đạo đã nấu xong rồi, ta thấy chư vị đại nhân lo lắng như thế không bằng tìm người thử độc trước. Sau đó trường thanh làm ra bộ mặt vinh váo nói thầm, dù sao cũng chính là nước lê bình thường, uống thế nào cũng không xảy ra vấn đề gì. Nếu chê ít thì ta nấu thêm một nồi nữa cũng được, lão tôn tư mặc lập tức quay sang la toáng lên, thánh nhân, không thể được, lê vốn có tính hẳn. Cho dù nấu thành nước lê, chưa được hàn tính, nhưng cũng vô dụng với đối với bệnh của hoàng hậu, Hoàng đế nghe xong thì tức tím người trừng mắt há to mồm hét lớn. Tôn Tư Mạc, cùng lúc đó Trường Thanh bước lại chắp tay hành lễ nhẹ nhàng nói, thần y nói chí phải. Bần đạo cũng chỉ là pháp thuật ít ỏi, chẳng qua cũng chỉ là nắm chắc hai phần, căn bản không thể so với y thuật cao minh của thần y, nếu không thành thượng vẫn nên nghe theo thần y đi. Lão Tôn Tư Mạc nghe xong thì tức giận toàn thân run rẩy không nói thành lời chỉ biết chửi trong lòng, lão phu thành y bao năm hắn đang cười nhạo lão phu thúc thủ chịu trói với khí tật sao? Lẽ nào lại như vậy? lẽ nào lại như vậy lão ngụy trinh đứng bên này nhìn thấy trường thanh thì cũng bất ngờ mà nói thầm vậy mà là đạo nhân thần dị lúc trước gặp được ở trên phố trong đùi vịt đó ẩn chứa long khí nước lê của ngài ấy chắc chắn cũng kỳ năng như vậy nghĩ xong ngụy trinh lên tiếng thánh nhân thần phản đối lão trường tôn vô kỵ và lão tôn tư mặc đứng kế bên vô cùng mong đợi nói trong bụng không hổ là quốc trì tránh thần cho dù là chân long thiên tử cũng phải chỉ ra sai lầm mới là tốt ngụy đại nhân đúng là quốc trì đông lương bất ngờ thay dây sau đó ngụy trinh nhắm chặt mắt nhíu mày nói lớn thẩm đạo trưởng đạo pháp thông thiên thần từng được nếm thử qua vì vậy thần phản đối thử độc thần cảm thấy nước lê này có thể trực tiếp cho hoàng hậu uống lão tôn tư mặc và lão trường tôn vô kỵ nghe xong thì xỉu ngang chồng chân lên trời trường thanh liếc mắt nhìn sang lão ngụy trinh gượng cười hóa ra ông chính là ngụy trinh à lão tử cho ông đùi vịt mà ông lại lấy ơn báo oán định ép ta đến đường chết đúng không hoàng hậu mắc bệnh hen xuyễn một bát nước lê của ta có thể chữa khỏi được sao Cùng lúc đó viên thiên cương bước tới quỳ trước mặt hoàng đế gọi, thánh nhân, chẳng lẽ viên lão cũng muốn chất vấn chẫm giống như hai người bọn họ sao? Lão tôn tư mạc đứng bên này có chút niềm tin, viên thiên cương, mặc dù mỗi ngày thần thần bí bí nhưng thời khắc mấu chốt vẫn phải trông chờ vào ông. Không giống lão già ngụy trinh đó, căn bản không đáng tin, viên thiên cương liền bẩm báo, thánh nhân hiểu lầm rồi. Thần đồng ý với ngụy đại nhân, thần cũng đã thấy qua thủ đoạn thông thiên của thẩm đạo trưởng, hai lão đứng phía sau nghe thấy thì hộc siro ra ngoài dám cướp người với diêm vương thậm chí còn nắm chắc hai phần thẩm đạo trưởng quả nhiên tu vi thông thiên thấy mọi người cứ lèn èn mãi không thôi trường nhạc bước lên nói phụ hoàng không thể chậm trễ nữa để con thử độc cho mẫu hậu dứt lời trường nhạc lập tức lúc một muỗng nước lê cho vào mồm nuốt ực xuống bụng thì liền có một cảm giác gậm rực trong người hai mắt nhắm chặt không mở lên nỗi lão trường tôn vô kỵ nhìn thấy thì lập tức quay sang chỉ tay vào mặt trường thanh hét lớn quả nhiên có vấn đề ha người đâu bắt kẻ giang hồ lừa đảo này lại cho ta lần này toi rồi mình đã nói mà nước lê sao có thể lừa được hoàng đế cơ chứ chẳng lẽ thẩm trường thanh mình hôm nay sẽ bị chém ở hậu cung ư trường nhạc ngã phịch ra đất làm ra bộ mặt khoái lạc bên cạnh còn xuất hiện uy áp của một con phượng hoàng kim quang vàng cháy trời ơi uống xong nước lê này cảm giác có tiên khí tràn đầy cơ thể khiến người ta không thể kiềm chế được nói xong trường nhạc đứng dậy nhảy vũ điệu ba lê ngay trước mặt hai lão ngụy trinh và viên thiên cương viên đạo trưởng trong nước lê này của thẩm đạo trưởng có phải cho thêm thứ gì không cảm thấy trạng thái của trường nhạc công chúa không đúng lắm cái này ta cũng không phải là thần y ta cũng không chắc khoái lạc một lúc thì trường nhạc tỉnh mộng mở to mắt ngơ ngác công chúa ngại ngùng bước tới trước mặt hoàng đế đa tội phụ hoàng yên tâm thật sự bởi vì nước lê quá ngon mới khiến trường nhạc thất lễ trường nhạc tin nước lê này có thể cứu được tính mạng của mẫu hậu trường thanh nghe xong thì ngây người công chúa ngươi nghĩ nhiều rồi đây chỉ là một bát nước lê bình thường ta bỏ quá nhiều đường mà thôi lúc sau hoàng đế mang bát nước lê vào bên trong tẩm cung của hoàng hậu hoàng hậu đây là tiên dược thẩm đạo trưởng đích thân nấu nàng mau uống đi hoàng hậu cầm lấy bát nước lê uống ực một phát không suy nghĩ vừa uống xong thì hoàng hậu dường như lạc vào thế giới thần tiên hoa nở bốn mùa tinh thần sảng khoái hai má ửng hồng từ gia hóa trẻ măng hoàng hậu liền vồ vào lồng hoàng đế nhẹ giọng thánh nhân tiên dược linh lực của thẩm đạo trưởng thật phi phạm vậy mà thật sự có thể khiến ta thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần nên thần thiếp dường như thật sự khỏe rồi lão tôn tử mạc lão trường tôn vô kỷ và trường thanh nghe xong thì ngơ con mẹ nó ngác lão tôn tư mạc không tin lập tức bay tới bắt mạch ngay và luôn cho hoàng hậu không thể nào sao có thể chứ sau khi bắt mạch một giây lão tôn tử mạc trừng mắt há mồm hoảng hốt hét lên khỏe khỏe thật rồi lão ngụy trinh và lão thiên cương bước tới tỏ ra lòng ngưỡng mộ không hổ là thẩm đạo trưởng đạo pháp cao diệu không để lại dấu vết thẩm đạo trưởng thanh tỉnh vô vi thật sự là thế ngoại cao nhân ủa là sao dược vương tôn tư Mạc không chữa được hen xuyễn mà một bát nước lê của mình có thể chữa được cái quỷ gì vậy chứ lúc này lão tôn tư mạc đã bắt đầu tin liền nhìn về phía trường thanh thầm nghĩ người này trông trẻ tuổi vậy mà là cao thủ dùng dược lại có thể khiến hoàng hậu khởi tử hồi sinh ngẫm nghĩ xong lão tôn tư mạc quỳ xuống ôm lấy chân của trường thanh khóc sức mướt nói lớn thẩm đạo trưởng xin ngài cứu ta với vào đêm hoàng hậu khỏi bệnh lý thế dân tổ chức tiệc chiêu đãi thẩm trường thanh viên thiên cương và những người khác bên trong đại điện vũ nữ ca múa náo nhiệt trước hoàng đế và các vị quan. Hôm nay nhờ có tiên dược của thẩm đạo trưởng đã giúp hoàng hậu khỏi bệnh chấm rất vui mừng chư vị hãy tận hứng đi. Vừa nói dứt câu thì thái tử Lý Thừa Càn đứng dậy lên tiếng, phụ hoàng, nhân dịp này. Nhị thần đề nghị xá thiên hạ, để bách tính cũng được vui lây. Lão Ngụy Trinh và Trường Thanh nghe xong thì giơ tay lên cau mày cau mặt nhân nhó hét lớn. Không thể được, hoàng đế nghe thế thì vô cùng kinh ngạc, sao thẩm đạo trưởng lại phản đối, có thể giải thích cho quả nhân được không? Trường Thanh lập tức đứng dậy chắp tay cúi đầu kính cẩn, bệ hạ, luật pháp nhà đường vốn đã lỏng lẻo, hầu hết những người trong ngục đều phạm nhiều tội. Sợ việc ân xá dễ dàng sẽ gây tổn hại cho người bị hại, trái với tâm ý của bệ hạ, Trường Thanh nói xong thì mặt mày tím tái thầm nghĩ, vốn mèo mù vớ phải cá rán. Ta vẫn nên khiêm tốn chút, tránh về sau lộ bí mật, Thái tử Lý Thừa càng nghe thấy thì cao có tức giận trầm mặt xuống chửi thầm trong lòng. Thư hỗn chướng, sao luôn đối đầu với ta như vậy chứ, ngẫm nghĩ một lúc thái tử lý thừa càng bước lên trình bẩm phụ hoàng nhi thần ngu ngốc làm sai nên muốn kính thẩm đạo trưởng một ly để cầu giáo thẩm đạo trưởng được đi đi thái tử lý thừa càng được cho phép nhưng vẻ mặt lại tràn đầy sắc khí ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía trước sau đó thái tử cầm tách trà bước lại bên bàn của trường thanh niềm nở chào hỏi a à thì mời thẩm đạo trưởng một ly nha dứt lời thái tử kề miệng vào tai trường thanh nói nhỏ thẩm đạo trưởng không muốn chết quá khó coi thì bớt quản trị thừa đi nói ít lại nếu không Trường Thanh nghe xong thì nhếch miệng cười đều ngắt ngang lời hoàng tử nói, không biết bệnh của thái tử điện hạ đã khỏi chưa, xương tâm vẫn chưa xương tâm. Thái tử Lý Thừa Càn nghe xong thì sừng sốt mặt mày tái xanh như nói chúng phải tim đen giật bắn người không nói thành lời. Trường Thanh thấy thế thì vội vàng nắm lấy tay của thái tử, sau đó anh ta đứng dậy đỡ lấy thái tử nhẹ nhàng nói, thái tử điện hạ xin hãy cẩn thận. Trường Thanh ghé vào tay thái tử nói nhỏ khiến thái tử mặt mày không còn chút máu mồ hôi đổ ra như mưa, ta khuyên thái tử điện hạ cần ngôn chúng ta vốn nước sông không phạm nước giếng nghe vậy thái tử lẽo đẽo rời đi trường thanh mỉm cười nói thầm hừ hừ còn dám đe dọa tiểu gia ta xem tiểu gia dọa chết nhà ngươi đây ha 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 thái tử rời đi nhưng tâm trạng cay cú cắn chặt răng nói trong bụng không không thể nào sao hắn lại biết chuyện mình dưỡng nam sủng chứ đáng ghét thật nghĩ xong thấy tự quay sang nhìn về phía trường thanh đang thản nhiên thưởng rượu mà tức tối người này biết quá nhiều phải nghĩ cách biệt bịt miệng hắn lại mới được sau khi chiến đấu ba hiệp rượu trà hoàng đế vẫn tiếp tục nâng ly uống như cái máy giờ đây hoàng đế đã say xỉn nhắm mắt cười vô thức miệng nói luyên thuyên thẩm đạo trưởng quả nhân hỏi ngươi làm sao để trường sinh bất lão như ngươi bảo dưỡng thanh xuân mãi mãi trường thanh bên dưới đã say mềm ngẩng mặt lên trần nhà thở ra ông mặt trời sau đó trường thanh bật dậy đập mạnh tay xuống bàn mặt mày đỏ bừng bừng lù khù đứng dậy thanh xuân sao dứt lời trường thanh loạn choạng rời khỏi vị trí sau đó gồng mình đứng thẳng như thẳng vô tri tiếp đó há to mồm cười như ngây ngô miệng lẩm bẩm thứ hai là phải chào cờ. Thời đại phong kiến đang gọi tên, chuẩn bị tiến lên cầm súng đi bắn chim. Bắn chim xong Trường Thanh liền đứng ra giữa đại điện tập bài thể dục buổi sáng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Những động tác của Trường Thanh đều tỏa ra luồng linh khí kim quang sáng ngời. Tập thể dục xong Trường Thanh tiếp tục đi đường quyền cùng với linh khí rồi rào vai quanh cơ thể. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lão viên thiên cương và Trường Tôn Vô Kỵ ngồi bên dưới nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì thốt lên mỗi động tác tưởng chừng như bình thường nhưng lại giống như đại thành giả của tập bách ra vậy nhất cử nhất động không hề lộn xộn như nhất động nhất tĩnh đều phù hợp với thiên lý nhân luận a chẳng trách thẩm đạo trưởng có thể viết ra chữ đạo đó hòa ra đã đạt đến cảnh giới này từ lâu trường thanh đi đường quyền một hồi thì luồng linh khí vây quanh anh ta tạo ra một vòng tròn pháp trận bát quái bên dưới chân sau đó trường thanh lại hóa mình thành cá vàng bơi trong bể nước bơi tung tung tăng tăng trong dòng nước xanh biếc sau đó luồng nước dâng trào lên dữ dội vây lấy trường thanh cô cậu vẫn nhảy múa trước sự ngỡ ngàng của hoàng đế và hoàng hậu. Dòng nước tinh khiết vang thẳng lên người hoàng đế khiến hoàng đế giật mình hoảng hốt, tiên pháp bậc này chưa từng nghe thấy. Sau khi bơi lội xong thì Trường Thanh lại tiếp tục đánh ra một tư thế của võ thuật Taekwondo, ngay lập tức phía trước mặt anh ta xuất hiện linh khí mãnh liệt cùng với những dòng phù chú kim quang sáng chói. Ở một góc độ khác khi nhìn vào chúng ta có thể thấy Trường Thanh đứng bên trong một quả cầu kim quang rực rỡ. Ánh sáng quá trói lọi khiến hoàng hậu và hoàng đế cũng phải dùng long bào để che đi đôi mắt, thẩm đạo trưởng quả nhiên đỉnh thật sau đó trường bước ra dơ thẳng hai tay lên trời cười như một tên dại ha 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 1987654321. cười xong cu cậu ngã phịch ra đất khiến cho em gái nô tì bên cạnh trừng mắt há hốc mồm hoảng hốt ấy 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 thẩm đạo trưởng hoàng đế nhìn thấy thì trừng mắt bất ngờ viên lão thẩm đạo trưởng đây là bị sao vậy lão viên thiên cương nghe vậy thì bước tới chắp tay hành lễ theo thần nhìn thấy thì có lẽ thẩm đạo trưởng đã uống say mềm rồi Em gái nô tỳ đỡ đầu Trường Thanh dậy đập thẳng cặp loa to tròn vào mặt của Trường Thanh, anh ta mơ màng nói mớ, "Say rồi, Bần đạo say thật rồi." Thấy cảnh tượng đó lão Thiên Cương bước lại nói nhỏ với hoàng đế, "Bệ hạ, thần thấy công pháp này, thượng hợp đại đạo, hạ thuận bát quái, tự diễn ngũ hành, e là thật sự có công hiệu tới thể trường sinh. Chính pháp huyền môn bậc này e là không dễ truyền cho người khác, Thẩm đạo trưởng nhất định là cố ý say rượu để truyền cho chúng ta công pháp này. Vậy theo ái khanh chấm nên ban thưởng thế nào?" Nghe vậy lão Ngụy Trinh bước lên lên tiếng, "Bệ hạ, thần cho rằng cao nhân thế ngoại như này trước chờ điều tùy tính, đến lúc đó ngài để thẩm đạo trưởng tự nghĩ là được." Ngụy đại nhân nói chí phải, nghe ý kiến của các vị quan hoàng đế cũng không còn cách nào khác đành đồng ý. "Vậy tối nay thẩm đạo trưởng sẽ qua đêm ở nhà Ái Khanh, sau tảo chiều ngày mai chấm sẽ gặp thẩm đạo trưởng để bàn chuyện khen thưởng." Thần tuân mệnh, đêm đó hai tên thuộc hạ dùng băng ga khiêng trường thanh trở về tẩm điện để nghỉ ngơi. Nằm trên băng ga trường thanh mặc dù ngủ say nhưng miệng vẫn tươi cười như hoa còn thở ra ba ông mặt trời, không thể uống được nữa. Uống nữa sẽ ngủ ngủ ngủ, he hơ, vừa nói dứt câu trường thanh liền làm ra hành động cho cờ hó ăn trẻ khiến cho hai tên thuộc hạ phải giật mình hoảng hốt. Ngày hôm sau ở ngoài phố thành trường An, trường thanh đi lang thang trên phố, thật không ngờ tới hoàng đế vậy mà nói chuyện dễ như vậy. Đó là chuyện của lúc chưa ra khỏi triều đình, khi trường thanh vừa ngủ dậy hoàng đế đã ban cho một thùng vàng lấp la lá lấp lánh sáng hơn ông mặt trời. Nếu thẩm đạo trưởng không muốn vào chiều làm quan thì quả nhân cũng không giữ lại, chỗ vàng này coi như lộ phí, hy vọng là có thể nhận tâm ý này. Trường Thanh nghe thấy vàng thì nhe răng nở một nụ cười tự tin, ai mà từ chối được tâm ý này cơ chứ, vậy bần đạo từ chối là bất kính rồi. Vừa nói dứt câu thì túi tiền bên đai lưng của Trường Thanh lập tức hút hết vàng từ trong gương vào túi, hoàng đế và lão Ngụy Trinh nhìn thấy thì trừng mắt há hốc mồm hét lớn, là tiên. Tiên thuật sao? Trường Thanh thấy vậy thì toát mồ hôi lúng túng. Chỉ là tiểu thuật, Bần đạo bêu xấu rồi, nhưng thật ra bên trong lại vô cùng tức giận với cái bảng hệ thống chó chết. Hủy hệ thống nhà ngươi cửa mua cưỡng bán sau đó là một thùng vàng đó giá trị sinh mệnh còn lại 1 giờ không phút giây, nạp 648 thành công, xin hỏi có nhận thưởng bây giờ không? Trường Thanh nhìn thấy thì tức như điên muốn đập nát cái hệ thống mất nết này, nhận thưởng ư, nhận cái cờ mờ nờ nhà ngươi ý. Trả money lại đây cho ta, Trường Thanh nhớ lại mà lòng đau như cắt, ai trải ơi. Con đường kiếm tiền thật ảm đạm, đang buồn bã thì đột nhiên bên cạnh có một người giao giáo lên lão thần tiên lão thần tiên đây là con cá đầu tiên mà ta câu được ngày hôm nay đến tặng ngài theo ước định trường thanh nghe thấy thì lập tức ngoảnh mặt nhìn sang đập vào mắt trường thanh là một quầy xem bói bình thường trên phố có thể biết tiền hậu thiện đoạn âm dương một trăm văn tiền một lần ngồi bên dưới là một lão già râu tóc bạc phơ trên tay cầm cây quạt ông ta là viên thủ thành trường thanh nhìn thấy thì há hốc mồm thầm nghĩ một nơi hoàng kim như trường an vậy mà trở thành như vậy đồng nghiệp này đúng là không ra làm sao nghĩ xong trường thanh lấy ra trong túi một miếng vàng nhỏ nhìn chăm chú không bằng đi hỏi lúc nào thời gian có thể quay lại nói xong trường thanh bước lại đặt mạnh miếng vàng lên bàn anh ta nhìn lão già trừng mắt nhếch miệng cười vinh vào nói thẳng đại sư tính một quẻ tính mệnh cách của ta lão viên thủ thành nghe xong thì thản nhiên đưa ra cho trường thanh ba văn tiền công tử mời trường thanh kẹp lấy ba văn tiền trong các khe ngón tay mỉm cười thầm nghĩ lão đạo này trông có vẻ cao thâm khó lường chỉ là không biết phải thật không, ném cái này tùy ý đúng không. Dứt lời Trường Thanh lập tức ném ba văn tiền xuống, kết quả là ba văn tiền đứng thẳng trên mặt bàn. Trường Thanh nhìn thấy thì mở to mắt kinh ngạc, mại nó, đây là vận khí quỷ gì vậy? Ta sẽ không bị đồng nghiệp này coi là đập phá quán đấy chứ. Ngẫm nghĩ xong Trường Thanh hớt hãi nhìn trước ngó sau xung quanh phố, sẽ không có người xông ra giết mình đấy chứ. Mình nên chạy hướng nào thì tốt đây? Lão viên thủ thanh nhìn chằm chằm xuống mặt bàn vẻ mặt đen kịch lại chừng mắt há mồm bất ngờ. Đây. Đây là cái gì? Ngay lúc này trên bàn làm việc của ông ta xuất hiện một trận pháp bát quái kim quang linh khí tỏa dồi dào, ta xem vô số quẻ. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy loại quẻ tượng này, để ta xem ngươi là thần thánh phương nào. Nghĩ xong lão viên thủ thành dùng hai ngón tay đặt lên mi tâm niệm thần chú gì đó, ngay lập tức một luồng linh khí màu xanh tỏa ra, dây sau ánh mắt của lão ta tuôn ra hai dòng lệ khí. Trong mắt của lão viên thủ thành là hình ảnh của một vị đế vương uy hùng toàn thân linh khí vô tận, lão già nhìn xong thì chọn từng loài hai con mắt ra ngoài mồm há to trước ánh sáng kim quang đó lão ta không thể trụ được nữa mà bật ngửa ra phía sau trong thần hồn hoảng loạn trường thanh nhìn thấy thì mặt mày xanh như đít nhái nói thầm không phải chứ đây là không xem quẻ được nên chuẩn bị ăn vạ ư hay là muốn nhảy ra một tiên nhân nước trường an sâu vậy sao ngay sau đó lão viên thủ thành bật vậy quỳ xuống đất ông ta dừng lại miếng vàng cho trường thanh tiền bối đã thoát khỏi tam giới người không ở trong ngũ hành mệnh cách bậc này đã không phải thứ mà vãn bối có thể xem rõ được, hôm nay thủ thành bêu xấu rồi. Vẫn mong tiền bối lấy lại tiền, trường thanh nghe xong thì im lặng không nói gì, giơ hai tay ra nhận lấy miếng vàng. Xong, trường thanh lẽo đẽo rời đi vẻ mặt ngây ngô nói trong bụng, ai chà chà. Vẫn là không biết tiết kiệm tiền, chẳng trách ăn mặc vẫn bần hàn như vậy, một bàn chân của ai đó đạp thẳng vào cái bàn khiến cho cốc nước văng xuống. Một thanh niên xấu xí trừng mắt cắn chặt răng vung nắm đấm về phía trước nói, lão già, đã nói ông tính quẻ linh hiểm, ta thấy ông chính là kẻ lừa đảo, nào nào. Tính cho ta xem ngày mai trời nắng hay mưa, trời nắng thì mặt trời mọc lúc mấy giờ, trời mưa sẽ mưa bao nhiêu lâu. Trường Thanh nghe thấy tiếng la hét thì ngoảnh mặt nhìn sang, ngữ khí này xem ra là gây rắc rối rồi. Ngày mai giờ thỉnh có mây, giờ tỵ có sấm, giờ ngọ mưa, giờ mùi mưa to. Lượng nước ba thước ba tắc lẻ 48 điểm, thanh niên nghe xong thì nở ra một nụ cười nham nhở. Được được, nếu ngày mai không giống với lời ông nói ta sẽ đập quán của ông đấy, trường thanh đứng bên cạnh nghe thấy thì mặt mày tối sầm lại thở ngắn thở dài lão viên thủ thành nhìn thấy trường thanh đang nhìn chằm chằm vào thanh niên kia liền nghĩ tiền bối chắc hẳn đã nhìn ra người này ngay lập tức tính ra tiền căn hậu quả cảm thông nên bất lực thở dài thay cho người đó trường thanh nhìn xong thì quay mặt sang chỗ khác thở một hơi thật dài xì khói đạo sĩ này lại không biết làm người rồi nói đúng chi tiết như vậy không phải để người ta có lý do đập phá quán sao lúc sau bên ngoài cổng thành người người qua lại tấp nập Trường nhạc công chúa đi cùng với một cậu bé đáng yêu ra phố vẻ mặt hớn hở vẫy tay chào gọi lớn, thẩm đạo trưởng, bên này. Nghe thấy tiếng gọi trường thanh lập tức bước tới cuối đầu kính cẩn, gặp qua trường nhạc công chúa, đạo trưởng không cần đa lễ. Trường nhạc công chúa chỉ tay về phía cậu bé đáng yêu mà nói, đây là đệ đệ ta, lý trị. Năm nay 9 tuổi, phụ hoàng bảo bọn ta đợi ở chỗ này tiễn thẩm đạo trưởng về nhà, lý trị nghe xong thì chắp tay hành lễ. Gặp qua thẩm đạo trưởng, Trường nhạc công chúa đã chuẩn bị cho Trường Thanh một cỗ xe ngựa hoàn mỹ, khiến cho anh ta cũng phải bất ngờ. Xin công chúa thay bần đạo tạ thiện tâm của bệ hạ, vài ngày sau Trường Thanh đã trở về sườn thập lý thẩm trạch ở huyện Kinh Dương. Bước đến trước cửa Trường Thanh gõ cốc cốc cốc, nghe thấy tiếng gọi cánh cửa được mở ra, đông nhi từ trong nhà bước ra vẻ mặt tươi tắn mở to tròn hai mắt hét lớn. Thẩm đạo trưởng, dây sau đông nhi khuỵu xuống làm ra bộ mặt vô tội hai mắt khép lại mặt đỏ ửng hồng, ngài cuối cùng cũng về rồi. Đông Nhi sợ rằng ngài sẽ không thể quay về. Thế là em gái Đông Nhi cùng với tiểu hồ ly nhào tới quấn lấy trường thanh khiến cho công chúa trường nhạc cũng phải xứng sở. a à, cái đó, vào trong rồi nói, vào trong rồi nói. Đêm thẩm trường thanh trở về chúng nữ đã chuẩn bị một bàn tiệc rượu để đón gió tẩy trần cho thẩm trường thanh. Trường thanh cầm lấy ly rượu vẻ mặt phấn khởi, thẩm trường thanh ta từ trường an trở về. Về sau nhất định sẽ dẫn các ngươi lên như diều gặp gió, để các ngươi nhìn thấy một thế giới khác, các ngươi đợi bị sốc bởi công nghệ từ 2000 năm sau đi. Chị em Đông Ly, Tiểu Thanh và Tiểu Hồ Ly nghe thấy thì đồng lòng nghĩ bụng, tiên trưởng là nói về sau sẽ đưa chúng ta cùng phi thăng tiên giới ư. Nghĩ xong hai chị em song long đứng dậy nâng ly, thẩm tiên trưởng, tỉ muội bọn ta nguyện múa một bài để cảm tạ đại ân của tiên trưởng. Ha ha ha, được được được, công chúa trưởng nhạc nghe vậy thì giơ tay lên cười tươi như hoa, tiên trưởng. Ta có mang theo đàn tỳ bà có thể đệm nhạc thêm chút, thế là công chúa vào vai nhạc công tỳ bà, gãy đàn với những giai điệu uyển chuyển và nét mặt mê hồn khiến cho người người say đắm sau đó là vũ công đông ly, bắt đầu những điệu múa yểu điệu thướt tha, tiên trưởng. Ngài xem bọn ta múa thế nào này, sau cùng tiểu thanh múa ra một giai điệu mới mẻ khoe cái lưng trắng nõn và cặp đào căng mọng, tiên trưởng. Nhìn cả tiểu thanh nữa này, trường thanh bên dưới có người rất rượu dân tận miệng trước mặt có người múa hát cho nghe sướng hết nấc, ha ha ha, đẹp, đẹp lắm mấy cứng, thẩm đạo trưởng. Thêm ly nữa nha, lúc này tiểu hồ ly nhảy vọt lên bàn dùng mũi ngửi vài giọt rượu trên bàn, thứ này là tiên nhưỡng do đạo trưởng ủ ư tiểu hồ ly liếm phải một miếng thì hai mắt mở to tròn trong tiềm thức cơ thể tiểu hồ ly đã hoàn toàn bị sức mạnh nào đó làm cho không yên được mà phải vặn vẹo liên tục linh khí thật nồng đậm mùi vị này thật say đắm lý chị ngồi nhâm nhi cái đùi gà ngay ca múa thì mùm chảy nước dãi hai mắt long lanh lóng lánh các tỷ tỷ đẹp quá múa xong hai chị em đông ly và tiểu thanh đứng trụng vào nhau tạo ra một tư thế gợi cảm khoe đào khoe bưởi a hi hi tiên trưởng đại nhân thấy sao nào Cùng lúc đó thần Thành Hoàng và Võ Phán đứng bên trên vách núi nhìn chầm chầm xuống trạch viện của Trường Thanh. Thần Thành Hoàng và Võ Phán nhìn thấy cảnh tượng đó thì vô cùng hâm mộ mà thốt lên. Hồ Tiên và hai long nữ đó có cơ duyên lớn thật. Đúng vậy, có thể ở cùng cao nhân như thẩm tiên trưởng. Đúng là hâm mộ chết mất. Sau một đêm chiến rượu với mấy em gái thì trời cũng đã sáng. Trường Thanh nằm xã lai trên giường ngủ ngày khò khò với toàn thân không một mảnh vải che thân. À không, vẫn có một miếng che cái lục lạc nha sau đó trường thanh quay người sang ụp nguyên cái bản mặt vào thứ gì đó miệng lẩm bẩm ôi thơm quá sau đó trường thanh vô thức sờ soạng chúng từa lưa tà la khiến cho đông nhi nằm bên cạnh phải học đánh vần à à ớ chưa xong trường thanh chưa cảm giác được nên sờ thêm tí nữa để biết được độ đàn hồi có ô sờ kê không đông nhi không chịu nổi mà la lên khiến cho trường thanh tỉnh giấc hé mở mắt sau đó trường thanh ngồi bật dậy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì hai cái tròng mắt lòi ra ngoài thầm nghĩ a a a a bạch đông nhi sao lại ở trên giường của mình chứ Trường Thanh thẫn thờ nằm xuống giường đầu óc quay cuồng miệng lải nhải. Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Nói xong anh ta quay người sang chỗ khác. Cô cậu cắn chặt đầu ngón tay mắt rơm rớm lệ. Làm sao đây? Làm sao đây? Chẳng nhẽ đêm qua uống say nên nhất thời không kiềm chế được. Đang còn hoảng loạn thì Bạch Đông Nhi ngồi vậy phía sau gọi thẩm đạo trưởng. Trường Thanh nghe thấy thì giật thót người sờn gai óc. Cô cậu toàn thân ướt đẫm mồ hôi giả bộ ngáy khò khò để lừa Bạch Đông Nhi. Đông Nhi nhìn thấy thì phi cười ngồi dậy mặt lấy y phục lên, mặc xong y phục đông nhi vội vàng đi về phía cánh cửa bước ra khỏi phòng cô ta đóng chặt cửa lại đông nhi vừa rời đi thì trường thanh ngồi bật dậy vạch cái quần xì líp ra nhìn thử vào bên trong cái lục lạc trừng mắt há hốc mồm làm sao đây làm sao đây bình tĩnh bình tĩnh thanh niên thế kỷ 21 như mình không đời nào lại vấp phải chuyện như thế này tệ nhất thì kết hôn là được trường thanh xảy ra một ý tưởng sớt google bạn trai tôi ngủ cùng người khác trên một cái giường anh ấy nói sau khi say nên loạn tính tôi nên làm thế nào nếu đàn ông thật sự uống say thì lên không nổi trên lý luận và thực tế đều là vậy vì vậy không có gì hết đâu đúng đúng đêm qua mình uống say như vậy căn bản không làm gì cả an toàn lúc sau đông nhi mang gáo ra giếng sách nước vừa đi vừa cười tủm tỉm thẩm đạo trưởng đêm qua thật là he 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 giữa sân viện là bãi chiến trường của chị em đông ly tiểu thanh và tiểu hồ ly uống xong nằm ngủ ngay tại chỗ đã vậy còn vừa ngủ vừa nói mớ trong bộ mặt khoái lạc phê cần rõ ràng là ta trước mà tiểu hồ ly ngươi đừng hòng chiếm tiện nghi của tiên trưởng, tỷ tỷ, đúng đúng đúng, tiên trưởng là của chúng ta, lúc này công chúa trường nhạc và lý trị bước ra chào hỏi trường thanh, thẩm đạo trưởng, phụ hoàng muốn lý trị làm môn hạ của ngài, không biết ý ngài thế nào, trường thanh nghe xong thì ngây người thẩm mỹ, đó là lý trị, lý trị đường cao tông đó, làm đồ đệ của ta ư, chưa kịp trả lời thì cậu bé lý trị đã quỳ xuống dập đầu trước trường thanh, xin sư phụ thu nhận, cho dù là đồng tử bưng trà rót nước thì cũng xin sư phụ thu nhận lý trị đây là do ngươi nói đó nha, đừng trách ta dạy hư nha, đây, được rồi được rồi, ngươi ở lại đi, cảm ơn thẩm đạo trưởng. Trường nhạc sẽ về báo tin tốt này cho phụ hoàng, cảm ơn sư phụ, xong việc trường thanh tuyển công chúa trường nhạc quay về thành trường an. Cuối cùng cũng được bình yên sau vài ngày vất vả vãi nhái, tại hoàng cung kinh thành, bên ngoài đại điện xuất hiện uy áp của một con thủy long to lớn. Lý Thế Dân, ngươi ra đây cho ta, ta muốn ngươi đền mạng. Sáng hôm sau tại trạch viện của Trường Thanh, trước mắt chúng ra là ba cuốn bí kíp. Công thức làm xà bông, công thức nấu rượu hấp, cách làm thiệp hoa thơm. Bảng hệ thống hiển thị thời gian còn lại là 1612 giờ 33 phút 23 giây giây. Có nhận phần thưởng không? Trường Thanh nhìn chầm chầm vào ba cuốn bí kíp trên bàn cau mày nhăn nhó. Trước đó không nạp nhiều người đưa cho ta ba thứ này. Lần này nạp 648 người cũng không thể hố ta được đúng không? Nói xong Trần Thanh bấm vào phím tắt trên bảng hệ thống xác nhận nhận phần thưởng. Dây sau trước mắt Trường Thanh là một dương quả siêu to khổng lồ, Trường Thanh nhìn thấy thì hai má đỏ ửng hồng lỗ mũi xì khói le lưỡi thèm thuồng. Phần thưởng của 648 quả nhiên khác biệt, vậy mà còn có thùng, mau để ta xem xem trong bên trong ngươi có đồ gì tốt. Chưa kịp mở thì đột nhiên dương quả lóe lên một ánh sáng vàng kim chói lóa khiến Trường Thanh phải bật ngửa thụt lùi về phía sau, anh ta dùng tay che đi ánh sáng chiếu vào mắt mình vẻ mặt mong chờ. A a a, đây là gì đây? Từ ánh sáng kim quang một cuốn bí kíp lại xuất bản. Ba câu hỏi dưỡng chưa kỹ nhai, Trường Thanh nhìn thấy thì lập tức ném mạnh của bí kíp xuống đất mặt mày xanh như đít nhái tức giận như điên hét lớn. Tại sao lại là thứ quỷ này nữa vậy trời? Đang còn cay cú thì đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng động Trường Thanh vội vàng cất lấy cuốn bí kíp sau đó gọi, ai đấy, bên ngoài cửa là Lý Trị. Cậu bé cười tươi hớn hở lên tiếng, sư phụ, đồ nhi muốn hỏi hôm nay nên làm gì? Trường Thanh nghe thấy thì lấy cuốn bí kíp ra nhe răng cười nham nhở thầm nghĩ, tiệm vịt quay có thể kiếm tiền. Lý Trị đúng lúc là sức lao động miễn phí, hệ thống lại đúng lúc cho hướng dẫn nuôi lợn. Nghĩ xong Trường Thanh với vẻ mặt nghiêm nghị mở cửa bước ra. "Lý Trị, vì để Bách Tính đại đường có thể ăn thịt rẻ, ngươi có nguyện làm khổ công không? Nếu sư phụ có cách để Bách Tính đều được ăn thịt, đừng nói là khổ công, cái mạng này của Lý Trị cũng dâng cho sư phụ." Nghe vậy Trường Thanh lập tức đưa cuốn bí kíp cho Lý Trị nhất miệng cười nhẹ. "Nếu nuôi một đàn lợn theo phương pháp trong cuốn sách này đến một ngày nào đó Bác Tính thiên hạ tự nhiên sẽ có thịt trẻ thưa chịu khổ được không?" lý chị cầm lấy cuốn bí kíp đáp lời đệ tử chịu được hai sư đồ đang nói chuyện với nhau thì bạch đông nhi từ ngoài cổng hớt hải chạy vào cô ta thở hồn hền há to mồm nói lớn thẩm đạo trưởng bên ngoài có một lão nhân tự xưng là viên thiên cương nói có chuyện muốn tìm ngài bên ngoài cửa lão thiên cương quỳ sụp xuống đất nước mắt chảy hai hàng há to mồm khóc như mưa thẩm đạo trưởng cứu mạng a đang khóc thì một tiếng gọi lớn viên thiên sư trường thanh bước ra hai mắt nhắm chặt toát mồ hôi ông đứng lên đi rồi nói cái này cái này Thẩm đạo trưởng, chuyện này không tiện kể cho người khác nghe, không phải là lão thần cô này mắc bệnh lạ gì đó nên cũng muốn tìm ta chữa bệnh đấy chứ." Dây sau trường Thanh đỡ lão Thiên Cương đứng dậy quay sang nói với Đông Nhi và Lý Trị, "Lý Trị, ngươi làm theo cuốn sách mà ta đưa cho ngươi, đi cùng Bạch Đông Nhi mua mấy con lợn về nuôi thử trước." "Đã biết, Thẩm đạo trưởng." "Vâng, sư phụ." Sau khi Đông Nhi và Lý Trị rời đi, trường Thanh nói nhỏ với lão Thiên Cương, "Được rồi đó, bây giờ người đã đi rồi, rốt cuộc là có chuyện gì?" là ông mắc bệnh gì không thể gặp người ư không phải không phải ta mà là bệ hạ trường thanh nghe xong thì trợn trắng hai con mắt há hốc mùm kinh ngạc vừa chữa khỏi cho trường tôn hoàng hậu giờ lại đến bệ hạ ư không phải là như vậy thái y nói hoàng đế mắc bệnh động kinh luôn nói mấy lời như đừng qua đây đừng tới tìm ta lúc hoàng đế nằm trên giường bệnh đã căn dặn ta viên thiên sư mạng của trẫm e là chỉ có thẩm đạo trưởng mới có thể cứu được thần nhất định sẽ mời thẩm đạo trưởng tới sau khi ta khám qua phát hiện có quỷ tiên cuốn thân nhưng với đạo hạnh của ta không đủ để giải trừ nếu bỏ qua e là bệ hạ thời gian không còn nhiều nữa thẩm đạo trưởng xin ngài trường thanh nghe xong thì lấy tay vuốt cằm nhắm chặt mắt ông đợi đã để ta nghĩ xem trường thanh liên tưởng tới hình ảnh mình bị chém đầu mà mặt mày tím tái toát mồ hôi nghe miêu tả của lão thần côn hoàng đế hình như mắc bệnh vọng tưởng bị hại mình cũng không biết chữa thứ này chữa bệnh cho hoàng đế mà chữa không khỏi thì có thể bị chém đầu uống hồ bệnh của ngài ấy nếu thật sự là chứng vọng tưởng bị hại thì đến lúc đó coi mình thành thích khách một giây lìa đầu ngay lập tức. Mình vẫn còn trẻ, mình không muốn đi chịu chết trong mơ hồ như vậy. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì lão thiên cương hét lớn. Thẩm đạo trưởng bệ hạ biết ta muốn tới tìm ngài nên đã kỳ vọng hết trên người ngài đó. Trường thanh nghe vậy thì tím tái mặt mày chửi thầm, đúng là đồng đội ngu như heo. Bây giờ mình đi có thể sẽ bị chém chết, không đi cũng chính là thấy chết không cứu, ta thật sự cảm ơn ông đấy cơ hội lập công như vậy lại nghĩ tới tìm ta đầu tiên thẩm đạo trưởng không cần khách khí thẩm đạo trưởng bệ hạ nguy cơ sớm tối xin ngài lập tức đến nói dứt lời thì lão thiên cương lập tức lôi trường thanh đi ngay và luôn khiến cho anh ta phải bất ngờ vậy lý trị thì sao ông đưa hắn về cùng sao bệ hạ nói rồi tấn vương hiện tại còn nhỏ nên không muốn ngài ấy thấy bộ dạng bây giờ của bệ hạ lúc sau lão thiên cương dần trường thanh tới trước hai con ngựa thẩm đạo trưởng chắc biết cưỡi ngựa nhỉ ta mang một con cho ngài từ quán trọ trường thanh nhìn chằm chằm vào con ngựa thẩm mỹ hơn trăm dặm mình ngồi xe ngựa đã thấy mệt chẳng lẽ lại muốn mình cưỡi ngựa đến trường an sao thật sự là chúng ta phải cưỡi ngựa đến trường an à lão thiên cương nghe vậy thì liên tưởng ra cảnh trường thanh phi kiếm mà nghĩ bụng chẳng lẽ thẩm đạo trưởng ban đầu muốn ngựa kiếm phi hành đến trường an nhưng vì chiếu cố mình nên mới bất đắc dĩ chọn cưỡi ngựa sao ai 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 không hổ là thẩm đạo trưởng vẫn mong thẩm đạo trưởng cưỡi ngựa đến đó trường thanh nghe vậy thì nhắm chặt mắt hở một hơi thiệt dài cưỡi ngựa thì cưỡi ngựa đi may mà lúc học đại mình học đã học cưỡi ngựa rồi không đến nỗi rụt rè chẳng qua phải nói trước ta không dành cưỡi ngựa lắm tốc độ có thể không nhanh vừa nói xong thì đột nhiên từ phía xa tiếng cờ hó sủa lên gâu 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 lão thiên cương và trường thanh nghe thấy thì quay mặt nhìn sang hóa ra là tiểu hồ ly đáng yêu lần trước đến trường an không đưa mình đi cùng lần này nhất định mình phải đi theo mới được trường thanh thấy tiểu hồ ly thì liền ôm vào lòng nở ra một nụ cười tươi tắn thế nào muốn cùng ta đến thành trường an sao ẩu ẩu gâu gâu tiểu hồ ly được ôm vào lòng thì mặt mày đỏ ửng hồng đúng 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 chính là chỗ đó thoải mái quá đi mất trường thanh xoa đầu tiểu hồ ly nhẹ nhàng nói được được ta sẽ đưa ngươi đi cùng nói xong rồi thì lão thiên cương và trường thanh cùng nhau ngồi lên xe ngựa bắt đầu cuộc hành trình đi tới thành trường an viên lão sư mau dẫn đường đi trước khi đi trường thanh dặn dò tiểu hồ ly tiểu bạch sau khi đến trường an không thể nước bọt của ai cũng liếm đấy nhé biết chưa không hổ là thẩm đạo trưởng đường đường là hồ tiên chính tông của nhất mạch thanh khâu cũng không khác gì sủng vật chuyển cảnh đến hoàng cung kinh thành lão thiên cương và trường thanh đã tới trường an lão ta nắm lấy tay của cô cậu kéo vào tẩm cung nhanh như một cơn gió mau mau đi gặp bệ hạ thôi đang đi thì đột nhiên hứa gì đó khiến cho lão thiên cương và trường thanh khựng người lại nhìn chằm chằm về phía trước trước cửa tẩm cung có hai tướng quân đang canh gác hai người một người dùng giản một người dùng roi thép chắc là úy trì cung và tần quỳnh rồi quả nhiên uy vũ bá khí đang còn ngẩn ngơ thì lão thiên cương chắp tay hành lễ xin thẩm đạo trưởng thi pháp hành phục quỷ tiên giải cứu bệ hạ trường thanh nghe xong thì nói thầm mẹ kiếp lão thần côn ông kéo lão tử qua đây mà lại muốn ta tự mình vào ư ông muốn tìm người đội nồi hộ chứ gì tiểu gia đã được tẩy lễ bằng công tác tuyên truyền chống lừa đảo từ khi còn nhỏ đó đừng hòng muốn một mình ta vào nhớ hoàng đế thật sự chết hai chúng ta đội nồi cùng nhau viên thiên sư mời đi cùng ta vào ta vẫn cần ông trợ giúp vâng vâng nghe theo ngài hết khi Trường Thanh vừa bước vào thì hai vị tướng quân quay sang bàn tán, người trẻ tuổi vừa bước vào trong có vẻ không bản lĩnh gì. Trước mắt cũng không còn cách nào khác rồi, Trường Thanh bước vào phòng nhìn thấy Hoàng đế đang trong trạng thái suy sụp tinh thần toàn thân bao quanh ám khí dày đặc. Có vẻ đúng là vấn đề tinh thần, thử phương pháp trị liệu hiện đại phổ biến nhất trước xem, nghĩ xong Trường Thanh quay sang nói với Lão Thiên Cương. Viên Lão Đạo, phiền ông giúp bần đạo lấy văn phòng tứ bảo tới đây, sau đó Trường Thanh lấy viên hắc thạch đặt lên trên tờ giấy. Trường Thanh lấy ra từ đâu đó một cây bút nhìn chăm chú vào đầu ngòi, cổ ngữ có mây, người chết thành ma, ma chết thành tích. Ma sợ tích cũng như người sợ ma vậy, không hổ là thẩm đạo trưởng, không ngờ đến đá chặn giấy cũng không tầm thường, vậy mà là đá vá trời mà nữ oa nương nương vá trời để lại. Ngay sau đó Trường Thanh đưa bút lên chấm lấy mực, tiếp theo là dùng bút vẽ ngoằn ngoèo lên trang giấy, ngay sau đó một luồng khí trắng đen bốc lên trong thật kỳ dị. Tích này khi xuất hiện, bách quỷ tránh lui, Lúc này luồng khí trắng đen đó bay về phía của hoàng đế và không ngừng hấp thụ vào đan điền của hoàng đế. Luồng khí đó vây quanh lấy quỷ tiên hình rồng trước đan điền của hoàng đế, hoàng đế đau đớn trợn trắng mắt mê mẫn thất thần. Lão Thiên Cương đứng phía sau nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì há hốc mồm nói thầm, tiên nhân Diệu Pháp, Thẩm đạo trưởng quả nhiên thần thông quảng đại, đến quỷ tiên cũng không phải là đối thủ của ngài ấy. Quỷ tiên bên trong lồng ngực của hoàng đế bị sức mạnh từ luồng linh khí do Trường Thanh tạo ra phản phệ nên vô cùng đau đớn, quỷ tiên há to mồm gầm rú, tại sao tại sao một thần pháp lực của ta lại không dùng được, ngược lại bị chữ tích nhốt, ta chết oan uổng quá, Trường Thanh mỉm cười trước thành quả của mình. Hừ hừ, quả nhiên đối phó với cổ nhân mê tín phải cần đại pháp chữa trị bằng lời nói có hiệu quả nhất, sau khi quỷ tiên trong người hoàng đế chết đi thì hoàng đế cũng bừng tỉnh trợn trừng mắt. Thẩm đạo trưởng, cuối cùng ngươi cũng tới rồi, trước đó Ngụy Trinh nói đã chào hỏi với phán quan địa phủ trước rồi, đảm bảo chấm sẽ bình an. May mà nhờ có ngươi mới giúp chấm tránh được một phen đi đến địa phủ, Trường Thanh nghe vậy thì cười tít mắt chắp tay hành lễ. Bệ hạ yên tâm mọi người đều nằm trong sự kiểm soát của Bần đạo. Lý Thế Dân quả nhiên vẫn chưa khỏi, lại bắt đầu nói năng lung tung rồi, đây chính là biểu hiện của chứng mộng tưởng. Cùng lúc đó tại điện Diêm Vương, Diêm Vương đi tới đi lui bên trong đại sảnh ôm đầu lo lắng, phán quan nhận ủy thác của Ngụy Trinh đi đón Lý Thế Dân sao vẫn chưa quay lại, sẽ không phải xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ? Đang lo lắng thì đột nhiên sổ sinh tử có chuyển động, Diêm Vương quay mặt nhìn sang thì trừng mắt há mồm ngơ ngác lại chuyện gì nữa đây diêm vương bước lại nhìn chằm chằm vào sổ sinh tử mặt mày tím tái không còn chút máu nói lớn chẳng phải lý thế dân đã được định sẵn sẽ chết vào năm trinh quán thứ 11 sao tại sao lại đổi thành năm trinh quán thứ 33 chứ diêm vương tức giận đập mạnh tay xuống bản sau đó diêm vương vung tay về phía trước ngấu nghiến hai hàm răng chừng mắt to với hai đồng tử đỏ âu không thể để yên được nữa đầu trâu mặt ngựa hắc bạch vô thường ra đây vừa nghe thấy tiếng triệu hồi của diêm vương thì đầu trâu mặt ngựa và hắc bạch vô thường lập tức xuất hiện trong chớp mắt sau đó khuỵu xuống chắp tay hành lễ gặp qua diêm vương diêm vương đứng trước mặt hắc bạch vô thường và đầu trâu mặt ngựa hét lớn lý thế dân đó tự ý thay đổi số mệnh các ngươi lập tức đến trường an câu hồn phách của hắn về đây cho ta trở về với trần gian bên trong tẩm cung một lão ra bước vào chắp tay kính cẩn thẩm đạo trưởng tuy ngài đã nhốt quỷ tiên đó lại nhưng sao không diệt trừ tận gốc quỷ tiên vậy đương nhiên là bởi vì cần trị liệu bằng lời rồi hỗn đản chẳng lẽ thật sự giống như ông nói trong người lý thế dân có quỷ sao hiểu khoa học không vậy trường thanh quay mặt sang nhếch miệng cười nhẹ đáp lời nó đã bị ta chấn áp tạm thời không sao ngược lại phải hỏi bệ hạ gần đây có chuyện gì xảy ra hoàng đế nghe xong thì ôm đầu mặt mày đen kịch lại sau khi đạo trưởng đi thì ta gặp được một người trong mơ tự xưng là kinh hà long vương người đó nói với ta rằng bởi vì ta cùng đồng hương của người viên thủ thành đánh cược để thắng thắng ta đã âm thầm thay đổi thời gian và số lượng mưa hiện tại trời muốn ngụy trinh giết ta xin ngài hãy cứu ta một mạng sau khi chuyện thành công ta nhất định sẽ giúp trường an mưa thuận gió hòa vạn năm ta đồng ý với long vương đó nên mời ngụy trinh vào trong cung chơi cờ chơi cả ngày cho đến khi ngụy trên buồn ngủ và ngủ thiếp đi chưa rời khỏi một bước sau đó long vương đó hóa làm quỷ thần tới đời mạng quả nhân nói quả nhân nói không giữ lời trường thanh nghe xong như xét đánh ngang tai mặt mày tối sầm lại cơ mờ đây không phải là cốt truyện trong Tây Du Ký sao? Không đúng. Theo mình quan sát, võ lâm cao thủ trong Đại Đường không hề ít, phi diêm tẩu bích cũng rất quen thuộc. chân tướng vĩnh viễn chỉ có một, chính là có thần bất tử bất pháp muốn dọa chết hoàng đế nên cố ý làm ra. nói tới đây hoàng đế ôm ngực đau đớn nhắm chặt hai mắt. mặc dù quả nhân không hề hay biết để cho ngụy trinh giết long vương trong giấc mơ, nhưng long vương đã vi phạm thiên quy, đáng chết mà. quả nhân có gì sai chứ? Trường Thanh thấy thế thì bước lại vỗ vai hoàng đế đây quả thực không phải lỗi của bệ hạ. Cổ nhân đại đường này quá mê tín rồi, có lẽ mình nói thẳng thì bọn họ cũng sẽ không tin, phải đi con đường làm thần côn thôi. Cùng lúc đó bên ngoài cửa xuất hiện bốn luồng ủy khí đang bay thẳng vào tấm cung của hoàng đế, bốn luồng quỷ khí đáp đất và lần lượt xuất hiện ra đầu châu mặt ngựa và hắc bạch vô thường. Mặt ngựa lập tức thổi ra một luồng quỷ khí mê hồn, hai vị tướng quân ngửi phải quỷ khí mê hồn đó thì đứng hình không động đậy, đi thôi, hôm nay chúng ta câu lý thế dân về, bên trên sẽ ban thưởng, vừa bước vào tấm cung đầu trâu mặt ngựa và hắc bạch vô thường giữ người đứng hình mất năm giây trường thanh nghe thấy tiếng động về ngoảnh mặt nhìn sang nói thầm quả nhiên có phần tử bất pháp muốn bắt trói hoàng đế còn cosplay thành như vậy tưởng người khác là kẻ ngốc sao hắc bạch vô thường nhìn thấy trường thanh thì tức giận cay cú chừng mắt cắn chặt răng thốt lên chính là hắn không một chút do dự hắc bạch vô thường liền dùng binh khí đánh ra những luồng quỷ khí mãnh liệt về phía trường thanh yêu đạo nộp mạng ra đây cho ta ái trà 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 vậy mà lại là các ngươi sao Trường Thanh cầm lấy viên hắc thạch trong tay toàn thân tỏa ra linh khí rồi rào mỉm cười thầm nghĩ, nếu là cao thủ khác thì mình còn sợ mấy phần, mấy võ mèo cào của các ngươi thì chỉ gãi ngứa mà thôi. Không một chút cho chữ Trường Thanh cầm chặt hắc bạch trong tay lao thẳng về phía của tên hắc, thế nhưng tên hắc lần này đã thông minh hơn và né được một đòn của Trường Thanh mỉm cười đắc ý. Yêu đạo chẳng qua là dựa vào yêu pháp cấm pháp thuật của ta, nhưng tiểu gia chỉ dựa vào võ nghệ thì ngươi cũng không phải là đối thủ. Trường Thanh nhìn chằm chằm về phía trước thu viên hắc thạch lại gặng giọng nói, còn dám né sao tên hắc nghe xong thì trừng mắt nhếch miệng cười khinh bỉ hừ hừ chỉ là yêu đạo quả nhiên không biết võ nghệ xem ta đây vừa nói dứt câu thì điều gì đó khiến cho tên hắc bất ngờ mở to mắt sau đó là một cú đánh trí mạng đến từ vị trí của trường thành anh ta dùng viên hắc thạch tấn công trực diện vào ngực của tên hắc khiến tên hắc bị đánh bay ra xa một đòn đánh xương xương đã khiến cho tên hắc hoàn toàn ngã quỵ xuống dưới chân của trường thành anh ta đạp chân lên người của tên hắc nhếch miệng cười đều thế nào còn muốn anh với ta nữa không muốn đấu đơn hay là đấu hội đồng. Tiểu gia ta lúc nào cũng phụng bồi, chỉ là các ngươi nhìn cho rõ, tiểu tử này chính là bài học. Đối đầu với đông người phải nghĩ cách chấn áp chúng, đầu châu nhìn thấy hành động của trường thanh thì cao có khó chịu thầm nghĩ, người này trông có vẻ anh Tuấn tiêu sái. Tiêu phong đạo cốt ra thì hình như không có chỗ nào đặc biệt, trên người cũng không có bất kỳ pháp lực nào dao động, nhất suy nghĩ đầu châu đập mạnh cái đinh ba xuống nền. Sau đó đầu châu trừng mắt nhìn chằm chằm về phía trước lên tiếng, địa phủ làm việc người không phận sự xin lui, hôm nay vốn là ngày chết của lý thế dân ngươi lão rồng trên người ngươi cũng đợi tam tào đối án với ngươi vì vậy cho dù thế nào ngươi cũng không thể tiếp tục ở lại dương gian trường thanh nghe xong thì trầm mặc xuống nghĩ bụng kiêu ngạo thật sự e là người bên ngoài đã bị chúng dùng thuốc mê làm ngắt rồi đầu châu bước tới gặng giọng nói mau theo ta về đi hoàng đế nghe vậy thì vô cùng sợ hãi người đâu hộ giá hộ giá đừng lãng phí công phu nữa ngươi có thể tới đều đã ngủ rồi trước mắt các ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo con đường này thôi Nói xong đầu Châu liếc mắt nhìn sang, "Còn về ngươi, Thẩm Trường Thanh, ngươi là người tu đạo lại năm lần bảy lượt cản trở địa phủ hành sự, tội phạm thiên điều vì vậy cũng đi theo bọn ta một chuyến đi." Trường Thanh nghe xong không những không sợ hãi mà cầm chặt viên hắc thạch trong tay bên cạnh đó còn có những tia lôi điện kim quang sáng chói, đi theo cái giấm nhà ngươi ấy, "Xem ta đây." Trước sự tấn công của Trường Thanh, đầu Châu trừng ánh mắt phát ra hai luồng ánh sáng nhìn chăm chú vào hắc thạch nói trong lòng, "Hừ hừ, chỉ là thủ đoạn phàm nhân, chỉ cần tán thành âm phong." giây sau khi viên hắc thạch kia sắp đập vào mặt mình thì đầu châu mới nhận ra ơ kìa pháp lực của mình sao lại không thể điều động chứ không ổn không ổn không né được thế là kết quả đầu châu liền ăn ngay một cú trời giáng vào đầu lộn mèo mấy chục vòng đầu châu ngã phệt ra đất nhìn chằm chằm về phía của trường thanh ngơ ngác tại sao chứ rõ ràng là mình muốn né ra nhưng lại không thể đây là yêu pháp gì vậy chưa kịp ổn định đội hình thì trường thanh tiếp tục cầm viên hắc thạch lao tới chừng mắt cắn chặt răng quát lớn trong đầu cũng còn khá cứng đấy chứ nhỉ khá cùng vọng đấy chứ. Dứt câu Trường Thanh lập tức lao tới và liên tục đấm vào mặt của đầu châu, đồ gà bắp, tiểu rác rưởi, tiểu phế vật. Lưu lưu lưu, sau một hồi bị đập tơi bời thì đầu châu cũng biến thành đầu bò sữa luôn. Chuyện gì vậy? Tu vi của mình trở nên yếu đi theo ô ngôn uế ngữ của hắn sao? Chẳng lẽ là đại thần thông ngôn xuất pháp tùy sao? Nghĩ xong thì đầu châu liền ngất đi trong trạng thái đầu óc quay cuồng miệng sùi bọt mép. Cùng lúc đó tiểu hồ ly tức giận sù lông cáo lao về phía trước sủa gâu 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 vào mặt tên bạch và mặt ngựa. Trường Thanh thấy vậy thì quay sang nhìn về phía của Lão Thiên Cương, viên lão đạo, ông xem xem, ông còn không bằng tiểu bạch. Thấy ta đánh nhau còn biết giúp một tay, ồm thì, thẩm đạo trưởng uy vũ, lão đầu thật sự không nhúng được tay vào. Ngay lúc này tiểu hồ ly nổi cơn thịnh nộ bộc phát sức mạnh phía sau lưng của tiểu hồ ly xuất hiện hình ảnh uy áp của một con vĩ hồ tổ tiên của tiểu hồ ly. Tên bạch và mặt ngựa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì toát mồ hôi hột, mã diện. Đây là cái đó sao? Đúng đúng, cửu vĩ hồ, yêu tiên, hai người chúng ta e là không chơi lại. Đang còn thẫn thờ thì đột nhiên viên hắc thạch bay vào tới, xem đây, một phát trúng ngay và luôn. Thế là viên hắc thạch bay thẳng vào mặt của mặt ngựa khiến mặt ngựa bật ngửa ra phía sau, lúc này mặt ngựa kiểu, ta là ai ta đang ở đâu, ta đã làm gì sai, ta chưa đụng chạm gì mà, sau đó trường thanh bước tới nhạc viên hắc thạch lên. Anh ta hất thảy viên hắc thạch trong lòng bàn tay nhếch miệng cười đều cáng, ha ha ha, bây giờ chỉ còn lại một mình thôi mà thôi. Bá vô đây mà núc, Tên Bạch nghe vậy thì vung bàn tay run rẩy lên gắng gượng gào thét, ta liều với người. Chơi tới cục gạch với người, a a a, tên Bạch lao nhanh về phía của trường thanh như một cơn gió, nhưng có vẻ như cô cậu vẫn tự tin mà đứng im tại vị trí không thèm nhúc nhích. Không cần phải động đậy nhiều, chỉ cần khi kẻ địch lao tới thì mình chỉ cần đưa viên hắc thạch ra phản đòn một cách nhẹ nhàng mà cũng khiến đối phương phải rơi nước mắt. Chỉ cho một cái chớp mắt trường thanh đã hạ gục xong hắc bạch vô thường và đầu trâu mặt ngựa cột lại ngồi thành một cụm sau đó anh ta cúi xuống ôm lấy tiểu hồ ly lên. Hê hey hê hey đã xong, thế là trường thanh liền lật ngửa tiểu hồ ly ra xoa bụng thò lét chơ đùa khiến cho tiểu hồ ly có một cảm giác khoái lạc rậm rực trong người, tiểu bạch ngoan quá. Còn biết giúp ta nữa, lão thiên cương nhìn thấy thì quay mặt sang toát mồ hôi lên tiếng, thẩm đạo trưởng. Đầu trâu mặt ngựa này là âm soái địa phủ, hắc bạch vô thường cũng là sứ giả câu hồn của địa phủ, chúng ta đã thương bọn họ có phải sẽ không hay cho làm không? Mặc dù thực lực địa phủ bình thường nhưng dù sao là thần tiên chính thống, đằng sau họ còn có mạn thiên chư thần, thực sự không thể đắc tội. Trường Thanh nghe lời đó của lão thiên cương thì vuốt cầm thầm nghĩ, xem ý của viên lão đạo tổ chức ngầm có tên là địa phủ hình như có thực lực rất mạnh, cũng phải. Còn dám xông vào hoàng cung bắt cóc hoàng đế, thực lực quả thật không thể coi thường, nhưng đã đắc tội với địa phủ rồi vậy chỉ còn có thể ôm đùi hoàng đế thôi. Chỉ cần nhận được tín nhiệm của ông ấy, đến lúc đó lại quét sạch tà ác lần nữa, đến lúc đó đừng nói địa phủ gì đó. Cho dù là nhân gian trên trời cũng phải đội nồi cho ngươi, chẳng qua vẫn nên dùng đại pháp chữa trị bằng lời nói chữa khỏi cho hoàng đế đã, nếu không mọi thứ đều là nói suông. Nghĩ tới đây Trường Thanh bước tới trước mặt hoàng đế chắp tay cúi đầu kính cẩn, bệ hạ, những ác đồ của địa phủ đã đền tội, nhưng vẫn cần nói chi tiết chuyện quỷ tiên trong cơ thể ngài cho ta, không biết có được không? Đương nhiên là được. Vừa nói xong thì giờ đây toàn thân của hoàng đế tỏa ra những luồng tà khí tím dịm hòa quyện với luồng khí trắng xóa sau đó thì dường như có một sức mạnh nào đó nảy sinh trong cơ thể của hoàng đế khiến hoàng đế đau đớn há to mồm hét lên hự 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 à trong chớp mắt sau lưng hoàng đế xuất hiện một tàn hồn của chính mình trên đầu có hai sừng rồng nhọn hoác ánh mắt trợn trắng đầy oán khí miệng không ngừng thốt lên lời than trách oan uổng ta oan uổng ta chết oan quá trường thanh đứng đối diện nhìn thấy thì giật mình gọi lớn bệ hạ bệ hạ trường thanh nhìn về phía đầu trâu mặt ngựa thầm nghĩ vậy mà không thể giao lưu với nhân cách thứ hai của hoàng đế Xem ra muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, muốn giải quyết hoàn toàn tâm bệnh của ông ấy cần phải lợi dụng mấy tên giả thần giả quỷ này trước. Thế là Trường Thanh quay sang tát cho đầu trâu một cái méo mặt, dây sau Trường Thanh cũng ban luôn cho mặt ngựa một bạt tai cho có đôi có cặp. Đầu trâu và mặt ngựa bị đánh xong thì kiểu, ủa alo ta đã làm cái rắm gì vậy bây ơi bây. Trường Thanh khoanh tay mặt mày tối sầm lại gặng giọng nói, hai người các ngươi Bây giờ ta muốn hỏi các ngươi mấy câu, nghĩ kỹ rồi hãy trả lời nếu không ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu, nghe rõ chưa? Đầu trâu mặt ngựa nghe xong thì gật đầu lia lịa mặt mày xanh như đít nhái bất lực không dám phản kháng, nghe rõ rồi. Nghe rõ rồi, tiên trưởng, ngài cứ hỏi, trường thanh nghe xong thì bất ngờ và cho mặt ngựa một tát thốn vãi nhái. Ta là một đạo sĩ, tiên trưởng ở đâu ra chứ? Mặt ngựa trừng mắt cay cú ngấu nghiến hai hàm răng, chết tiết thật. Ông đây có thể bị giết chết nhưng không thể chịu nhục được, Đầu Châu nghe vậy thì lập tức quay sang dùng hai cái sừng của mình ủi vào mặt của mặt ngựa một cú chí mạng. Sau đó đầu Châu quay sang nói: "Thẩm đạo trưởng, Thẩm đạo trưởng, không có tiên trưởng gì hết. Ngài nói đúng." Nói xong đầu Châu liếc mắt nhìn sang mặt ngựa nhỏ giọng: "Vị trí trước mắt chúng ta có thể là một đại lão ngôn xuất pháp tùy, ít nhất cũng phải là một kim tiên truyền thế." Biết chừng mực chưa? Mặt ngựa nghe xong thì toát mồ hôi hột: "Mẹ kiếp, la lịch lớn như vậy à?" Lúc này Trường Thanh chắp tay sau đít nhắm chặt mắt đi tới đi lui kinh hà long vương gây rắc rối cho viên thủ thành để tránh cho người dân của mình bị hại có phải là sai không nghe câu hỏi của trường thanh tan hồn sau lưng hoàng đế hét lớn ta không sai mặt ngựa nghe vậy thì toát mồ hôi như mưa nói lại lời đó không sai hợp tình hợp lý tiếp theo trường thanh lấy ra cục đá hất thảy trên tay hỏi tiếp vậy viên thủ thành vì muốn có cuộc sống tốt mà đi bói mệnh cho mọi người có sai không đầu châu nhìn thấy cục đá thì trợn lòi mắt run rẩy không hề sai đầu châu vừa dứt lời thì hoàng đế bên trong cũng nhíu mày cau mặt thốt lên quả thật không sai. Nghe vậy Trường Thanh bước tới chắp tay hành lễ, bệ hạ nhân hậu, hứa sẽ cứu Long Vương nhưng cuối cùng vì không tinh thông pháp thuật nên không tra được và để Ngụy Trinh giết rồng trong giấc mơ, có sai sao? Bệ hạ tận tâm tận lực, đương nhiên không sai. Nghe vậy Trường Thanh bước ra chống nạnh mặt mày tối sầm lại, vậy các ngươi còn tới đây gây rắc rối cho bệ hạ sau còn muốn câu bệ hạ đi không? Đầu trâu mặt ngựa nghe xong như xét đánh ngang tai mặt mày tím tái mồ hôi đổ ra như suối đồng thanh đáp lời, cái đó, bọn ta sai rồi, Bọn ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Trường Thanh nghe vậy thì liếc mắt nhìn sang mặt mày xám xịt ánh mắt chứa đầy sắc khí. Hừ hừ. Coi chừng ta, đầu trâu mặt ngựa ở phía sau bất lực lo lắng. Sau khi chúng ta quay về thì phải giải thích thế nào với Diêm Vương đây? Giải thích sao? Bốn người chúng ta có thể về được tới Diêm La Điện rồi hẳn nói tiếp. Lúc này tàn hồn sau lưng hoàng đế lên tiếng, thẩm đạo trưởng. Tiểu Long biết lần này chết không phải nghi ngờ nhưng trong lòng Tiểu Long khổ lắm. Trường Thanh nghe xong thì trầm mặc xuống thở dài. Suy cho cùng, nếu có tên trong sổ sinh tử thì khó có thể thoát khỏi địa phủ, khó có thể vi phạm thiên mệnh, nghe tới đây mặt ngựa quay sang nói. Đầu châu, ta nhớ vị gia này gần đây thay đổi sổ sinh tử hai lần rồi thì phải. Câm miệng, nhiều tiên trưởng có thể nghe thấy truyền âm của chúng ta thì sao? Ngươi đừng có hại ta chứ, vừa nói dứt câu thì trường thanh quay sang nở ra một nụ cười quỷ dị. Các ngươi nói đúng không? Hai vị âm xoái đầu châu mặt ngựa của địa phủ. Đầu châu mặt ngựa nghe thấy thì giật mình hoảng hốt há hốc mùng kinh ngạc ới ới ới, nghe thấy rồi, tiên trưởng lão ra chắc chắn nghe thấy rồi. Vậy ngươi còn không mau im mùm cho ta, trường thanh quay sang nhìn hoàng đế thẩm nghĩ. Hiện tại chỉ cần thuyết phục được nhân cách Long Vương này từ bỏ trói buộc, tự nguyện biến mất. Lý thế dân hẳn là sẽ tốt hơn 70%, Long Vương. Mọi việc đều do số phận quyết định, kiếp trước ngươi đã tích lũy rất nhiều công đức. Kiếp sau cũng sẽ không đến nỗi tệ, đừng vương mắc nữa mà tự tạo thêm ác nghiệp cho mình. Tàn hồn phía sau lưng hoàng đế nghe vậy thì có chút mềm lòng mỉm cười lên tiếng. Ai, ai tiểu long thụ giáo rồi tạ thẩm đạo trưởng dạy bảo nói xong tàn hồn kia liền hóa thành uy áp của một con rồng xanh trục xuất khỏi long thể của hoàng đế mà trở về với đất trời xong việc trường thanh cũng quay người rời đi phải đi nhanh thôi đừng làm lỡ giờ ngữ khí này có vẻ là đã xong rồi nhỉ cùng lúc đó lão thiên cương bước tới ghé vào tai nói nhỏ thẩm đạo trưởng yêu long trên người bệ hạ đã trừ nhưng chúng ta nên xử lý bốn vị của địa phủ thế nào Nghe lão thiên cương nói xong trường thanh cắn chặt răng mặt mày tím tái thầm nghĩ, viên lão đạo này có phải là ngốc không? Làm sao những thần côn như chúng ta có thể làm thay được việc kết án tội phạm như thế này, muốn bị chém đầu à? Nghĩ xong trường thanh quay sang nói với lão thiên cương, tội ác này là một trong 10 tội ác ở đường luật. Nhưng cụ thể thế nào? Bệ hạ là thánh quân của một nước. Đương nhiên là do bệ hạ phán tội, hoàng đế ngồi trên giường nghe vậy thì phỉ cười. Thẩm đạo trưởng trước thì nói đi là 10 tội ác, rồi lại nói để chấm phán quyết đây là cho chấm thể diện cũng là cho cơ hội để chấm bán mặt mũi cho địa phủ đa tạ thẩm đạo trưởng chấm đã biết nên làm thế nào rồi đầu châu mặt ngựa nghe xong thì ngây người đứng nhìn mất 5 giây đầu châu thẩm đạo trưởng chuẩn bị lấy chúng ta ra làm lễ vật để lý thế dân đi bán ân tình sao câm miệng tao không muốn bị thẩm đạo trưởng chấp pháp nữa đâu lão thiên cương bước tới đỡ hoàng đế đứng dậy đi về phía trường thanh niềm nở nói thẩm đạo trưởng cứu hoàng hậu rồi lại cứu quả nhân mấy ngày nay hãy ở trong hoàng cung để chấm chuẩn bị tiệc rượu cảm tạ đại ân của đạo trưởng trường thanh nghe vậy thì nghĩ bụng thượng đạo sao cái gì gọi là thượng đạo dựa vào cái gì mà người ta được làm hoàng đế đó là biết mình muốn ôm đùi thì đưa đùi cho mình ôm nó mọi thứ đều nghe theo bệ hạ an bài một lúc sau trường nhạc công chúa bước tới niềm nở nói thẩm đạo trưởng yến hội sẽ được tổ chức vào tối nay phụ hoàng để trường nhạc đi dạo trong hoàng cung với thẩm đạo trưởng trường thanh ôm tiểu hồ ly trong tay nhỏ nhẹ đáp lời Tạ Trường Nhạc công chúa, Thẩm đạo trưởng, phía trước là ưng phường, hùng ưng bên trong cực kỳ uy vũ, ta dẫn ngài đi xem xem. Ngay sau đó Trường Nhạc công chúa dẫn Trường Thanh đến sở thú trong triều đình tham quan, nơi đây có chúa Tể Sơn Lâm, gấu đen bắc cực, đại bàng thời tiền sử, đột nhiên tiểu hồ ly bất ngờ nhảy vọt ra khỏi vòng tay của Trường Thanh với bộ mặt tức giận hùng hổ khiến cho anh ta vô cùng hoảng hốt gọi lớn: "Tiểu Bạch, tiểu Bạch." Nhưng độ nhanh của tiểu hồ ly Trường Thanh không thể nào đỡ nổi tiểu hồ ly nhảy ra rồi sau đó lần lượt nhảy lên từng cái mái nhà và sau đó mất tích luôn trường thanh hoảng loạn nhìn trước có sau mà vẫn không nhìn thấy tiểu hồ ly đâu thì thầm nghĩ thảm rồi tiểu bạch chạy loạn như vậy nhỡ cắn phải sủng vật của sủng phi nào đó thì mình và nó tàn đời rồi đột nhiên phía sau lưng thái tử lý thừa cân xuất hiện lên tiếng ái trà đây không phải là thẩm đạo trưởng diệu thủ hồi xuân sao nói xong thái tử chấp ta hành lễ trước đây là do thừa càng lo cho mẫu hậu quá nên nói năng lỗ mãng mong thẩm đạo trưởng lượng thứ Trường Thanh nghe vậy thì phải tay ra hiệu, thái độ vẫn khá thành khẩn, "Đáng tiếc thái tử chủ định mưu phản như ngươi, ta vẫn nên tránh xa thì hơn. Bần đạo chỉ là người thu kịch ở nơi vùng núi hoang dã, điện hạ không cần phải như vậy, bây giờ vẫn cần phải nhanh chóng tìm thấy tiểu Bạch, cho dù nó không cắn sủng vật của ai nhưng nếu bị sủng vật khác cắn thì cũng không tốt." Đang định rời đi thì đột nhiên tên thái giám đi bên cạnh thái tử đuổi theo hét lớn, "Đồ khốn, đứng lại đó cho ta." Thái tử Lý thừa càn đứng sau nhếch miệng cười khinh bỉ nghĩ bụng, hư hư Đúng lúc dạy dỗ tên đạo sĩ cùng vọng này một chút, Trường Thanh quay lại khoanh tay nhìn chăm chú vào tên thái giám gặng giọng hỏi ngược lại, đồ khốn mắng ai sao, đồ khốn mắng người đó. Trường Thanh nghe vậy thì dùng ngón tay út khuấy vào lỗ tai mình nhếch miệng cười khiêu khích, hóa ra đồ khốn đang mắng ta à, hề hề hề. Tên thái giám nghe xong thì tức giận xì khói đầu, liền triệu tập binh lính chỉ kiếm vào người Trường Thanh. Hộ vệ đại nội ở đâu, bắt ác nhân coi thường uy nghi hoàng gia xong vào nội viện hoàng cung này cho ta, Trường Thanh nghe xong vẫn bình thản mỉm cười mà nói: Thái tử điện hạ, hóa ra thái giám này cũng có thể đại diện cho uy nghi hoàng gia ư? Một tên binh lính nghe vậy thì trừng mắt há mồm hét lớn, to gan, còn không mau quỳ xuống. Cùng lúc đó, trường nhạc công chúa bước tới cao mày khó chịu vẻ mặt sỏ tức giận, đều lui xuống cho ta. Thẩm đạo trưởng là người được phụ hoàng không thường diện thánh không cần bái. Các ngươi muốn chết sao? Đám binh lính nghe vậy thì lần lượt quỳ xuống dưới chân của Trường Thanh dập đầu tạ tội, xin đạo trưởng hãy thứ tội. Trường Thanh mặt mày tối sầm lại, trừng mắt nhìn chằm chằm về phía trước nở một nụ cười nham nhở, "Thái tử điện hạ, Bần đạo diện thánh không cần bái lại phải quỳ trước mặt thái tử điện hạ, chả lẽ thái tử điện hạ đợi không nổi nữa muốn thay thế bệ hạ rồi sao?" Thái tử Lý Thừa càng nghe xong thì đứng không vững nữa, hai mắt nhắm chặt không mở nổi lúng túng đáp lời, "Thẩm, thẩm đạo trưởng đừng đùa kiểu này, ta sao có thể chứ?" Dứt lời thái tử liền quay sang đạp cho tên thái giám một cú vỡ mồm hộc xìo, "Đồ nói năng không cẩn thận, cút xuống tự lĩnh 80 triệu." nếu thiếu một trượng thì ngươi cứ treo cổ tự tử đi trường thanh thấy thế thì bước lại vỗ vai thái tử ai 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 thái tử điện hạ đâu cần phải như vậy chuyện này chỉ là do hắn vạ miệng không liên quan tới thái tử càng không phải lĩnh 80 mươi trượng đó không phải là đánh chết người luôn sao chỉ là gần đây bần đạo tu luyện gặp chút cản trở muốn mời thái tử giúp một việc thái tử nghe xong thì nở ra một nụ cười đều cáng thẩm nghĩ chật 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 xem ra người này cũng không khác gì những kẻ tầm thường kia chẳng qua đều vì danh lợi thẩm đạo trưởng cứu mẫu thân ta ta vốn nên báo đáp thẩm đạo trưởng cứ nói dứt lời trường thanh lập tức quay sang đạp cho tên thái giám một đạp vào mặt biến dạng ngoại hình máu mùng không ngừng trào ra ngoài đây 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 chính là chuyện này đây e he he thái tử nhìn thấy thì tức giận cắn chặt răng nhưng không làm gì được cũng không nói được lời nào trước bộ mặt nhờ nhơ của trường thanh cùng lúc đó tiểu hồ ly đi chiến đấu võ thuật đã trở về em bé liền nhào tới ôm lấy trường thanh với toàn thân đầy thương tích yêu quái trong hoàng cung đã bị ta đánh bại rồi mau khen ta đi con cờ hó nhà ngươi lại đi đánh nhau với người ta nữa rồi đúng không gâu 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 trường thanh bế tiểu hồ ly trên tay quay sang nói với trường nhạc công chúa tiểu bạch đánh nhau với sủng vật trong cung có phải chưa kịp nói xong thì trường nhạc quay sang ngắt lời thẩm đạo trường cứ yên tâm sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu sau khi trường thanh rời đi tên thái giám bước lại nắm lấy y phục của thái tử lý thừa càn hắn ta khóc sứt mướt toàn thân run rẩy gọi điện hạ vừa nói xong thái tử liền rút ra một thanh kiếm sắc bén không một chút chần trừ thái tử lý thừa càng liền đâm thẳng về phía sau lưng của tên thái giám một kiếm chí mạng máu vẫn ra tung tóe giờ đây thái tử như một tên máu lạnh giết người không nhắm mắt đụng là trụng vây thái tử cắn chặt răng mặt mày tím tái cay hết chỗ cú hay cho một tên thẩm đạo trưởng hôm nay ngươi vả mặt ta đợi ta kế vị người đầu tiên ta giết sẽ là yêu đạo nhà ngươi chuyển cảnh tới viện tử của vi quý phi vi quý phi bên trong tẩm điện tức giận tím người ôm lấy con mèo đen đầy thương tích trên người là ai to gan dám đả thương mèo đen của ta tra rõ cho ta, buổi tối dạ tiệc, bên trong đại điện một dàn vũ công múa hát náo nhiệt trước mặt hoàng đế hoàng hậu và xung quanh các vị quan, hoàng đế trên tay cầm tách trà vẻ mặt vô cùng tươi tắn. Lần này chấm suýt qua đời, may mà nhờ thẩm đạo trưởng nghịch thiên cải mệnh, kéo dài tuổi thọ của chấm thêm mấy chục năm, thẩm đạo trưởng đạo pháp thông thiên. Quy thán thần sợ, chấm kính ngươi một ly, trường thanh nghe vậy thì cầm lấy ly rượu lên niềm nở đáp lời, bần đạo không dám. Bệ hạ là thiên mệnh sở quy, thiên tâm sở quyết, công cái tam hoàng, đức áp ngũ đế cho dù không có tiểu đạo bệ hạ cũng có thể gặp giữ hóa lành thái tử ngồi phía đối diện nghe thấy những lời đó thì mặt mày đen như đít nồi nghĩ bụng hừ hừ hóa ra là vuốt móng ngựa các vị quan bên dưới nghe thấy những điều đó thì chừng mắt há hốc mồm bất ngờ hóa ra bệ hạ thật sự anh minh thần võ như vậy hoàng đế với thần sắc tràn đầy năng lượng cười lớn ha 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 hay hay có được lời này của thẩm đào trưởng chấm chết cũng không hối tiếc chúng ái khanh cũng cạn một ly đi sau một lúc chiến rượu từ lúc chiều đến bây giờ thì cũng đã đêm canh ba rồi nhưng đại điện vẫn còn sáng đèn. Lúc này Trường Thanh đã say mềm đi loạn trọng tới trước mặt Ngụy Trinh nói, ông a ông ồ, chỗ nào cũng tốt chỉ là quá coi trọng danh tiếng, cẩn thận sau khi chết, sau khi chết thì làm sao, Hoàng thượng ngồi bên trên nghe thấy những lời này thì trầm tư suy nghĩ. Thẩm đạo trưởng mượn say để tiết lộ thiên cơ cho chúng ta ư, ngẫm nghĩ xong Hoàng thượng nhìn về phía Trường Thanh lên tiếng, thẩm đạo trưởng, tuy chấm hiện giờ trị thiên hạ Thái Bình nhưng vẫn luôn cảm thấy không đủ. Không biết thẩm đạo trưởng có đề nghị gì không? Trường Thanh nghe xong thì quay sang với một bộ mặt thất thần một nụ cười ngờ nghịch. Lý Thế Dân, ta tặng ngài tám chữ. Tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên. Nói xong trường Thanh nóc ực chén rượu vào mồm, vừa uống xong thì ngã đùng ra đất ngủ ngáy khò khò khiến cho hoàng đế cũng phải bất ngờ. Sáng sớm hôm sau tại thành Trường An. Tiểu Hồ Ly nằm cuộn mình trên mặt của Trường Thanh ngủ một giấc ngon lành còn thở hồn hển ra những âm thanh khó có thể mà tả được đang say giấc thì đột nhiên trường thanh bừng tỉnh giấc mở to mắt mặt mày xanh như đít nhái không đúng cờ mờ nở hôm qua mình đã nói cái gì chứ trường thanh ngồi bật dậy ôm đầu đau nhức tiểu hồ ly cũng vì vậy mà cấm đầu xuống nền nhà tinh tinh chi hỏa khả dĩ liệu nguyên bây giờ là hoàng đế độc đoán thiên hạ nghĩ tới đây trường thanh vội vàng tóm lấy tiểu hồ ly lên sau đó anh ta vác tiểu hồ ly lên vai vắt chân lên cổ mà tháo chạy không được không được không ổn mình phải chạy mau vừa ra khỏi cửa thì trường thanh liền đụng mặt trường nhạc công chúa đã đứng chờ sẵn từ lúc nào thẩm đạo trưởng ngài tỉnh rồi sao trường thanh chuột giả mặt mày đen như đít nồi trừng mắt há hốc mồm đứng hình mất năm giây toi rồi bị chặn cửa rồi giờ đây trường thanh vô cùng sợ hãi trợn trắng hai con mắt lên toàn thân sởn gai óc bộ mặt xấu ma chê quỷ hờn a a a làm sao đây có phải bước tiếp theo sẽ bắt mình vào thiên lao không sau đó ba la bô trường thanh không dám nhìn thẳng vào mặt của trường nhạc công chúa liền quay mặt sang chỗ khác nói thầm bình tĩnh phải bình tĩnh. Thẩm trường thanh ngươi đi con đường của thần côn, vừa cứu mạng hoàng đế xong nên ông ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Thẩm đạo trưởng đau đầu sao, để ta sai người làm chút canh giải rượu hoặc chuẩn bị buổi sáng nhé. Trường thanh nghe vậy thì quay sang chuyển chủ đề. Ta đột nhiên tính được trong huyện Kinh Dương sắp xảy ra chuyện, e là không thể ở lại trường An lâu. Tìm cớ rời khỏi trường An trước, xem phản ứng của lý thế dân rồi tính tiếp, vừa nói xong thì tiếng là thất thanh vang lên. Thanh nhân đến, thẩm đại trưởng nhận trường thanh quan rồi xem ra trẫm quả nhiên rất có tiên duyên bên trong tẩm cung hoàng đế đang nói chuyện với nương tử xinh đẹp thần thiếp chúc mừng bệ hạ có được sự bảo trợ của tiên nhân tiên đế nghe xong thì khoái chí cười ha 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 một móng chân ngựa đạp mạnh xuống đất trường thanh xuất hiện với tinh thần sảng khoái không những không truy cứu lời nói sức sược của ta còn tặng ta trường thanh quan xây dựng ở ngoài thành trường an xem ra mình ôm được cái đùi của lý thế dân rồi nói xong trường thanh phi ngựa lên đường trở về sau bao dặm đường đi thì Trường Thanh cuối cùng cũng đã về tới ranh giới của huyện Kinh Dương, ngay lúc này được như phía sau của xe ngựa của Trường Thanh xuất hiện những luồng ma khí đang đuổi theo. Tại quán trọ nha hành, phu nhân đoan trang phú quý, nhưng lại muốn mua nhà ở huyện này sao, lang quân giúp ta xem xem có nơi nào yên tĩnh. Môi trường tốt chút không, bên trong quán trọ nam nhân kia trên tay cầm một cuốn sách niềm nở nói với cô nương trước mặt, sát vách nhà thẩm đạo trưởng còn trong đó, tiền thuê hơi đắt chút. Mỗi tháng 200 văn, chẳng qua đó là nơi an toàn và tốt nhất huyện rồi cô nương nghe xong thì mỉm cười đáp lời phải nghe ngóng từ lang quân chút thẩm đạo trưởng này là ai thần thông đến mức nào thật không ngờ vậy mà có diệu cảnh như vậy linh khí dồi dào đúng là hơn gấp trăm lần nơi tu luyện trước của ta cô nương này là bạch phu nhân bạch cốt tinh ngàn năm xuất thế nam nhân kia nghe thấy nhắc tới trường thanh thì ai mắc long lanh lấp lánh ca múa khen ngợi nói đến thẩm đảo trưởng thì kể ba ngày ba đêm cũng không hết nhưng ngày ấy là một thứ gì đó rất vipro chuyển cảnh tới trạch phủ của trường thanh bên ngoài viện tiếng hát thất thanh của ai đó vang lên đại hoa đừng chạy các huynh đệ tỉ muội của người đều đã tắm rửa sạch sẽ rồi nếu người không tắm thì sẽ bị ghét đó hóa ra là cậu bé lý trị đang cầm cây bàn trải đuổi theo con heo nọc la toáng loạn đại hoa ngươi đứng lại cho ta ta lấy thân phận tấn vương ra lệnh cho ngươi không được phép chạy trong lúc chạy thì đại hoa vô tình va phải bạch đông nhi đang từ trong viện bước ra khiến cô ta loạn choạng vấp ngã May mắn thay khi lúc cô ta ngã xuống thì đã đập mặt vào một thứ gì đó mà nói thầm, cảm giác thật quen thuộc. Khi Đông Nhi ngẩng mặt nhìn lên thì vô cùng mừng rỡ khi thấy người đó là Trường Thanh, thẩm đạo trưởng, ngay về rồi sao, ừm ừm về rồi đây, về rồi đây. Chiều Thanh mát tại trạch viện của Trường Thanh, Đông Nhi và Trường Thanh ngồi đối diện nhau trong khuê phòng ấm cúng. Em gái nhẹ nhàng gọi anh trai, thẩm đạo trưởng, hừm hừm gì đấy. Thẩm đạo trưởng, gần đây ta tìm được một quyển công pháp song tù sợ tu luyện xảy ra vấn đề nên cần ngài chỉ dạy một phen. Trường Thanh nghe xong thì mặt đỏ bừng bừng nói thầm. Tại sao mình lại đồng ý để Bạch Đông Nhi ngủ cùng mình mà lại để Lý Trị ngủ một mình chứ? Má hóa, kích thích như vậy ai mà chịu nổi chứ? Ehem, hèm, công pháp xong tu sao? Vậy ngươi lấy ra cho ta xem xem. Tiện chỉ bảo ngươi chút vậy. Cùng lúc đó tại trạch viện của Bạch Cốt Tinh, lúc này cô ta đang ngồi bế quan tu luyện tà khí giữa sân nhà dưới ánh trăng tròn sáng rực. Nơi này quả nhiên là phúc địa của ta, tu luyện một đêm bằng ta khổ công nửa năm trong núi. Bạch cốt tinh giơ hai ngón tay lên trước mặt niệm quyết, bạch cốt âm phong, đại đạo công thành, hoa khí nhập cốt, đốt hồn đăng ta. Khởi, sau khi bạch cốt tinh thi triển pháp lực thì liền hóa thành một bộ xương khô, trước mặt cô ta xuất hiện một vật gì đó được bao bọc bởi vòng trong yêu khí. Sắp rồi sắp rồi, chiếu cổ minh đăng đại thần thông này ta sắp. Chưa kịp nói hết thì đông nhi bên cạnh nhà riêng lên một tiếng lớn, tiếng rên đó đã làm cho bạch cốt tinh mắt tập trung tu luyện nên chiếu cổ minh đăng biến mất ngay lập tức cô ta tức giận ngấu nghiến hai hàm răng chừng mắt nhìn chằm chằm về phía trạch viện của trường thanh lải nhải là đạo sĩ nào ta nhổ vào mặt ngươi đồ hạ lưu thế là bạch cốt tinh quyết tâm tu luyện thêm một lần nữa cô ta đang hai tay lại với nhau tạo ra một ký ức ngay lập tức một luồng yêu khí tuôn ra khỏi cơ thể cô ta và tụ lại bao bọc lấy chiếu cổ minh đăng đại nghiệp sắp hoàn thành không thể xảy ra sơ suất chiếu cố minh đăng ngưng sắp thành rồi thì bạch nhi lại la lên đạo trưởng lang quân lang quân chỗ đó không được a à, thế là chiếu cổ minh đăng lại tiếp tục tan biến bạch cốt tinh tức giận cắn chặt răng lộ ra hai cái nanh dài thòn cô ta vùng dậy mái tóc sửng lên ánh mắt đỏ lõm tuôn ra hai dòng lệ khí toàn thân đều là thịt nhưng cái tay thì chỉ là bộ xương trắng đúng là cái thứ đạo sĩ vô đức thế là bạch cốt tinh ngồi lủi thủi trên tường nhà chống cầm bất lực vì chiếu cổ minh đăng lão nương đầy nhị bên cạnh vẫn không ngừng phát ra tiếng la hét của bạch đông nhi a à, đạo trưởng đau quá đau quá hai canh giờ sau bạch cốt tinh ngồi giữa sân nhà miệng lẩm bẩm cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi chắc họ đã ngủ rồi bạch cốt tinh tiếp tục trở thành bộ xương khô tiếp tục tu luyện chiếu cổ minh đăng chính là hôm nay ngưng lúc sau bạch cốt tinh cuối cùng đã tu luyện thành công chiếu cổ minh đăng đã ngưng thực ha 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 kể từ nay trên trời dưới đất chỉ có ta chưa kịp nói xong thì bạch đông nhi tiếp tục dên la ẩm ý thế là chiếu cổ minh đang lại biến mất ngay lập tức bạch cốt tinh lúc này mặt mày đen kịch lại rớt nước mắt phá đại pháp của ta hủy cơ nghiệp trăm năm của ta đạo sĩ hạ lưu thế là bạch cốt tinh tức giận liền hóa thành một bộ mặt quỷ dị hết lớn hôm nay ta sẽ đoạn hồn ngươi trong mộng đại pháp u hồn yết mộng sau khi chiến đấu 500 hiệp xong thì trường thanh và bạch đông nhi nằm xã lai trên giường cùng lúc đó thì luồng yêu khí của bạch cốt tinh đang dần dần tấn công về phía họ bạch cốt tinh hiện thân và lao nhanh về phía của trường thanh thầm nghĩ quả nhiên là đạo sĩ không có tu hành, trong phòng đến trận pháp hộ thể cũng không có. Dứt suy nghĩ Bạch Cốt Tinh liền nở ra một nụ cười nham nhở, đan hai bàn tay lại thi chuyển pháp lực, nếu là một đạo sĩ háo sắc thì để ngươi chết ở trong mộng đi. Sau đó Bạch Cốt Tinh chỉ ngón tay vào đầu Trường Thanh trước mặt anh ta luồng yêu khí lóe lên ánh sáng. Bạch Cốt Tinh đi vào giấc mộng của Trường Thanh thì thấy anh ta đang ngồi tận hưởng cuộc sống phong lưu cùng với các em gái xinh tươi hết nước chấm, và trong đám em gái cũng có Bạch Cốt Tinh luôn. Em gái bước lại kỳ cận Trường Thanh mặt đỏ ửng hồng, công tử, nô ra mệt rồi, hay là chúng ta lên lầu nghỉ ngơi đi. Ha ha ha, được được, để ngươi thân tử đạo tiêu ở trong mộng, đang là một cô gái xinh đẹp thì đột nhiên chớp mắt đã trở thành một bộ xương khô hai má ửng hồng mới chịu nha. Trường Thanh thấy thế thì mặt mày xanh như đít nhái im lặng không nói gì. Dây sau anh ta tung chiêu một phát đánh bay bộ xương khô nên không chung, được lắm, yêu nghiệt nhà ngươi cũng dám lừa bản tọa. Bản tọa nhìn một cái là biết ngươi không phải là người, dứt lời, Trường Thanh vung tay về phía trước thi triển pháp thuật, những tia sáng kim quang lóe lên đại uy thiên long bàn nhược chư phật thế tôn địa tạng bàn nhược bà ma hồng sau đó trường thanh liền trưởng luồng linh khí kim quang đó về phía của bạch cốt tinh luồng linh khí kim quang đó hóa thành một con kim long mang bạch cốt tinh bay ra khỏi trạch viện ta nhất định sẽ quay lại a à, bên trong phòng đông nhi nghe thấy tiếng động lạ thì bừng tỉnh giấc rùi rụi mắt trong mơ màng sau đó đông nhi nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho trường thanh và thế là trường thanh và em gái đông nhi ôm nhau ngủ mê man hạnh phúc ngược lại bạch trúc tinh sau khi trở về thì vỡ hộp sọ yêu khí không ngừng tuôn ra ngoài hao tổn kiệt sức hóa thành bộ xương khô ngồi trầm mặc nhìn chằm chằm xuống đất cay cú đạo sĩ phá bạch cốt pháp phân của ta thật khốn nạn được đêm nay không phải ngươi chết thì là ta chết cứ để đấy cho ta ban nãy ta thức thời không kiểm tra rơi vào mộng ở độ tuổi mạnh nhất của ngươi bây giờ ta tiến vào giấc mộng thời thơ ấu của ngươi xem ngươi thi pháp như thế nào lúc nhỏ trường thanh hay ngồi trong chùa để đọc kinh trường thanh lúc nhỏ trong có vẻ rất đáng yêu tay cầm quyển kinh mặt mì tươi cười hớn hở trong cuốn sách trên tay trường thanh là hình ảnh tôn ngộ không tiêu diệt bạch cốt tinh bằng gậy như ý sau đó bạch cốt tinh liền trở thành bộ dạng đáng yêu đứng trần dần trước mặt trường thanh gọi thấm đạo trưởng trường thanh nhìn thấy vậy liền triệu hồi ra gậy như ý không một chút ngần ngại trường thanh liền vun gậy về phía trước há to miệng lộ hàm răng sún hét lớn yêu tinh ăn một gậy của lão tôn đây gậy như ý của trường thanh lập tức dài ra đánh về phía trước xuyên thủng qua người của bạch cốt tinh sau một cú đánh bạch cốt tinh đã thân tàn ma dại tức tối thẩm mỹ tốt rất tốt Ngươi có thể phá được bắt cướp của ta một lần không? Tin ngươi có thể sống sót qua được ba lần mộng đoạt mệnh của ta. Một lúc sau đột nhiên từ ngoài cửa có một lão bà bà chống gậy bước vào gọi Tiểu Thúy Nhi à, Tiểu Thúy Nhi. Lão bà bà run rẩy hai mắt nhắm chặt lù khù đi vào bên trong miệng lẩm bẩm sao vẫn chưa về nhà thế hả Tiểu Thúy Nhi? Trường Thanh vác gậy như ý trên vai nghe thấy tiếng gọi thì quay mặt nhìn sang ngơ ngác. Bỗng nhiên lão bà bà òa khóc nước nở mở to tròn hai mắt. A a Tiểu đạo sĩ, ngươi trả lại mạng con gái ta đây. Trường Thanh thấy kỳ cua ác liền thi triển hỏa nhãn tâm kinh nhìn xuyên thế giới. Nhìn xong thì mặt mày Trường Thanh tím dịm như trái cà trừng mắt nhìn chằm chằm về lão bà bà gặng giọng nói, hừ hừ, con dám tới lửa tôn ra ra của người. Dứt lời Trường Thanh tiếp tục triệu hồi gậy như ý, không ngần ngại cu cậu liền vung gậy và đập xuống một đòn chí mạng. Ăn một gậy của lão tôn đây, bàn tay của lão bà bà chơi với trong ánh sáng kim quang lóe lên chói mắt. Dây sau bạch cốt tinh liền hóa thành quỷ khí bay vụt đi, Trường Thanh mỏ hổ không tha chỉ tay về phía trước mắng mỏ. Hừ hừ, tí nữa ngươi có phải sẽ giả dạng thành ông bạn già của ngươi đúng không? Không sợ chết thì ngươi cứ tới. Và sau một hồi dạo chơi vào giấc mộng thời bé của Trường Thanh thì Bạch Cốt Tinh trở về trong trạng thái vỡ nửa hộp sọ quỷ khí tuôn trào ra càng lúc càng nhiều hơn. Bạch Cốt Tinh ôm đầu rưng rưng nước mắt, thẩm đạo sĩ này đạo hạnh cao thâm, thật sự không chọc được. Không thể ở lại nơi này lâu, đêm nay phải mau chóng khôi phục pháp thân, sáng mai liền đi. Rất nhanh đã qua ngày hôm sau, Trường Thanh đứng trước cửa trạch viện của Bạch Cốt Tinh tập thể dục, vô tình cô ta mở cửa bước ra thấy cu cậu thì giật mình hoảng hốt bạch cốt tinh nhìn chằm chằm về phía của trường thanh mặt đỏ ửng hồng thầm nghĩ đây đây hắn chặn ở đây làm gì chẳng lẽ muốn giết mình ư đang ngẫm nghĩ thì trường thanh quay mặt sang cười tít mắt niềm nở chào hỏi good morning nhà mấy cưng chưa kịp làm gì thì bạch cốt tinh đã bỏ chạy vào viện đóng chặt cửa lại khiến trường thanh vô cùng kinh ngạc ấy 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 hàng xóm mới ngại sao bạch cốt tinh nấp sau cửa mồ hôi toát ra như mưa làm sao đây bộ dáng chào hỏi không giống như muốn giết mình nhưng chặn ở cửa nhà không để mình đi là có ý gì chưa khỏi bàng hoàng thì trường thanh bước tới gõ cửa thí chủ bần đạo ở nhà không nhiều nhờ ngài giúp đỡ bạch đông nhi bọn họ chút bần đạo ắt sẽ có trọng tạ bạch cốt tinh bên trong sợ đái ra quần nói thầm lời này của hắn là có ý gì nữa đây là muốn nhốt mình ở đây để trông nhà cho hắn sao không đúng ba tiếng gõ cửa ban nãy có thâm ý khác ba lần canh ba hắn nói có trọng tạ chẳng lẽ muốn mình nửa đêm canh ba đi tìm hắn sao tối hôm đó trường thanh đứng trước viện phòng trò chuyện với bạch đông nhi đông nhi với vẻ mặt đáng yêu khiêu gợi hai má ửng hồng ỏng a ỏng ẹo thẩm đạo trưởng đông nhi còn có rất nhiều nơi chưa hiểu cần ngài chỉ dạy xong tu cơ trường thanh với gương mặt hốc hác hai gò má hóp lại cạn kiệt sức lực tím tái mặt mày đông nhi à đêm nay bần đạo phải xem sao tu luyện trong viện ngươi vẫn nên tự nghỉ ngơi trước đi Đông Nhi nghe vậy thì tiến lại đập cặp loa to tròn vào mặt của Trường Thanh khiến anh ta không kìm được mà hai má đỏ bừng bừng. Nhưng Đông Nhi thấy đêm nay trời nhiều mây mà. Trường Thanh đã quyết tâm không song tu nữa nên quay người rời đi khiến cho em gái Đông Nhi vô cùng thất vọng. Chuyện tu hành này nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Là mình vội vàng quá rồi. Nhưng nếu không như vậy, mình thật sự sợ thẩm đạo trưởng sẽ bỏ lại một mình mình vào ngày nào đó. Trường Thanh rời đi trong gương mặt phờ phạch ánh mắt thất thần không cười nổi. Mình là người kế thừa chủ nghĩa xã hội và là người chiến thắng trên chiến trường thi tuyển sinh đại học, một cậu kỹ thuật đã quyết tâm độc thân suốt 30 năm sao lại có thể lãng phí tuổi thanh xuân của mình vào bụng phụ nữ chứ. Lúc đó tiểu hồ ly từ phía sau chạy tới nhìn trường thanh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và thèm thuồng nhan sắc của cu cậu. Trời ơi, sao thẩm đạo trưởng lại quyến rũ như vậy? Thật sự muốn cùng ngài ấy tỏ tí te le le quá. Ưm a. À. Vừa dứt suy nghĩ thì tiểu hồ ly lập tức liên tưởng ra cảnh tượng trường thanh ân cần ôm lấy mình cười ân cần với mình. Thế là em tiểu hồ ly nhảy tòn tòn hớn hở cười vô chi Ê hê hê hê. Trường Thanh lúc này thẫn thờ ngẩng mặt nhìn lên trời vẻ mặt không còn chút sức sống, lấy yêu quý tổ quốc làm vinh, lấy nguy hại tổ quốc làm hổ thẹn, lấy phục vụ nhân dân làm vinh lấy rồi bỏ nhân dân làm hổ thẹn. Trường Thanh ở giữa sân nhà miệng lẩm bẩm thì đồng thời lúc đó Bạch Cốt Tinh nhà bên cạnh cũng đứng trước một vật gì đó giữa sân nhà. Hóa ra là đang soi gương xem lại bản thân mình có beautiful girl hay không, đây hẳn là một bộ y phục đoan trang nhất của ta. Không biết có thể qua được pháp nhãn của đạo trưởng hay không, nói xong bạch cốt tinh nắm chặt bàn tay đặt lên hai trái mướp cau có nhăn nhó không đúng thẩm đạo trưởng này không giống đám tu tiên giả đó càng giống một tên du côn vô lại hơn thế là bạch cốt tinh quyết định đi vào thay cho mình một bộ y phục hoa anh đào gợi cảm khoe đủ những thứ cần khoe ưm um, ưm um, a à. thẩm đạo trưởng sau đó bạch cốt tinh đứng bên trên nhìn chằm chằm về phía của trường thanh thầm nghĩ cho dù là đồ chơi ta cũng nhận chỉ xin có thể thả ta một con đường sống thẩm đạo trưởng dứt suy nghĩ bất ngờ em gái ngã nhào từ trên cao xuống đập nguyên cái bản mặt xuống đất ngay bên cạnh trường thanh ai à, ui ui a đau 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 trường thanh nghe thấy tiếng động thì giật mình quay mặt nhìn sang chừng mắt há to mồm hét lớn là ai trường thanh nhìn thấy em gái bạch cốt tinh thì mặt mày xanh như đít nhái toát mồ hôi hột thầm nghĩ cho đùa của đại đường như vậy sao mặc đồ tình thú còn trèo tường sang viện tự của mình play ngại ngùng nữa chứ nói xong trường thanh chìa khúc gỗ vào mặt bạch cốt tinh cao có nhăn nhó la toáng lên nói mau nửa đêm canh ba ngươi không ngủ còn trèo tường qua đây làm gì bạch cốt tinh nghe xong thì ngơ con mẹ nó ngác ơ kìa không phải sáng nay ngài đập cửa ba lần nhà ta ám thị canh ba ta tới gặp ngài sao trường thanh nghe xong thì trong tiềm thức muốn đập vỡ cái bàn tức giận máu sôi hùng hục canh ba tới gặp ta sao ngươi là tôn ngộ không à coi ta là lão tổ bồ đề ư ngươi tưởng đây là tây du ký chăng trường thanh liếc mắt nhìn xuống bạch cốt tinh chẳng qua hình như sáng nay mình quả thật đã gõ cửa nhà cô ta ba lần sẽ không khiến cô ta hiểu lầm đấy chứ. Thẩm đạo trưởng, Tố Tố không nên khiêu khích ngài, đều là lỗi của Tố Tố, cho dù là trong nhà hay là thị tẩm hàng đêm Tố Tố đều nguyện ý, mong Thẩm đạo trưởng cứ trách phạt. Trường Thanh nghe xong thì mặt tái xanh không còn chút máu, trừng mắt há hốc mồm, cái gì với cái gì? Hiểu nhầm quá lớn rồi, Bạch phu nhân này sẽ không phải là cố ý giả trang thành bạn gái cùng nhiệt đấy chứ? Nữ nhân này e là đã thèm nhỏ dãi mỹ sắc của mình đã lâu, phải cẩn thận ứng phó, không thể để cô ta có hiểu nhầm quá đáng hơn thế là trường thanh vội vàng đỡ bạch cốt tinh đứng dậy nhỏ giọng e hèm phu nhân hiểu lầm rồi ban sáng ta gõ cửa chỉ là muốn chào hỏi hàng xóm thôi về sau có gì chiếu cố lẫn nhau không có ý gì khác ừm 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 bạch cốt tinh sụ mặt một đống nghĩ bụng đây là cảnh báo mình đừng có ý nghĩ quá phận sao trường thanh mỉm cười đã tiếp nhận rồi ư thế là trưởng thành choàng lên cho bạch cốt tinh một chiếc áo khoác niềm nở nói ban đêm âm khí nặng phu nhân vẫn đem về nghỉ sớm đi có áo khoác của mình cho dù giả thành bạn gái cùng nhiệt chắc cũng sẽ tạm thời có thể ứng phó nhỉ. Khi Bạch Cốt Tinh mặc áo choàng của Trường Thanh thì dường như trong cơ thể có một sức mạnh gì đó bộc phát, linh lực nồng đậm không ngừng cuốn lấy cô ta. Ngài ấy cho ta quá nhiều linh khí tinh thuần rồi, um um um. Trường Thanh thấy Bạch Cốt Tinh cứ vặn vẹo ngay trước mắt mình thì mặt mày tối sầm lại bẽn lẽn hỏi, phu nhân muốn ta tiễn người về sao? Ừm um, đúng rồi đó cưng. Trường Thanh nghe vậy thì trong thâm tâm tức giận lửa phun trào, quá đáng quá rồi. Phan dụ người phạm tội như này, sao lại ở sát vách nhà mình cơ chứ? Thế là Trường Thanh vừa đưa bạch cốt tinh về vừa lẩm bẩm mấy câu khi nãy. Lấy tôn trọng khoa học làm vinh, lấy ngu muội vô tri làm hổ thẹn. Lấy vất vả cần cù lao động làm vinh, lấy tốt giật ác mộng cực khổ làm hổ thẹn. Tiểu Hồ Ly đứng phía sau nhìn thấy cảnh tượng đó thì hai má ửng hồng thầm nghĩ. Thẩm đạo trưởng cường đại, từng thắng cả tiên thần nhưng lại luôn lễ phép lương thiện với mọi người. Thật sự là quá quyến rũ rồi, khi Trường Thanh đưa Bạch Cốt Tinh về nhà thì cũng chính là lúc chiến đấu 500 hiệp với em gái, tiếng Bạch Cốt Tinh là lối um sùm. Đừng thẩm đạo trưởng, dừng thẩm đạo trưởng, chủ nhân đừng dừng lại, a hi hi, sáng hôm sau. Trường Thanh đứng giữa viện phòng tập thể dục sau một đêm làm việc vất vả, mặt mày khô quéo cần bổ sung mặt nạ để hồi trinh à nhầm hồi xuân. Đang thất thần ngờ nghịch thì Trường Thanh nhìn thấy bóng dáng ai đó quen quen nên khựng lại, hóa ra là Bạch Cốt Tinh. Cô ta bước tới hành lễ với vẻ mặt ửng đỏ toàn thân tràn đầy năng lượng, Tố Tố gặp qua chủ nhân, đêm qua vất vả cho chủ nhân rồi. Trường Thanh nghe xong thì cúi mặt trầm ngâm tĩnh lặng không nói được lời nào, sau đó Trường Thanh ngẩng mặt lên trời ngẩn ngơ thầm nghĩ, không được, mình phải làm gì đó, không thể say mê ở trong ôn nhu, sẽ chết mất. Nghĩ xong Trường Thanh ngoảnh mặt vào nhà há to mồm ra toáng lên, "Lý Trị, mau gọi Đông Ly và Tiểu Thanh tới đây, sư phụ muốn làm chuyện lớn." Trên bàn có một cuộn sơ đồ, các người xem, đây chính là hạng mục mới mà chúng ta sẽ làm theo. Cơ sở vì quay, Trường Thanh và các em gái đứng vây quanh một cái bàn nhìn chằm chằm vào sơ đồ trước mắt. Cơ sở vịt quay sao? Trường Thanh nghe xong thì tinh thần tràn đầy năng lượng đáp lời, "Đúng vậy, xây dựng cơ sở vịt quay và mở rộng sản lượng vịt quay, sử dụng điều này như một đòn bẩy để kích thích nền kinh tế khu vực và thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế khu vực." Đông Nhi, Lý Trị, Bạch Cốt Tinh và đôi Song Long nghe những lời đó xong thì đầu óc quay cuồng, tâm thần hoảng loạn ôm đầu đồng thanh thốt lên, "Thẩm đạo trưởng, xin đừng niệm nữa." Trường Thanh thấy vậy thì tái mặt xanh toát mồ hôi hột ấy ấy, đều không hiểu gì ư. Mấy em gái và Lý Trị nghe xong thì gật đầu lia lịa. Ưm 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 ưm, Trường Thanh lập tức giơ bàn tay ra phía trước trừng mắt nhếch miệng cười đắc ý. Vậy thì quên đi, các ngươi nghe ta chỉ huy đây, Đông Ly đi tìm người đáng tin cậy. Họ sẽ là người nướng vịt của chúng ta, về sau cô hướng dẫn họ cách nướng vịt. Đông Ly đứng trước mặt một đám người nắm chặt tay lên tiếng. Phụ hoàng đã vào luân hồi, chúng ta nhất định phải tuân theo di trúc của ông ấy, ôm chặt đùi của thẩm tiên trưởng mọi thứ theo thẩm tiên trưởng như thiên lôi sai lâu đến nó đám người kia nghe xong thì lập tức nhắc lại lời đó mọi thứ theo thẩm tiên trưởng như thiên lôi sai đâu đến đó bạch tố tố cô đi thuê một số nam tử cường tráng mời họ tới giúp xây dựng cơ sở vịt quay của chúng ta tiền công cô tự định trong tiệm vịt quay vẫn còn bạc thẩm đạo trưởng rõ ràng đang kiểm tra thực lực của mình chỉ là phàm nhân mình cua tay là có thể khống chế cả nắm còn về phía bạch đông nhi thì chuẩn bị đồ ăn đừng để các công nhân bị đói thế là đông nhi cũng thực hiện nhiệm vụ bày biện bánh bao trên bàn vui vẻ hô hét bánh bao lớn đây bánh bao lớn đây các nam nhân cao to vạm vỡ và những lão trung niên cũng miệt mài làm việc người bưng gỗ người đầy cát cùng nhau xây dựng cơ sở vịt quay cho trường thanh cùng lúc đó trường thanh ngồi bên cạnh lý chị nhờ cậu bé ấn giấu tay vào một tờ giấy mà con đồ đệ ngoan của ta con phải đại diện hoàng thất ký khế ước này với sư phụ như vậy hoàng gia có thể nhận được ba phần thu nhập của cơ sở vịt quay rồi sư phụ tại sao vậy chứ Trường Thanh nghe xong thì xoa đầu Lý Trị, đứa trẻ ngốc. Chỉ có quốc kho đầy đủ thì một số chính sách quốc gia giúp đất nước thịnh vượng và an toàn mới có thể được thực hiện và nhiều người mới có thể sống tốt. Không chỉ cơ sở vịt quay, về sau kinh doanh thịt heo mà con tự tay làm ra, hoàng thất cũng sẽ có ba phần lợi nhuận. Lý Trị nghe xong thì vẻ mặt vô cùng phấn khởi mở to tròn hai mắt thốt lên, ra là vậy, khó trách đôi khi lời đề nghị của Ngụy Trinh rất hay nhưng phụ hoàng lại luôn chỉ hoãn. Chắc là vì quốc kho trống rỗng khiến phụ hoàng sầu lo, Trường Thanh nhìn thấy bộ mặt phấn khởi của Lý Chị thì tối sầm mặt nói thầm: Tốt nhất là ngươi tin thật, nếu không ta nói thật với ngươi ta là vì ôm được đùi cha ngươi là Lý Thế Dân mà cố ý tặng ông ta tiền thì chắc tiểu tử ngươi sụp đổ tam quan mất. Vừa nói dứt lời thì một bàn chân của ai đó đá đổ chậu nước. Một nam nhân ăn mặc lộng lẫy đi cùng với một đám thanh niên trai tráng bước tới la hét, đều dừng lại cho ta. Ai cho các ngươi xây nhà ở đây? Đều dừng lại cho lão Tử Mau. Nam nhân này là Hồ Lai con trai của Lý Chính ở sườn thập lý. Trước lời nói của Hồ Lai những thanh niên làm việc cho trường thanh mặc kệ phớt lờ đi lời nói đó mà vẫn miệt mài làm việc. Hồ Lai tức như điên lập tức lệnh cho mấy thanh niên trai tráng kia cầm gậy xong lên, cơ mờ nờ coi lời lão tử như gió thổi qua tai à, các huynh đệ. Cho đám chân lấm tay bùn này biết đây là địa bàn của ai, vừa nói dứt câu thì một bàn tay của ai đó giơ lên, dừng tay, đám thanh niên trai tráng nghe thấy thì quay sang. Nhìn thấy gì đó khiến cả đám trừng mắt há hốc mồm toát mồ hôi hột tím tái mặt mày sợ hãi, vừa nhìn thấy anh ta đám thanh niên trai tráng đã kiên rẻ sợ đái ra quần run rẩy gọi thẩm thẩm đạo trưởng sao trường thanh tức giận chừng mắt nhíu mày nhìn chằm chằm về phía trước hồ lai thấy vậy thì cay cú há to mồm hét lớn hắn là đạo sĩ thối giả thần giả quỷ các ngươi sợ hãi cái rắm gì chứ một thanh niên quay sang nói lão đại ngài vừa về nên không biết đạo sĩ này không phải giả thần giả quỷ quỷ trạch đó ở sườn thập lý chúng ta còn cả quỷ trạch tử sửu hạo đó ở trong huyện đều là ngài ấy phá đó đạo sĩ này có bản lĩnh vậy ư trường thanh lúc này tức giận toàn thân đầy sắc khí tiểu tử nơi này không phải là nơi ngươi làm ẩu cẩn thận rước họa vào thân đám đó hình như biết chuyện mình bắt quỷ nhiều thêm một chuyện không bằng bớt thêm một chuyện tốt nhất là lừa cho qua có vẻ như môi trường trị an ở đại đường cần được cải thiện phải cần nói chuyện với phùng chi huyện hồ lai nghe thấy thì ngấu nghiến hai hàm răng cau mặt cau mày thầm nghĩ hắn vậy mà biết tên mình là hồ lai chẳng lẽ bói trước nên biết bạch tố tố bước lên nở một nụ cười nhẹ nhàng thẩm đạo trưởng người này vô lễ như vậy hay là để tố tố giải quyết hắn trường thanh nhìn thấy mấy thanh niên kia nhìn bạch tố tố thèm thuồng thì lập tức quay sang nói ngươi đừng làm loạn thêm nữa ngươi đi giải quyết không phải là đưa dê vào miệng cọp rồi ư hồ lai nhìn thấy bạch tố tố thì chu mỏ chu mồm làm ra bộ mặt biến thái vãi nhái tiên nữ sao từ lúc nào mà huyện kinh dương lại xuất hiện mỹ nữ tư sắc bậc này vậy thẩm đạo trưởng đúng không để mỹ nhân bên cạnh ngươi bồi bổ ta một đêm ta không chỉ không gây phiền phức còn tặng ngươi bạc thế nào Trường Thanh nghe xong thì tức xanh mặt vội vàng bước tới cản lại nói thầm. Ngươi xem xem, ngươi không xuất hiện thì còn tốt hơn. Vừa xuất hiện đã hỏng chuyện, đúng là xứng với câu hồng nhan họa thủy, xem ra không tránh được một trận đánh nhau rồi. Một VS4, phần thắng quá thấp, nếu có Lý Thuần Phong ở đây thì tốt rồi. Hắn có thể đánh, vừa nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo lập tức xuất hiện phía sau lưng của Trường Thanh. Thuần Phong cầm chắc thanh kiếm trong tay nhảy vụt qua đầu Trường Thanh hét lớn. Đồ vô sỉ, Thuần Phong tức giận xù lông chó lao tới vun một cú đá về phía thanh niên kia gãy luôn hàm răng. Vậy mà dám láo xược trước mặt sư phụ của ta sao? Thuần Phong đánh thanh niên kia nằm bẹp xuống đất sau đó anh ta dậm chân lên ngực của hắn ta giơ thanh kiếm sắc nhọn ra trước mặt răng đè. Thanh niên kia nhìn thấy thì run sợ, đại hiệp tha mạng, tha mạng. À, Hồ Lai đứng bên cạnh nhìn thấy thì sợ hãi tím tái mặt mày, ngươi đừng qua đây, cha ta là lý chính. Nếu ngươi qua đây ta sẽ bắt ngươi đi gặp quan, để nửa đời sau của ngươi ở trong ngục. Vừa nói dứt câu thì phía sau lưng hồ lai một bàn chân của ai đó bước tới lên tiếng, chỉ là con trai của Lý Chính mà dám hiếp đáp đồng hương sao, hóa ra là Phùng Tri Huyện. Ông ta tức giận chỉ tay về phía trước hét lớn, hôm nay ta không chỉ muốn bắt ngươi vào ngục, còn phạt phụ thân ngươi tội quản giáo vô phương. Hồ Lai quay sang nhìn thấy thì giật mình hoảng hốt mặt mày không còn chút máu hốt lên. Phùng, Phùng Tri huyện, trường thanh nhắm chặt mắt nhíu mày chắp tay ra sau đít lên tiếng, đã nói ngươi đừng làm ẩu rồi mà. Sẽ rước họa vào thân đó, lúc sau đám thanh niên đã bị bắt thuần phong bước tới chắp tay hành lễ trước mặt trường thanh sư phụ đệ tử tới muộn để ác đồ quấy giày thanh tĩnh của sư phụ xin sư phụ trách phạt không sao đâu may là có người về kịp mau đứng dậy đi ha 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 lao động miễn phí và tay đánh của ta về rồi nói xong trường thanh quay sang nhìn phùng chi huyện gặng hỏi không biết huyện tôn đại nhân tới có việc gì thẩm đạo trưởng tám nghìn dặm trường an có việc gấp bệ hạ nói đã xây xong trường thanh quan của ngài hỏi ngài lúc nào mới nguyện ý qua đó xem Trường Thanh nghe xong thì tỏ vẻ mặt nghiêm nghị đáp lời: "Tốt lắm, tốt lắm. Đợi ta hoàn thành xong việc ở đây sẽ khởi hành đến trường An xem trường Thanh quan đó." Ngoài mặt nghiêm nghị vậy thôi chứ trong lòng vui như được mùa. Ha ha ha. Việc tốt liên tục, quả nhiên Thẩm Trường Thanh mình mới là khí vận chi tử của đại đường. Nói tới đây Phùng Chi huyện Hiếu Kỳ quay sang trừng mắt há to mồm hỏi: "Thẩm đạo trưởng công việc ở đây là sao? Bần đạo phải giữ bí mật, nửa tháng sau huyện Tôn đại nhân sẽ biết." Vài ngày sau tại công trường xây dựng cơ sở vị quay trước tiệm vịt quay có những băng chữ đỏ những băng chữ đỏ có những dòng chữ vàng kim quang tỏa ra linh khí rồi rào truyền đến toàn thân của các thanh niên đứng trước tiệm mấy thanh niên hấp thụ linh khí xong thì mặt mày ửng đỏ ôm mặt vui sướng đúng như những gì công chúa đã nói hưởng thụ vô tận đúng vậy chỉ đứng một lúc mà tôi cảm giác đã tăng được nửa năm tu vi đang hưởng thụ thì đột nhiên từ phía sau lưng đám thanh niên xuất hiện một lão già tóc bạc phơ bước tới lên tiếng hài 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 một đám không biết gì Ông lão với ánh mắt thất thần một nụ cười ngờ nghịch lộ hàm răng xuống nhìn chằm chằm về phía trước hai má ửng hồng, trong chữ này có thể ngộ đạo được đấy mấy cưng, trưởng thành. Bạch Tố Tố và Bạch Đông Nhi đứng phía sau nhìn thấy đám thanh niên và lão già đang hấp thụ linh khí từ những dòng chữ của mình viết ra thì vô cùng vui vẻ mà nói. Thấy mọi người có thể coi trọng biểu ngữ ta viết như vậy, ta yên tâm rồi, Bạch Tố Tố nghe vậy thì lên tiếng, hừ hừ, diệu ngữ tiên nhân mà thẩm tiên trưởng tự tay viết. Ta chỉ có thể nhìn hiểu ba phần, họ có thể thấy được đó là phúc khí của họ, chỉ cần thẩm đạo trưởng vui là được. Trường Thanh nghe vậy thì quay sang xoa đầu Bạch Đông Nhi, Đông Nhi, ngươi không cần chỗ nào cũng lấy ta làm chủ như vậy. Nên có suy nghĩ và sở thích riêng của mình, Bạch Tố Tố nghe thấy những lời mật ngọt đó thì đem lòng đố kỵ thầm nghĩ. Đáng ghét, bị tiểu tiện nhân này thắng một lần, quên mất thẩm đạo trưởng luôn đau lòng cho kẻ yếu hơn. Dứt suy nghĩ Bạch Tố Tố giơ hai ngón tay lên niệm quyết tụ yêu khí vào đầu hai ngón tay, Đông Nhi ngươi cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi, thái dương hoàng hoàng thái âm thương thương minh hỏa u u sở nhữ bì nang tị hỏa tập thân quyết đi thế nhưng pháp thuật mà bạch tố tố thi triển lại vô hiệu hóa không có tác dụng cô ta cay cú mặt mày tím tái toát mồ hôi sao lại như vậy chứ cùng lúc đó bất ngờ trường thanh quay sang thấy cảnh tượng trước mắt thì nhăn nhó mặt mày khó chịu thế là trường thanh liền đánh vào tay của bạch tố tố gặng giọng nói bạch tố tố đừng ngày nào cũng nghĩ tới mấy thứ tà ma ngoại đạo này làm người phải đi từng bước một lên biết chưa bạch tố tố ngay xong thì vẻ mặt trở nên hiền dịu thầm nghĩ hóa ra là như vậy là thẩm tiên trưởng không thích mình dùng pháp thuật có phải những lời này đang bảo mình hãy sống như một phàm nhân không tố 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 biết rồi trường thanh thái bộ mặt đó của bạch tố tốt thì hơi rén cái đó thật ra có phải mình quá nặng lời rồi không bạch tố tố nhìn chằm chằm trường thanh nghĩ bụng cơ hội thẩm đạo trưởng động lòng từ bi rồi thế là cô ta liền thốt lên thẩm tiên trưởng xin ngài cứ trách phạt ta đi trường thanh nghe xong thì giơ hai bàn tay ra phía trước la toáng lên dừng dùm hãy cùng ta đến công trường để xác nhận an toàn sản xuất trước đã các nữ nhân của đại đường thịnh thế này thật sự không chơi nổi toàn máu mặt thế là hai em gái tố tố đông nhi bám lấy trường thanh cùng nhau đi tố tố ngoan ngoãn đi cùng thẩm đạo trưởng thị sát công trường buổi tối lại đợi ngài trách phạt thẩm đạo trưởng công pháp song tu của đông nhi cũng cần ngài chỉ bảo thế là hai em gái bây giờ chính là tình địch con mụ điên tố tố đúng là vô liêm sĩ vậy mà dám tranh giành lãnh đạo trưởng với mình, con mền đông nhi đúng là thứ vô liêm sỉ mà. Nửa tháng sau, Trường Thanh ngồi bên trong tiệm vịt của mình bất đốc cười tươi như hoa, cơ sở vịt quay đã chính thức mở được 7-8 ngày, nếu tiếp tục với tốc độ hiện tại không đầy một năm nữa. Đông Nhi ngươi sẽ có thể cùng đạo gia ta sống trong đại viện tử của riêng mình ở thành Trường An. Em gái Đông Nhi nghe xong thì vui sướng trong lòng mặt đỏ hồng cu te phô mai que, thẩm đạo trưởng. Chỉ cần có ngài thì Đông Nhi ở đâu cũng được, ha 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 vẫn là Đông Nhi ngoan nhất, Cùng lúc đó ở bên ngoài cửa phòng, Đông Ly nghe được những lời nói của Trường Thanh thì mỉm cười thầm nghĩ. Đông Nhi muội muội là ngoan ngoãn, Đông Ly cũng có thể cố gắng nhất, tin bản thân ngươi có thể. Dứt suy nghĩ Đông Ly mở toang cửa bước vào gọi, thẩm đạo trưởng. Ta tới báo cáo, thế là vô tình em gái lại nhìn thấy cảnh tượng ân ái của Trường Thanh và Bạch Đông Nhi. Trường Thanh và em gái Đông Nhi nghe thấy thì giật mình hoảng hốt quay mặt nhìn sang. Ôi ôi ôi, Đông Ly tỉ tỉ, Đông Nhi ngại ngùng vội vàng bỏ chạy ra khỏi cửa, Đông Ly tỷ 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 nói chuyện với đạo trưởng trước đi. Muội đi nấu cơm đây. Trường Thanh ngượng nghịu cắn đầu ngón tay lên tiếng, khụ khụ, Đông Ly à, ngươi tới tìm ta là có việc gì sao? Thẩm đạo trưởng, ta tới tìm ngài báo cáo ngoan ngoãn, hừ hừ, cái gì chứ? Đông Ly mặt đỏ bừng bừng toát mồ hôi hột lúng túng, không phải, không phải, ta tới báo cáo cố gắng, ai chết tiệt, Đông Ly ngươi đang nói cái gì vậy? Không phải ngươi đã sớm đoán được mối quan hệ giữa Đông Nhi muội muội và đạo trưởng rồi sao? Trường Thanh nhìn thấy sự lúng túng của Đông Ly thì phì cười thở dài, có phải ngươi tới báo cáo với ta sổ sách ở cơ sở vịt quay hôm qua đúng không? Đông Ly nghe vậy thì lập tức cúi đầu răng sổ sách lên cho Trường Thanh, đúng đúng đúng, mời thẩm đạo trưởng xem qua, Trường Thanh ngồi xem sổ sách mỉm cười nghĩ bụng. Hóa ra Đông Ly muội tử cũng có ý đó với ta sao, ai ai ai, quá soái cũng là một nỗi khổ, đang xem thì đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó khiến cho Trường Thanh mở to tròn hai mắt. Trên số sách ghi chép khoản nhập hàng là 1.300 lượng, Trường Thanh Hiếu kỳ hỏi, sao khoản nhập hàng này lại tăng lên 3 lần? Đông Ly liền giành mạch giải thích. Người bán vịt nói không đủ vịt, tạm tăng giá lên 30%. Trường Thanh nghe xong thì vuốt cầm nhét miệng cười đều cáng. Ha ha ha, đây là thấy đạo gia ta giàu rồi nên nhìn chúng miếng bánh ngon là ta đây mà. Đông Ly nghe xong thì ngương ác, Hửm hửm bánh gì chứ? Trường Thanh nhắm chặt mắt dơ bàn tay về phía trước. Đông Ly, ngươi đi kêu những người buôn bán kia đến nói chuyện. Chỉ cần nói trong 5 giây, ta muốn số lượng vịt rất lớn, giá có thể tăng lên 50%. Để bọn hắn muốn mang bao nhiêu cũng được. Đông Ly nghe xong như xét đánh ngang tai chừng mắt há mồm bất ngờ. Trường Thanh ngồi trên ghế khoanh tay bất đốc nói tiếp. Khi rời đi hãy gọi Lý Thuần Phong tới. Ta có việc sắp xếp cho hắn làm. Ô sờ kê thẩm đạo trưởng. Nói xong Trường Thanh trầm mặt xuống vuốt cầm thẩm mỹ. Ha ha ha. Nếu các ngươi muốn động đến mệnh căn của đạo gia ta. Vậy đừng trách đạo gia ta chiêu ác. Làm sao đây? Làm sao đây? Đạo trưởng cười đáng sợ quá. Tại cơ sở vì quay của Trường Thanh, bên trong phòng trường thanh ngồi quay quanh một cái bàn ăn cùng với các vị thương nhân nào 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 vì phú quý về sau của chúng ta mời mọi người cạn ly trường thanh cầm chén rượu trên tay mặt mày đỏ bừng bừng gãi đầu lên tiếng hê 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 không giấu gì mấy vị thẩm trường sinh ta bán vịt quay đó là duy nhất ở đại đường nhưng nếu không có vịt thì ta cũng không thể lấy ra vịt quay từ không khí vì vậy chén rượu này thẩm trường sinh ta kính chư vị chính là nguồn cung cấp vịt liên tục của các ông đã giúp thẩm mỗ có được sự nghiệp cảm ơn chư vị Trường Thanh vừa nói xong thì một vị thương nhân áo xanh nâng ly lên tiếng, nào nào, thẩm đạo trưởng, ta kính ngài một ly. Không biết giao dịch lần này chưa kịp nói xong thì Trường Thanh đã bưng nguyên chung rượu lên đổ vào mồm. Không, là thẩm mũ không suy xét chu đáo, không ngờ việc huy động nhiều vịt như vậy lại gây ảnh hưởng lớn đến mọi người. Như vậy thẩm mũ sẽ tự phạt một vò. Uống xong một vò rượu thì Trường Thanh đã say mềm hai mắt sắp không mở nổi nữa mà thốt lên, chư vị yên tâm, vụ buôn bán lần này thẩm mũ nhất định nhất định là sẽ ngã gục xuống bàn ăn và ngủ khó ngay trước mặt các vị thương nhân. Mấy vị thương nhân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đó thì giật mình hoảng hốt, "Thẩm đạo trưởng, Thẩm đạo trưởng, bao giờ mới thanh toán vụ buôn bán lần này của chúng ta thế, làm sao đây? Tôi mang hơn mấy ngàn con vịt tới, đều là tiền mà người ăn ngựa nhai mỗi ngày đấy, đúng thế, nuôi vịt phải có nước. Chúng ta mang nhiều vịt như vậy tới mỗi ngày dùng nước đều là vấn đề đó, vậy phải làm sao đây? Các ông nỡ đi sao?" Trường Thanh Điếm Thúi nghe những lời đó thì nhe răng cười nham nhở hê hê hê. Ngày thứ hai, Trường Thanh đứng trên một vách núi cùng với các vị thương nhân, chư vị nhìn xem, sông núi trắng lệ của đại đường ta. Cũng không thể vì nó khuyên đảo, thẩm đào trưởng, bao giờ chúng ta mới thanh toán đây, rất nhanh đã qua ngày thứ ba, Trường Thanh tiếp tục dẫn các vị thương nhân đi dạo trên phố. Chư vị có thể nhìn xem, vị quay của nhà chúng ta được bán ở mọi tử lâu, ở đây nó được bán mỗi ngày, chúng ta có triển vọng vô hạn, à đúng đúng đúng. Thẩm đạo trưởng, bao giờ chúng ta mới thanh toán đây? Ngày thứ tư, các vị thương nhân thấy nói chuyện với trưởng thanh không được nữa thì quay sang nói với Đông Ly. Đông Ly tiểu thư, có phải thẩm đạo trưởng hối hận rồi nên không muốn thanh toán nữa không? Nếu là như vậy chúng ta đều phải đi đây. Đúng thế, vịt này ở ngoài mỗi ngày đều tiêu hao, bọn tôi cũng không trụ được nữa. Chư vị yên tâm, sư phụ ta là người nghiện rượu thích vui chơi. Đợi nhớ ra sẽ tự đến giao dịch. Đông Ly nói xong mỉm cười thầm nghĩ, thẩm đạo trưởng đúng là lợi hại, mấy tên bình thường mắt cao hơn đầu này vậy mà cũng có lúc kính cẩn với mình cho đến ngày thứ bảy các vị thương nhân không chịu được nữa thì đứng trước cửa nhà của trường thanh la hét ầm ĩ thẩm đạo trưởng vô liêm sỉ khất nợ hàng đền tiền mồ hôi xương máu cho ta đi vừa nói dứt câu thì phía sau xuất hiện một thị vệ lên tiếng dám gây sự ở trước cửa nhà thẩm đạo trưởng đám lừa đảo các ngươi không muốn sống nữa sao theo ta về nha môn một chuyến đúng vậy đúng vậy sớm đã không thuận mắt với họ rồi đúng thế đúng thế gào thét trước cửa nhà thẩm đạo trưởng như vậy ta sợ ông ta sẽ gào bay hết tiên khí mất, mau bắt đi, lão thương nhân mập mạp bị trói không cam lòng mà quay sang hét lớn. Bọn ta đang đòi nợ bình thường không phải là gây chuyện, các ngươi nên bắt thẩm trường thanh đó, câm miệng, còn dám gọi thẳng tên của thẩm đạo trưởng, chán sống à. Chuyển cảnh tới đại lao, ba lão thương nhân ngồi trong đại lao trò chuyện với nhau, làm sao đây, thẩm trường thanh này có nhân mạch không nhỏ ở huyện Kinh Dương, chỉ là một chi huyện, chúng ta ai mà không có hậu đài lớn chứ. Nhưng bây giờ chúng ta bị nhốt ở trong phòng giam chuyện bên ngoài. Chưa kịp nói xong thì đột nhiên một tên thuộc hạ hớt hải chạy vào là toáng lên. Lão ra lão ra, không hay rồi, vì của mấy nhà chúng ta đều bị quan phủ niêm phong rồi. Nói hành vi 7 ngày nay của chúng ta đáng ngờ, nghi ngờ chúng ta đang làm nhiễu loạn thị trường, độn hàng đầu cơ tích chữ, cái mẹ gì vậy chứ. Lỡ thương nhân mập mạp sững sờ đứng hình mất 5 giây, giờ phải làm sao mới tốt đây, ụp ngủ tích chữ này, cho dù là mấy vị sau lưng chúng ta cũng khó mà bảo vệ chúng ta được một lúc sau tại bến cảng gần bờ biển có một con thuyền to lớn lúc này trường thanh phùng chi huyện và các vị thương nhân đang đứng trên bờ nói chuyện với nhau thật sự xin lỗi vậy mà vì bần đạo nhất thời hưng phấn vân du hại các vị phải vào trong lao ngục ở hờ không dám không dám phùng chi huyện bước tới trầm mặc xuống nói nhỏ vào tai lão thương nhân mập mạp lần sau tới làm ăn cứ nói với bản quan ta sẽ bán theo giá thông thường giúp chư vị giữ tài sản tất nhiên tất nhiên tạm biệt hẹn gặp lại thế là các vị thương nhân lên thuyền trở về nhà Trường Thanh và Phùng Chi huyện đứng phía sau nhìn theo bóng thuyền nói, thẩm đạo trưởng, lần này bản quan giúp ngài ép giá cả, lần sau sợ rằng họ sẽ không đến nữa. Trường Thanh nghe xong thì phì cười khiến cho Phùng Chi huyện kinh ngạc, đa tạ huyện tôn đại nhân quan tâm, chắc thuần phong cũng về rồi, đến lúc đó ông sẽ tự biết đáp án. Cùng lúc đó tại huyện Nha, lúc này thuần phong đứng trước mặt nhiều người dân hô hoán lên, chư vị hương thần. Thẩm đạo trưởng vì để mọi người có cuộc sống tốt hơn nên đã đặc biệt mời tiên sinh đến từ trường An dạy mọi người nuôi vịt. Thuần Phong bê trên tay một hột vịt con đưa cho một nam nhân tươi cười nói. Thẩm đạo trưởng chuẩn bị lô vịt con đầu tiên miễn phí, tặng mọi người nuôi thử. Bên trong thì Đông Ly đang giao dịch mua dịch với một lão nương. Những con vịt trưởng thành khỏe mạnh mà các hương thân nuôi dưỡng sẽ được cơ sở vịt quay bọn ta thu mua theo giá thị trường, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Thanh toán tại chỗ, các người dân vì vậy mà đã lập ra cho trường thanh một cái bàn thờ, thẩm đạo trưởng phù hộ. Vịt năm nay vô bệnh vô tai, thuận lợi trưởng thành, cảm ơn thẩm đạo trưởng đã giúp bọn ta thoát khỏi nghèo khó. Thuần Phong và Phùng Chi huyện đứng bên trên nhìn xuống thấy những nam nhân đang chăn vịt thì an lòng mà thốt lên, thật không ngờ. Thẩm đạo trưởng không chỉ đạo pháp huyền diệu mà còn thành thạo buôn bán như vậy. Thuần Phong nghe vậy thì phì cười đáp lời, sư phụ nói trước giàu kéo sau giàu, phân phối lại tư liệu sản xuất. Diệu ngữ của đạo trưởng quả nhiên ẩn chứa huyền cơ, miệng thì nói vậy thôi nhưng Phùng Chi diện trong lòng thì toát như mưa mặt mày xanh như đít nhái, làm sao đây? Hoàn toàn nghe không hiểu, sẽ không bị Lý Thuần Phong đạo trưởng chê đấy chứ. Quan sát xong Thuần Phong quay sang nói với Phùng Chi huyện. Chuyện ở huyện Kinh Dương liền nhờ cả vào Phùng Chi huyện rồi. Sắp xếp chuyện này ổn thỏa ta cũng nên theo sư phụ về trường Thanh Quan rồi. Lý đạo trưởng yên tâm. Hạ quan nhất định sẽ cố gắng hết sức. Chuyển cảnh tới trường Thanh Quan ngoại thành Trường An. Bên dưới sân viện Trường Thanh cùng với ba em gái. Tiểu Hồ Ly và đồ đệ nhí Lý Trị đang cùng nhau tập thể dục buổi sáng. Cậu bé Lý Trị thì tập bài dẻo dai vương vai. Bạch Đông Nhi thì tập bài cơ mướp săn chắc nhưng vẫn giữ được độ đàn hồi. Tiểu Thanh thì tập bài lắc bụng dưỡng eo con kiến, Tiểu Hồ Ly thì một tay chống nạn một tay giơ lên cao đứng im một chỗ nhưng mồ hôi vẫn đổ ra nhĩ nhại. Trường Thanh vừa tập thể dục vừa vui vẻ tinh thần sảng khoái nghĩ bụng, có nhà lớn của riêng mình, có mỹ nữ bên cạnh, đây chính là thành công của đời người. Sáng sớm hôm sau tại Trường Thanh Quan, Trường Thanh bước ra khỏi cửa phòng hai tay vận động mặt cười tươi như hoa, kế hoạch một ngày bắt đầu vào buổi sáng của nhân quả nhiên không lừa mình đang vui vẻ thì đột nhiên từ ngoài cửa lão viên thủ thành chạy loạn vào quỳ xuống ngay trước mặt trường thanh khiến anh ta giật mình hoảng hốt thẩm đạo trưởng ở trên xin nhận một lạy của đệ tử lão viên thủ thành chắp tay hành lễ vẽ mặt hớn hở phấn khởi mong chờ đệ tử viên thủ thành mong thẩm đạo trưởng thu ta làm đồ đệ trường thanh nghe xong thì vội vàng bước tới đỡ lấy lão viên thủ thành lên mau đứng dậy sao đạo trưởng lại bái ta làm sư chứ trước đây chất nhi ta lý thuần phong đồ đệ của viên thiên cương trở lại trường an ta vô tình nghe thấy hai người họ luận đạo giảng đến cửu cửu chân ngôn của thẩm đạo trưởng nên cảm thấy đại đạo huyền diệu. Ta vô ý học trộm, chỉ có thể bái làm môn hạ của thẩm đạo trưởng. Nếu đạo trưởng không thu, viên mỗ chỉ có thể tự sát để thẩm đạo trưởng đạo thống. Trường Thanh nghe xong thì mặt mày tím tái toát mồ hôi. Đây, nhưng Lý Thuần Phong cũng là đồ đệ của ta. Đến lúc đó hai người các ông phải làm sao xưng hô, vừa nói dứt câu thì thanh kiếm được rút ra. Lão viên thủ thành kề kiếm vào cổ nhắm chặt mắt buông lời. Thẩm đạo trưởng không cần xoắn suýt, nếu không muốn thu viên mỗ, viên mỗ liền rời đi tìm nơi an tĩnh đợi đã đợi đã ta thu ta thu ta thu ông mà nghe vậy thì lão viên thủ thành lập tức ném cây kiếm đi và dập đầu trước mặt trường thanh lão viên thủ thành dập đầu xong thì ngẩng mặt lên vẻ mặt tươi cười hớn hở đệ tử viên thủ thành bái kiến sư phụ vừa hai lúc đó lý thuần phong đã trở về vô tình nhìn thấy lão viên thủ thành thì lên tiếng công sư sau thuần phong bước tới nhẹ nhàng hỏi sao người lại ở đây lão viên thủ thành nghe xong thì im lặng không nói gì sau đó lão ta lù khù đứng dậy thủ thành gặp qua sư huynh thuần phong nghe vậy thì lập tức quỳ xuống thuần phong gặp qua sư công trường thánh đứng phía sau nhìn thấy thì bất lực được rồi mỗi người một kiểu đúng là quá loạn trước viện phủ của trường thành người người qua lại đông đúc đột nhiên một bàn chân của ai đó hớt hải chạy vào là một nam nhân hắn ta chạy đến trước mặt trường phong và lão viên thủ thành la toáng loạn lên cứu ta cứu ta cứu ta với thanh niên áo đen chạy tới vội vàng bỏ vài đồng xu vào trong tủ gỗ thanh niên bóp chặt cổ toàn thân run rẩy mặt mày nhăn nhó đạo trưởng ngài phát lòng từ bi lão viên thủ thành nghe vậy thì liền nói với thanh niên mời tung quẻ thanh niên đau đớn cắn chặt răng liền chụp lấy mấy đồng xu thảy mạnh sau đó những đồng tiền rơi xuống và lần lượt xếp thành hình tam giác lão viên thủ thành nhìn thấy thì mặt mày tím tái thốt lên vị tiên sinh này theo quẻ này không gặp nguy hiểm đến tính mạng mà thanh niên áo đen liên tục ôm lấy cổ mình mắt nhắm mắt mở la toáng lên cái gì ta thấy các ông lừa đảo thì có Tối hôm qua ta về nhà, hôm nay vừa ra ngoài liền cảm thấy khó thở mệt mỏi. Chắc chắn đem qua ta đã đụng phải thứ gì đó bẩn thỉu. Ông còn nói ta không sao sao. Nói xong thanh niên quay sang phía cửa tiếp tục la hét. Mọi người đừng bài nữa, đừng bài nữa. Đây chính là lừa đảo dọa dạ người, không linh đầu. Lão viên thủ thành nghe xong thì tức giận chừng mắt há to mồm nói lớn. Ngươi đừng có mà nói lung tung, dựa theo quẻ tượng. Ngươi vốn dĩ không phải là chúng ta. Được rồi, thủ thành. Ông cứ để cho ta nghe vậy lão thủ thành liền lùi xuống thủ thành ngu ngốc gây phiền phức cho lão sư rồi trường thanh bước lên vẻ mặt nghiêm nghị nhất miệng cười đều chuyện này đơn giản mà thế là trường thanh bước tới đi vòng tròn quanh thanh niên kia khiến anh ta ngỡ ngàng la toáng loạn ngươi ngươi xem gì vậy đám lừa đảo các ngươi còn không cho người khác nói sao trường thanh nghe xong chỉ hỏi nhẹ một câu ngươi muốn sống hay là muốn chết thanh niên kia nghe vậy thì mặt mày đen như đít nồi hoảng sợ thanh thiên bạch nhật ngươi còn muốn giết người diệt khẩu sao sau một lúc xem xét toàn thân của thanh niên trường thanh đứng lại lên tiếng không phải ngươi nói là ngươi chúng ta sao ta hỏi ngươi muốn sống hay chết muốn sống thì cởi đồ ra đây đây là sao trường thanh tiến lại mặt mày tối sầm đầy sắc khí Trừng mắt gặng giọng nói ngươi không cởi vậy ngươi tìm người cứu mạng hay là tới đây gây chuyện thanh niên kia nghe xong thì lập tức cởi bỏ y phục của mình ra lộ body sáu múi được thôi ta cởi đợi ta cởi rồi xem các ngươi còn gì để nói trường thanh lập tức phất cái quạt trên tay xòe ra Trường Thanh thấy vậy thì mỉm cười. Hừ hừ, bây giờ có phải tốt rồi không? Vừa nói dứt câu thì thanh niên kia trừng mắt há hốc mồm kinh ngạc. À. Hắn ta nhìn chăm chú vào hai bàn tay của mình hét lên. ấy ấy ấy, thật sự tốt rồi. Sau đó Trường Thanh nhe răng cười tít mắt nói tiếp. Muốn biết chuyện gì sao? Đi dập đầu ba cái với tam thanh lão ra. Thanh niên áo đen kia nghe thấy như vậy thì lập tức nhập đầu mạnh xuống nền nhà khiến cho Trường Thanh cũng phải giật mình bất ngờ. Đập mạnh như vậy mà đầu không sao, từng luyện qua ư? Ừ. Cổ nhân vật đỉnh, đập đầu xong thanh niên kia đứng dậy bẽn lẽn hỏi đạo gia ta dập đầu rồi cởi đồ rồi ngài nói cho ta đi mặc đồ vào nhớ đừng mặc áo trên thanh niên kia nghe vậy thì quay sang nhìn vào lão viên thủ thành hiếu kỳ hỏi đạo gia có phải đồ này có tà vật gì phải không sư phụ quần áo này không hề có tà khí cũng không có pháp lực vậy do đâu thế trưởng thành nghe vậy thì ngồi xuống ghế anh ta chỉ ngón tay về phía trước phì cười các ngươi à đừng động một tí là thần thần quỷ quỷ được không làm gì có lắm thứ bẩn thỉu vậy lúc quay về thì tìm một tiệm may để nới lỏng cổ áo của ngươi rộng hơn nó quá chật đám người dân nghe xong thì há hốc mồm kinh ngạc không hiểu trường thanh đang nói gì thanh niên được chỉ dạy xong thì liền xách cái áo chạy đi đa tạ đạo trưởng cứu giúp hẹn gặp lại rất nhanh trời đã chập chiều tại trường thanh quan lão viên thủ thành đứng trước mặt trường thanh cúi đầu hành lễ sư phụ không còn sớm nữa đệ tử cáo lui trước đây trường thanh liền nắm lấy tay của lão viên thủ thành đỡ dậy sau đó anh ta tiến lại gần dặn dò trên đường về nhất định phải cẩn thận nếu sau khi trời tối mà có người gọi ông, ông nhất định phải mau chóng rời đi, đừng đáp lại. Lỡ viên thủ thành nghe xong thì vẽ mặt rõ lo lắng bẽn lẽn hỏi. Tại sao vậy? Trường Thanh nghe xong thì giơ ngón tay lên lắc qua lắc lại ra hiệu, bây giờ vẫn chưa thể nói được. Nghe vậy thì lão viên thủ thành cũng không hỏi nhiều nữa mà quay người rời đi. Vậy đệ tử xin cáo lui, sau khi lão thủ thành rời đi trường Thanh xị mặt xuống thở dài, hôm nay bói cho nhiều người như vậy khó tránh khỏi việc bói sai. Ta cũng không thể nào nói với ông là sợ có người buổi tối ụp bao tải lên ông để đánh chứ sao. Lúc này lão viên thủ thành lẽo đẽo đi về nhà. Đám binh lính canh gác nhìn thấy thì lập tức cúi đầu hành lễ, gặp qua vi trưởng lão. Bất ngờ phía sau lưng của lão thủ thành xuất hiện một luồng yêu khí xanh là cười nham nhở khà 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 khà. Lão ta nghe được thì bất giác quay đầu nhìn sang. Khi lão ta nhìn lên thì thấy luồng yêu khí màu xanh đó lan tỏa một vùng rộng trên không trung còn phát ra tiếng nói. Viên thủ thành, nghe nói ngươi bói mệnh rất chuẩn, hay là tính xem tối nay ngươi có chết ở trong tay ta không? Lão thủ thành nghe thấy thì tức giận sôi máu lập tức thi triển tâm lôi trưởng. Từ bàn tay của ông ta xuất hiện những tia lôi điện kim quang sáng chói, yêu nghiệt phương nào dám tác oai tác quái ở Trường An. Hãy đón lấy một trưởng của ta đây. Khi lão viên thủ thành trưởng chiêu thức về phía yêu khí màu xanh kia thì nó lập tức tránh ra còn lên tiếng cười nhạo, trưởng tâm lôi sao. Ta lại sợ quá cơ, kha 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 dây sau từ luồng yêu khí xuất hiện một cái đầu lâu quỷ dị đang há to mồm nhìn chằm chằm về phía lão thủ thành không ngừng chế giễu viên đạo trưởng tha mạng a à, kha 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 lão viên thủ thành tức giận nổi trận lôi đình đan hai tay lại tạo ra một kỳ ấn từ kỳ ấn một ánh sáng lóe lên kèm theo những tia lôi điện mãnh liệt kim quanh tốc hiện phúc hộ chân nhân ngay lập tức một luồng linh khí kim quang giáng xuống tạo ra một quả cầu kết giới ngăn chặn luồng yêu khí kia xâm nhập lão thủ thành trừng mắt cau mày nhìn chằm chằm về phía trước đám chuột nhát chẳng qua cũng chỉ có vậy vừa nói dứt câu thì luồng yêu khí màu xanh bắt đầu xâm nhập vào kết giới của lão sức mạnh của luồng yêu khí đã phản phệ lại khiến cho lão viên thủ thành thổ huyết ngay lập tức luồng yêu khí kia thấy vậy thì lập tức đáp đất cười nhạo khà 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 cay 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 từ luồng yêu khí đó xuất hiện một ả ma nữ với đôi mắt đen xì miệng thâm như miếng thịt bò thủ thành đạo nhân trường an tha mạng a tha mạng của ngươi đừng đánh với ta Khà khà kha dịch quỷ sao dịch quỷ bay về phía của lão thủ thành không ngờ thủ thành đạo trưởng lại biết dịch quỷ nhỏ nhoi như ta ngại quá ngại quá khà 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 lão thủ thành bị chọc quê nãy giờ thì cây cú nhíu chặt cặp chân mày lại hôm nay cho dù bần đạo đồng quân vô tận với ngươi cũng tuyệt đối không để ngươi gây họa với bách tính đại đường dứt lời lão thủ thành liền vùng dậy phun máu về phía dịch quỷ ngay lập tức ả ta đã giảm hóa sức mạnh mà trở về thành luồng yêu khí sau đó ả ta tiếp tục dùng yêu khí để vây quanh kết giới của lão thủ thành khà 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 vô dụng thôi lão thủ thành không bỏ cuộc lập tức khi chuyển pháp lực lôi đỉnh mãnh lại thao nhân tinh linh hách hách hoàng diệu can khôn đồng minh hóa ra sư phụ đã dự liệu được chuyện này nên lúc đó mới nhắc nhở mình sao giờ đây mặt của lão viên thủ thành xuất hiện những sợi gân nổi khu trừ ngũ ôn phù đáo phụng hành bất đắc kê riêng đáng tiếc ngộ tính không đủ chưa thể lĩnh ngộ nên mới có đại nạn như thế dứt suy nghĩ lão ta nỗi cơn thịnh nộ cắn chặt răng trợn trắng hai con mắt tiếp tục thi triển pháp lực vi phù nghịch mệnh thượng hữu hiến hình lập vọng lôi thần đại hiển uy linh cấp cấp sư phụ đệ tử chỉ có thể báo đáp đại ân đại đức của người vào kiếp sau thôi trong lúc thập tử nhất sinh thì đột nhiên bạch tố tốt hiện hết lớn viên đạo trưởng xin thu tay bạch tố tố ngấu nghiến hai hàm răng cau có khó chịu để ta tới xử lý con quỷ cái này cho đừng tự hại tính mạng của mình lão viên thủ thành nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc bạch phu nhân sao là sư phụ gọi cô đến sao nếu không thì sao ta sẽ để ý lão già như ông ư vừa nhìn thấy bạch tố tốt thì lùn yêu khí kia lập tức đáp đất ừm hửm bạch tố tố sao dịch quỷ lập tức hóa thành hình người đứng trước mặt bạch tố tố gặng giọng nói trăm năm không gặp ngươi càng ngày càng đẹp nha dịch quỷ ngươi chọc phải sự tồn tại không nên chọc rồi dịch quỷ nghe xong thì thè lưỡi thèm thuồng cười nham nhở bạch tố tố ta nhớ ngươi còn có dáng vẻ của một thư sinh không bằng đêm nay chúng ta bạch tố tố nghe xong thì tức giận đôi mắt đen kịch tuôn ra hai luồng lệ khí hét lớn láo xược bạch tố tố ngươi vô tình quá, chật chật, từ lúc bắt đầu đến giờ luôn có ý đồ dùng dịch khí xâm nhập lên pháp thân ta. Còn không biết ngại mà nói sao, Bạch Tố Tố nổi trận lôi đình thi triển cửu tử âm quỷ. Dây sau hàng loạt đầu lâu xuất hiện, Bạch Tố Tố liền hạ lệnh. Nghe mệnh lệnh thì tất cả các đầu lâu bắt đầu hút hết luồng yêu khí màu xanh kia, những cái đầu lâu hát đói liên tục hút luồn yêu khí không ngừng. Hút hết luồng yêu khí thì ả à dịch quỷ xuất hiện, thứ gì đó không ngừng cắn lên toàn thân của ả à ta khiến ả à ta vô cùng đau đớn hát to mồm trợn trừng mắt không chịu nổi nữa à ta lập tức chuồn đi, Bạch Tố Tố ngươi đợi đấy cho ta, ta sẽ báo thủ, dám phá pháp lực của bà đây. Bạch Tố Tố nghe vậy thì tức giận thốt lên, dịch quỷ, chúng ta cũng từng là đồng tu. Nghe lời khuyên của ta, quay đầu là bờ, Bạch Phu Nhân. Cứ thả nó đi vậy ư, Bạch Tố Tố nghe vậy thì trả lời qua loa, ai ai ai. Hy vọng cô ta có thể thay đổi, điều quan trọng bây giờ là đưa ông an toàn về nhà, đừng để sư phụ ông lo lắng. Là ta vô năng, cùng lúc đó tại trường thanh quan, Lúc này Trường Thanh đang đứng bên ngoài cửa sổ vẽ mặt khó chịu nói thầm. Hình như bên ngoài có tiếng chuột, mình để Bạch Tố Tố ra ngoài xem xem, sao lâu như vậy vẫn chưa thấy quay lại. Sáng hôm sau, Trường Thanh bước ra khỏi phòng trong tinh thần sảng khoái vươn vai uốn mình tập thể dục, kế hoạch một năm bắt đầu từ mùa xuân. Kế hoạch một ngày bắt đầu từ buổi sáng, bất ngờ lão thủ thành từ đâu bay ra quỳ xuống dập đầu dưới chân Trường Thanh, đa tạ ân cứu mạng của sư phụ. Sau đó lão ta ngẩng đầu dậy vẻ mặt tươi cười hớn hở, tối qua đệ tử gặp đánh lén nếu không phải sư phụ ra tay chỉ điểm thì e là mất mạng rồi trường thanh lập tức liên tưởng ra hình ảnh lão ta bị trùng bao tải và bị đánh bằng gậy bóng chảy nghĩ bụng xem ra là thật sự không bối chuẩn nên bị người ta đánh úp nghĩ xong trường thanh liền lập tức đỡ lão thủ thành đứng dậy đứng dậy đi đều là chuyện nhỏ hôm nay ông cẩn thận chút là được lão ta nhìn trường thanh sợ hãi toát mồ hôi nói thầm hôm nay còn phải cẩn thận trừ khi hôm nay mình còn có nguy hiểm sao trường thanh quay người rời đi không quên căn dặn Ta nói hôm nay ông đừng bói cho người khác nữa, cứ ngồi yên đấy nghe ta sắp xếp. Lão Thủ Thành nghe vậy thì lập tức đồng ý, Trường Thanh nhắm chặt mắt nói trong lòng. Ngày đầu tiên bói đã bị người ta ụp bao đánh, để ông bói thêm ngày nữa e là sẽ có người phá Trường Thanh quan của ta quá, chuyển cảnh tới một khu rừng cây cối rậm rạp. Trên không trung xuất hiện một luồng quỷ khí đang bay lượn, luồng quỷ khí đó đáp xuống ngay bên cạnh một cái lưu giữa khu rừng, luồng quỷ khí đó không ai khác đó chính là dịch quỷ. Cô ta hóa hình người vẻ mặt tươi cười gọi, nào nào nào, đây là bảo bối mà những tên đó cho ta có nó các ngươi có thể hoạt động tự do dưới ánh mặt trời nói xong ả à, ta lập tức ném hai sợi dây chuyền xuống lu nước trước mặt dòng nước trong cái lu quấn lấy sợi dây chuyền dây sau từ bên trong cái lu chui ra cái đầu của một con quỷ cái đầu quỷ đó dần dần biến thành hình người hoàn toàn đã vậy còn thừa cân đây được gọi là quỷ trong vạc a à đại kha kha ha ha dịch quỷ đông ra ngươi mới tìm đúng là hào phóng thứ này đúng là tốt nói đi chúng ta phải chỉnh giết ai vừa nói dứt câu thì phía sau xuất hiện bóng dáng của ai đó lên tiếng. Mặc kệ là ai, cứ giết là được, trước thì xuất hiện con quỷ thừa cân sau lại xuất hiện một con quỷ suy dinh dưỡng. Đây được gọi là quỷ chết đuối, yến tư nề, quỷ dịch bước tới thẻ cái lưỡi dài ngoàng liếm vào cái bờ tường của quỷ chết đuối. Quả nhiên là muội hiểu ta nhất, yến muội muội lần này chúng ta phải giết là bạch cốt tinh ngàn năm đó. Còn có chủ tử mới đằng sau của cô ta, ba con quỷ cụm lại nói bóng nói gió kể chuyện này chuyện kia cười khúc khích vang động cả khu rừng đám đó còn thách thức ta nhưng ta thích kha 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 cùng lúc đó tại trường thanh quan người người ra vào phủ rất nhiều a đại đứng giữa đám người chỉ tay về phía trước mặt mày nhăn nhó như đống cứt hét lớn bạch cốt tinh cùng với chủ tử mới của ngươi ra đây chịu chết đám người dân nghe thấy thì bắt đầu bàn tán trời ơi có người tới gây phiền phức cho thẩm tiên nhân ư ngươi xem ba người này đâu giống người đâu chứ chắc chắn là ba yêu quái thế mà lại có một thanh nhìn con quỷ mắt hóa trái tim nhưng ta cảm thấy ra có thể Thanh niên vừa nói xong thì các nam nhân khác lập tức né tránh như kiểu sợ bị nhiễm Covid Corona. Trường Thanh cùng các em gái từ trong phủ bước ra há to mồm hét lớn. Ai dám tới trường Thanh quan của ta gây chuyện, các ngươi có biết thiên uy không thể phạm không? Đây là đạo quan mà hoàng đế ngự ban. Ngươi có tin gây chuyện thì hoàng đế sẽ diệt toàn bộ môn của các ngươi không? Thuần Phong nghe vậy thì quay sang truyền âm cho lão thủ thành. Nghe thấy chưa? Thiên uy. Sư phụ vậy mà có thể so mình với thiên uy. Chẳng trách yêu long địa phủ đó cũng chỉ dám giận không dám nói với sư phụ hóa ra thân phận của sư phụ còn kinh người hơn ta tưởng tượng. Quỷ A đại vun cây gậy bóng chảy của mình về phía trước la toang toát, bọn ta tìm ngươi và bạch cốt tinh đó, liên quan gì đến thiên uy. Không muốn chết quá thảm thì ngoan ngoãn nhận của ta một gậy, chết còn thống khoái chút. Phía sau, dịch quỷ giơ hai ngón tay lên niệm quyết. Yêu khí toàn thân tuôn ra dữ dội, người này vậy mà dám so mình với thiên uy ư, xem ra phải để lại cho mình một đường sống trước. Sau một hồi thi triển pháp thuật thì dịch quỷ nhận ra, chuyện gì vậy, bệnh khí quỷ vực của mình vậy mà không thi triển được sao á à đù bất ngờ nha ông già cùng lúc đó bạch tố tố bước lên nhẹ nhàng nói chủ nhân chuyện nữ lưu giao cho bọn ta tới xử lý đi đôi song long đứng phía sau cũng đồng thanh lên tiếng mong thẩm đạo trưởng thành toàn trường thanh nghe vậy thì cũng không còn cách nào khác lập tức đồng ý đi đi chú ý an toàn xem ra là chuyện cũ trước kia của tố tố nên cô ta không muốn mình nhúng tay vào bạch tố tốt cùng với đông ly bước ra từ từ đi về phía của đám người dịch quỷ chưa kịp động thủ thì bọn người của dịch hủy đã điên cuồng lao tới dùng yêu khí tấn công về phía trước đám người của bạch tố tố thấy vậy thì cũng lập tức ra đòn phản công cầm gậy lao tới trường thanh ngồi chính giữa xem kịch hay của các em gái thế nhưng đột nhiên một thế lực nào đó khiến các em gái lại đứng im bất động Cô cậu vô cùng bất ngờ ủa là sao lúc này bạch tố tố trừng mắt nhìn chằm chằm về phía trước sau đó cô ta nhào tới tóm lấy dịch quỷ hét lớn đi chết đi cho ta này 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 ngươi định làm gì ta thế Tiếp đó tiểu thanh trong một giây tóm gọn quỷ suy dinh dưỡng. Chịu chết dưới tay bà đây đi, đậu xanh, tại sao pháp thuật của ta không có hiệu quả vậy chứ? Cùng lúc đó, một mũi thương lao tới hất bay cây gậy bóng chảy. Đông ly cầm cây thương lao tới nhấm mũi thương trực diện vào bụng của quỷ thừa cân hét lớn. Yêu nghiệt, chịu chết dưới mũi thương này của bà đây đi, sắp giết được rồi thì đột nhiên trường thanh lên tiếng, bắt sống. Thế là đông ly lập tức lật bài, cô ta vun thương lên cao đập mạnh xuống đầu quỷ thừa cân một phát chí mạng. Thế là sau một hồi lúc chiến đấu không đổ một giọt mồ hôi thì cuối cùng cũng đã tóm gọn được đám quỷ, thẩm đạo trưởng, đã chế phục mấy yêu nghiệt, chúng ta xử lý thế nào đây? Trường Thanh nghe xong thì giơ tay lên cao nói, tất cả đều do tố tố làm chủ, ta mệt rồi, về nghỉ ngơi đây. Trường Thanh vắng mặt nhìn lên bầu trời xanh nói thầm trong lòng, ai ai ai, mỗi người đều có quá khứ không muốn người khác biết. Sau khi trói ba à quỷ quái trụng lại một chỗ thì bạch tố tố quay sang nói với lão thủ thành, viên đạo trưởng, ba yêu nghiệt này đều là quỷ bọn ta đã dùng cấp chế khống chế phiền ông bắt về khâm thiên giám để thẩm vấn vâng đệ tử tuân mệnh một lúc sau ba con quỷ bị thu vào túi chữ vật mang trên đai lưng của lão thủ thành đáng ghét thả bọn ta ra lão thủ thành phi ngựa thật nhanh miệng lẩm bẩm cần phải mau chóng đưa ba yêu nghiệt này tới khâm thiên giám phi được một trận đường thì cuối cùng ông ta cũng đã tới trước cổng của khâm thiên giám chính là phía trước rồi đột nhiên một luồng khí màu vàng tấn công vào một nhánh cây sau đó từ đâu bay tới một con quỷ đầu mèo tấn công về phía của lão thủ thành khiến ông ta chừng mắt kinh ngạc hết lớn không ổn lại có đánh lén rồi thế nhưng con yêu quái đầu mèo này không đánh lão thủ thành mà lại luồn xuống đầu ngựa cười nham nhở viên thủ thành đã lâu rồi không gặp nhỉ sau đó mụ ta khều lấy túi chữ vật trên đai lưng của lão thủ thành và thế là ba à quỷ quái điên loạn kia đã được thả ra khà 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 viên đạo trưởng ngươi không ngờ ta còn có hậu chiêu đúng không Thế là ba con quỷ bay lơ lửng giữa không trung vươn mắt nhìn chằm chằm về phía của lão thủ thành gặng giọng nói. Chọc vào ta thì sẽ phải trả giá, lên hết cho ta, cùng nhau giết chết hắn. Lão thủ thành cảm thấy không ổn lập tức thi triển pháp lực tạo ra những tia lôi điện trong lòng bàn tay phản công đám quỷ. Sư phụ quả nhiên dự liệu như thần, hôm nay vậy mà thật sự có nguy hiểm. Thế nhưng quỷ đầu mèo đã dở trò mà dùng quỷ khí tấn công từ phía sau lão thủ thành. À quỷ đầu mèo đánh một đòn toàn lực trực diện vào đầu của lão thủ thành khiến ông ta trợn trừng mắt cắn chặt răng, lần này thật sự không trốn được rồi. Dịch quỷ thấy vậy thì cũng lao tới như điên góp vui, kha 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 kha, đại nhân, giao hắn cho ta đi, ta muốn giết chết hắn. Vừa nói dứt câu thì quỷ đầu mèo lên tiếng, dừng tay, quỷ đầu mèo trừng mắt nhìn chầm chầm xuống dịch quỷ gặng giọng nói, ta giữ mạng của hắn vì còn có chỗ dùng. Dịch quỷ thấy vẻ mặt đó của quỷ đầu mèo thì rén ngang lập tức khép nép kiêng rẻ, à à vâng vâng. Quỷ đầu mèo trừng mắt cau mày cau mặt khó chịu hỏi, dịch quỷ, chuyện mà ta bảo ngươi làm ba ngày trước thế nào rồi, Dịch quỷ nhớ lại, dịch quỷ, chỉ cần ngươi phát tán ôn dịch thành công, ta hứa sẽ cho ngươi hai nghìn hán tử trong quân tinh tráng dũng mãnh làm lưu đỉnh, để ngươi tu luyện. Dịch quỷ nhớ ra thì sợ hải cắn chặt răng lúng túng, cái này, à ta liền lập tức quỳ xuống dưới chân của mụ đầu mèo. Đại nhân, ngài cho ta thêm chút thời gian, ta đảm bảo sẽ hoàn thành việc, à đầu mèo kia nghe vậy thì giơ một ngón tay lên ra hiệu. Thế thì cho ngươi thêm một ngày, nếu không thì chết không toàn thây với ta sau đó, dứt lời ở đầu mèo lập tức mang lão thủ thành rời đi để lại hai luồng yêu khí tím mộng mơ lúc này bên cạnh của quỷ suy dinh dưỡng xuất hiện oan hồn trồi lên thốt ra tiếng nói cô ta là ai đúng là khốn kiếp này 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 thứ gì không nên hỏi thì đừng hỏi đêm đó dịch quỷ lang thang trong rừng vừa đi vừa nói trong lòng ai 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 xem ra đêm nay phải hành động thôi đại nhân trong cung sớm đã không đợi được nữa rồi giữa đêm canh ba ở thành trường an dịch quỷ đi khắp tất cả các nơi trên thành trường an để phát tác ôn dịch Đầu tiên là nhà của một thư sinh đang học bài, học nhi thì tập chi, bất diệt nhạc hồ. Nhà tiếp theo là căn phòng của một đôi cầu nam nữ đang tìm kiếm nồi giống, thư sinh cách vách ồn ào quá, nửa đêm canh ba còn đọc sách, phu nhân bình tĩnh. Chúng ta đổi tư thế khác, tiếp đó là thổi vào nhà của hai mẹ con đang ôm nhau ngủ ngon lành, rất nhanh đã sáng sớm ngày hôm sau. Ngoài thành các người dân toàn thân run rẩy tay ôm bụng tay ôm mông không ngừng rên rỉ, ai ra, ai ra, tới nữa rồi tới nữa rồi một thanh niên ôm bụng chừng mắt toát mồ hôi hai chân bụng chật la làng chấn động nhà xí ta cần đi nhà xí thanh niên vội vàng cắm đầu cắm cổ chạy cùng lúc đó trường thanh cũng từ lối hẻm đi ra này 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 tránh ra chút tránh ra chút thanh niên kia vội vàng quá liền đâm vào người của trường thanh thế là thanh niên không chịu nỗi nữa mà phọt cớt dạng lỏng ra ngoài xem tới khúc này mà các bạn đang ăn cơm thì cũng không phải lỗi của ad đâu nha sau khi giải tỏa được nỗi buồn thì thanh niên làm ra bộ mặt thỏa mãn thốt lên bây giờ không cần nữa rồi sau đó thanh niên ngã quỵ xuống đất trường thanh thấy vậy thì vội vàng bước tới hỏi thăm này 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 ngươi không sao chứ lúc sau trường thanh nhìn mọi thứ xung quanh thì sững sờ thẩm mỹ kỳ lạ người trong thành trường an hôm nay sao vậy chứ trường thanh liếc mắt nhìn ra phía sau thì thấy một thanh niên khác cởi quần ẻ tại chỗ trên đường mà cởi quần đi nặng cũng mắc vệ sinh quá rồi thế là trường thành lập tức nắm chặt mắt lờ đi quên đi không quản chuyện thừa mình vẫn nên đi tìm tôn tư mặc bàn chuyện buôn bán dược liệu cùng lúc đó dịch hủy ngồi bên trên mái nhà quan sát xuống bên dưới thì nở ra một nụ cười hài lòng khà 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 xem ra tối qua đã phát tán ôn dịch rất thành công không bao lâu nữa cả thành trường an sẽ bị luân hãm đang vui mừng thì đột nhiên một tiếng nói to vang lên khiến cho dịch quỷ tắt cười cơ thể không thoải mái thì tới đây thần y cung đình tới khám cho mọi người đây tôn thần y nghe nói trong thành trường an xảy ra bệnh lạ đặc biệt tới khám cho mọi người đám người dân nghe thấy rêu giao thì tụ tập đông đúc với vẻ mặt vô cùng vui mừng đều qua đây đi tốt quá rồi tốt quá rồi có thần y xuất mã chắc chắn có thuốc trừ bệnh một thanh niên ngồi vào bàn ngay trước mặt lão tôn tư mặc thành khẩn khai bệnh thần y ta bị nôn mửa và tiêu chảy từ tối qua đến giờ sắp ngất rồi lão tôn tư mặc nghe xong quay sang nhìn thấy sắc mặt hốc hác của đám người dân thì nói thầm sắc mặt của những người này và tình trạng bệnh chứng bệnh này rất giống ôn dịch để mình nhìn kỹ xem thế là lão tôn tư mặc lập tức bắt mạch cho thanh niên kia bắt mạch xong đột nhiên lão tôn tư mặc toàn thân run rẩy mặt mày tối sầm lại kỳ lạ đây thật sự chỉ là ôn dịch sao ta chỉ là bắt mạch thôi mà tại sao toàn thân lại giận người vậy có cảm giác tà khí nhập thể thấy lão tư mặc không nói gì thì thanh niên kia vội vàng hỏi thần y ta mắc bệnh gì vậy có cách chữa không lão ta lúng túng không biết trả lời thế là mấy người dân đứng phía sau cũng hô hoán lên toi rồi ngay cả thần y cũng bó tay chúng ta chết chắc rồi ta không muốn chết đâu ai có thể cứu ta với hu 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 đám người dân đang buồn bã thì trường thanh xuất hiện nở ra một nụ cười tự tin vẫy tay chào Tôn thần y, hóa ra ông ở đây à? Một lúc sau trên bàn đầy dẫy những bát thuốc nóng hổi, lão tôn tư mặc giang rộng hai tay chỉ thẳng về những bát thuốc trên bàn nhỏ nhẹ nói, các vị, đây là canh thuốc mà ta nấu. Mỗi người uống thử một bát đi, đám người dân nghe xong thì lao tới tranh giành như ma đói. Trường Thanh đứng giữa đám đông mà y như tàng hình, ta muốn một bát, ta tới trước, ta lấy trước. Hết hàng loạt người này thì tới hàng loạt người khác cùng nhau lên để uống thuốc. Các người dân không nghĩ nhiều mà bưng bát thuốc lên uống ngon lành, nhưng sau đó đột nhiên mắt của các người dân trộm trắng lên. Các người dân ngã ra đất ngay trợn trắng mắt mồm hộc máu Trường Thanh nhìn thấy thì giật mình hoảng sợ nhìn xung quanh sau đó hét lớn đờ mờ, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Lão Tôn Tư Mạc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì bất lực thầm nghĩ, không ổn, ôn dịch này quả nhiên không đơn giản, canh thuốc bình thường không thể chữa trị được còn khiến bệnh tình nặng hơn. Trường Thanh tức giận chạy tới chất vấn lão Tôn Tư Mạc, "Tôn thần y, bách tính đó có thủ với ông sao? Tại sao hạ độc hại chết họ?" Thẩm đạo trưởng hiểu lầm rồi đêm qua thành trường an lây lan ôn dịch họ nhiễm ôn dịch nên mới ngã xuống trường thanh nghe xong thì giật mình hoảng hốt chừng mắt há hốc mùm kinh ngạc ôn ôn dịch sao đang nói chuyện thì có một y sư bước vào tôn thần y chuyện lớn rồi chuyện gì mà lại hoảng sợ như vậy chuyện là sáng sớm nay tập thể đại thần đều đổ bệnh hoàng đế bảo ta triệu ngài về cung khẩn cấp trường thanh và lão tôn tư mặc nghe xong thì mở to mắt bất ngờ cái gì chứ hay lắm ngay cả đại thần trong cung cũng bị nhiễm rồi ôn dịch này đúng là đáng sợ mà trường thanh câu mày vuốt cằm suy ngẫm mình đang chuẩn bị mở rộng kinh doanh dược liệu bây giờ dịch bệnh lây lan bán thuốc chẳng phải là cơ hội tốt sao chỉ là hình như không có phương thuốc chữa ôn dịch không cẩn thận thì mình cũng sẽ bị nhiễm chuyện này không dễ làm vẫn nên tùy cơ mà làm không nghĩ nhiều lão tôn tư mạc lập tức kéo tay trường thanh đi thẩm đạo trưởng trong cung gặp nguy chúng ta cùng đến đi dứt lời lão tôn tư mạc liền kéo trường thanh chạy như bay về hoàng cung với tốc độ bàn thờ cùng đến cái gì chứ ta còn chưa đồng ý cơ mà vừa về tới hoàng cung thì đã gặp phải dọc đường đầy rẫy những thi thể người chết bốc mùi lão tôn tư mặc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền nói toi rồi ôn dịch phát tán rộng hơn tưởng tượng trong cung đã loạn thành một đoàn rồi trường thanh trường tây bịch chặt mũi mặt mày tím tái đáng ghét mình chỉ muốn buôn bán không muốn mất mạng đâu không được không được phải tìm nơi tắm rửa khử khuẩn nhờ bị nhiễm là toi thật vừa nói xong liếc mắt nhìn sang thì thấy ngay và luôn cái lều đôi bên cạnh đó hình như là phòng tắm chứ nhỉ Thế là Trường Thanh quay sang vẫy tay chào lão Tôn Tư Mạc, Tôn Thần Y, ta đi làm chút việc, ông tự qua trước đi. Lão Tôn Tư Mạc nhìn theo thì thấy Trường Thanh chạy sòng sọc vào căn phòng đó liền nghĩ bụng, đó không phải là ngự thiện phòng sao, thẩm đạo trưởng muốn làm gì vậy. Đúng rồi, trong ngự thiện phòng có thiết bị sắc thuốc, chẳng lẽ thẩm đạo trưởng muốn sắc thuốc chữa ôn dịch ư, tốt quá rồi. Có thẩm đạo trưởng đích thân ra tay, ôn dịch này có thể giải trừ rồi, một bàn chân của ai đó vứt. Không ai khác đó là Trường Thanh, anh ta nhìn chằm chằm số thức ăn trên bàn trước mặt thì ngỡ ngàng hóa ra là phòng bếp à đi nhầm chỗ rồi đang định rời đi thì trường thanh vô tình nhìn thấy chậu nước nóng bên cạnh nên khựng lại trường thanh tiến lại nhìn chăm chú vào chậu nước nở một nụ cười tươi tắn quên đi dù sao cũng không có ai dùng tạm vậy cùng lúc đó tại đại điện hoàng đế đi tới đi lui trong trạng thái lo lắng bên cạnh đó còn có hai vị quan không ngừng ho ra máu tôn tư mặc sao vẫn chưa tới chứ vừa nói dứt câu thì tiếng gọi vang lên hoàng đế thần tới rồi Hoàng đế nghe xong thì quay mặt sang nở ra một nụ cười hài lòng, nhưng sau đó hoàng đế lại câu có mặt mày chất vấn lão Tôn Tư Mạc. Tôn Tư Mạc, ngươi cuối cùng cũng tới rồi, ngươi biết chuyện ôn dịch chưa? Khởi bẩm hoàng đế, thần đã biết, ôn dịch lần này không hề đơn giản. Vì vậy thần nghi ngờ có liên quan đến quỷ vật, vậy ngươi có cách chữa không? Thứ cho thần nói thẳng, không có. Hoàng đế nghe xong thì mặt mày nhăn nhó, toi rồi, toi rồi, ôn dịch đã khiến trong cung đại loạn. Cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ lây lan cả ra cả nước, hoàng đế không cần hoảng sợ, mặc dù ta không có cách nhưng thẩm đạo trưởng có cách. Hoàng đế nghe xong thì mở bừng mắt thốt lên, thẩm đạo trưởng sao, tôn tư mặc nghe xong thì chắp tay hành lễ, thẩm đạo trưởng đã vào cung. Ngài ấy đang sắc thuốc chữa ôn dịch, ngài chỉ cần phái người đến ngự thiện phòng lấy là được, hoàng đế nghe vậy thì lập tức gọi một tiểu nô tỳ tới. Mau đến ngự thiện phòng lấy thuốc của thẩm đạo trưởng, vâng thưa hoàng đế, cùng lúc đó ở ngự thiện phòng, trường thanh đang ngồi ngâm mình trong dòng nước nóng thoải mái. Ôi trao sướng thật đấy, Tắm sạch thứ bẩn rồi nhỉ, đột nhiên tiểu Nô Tỳ từ ngoài cửa ló mặt vào mỉm cười nói: "Thẩm đạo trưởng, ta tới lấy canh thuốc." Trường Thanh nhìn thấy em gái thì vội vàng dùng tay che thân hai má đỏ ửng ửng. Em gái Nô Tỳ cũng sợ hãi mày dùng hai tay che đi cặp mắt của mình: "Ngươi là ai, vào mà không gõ cửa trước ư? Xin lỗi Thẩm đạo trưởng. Ta ta, ta chỉ là tới lấy canh thuốc." Trường Thanh nghe xong thì trừng mắt ngơ ngác: "Canh thuốc sao? Canh thuốc ở đâu?" Em gái Nô Tỳ nghe vậy thì nhìn trước ngó sau ngây thơ lẩm bẩm: "Đúng nhỉ?" thuốc ở đâu nhìn một hồi thì em gái nô tì nhìn thẳng vào cái chậu nước của trường thanh đang tắm trường thanh thấy em gái nhìn chằm chằm mình thì mặt mày tím tái trong đầu hiện lên dấu chấm hỏi nặng tiểu nô tì ngây thơ thầm nghĩ chất lỏng duy nhất ở đây là nước tắm chẳng lẽ thẩm đạo trưởng dùng cơ thể làm dược liệu để sắc một loại thuốc đặc biệt ngẫm nghĩ xong tiểu nô tì lập tức lấy một cái bát múc một ít nước tắm trong chậu của trường thanh thẩm đạo trưởng quả nhiên thần y như trong lời đồn ngay cả sắc thuốc cũng không bình thường ngươi làm cái gì vậy hả nam nữ thụ thụ bất thân à. Nửa tiếng sau, hoàng đế canh thuốc tới rồi, hoàng đế nghe xong thì do hai tay ra đón lấy miệng nở một nụ cười hài lòng tốt quá rồi mau đưa canh thuốc lên. Tôn tư mạc liền cầm lấy chén thuốc từ tay của tiểu nô tỳ đưa canh thuốc cho ta, để ta đi cho các đại thần uống. Trường thanh đứng bên cạnh nhìn thấy thì mặt mày đen như đít nổi nghĩ bụng. Canh thuốc gì chứ, đó chỉ là nước tắm, nói không ai tin thì đúng là cạn lời, nhớ uống chết thì đừng trách ta. Một vị đại thần cầm lấy bát nước tấm của trường thanh đổ ực vào mồm sau đó cảm giác liền như kiểu lạc vào chốn thần tiên mặt mày đỏ bừng bừng ôm mặt nhảy múa tung tăng a a a cảm giác sảng khoái này thích thật đấy a à, hi hi ngại quá đi cảm ơn các bạn đã theo dõi video chuyện hiện tại đã được tim mình làm đến chấp mới nhất tim sẽ làm tiếp khi có chấp mới của chuyện chân thành cảm ơn các bạn